chương 1091 đây là cần thiết phải làm. Trương huyền hướng ghế dựa thượng một dựa, bày ra một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng hướng từ huyền làm một cái thỉnh thủ thế. Từ huyền đôi tay ôm lấy trên bàn ly cà phê, trong mắt không cấm lộ ra ngọt ngào chi sắc, ta cùng hắn là đại nhị thời điểm nhận thức, hắn là học công thương quản lý, có một lần công khai khóa hắn ngồi ở ta bên cạnh, có người tới trêu cờ ta, hắn thay ta giải vây, sau lại đôi ta lại ở thư viện đụng tới, nói thật tỷ phu, ta thích thư tịch, Đều rất tiểu chúng hóa, nhưng ta không nghĩ tới, hắn cũng cùng ta thích giống nhau thư, bao gồm hai chúng ta yêu thích, chúng ta hứng thú, đều hoàn toàn tương đồng, hắn không giống Trương Thành làm như vậy chuyện gì đều giống chống khua chiêng. Hắn thực ăn tính, người biết không, thật giống như cái loại này ẩm ý nơi giữa, một mảnh hiếm thấy, yên lặng mặt hồ giống nhau, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm, đều sẽ làm ta cảm thấy vui vẻ, làm ta cảm giác thực thả lòng. Trương Huyền nhìn nữ hài trong mắt kia mặt ngọt ngào thần sắc, không cấm lắc lắc đầu, hắn là cố ý tiếp cận ngươi, đương nhiên sẽ làm rõ ràng ngươi thích cái gì thư, ngươi yêu thích là cái gì. Tỷ phu, từ nhỏ tỷ của ta cùng ta mẹ đều nhìn ta, thượng sơ chung khi, trong ban liền có đồng học nói đối tượng, nhưng ta vẫn luôn cũng chưa tiếp xúc quá những việc này, ta cũng không có đối cái nào nam sinh nhắc tới quá hứng thú, thẳng đến ta gặp hắn, ta thích cùng hắn đãi ở bên nhau cảm giác, bất qua lúc ấy còn ở đi học. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem chính mình chương trình học bài thực mãn, ta chỉ là ngẫu nhiên ở thư viện mới có thể nhìn thấy hắn. hành đi, trương huyền thở dài, hắn xem như minh bạch này lương khải chơi, đó chính là đối phó tiểu nữ sinh lạt mềm buộc chặt siếc a, à, cho nên người muốn đi nhà trẻ là bởi vì người cái kia bạn trai ở kia đi. nghe bí thư lý nói, người chuyên môn an bài một người đi nhà trẻ phụ trách quản lý tầng vẫn là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, chính là hắn. từ huyền nhấp nhấp môi, thấp hèn đầu, gật gật đầu ngay sau đó lại lập tức đem đầu nâng lên tỷ phu việc này ngươi nhưng ngàn vạn không thể cho ta mẹ cùng tỷ của ta các nàng nói a à, nếu các nàng biết nhất định sẽ nói ta nói ngươi trương huyền lộ ra khó hiểu thần sắc vì cái gì muốn nói ngươi nếu ngươi tìm người đủ ưu tú nói các nàng hẳn là thế ngươi cao hứng mới đúng ta tự huyền há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích vấn đề này ta đoán Trương Huyền đem ngón tay đặt ở trên mặt bàn không ngừng gõ, ngươi là cảm thấy hắn còn chưa đủ ưu tú, hoặc là nói, hắn còn không có năng lực tới xử lý lâm thị sự tình. Không đúng không đúng, Từ Huyền một cái kính xua tay, tỷ phu, ta không có làm hắn tiến vào lâm thị ý tưởng, hắn cùng ngươi so, là không đủ ưu tú lạc, nhưng ta cũng không nghĩ yêu cầu hắn thế nào, ta cảm thấy chỉ cần ta cùng hắn có thể hợp nhau, này liền đủ rồi. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, Người cô nàng này ý tưởng nhưng thật ra đơn thuần, nhưng ngươi liền không nghĩ tới, hắn vạn nhất là chủ động tiếp cận ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi lâm thị tiểu công chúa thân phận, chẳng sợ chỉ là phía trước lâm thị, kia cũng là bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng chui vào tới. Sẽ không lạp, tự huyền trả lời, ta ở trong trường học trước nay chưa nói quá việc này, chính là trương khiết cùng tôn lam các nàng, cũng là lần trước mới biết được ta cùng lâm thị quan hệ, hơn nữa khi ta làm lương khải đi nhà trẻ đi làm thời điểm, hắn đều sợ hãi, hoàn toàn không muốn đi là ta khai đạo hắn đã lâu hắn mới nguyện đi hành đi trương huyền nhún vai người này tuổi cũng không nhỏ có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt bất quá tỷ phu nhắc nhở ngươi một câu ngươi rốt cuộc là lâm gia tiểu công chúa lâm gia lớn như vậy cơ nghiệp không có khả năng toàn từ tỷ tỷ ngươi một người đi xử lý tỷ tỷ ngươi cũng xử lý bất quá tới ngươi sớm muộn gì muốn tiếp xúc đến phương diện này này nhà trẻ nói lớn không lớn nhưng tiếp xúc đến đồ vật cũng không ít một ít kế tiếp thiết bị ngươi tỷ lúc trước còn không có định ra tới, bao gồm mặt sau bọn nhỏ muốn thống nhất phát quần áo A này đó. Đều đến đi tìm xưởng quần áo tới đặt làm, chuyện này, liền giao cho ngươi cùng người kia người trong lòng đi xử lý đi. Từ huyền vừa nghe cái này, trong mắt hiện lên một trận hoảng loạn, tỷ phu ta. Ta này không được. Trương huyền mày nhân lại, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Từ huyền, chuyện này, không phải ngươi được chưa vấn đề, mà là cần thiết muốn đi làm. Ngươi là lâm ra người, tuy rằng ta thực không tình nguyện nói này đó nhưng đây là ngươi mệnh, ngươi khẳng định muốn tiếp xúc lâm gia sinh ý, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, việc này ta sẽ không nói cho còn lại người, giao cho ngươi đi xử lý. nếu làm tốt lắm, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật đem ngươi người trong lòng lãnh tiến lâm gia. đến lúc đó, người tỷ các nàng nếu không đồng ý, ta cho ngươi chống lưng, nhưng nếu làm không tốt, người cái kia người trong lòng nên nhiều học hỏi kinh nghiệm, các người cũng liền đem tình yêu nam nữ trước hướng bên cạnh phóng phóng đi. Rốt cuộc mặc kệ là ngươi vẫn là hắn đều có một cái muốn học tập quá trình. Tỷ phu ta trước nay không tiếp xúc, người tỷ mới vừa tiếp nhận lâm thị thời điểm giống nhau cái gì cũng chưa tiếp xúc quá, lại ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị người dự vì ngân châu thương nghiệp nữ vương này cùng trước kia tiếp xúc không tiếp xúc quá không có quan hệ thế giới này cũng có rất nhiều người là chỉ gây dựng sự nghiệp một lần liền thành công, người có lâm thị bối cảnh có càng tốt nhảy lấy đà bản người hẳn là có cái này tự tin cũng muốn có cái này can đảm, đến nỗi người cái kia người trong lòng, tỷ phu nói câu khó nghe nói. Trương Huyền nói đến lúc này đứng dậy, nếu hắn liền điểm này tự tin cùng can đảm đều không có nói, vậy ngươi liền chuẩn bị đem cái này tình yêu tàng cả đời đi, bởi vì người như vậy, không tư cách vào lâm gia môn, đã hiểu sao, lần này sự, ta sẽ làm bí thư lý cấp nhà trẻ công chướng thượng bát một ngàn vạn. Trương Huyền nói xong, sửa sang lại một chút áo trên, theo sau đi ra quán cà phê. Tự huyền một mình ngồi ở giữa cửa sổ trước bàn, nhìn nhìn trước mặt còn ôn cà phê, lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ nhà trẻ phương hướng, trong mắt xuất hiện kiên định thần sắc. Nhà trẻ nhập học chỗ nội, Lương Khải ba gã bạn cùng phòng ngồi ở một bên tiếp khách trên sofa, nhìn Lương Khải trên bàn đồ vật, kia cái gì xa hoa thuốc lá, xa hoa rượu ngon, chỉ là như vậy trong chốc lát, liền bãi mãn mau một cái bàn. Lương Khải, chỉ là mấy thứ này, phải giá trị tiểu một vạn đi cao gầy thanh niên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lương khải bàn làm việc bọn họ ở nhà xưởng thực tập bị liên lụy bị khinh bị còn chưa tính ba người một tháng thêm lên kiếm tiền còn không có lương khải này trong chốc lát thu lễ nhiều đâu đều là chút không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý lương khải không thèm để ý phất phất tay hắn ngày đầu tiên tới này thời điểm cũng cùng ba cái bạn cùng phòng giống nhau nhìn này đó hảo yên rượu ngon đôi mắt đều thẳng bất quá nhiều như vậy thiên qua đi hắn đối mấy thứ này đều đã có chút miễn dịch này đó các người cầm đi phân đi, nhà ta đều đã mau không bỏ xuống được. Ta dựa, lão lương, người quá đủ ý tứ, ục ịch thanh niên hô to một tiếng, trực tiếp phò tới trước bàn, đem hai điều hảo yên ôm vào trong lòng ngực. Còn lại hai người cũng đều giống nhau, bọn họ lấy không được quá nhiều, đơn giản liền quét mã tới xem nào bình rượu là càng quý. chương 1092-1000 vạn A à. Đang lúc ba người hưng phấn vây quanh trên bàn những cái đó hảo yên rượu ngon là lúc văn phòng môn đột nhiên bị người đẩy ra. Này còn không có gõ cửa liền tướng môn đẩy ra một màn, làm lương khải mày nhân lại, vừa mới chuẩn bị phát giận liền thấy một đạo sinh đẹp thân ảnh đi đến. Lương khải sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên bản dựa vào làm công ghế tư thế, nháy mắt liền biến thành lâm nguy đang ngồi. Ba gã lương khải bạn cùng phòng nhìn thấy người tới, lập tức ra tiếng. Oa, là tàu tử tới a, à. Tàu tử hảo. Tàu tử hảo mới vừa vào cửa từ uyển bị này ba tiếng tẩu tử hô cái đỏ thẫm mặt nhìn mắt ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc mặt sau lương khải liếc mắt một cái mặt đẹp đỏ lên thấp hèn đầu ai nha cái kia các ngươi đến đây lúc nào a à? chúng ta vừa đến vừa đến lương khải ba gã bạn cùng phòng trả lời theo sau lẫn nhau liếc nhau đều trước đem chuẩn bị nhắc tới đồ vật một lần nữa phóng hảo đến trên bàn từ uyển nhìn mắt lương khải đem mới từ tiệm cà phê mua bánh kem phóng tới trên bàn hướng lương khải nói đây là cho ngươi mua bữa sáng mau ăn đi lương khải ba gã bạn cùng phòng phát ra một trận quỷ kêu ta thiên a à, bữa sáng quá ngọt đi tranh lệch đây là tranh lệch a à. ta khi nào mới có thể hốn cùng ta khải ca giống nhau a à? ba người ngọt ngào thanh lại lần nữa cấp tử uyển náo loạn cái đỏ thấm mặt lương khải đem tử uyển truyền đạt bữa sáng hướng bên cạnh một phóng thở dài tử uyển ta cảm thấy ta năng lực hữu hạn ngươi làm ta từ một cái cơ sở làm khởi cũng đúng a à, này trực tiếp làm ta ngồi vào giám đốc vị trí thượng, ta thật sự không biết nên như thế nào ứng phó. Lương Khải vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nghe được Lương Khải nói chính mình không năng lực, tự huyền lại nghĩ tới vừa mới trương huyền đối hắn nói kia phiên lời nói, mở miệng nói, Lương Khải, ngươi tuyệt đối không có vấn đề, ngươi hiện tại khả năng sẽ cảm thấy có chút luống cuống tay chân, này bất quá là không có một cái ngôi cao làm ngươi chứng minh chính mình, phát huy chính mình mà thôi, Vừa vặn lần này tiểu béo bọn họ cũng ở, ta có chuyện cho các ngươi nói hả? Tiểu béo mấy người vừa nghe, thân thể một cái giật mình, này Từ Uyển đột nhiên muốn nói sự, có phải hay không nói cũng làm chính mình đám người tiến vào Lâm thị. Thật muốn như vậy, kia đã có thể quá sung sướng. Từ Uyển từ chính mình trong bao lấy ra một chương bảng biểu, đây là nàng vừa mới mới làm tốt, đối với Trương Huyền cho nàng nói sự, nàng phi thường coi trọng, đem bảng biểu mở ra sau, Từ Uyển ra tiếng hiện tại nhà trẻ có một ít thiết bị yêu cầu mua sắm, cũng có muốn định chế thống nhất trang phục, ta tỷ phu đem chuyện này giao cho ta, cho nên yêu cầu chúng ta cùng đi hoàn thành. Ổc ịch thanh niên thân thể chấn động, từ huyền, ý của ngươi là nói, làm chúng ta lấy lâm thị tập đoàn thân phận, đi theo người khác nói sinh ý. Còn lại mấy người, trên mặt cũng tất cả đều là ý động. Đối với tuyệt đại đa số sinh viên mà nói, nói sinh ý ở bọn họ ấn tượng giữa, liền cùng phim truyền hình diễn giống nhau, Tây Trang dài ra, ngồi ở cao cấp văn phòng giữa, uống cà phê, cùng người khác đấu trí đấu dũng, tuyệt đối là đứng đầu thương vụ nhân sĩ si A. Nếu thật có thể đi nói sinh ý, đến lúc đó chụp ảnh phát mấy chương bằng hữu vòng, ta thiên, kia đến bao nhiêu người cho chính mình điểm tán, nữ thần sẽ thấy thế nào chính mình. Từ huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy, là ý tứ này. Oa, wow, này cũng quá cao cấp đi, cao gầy thanh niên kinh hỉ một tiếng. Từ huyền, không phải chúng ta đối chính mình không tin tưởng, mà là chúng ta thật sự là quá tuổi trẻ. Lương Khải ra tiếng, chúng ta nói trắng ra, cũng mới vừa tốt nghiệp đại học. Đối với người nói thiết bị mua sắm, còn có định chế trang phục sự, thật là rốt đặc cán mai. Nếu làm chúng ta đi làm việc này, vạn nhất đem việc này làm hỏng rồi làm sao bây giờ? Cho các người ra bồi tiền, kia nhưng không hảo a. À. Lương Khải nói như vậy là thật sự lo lắng. Hiện tại hắn ngồi ở vị trí này thường hưởng thụ phía trước trước nay cũng chưa có được quá đãi ngộ, thật sự sợ hãi đột nhiên, hết thảy đều mất đi. Từ uyển nghe được Lương Khải nói như vậy, an ủi nói, ta tỷ phu cũng biết ta vừa mới tốt nghiệp, cho nên lần này, hắn cũng chỉ là nghĩ rèn luyện ta mà thôi, ta vừa mới từ trương khiết kia đại khái hiểu biết một chút những cái đó thiết bị giá cả, bao gồm định chế trang phục phí dụng, trong lòng đều đại khái có số, ta tỷ phu làm công ty phê một ngàn vạn xuống dưới, lập tức nên có thể tới công hộ thượng này đó tiền hoàn toàn có thể đem vài thứ kia mua sắm hoàn toàn một một ngàn vạn cao gầy thanh niên nghe được lời này đôi mắt đều thẳng bao gồm ngồi ở làm công ghế lương khải cũng là mở to hai mắt nhìn đừng nhìn hắn mỗi ngày tại đây thu nhiều như vậy đồ vật nhưng rốt cuộc nói mấy thứ này chỉ là có một cái giá không thể đương tiền tiêu chẳng sợ tìm si con hen thương thu về cũng đổi không được mấy cái tiền nhưng một ngàn vạn đó là thật đánh thật vàng thật bạc trắng a à hắn lương khải đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền ân là một ngàn vạn từ huyền gật gật đầu nàng đối cái này con số đến không có đặc biệt đại cảm xúc tiểu béo các ngươi ba cái đều là lương khải bạn cùng phòng ở bên nhau biện pháp cũng nhiều lần này liền giúp giúp lương khải nếu lần này sự tình làm tốt ta có thể cho ta tỷ phu đem các ngươi cũng an bài đến lâm thị tới đến lúc đó các ngươi liền có thể đi theo trường học thời điểm giống nhau mỗi ngày cùng nhau đi làm lạp Lương Khải cùng với hắn ba gã bạn cùng phòng lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt giữa, thấy được một mà tham lam, một ngàn vạn A. À. Ở bọn họ nghe thấy cái này con số trước tiên, tưởng cũng không phải như thế nào đi nói sinh ý, mà là nghĩ, này đó tiền, hẳn là xài như thế nào. Từ huyền vừa mới chuẩn bị lại nói chút cái gì, liền nghe điện thoại vang lên, tiếp khởi di động ứng vài tiếng sau cắt đứt điện thoại, hướng Lương Khải bọn họ nói, Trương Khiết tìm ta có chút việc nói, ta liền đi trước lạp tiền hẳn là thực mau liền sẽ đánh tới công hộ thượng về bản địa một ít xưởng quần áo liên hệ phương thức, ta từ từ chia các ngươi, tiểu béo, các ngươi mấy cái nhiều giúp lương khải nhìn chằm chằm điểm Nga. Nhất định, nhất định, ục ịch thanh niên liên tục gật đầu. Chờ tự huyển ra cửa sau, văn phòng nội, lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc giữa. Thật lâu sau, tên kia dáng người diện mạo đều là bình thường thanh niên mới dẫn đầu mở miệng, một ngàn vạn, một ngàn vạn A Lương Khải. Thật là đáng sợ, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Ổc ích thanh niên nuốt khẩu nước bọt. này đến xài như thế nào a? À? cao gầy thanh niên cũng ra tiếng. lương khải vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. đầu tiên đến trước đem chuyện này giải quyết. nếu tiền ở chúng ta trong tay mua bao nhiêu tiền đồ vật còn không phải là chúng ta nói tính sao? tiểu béo ta phía trước nghe người nói người có cái bằng hữu trong nhà là khai xưởng quần áo. ai nhà hắn kia nơi nào là cái gì xưởng quần áo a? À? chính là một cái gia công xưởng, tài liệu gì đều là thực giác rưởi. Vậy hắn, Lương Khải chụp bàn gõ định, người cùng hắn liên hệ một chút, liền nói ta buổi tối thỉnh hắn ăn cơm. Nhưng Lương Khải, tiểu béo nhíu nhíu mày, nhà bọn họ có thể hành sao? Như thế nào không thể hành, chỉ cần quần áo có thể làm ra tới, quản hắn là địa phương nào, chúng ta hiện tại chỉ cần tiện nghi, càng tiện nghi càng tốt. Trường 1093 ra tay. Khi màn đêm buông xuống, Thuộc về ngân châu thị sa hoa nhất một gian hội sở chung lớn nhất ghế lô bị người hoàn toàn đặt bao hết. Lương Khải, Lợi Hải a, mọi người đều là vừa rồi tốt nghiệp, duy độc người hỗn tốt như vậy. Khải ca, về sau nhiều hơn chiếu cố tiểu muội nga. Một người dáng người nhỏ xinh mỹ nữ dán ở Lương Khải bên cạnh, không ngừng cấp Lương Khải rót rượu. Béo ca, trước kia nhiều có đắc tội, ngàn vạn đừng để ý a. Một người cao lớn thô cách thanh niên hướng tiểu béo kính rượu. Lương Khải bốn người ngồi ở ghế lô chính giữa nhất vị trí thượng, hưởng thụ đủ loại tiếng ca ngợi, cao gầy nam nhân càng là ôm một người nữ đồng học, phía trước hắn truy đối phương đuổi theo một năm, đối phương lại không thèm để ý tới hắn một chút, vừa rồi nhìn đến hắn mở ra chạy băng băng, kia một chút liền thay đổi qua đi một chỉnh năm thái độ, chủ động cùng hắn bắt chuyện lên, hơn nữa thuận thế uống nhiều nằm vào hắn trong lòng ngực. Kia chiếc chạy băng băng, đương nhiên là Lương Khải đám người thuê tới. Tuy nói hiện tại một ngàn vạn đã đánh tới nhà trẻ tài khoản thược, Lương Khải đám người có thể tùy tiện vận dụng, nhưng bọn hắn rốt cuộc không dám như vậy giống chống khua chiêng, thậm chí liền đêm nay hoa tiền, cũng là Lương Khải đem mấy ngày nay thu tới hảo yên rượu ngon bán đi mới thấu ra tới. Đương nhiên, hắn hoa chính là một chút đều không đau lòng, chỉ cần sự thành, một hai vạn với hắn mà nói, bất quá là cái số lượng nhỏ mà thôi. Khải ca, ta nghe Tiểu Béo nói, người này có bút đại sinh ý à một người làn da ngăm đen thanh niên tiến đến Lương Khải bên cạnh, đúng là tiểu béo cái kia khai xưởng quần áo bằng hữu Đúng vậy, ngươi lại đây ta cùng ngươi hảo hảo tâm sự, tuyệt đối đại sinh ý, nếu làm thành, ngươi kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền, ha ha. Này ghế lô bên ngoài một cái ghế giải thượng. Trương huyền nhàn nhã dựa vào ghế trên, cầm một lọ bản thổ tây hạ x5, thường thường uống thượng một ngụm. Một người nhìn như dầu mỡ mập mạp cung cung kính kính đứng ở trương huyền phía sau, Hắn là này quang minh đảo Ngân Châu Phòng làm việc chắp đầu người. Đứng ở kia làm gì, tới ngồi xuống, uống hai ly. Trương Huyền hướng mập mạp phất phất tay. Mập mạp lắc lắc đầu, thật cẩn thận nói, này không hợp quy củ. Người hẳn là biết ta đã không phải quang minh đảo chủ đi, không có gì không hợp quy củ, tới ngồi. Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng. Mập mạp không dám mỗ nghịch, ngồi vào Trương Huyền bên cạnh. Trương Huyền đem một lọ mới vừa mở ra rượu đưa cho mập mạp. Theo sau ra tiếng, lần này mục tiêu tư liệu đều điều tra ra đi. Ân, mập mạp gật gật đầu, cái này lương khải, của cải không có gì vấn đề, chính là bản nhân có chút bất lương ham mê, có thể lợi dụng hạ, háo sắc, say rượu. Ân, còn có đánh cuộc tiền khoa, trước kia bởi vì việc này mượn quá không ít phóng thải, cuối cùng này cha mẹ thấu tiền giúp hắn trả hết, hắn liền không lại đánh cuộc, bất qua tiểu tử này là cái bạch nhãn lang, cha mẹ thiếu chứng sau, hắn cơ hồ liền không hồi quá ra cũng không như thế nào cùng trong nhà liên hệ quá, duy độc muốn sinh hoạt phí thời điểm. Có thể cùng trong nhà chủ động liên hệ. Thật là đang ở phúc trung không biết phúc A. Trương Huyền cảm khái một tiếng, thế giới này có bao nhiêu người, không hiểu quý trọng báo đáp cha mẹ, không nghĩ tới bọn họ sở có được, đã là rất nhiều người hâm mộ không tới, như vậy đi, cho hắn mua chút bảo hiểm, được lợi người viết thành hắn cha mẹ tên, đến nỗi người này, ta cho người ba ngày thời gian thu phục hắn. Mập mạp cung kính gật đầu, đại nhân yên tâm. Trương Huyền không có nói nữa, dựa vào ghế dựa thượng, nghe xong hai đầu chú chàng ca sĩ mang đến diễn xuất, yên lặng uống xong trong bình còn thừa rượu sau, đi ra hội sở. Mập mạp phất phất tay, một bên, lập tức đi tới hai gã ăn mặc gợi cảm, dáng người quyến rũ, diện mạo diễm mỹ tuổi trẻ nữ nhân, chiều kia lớn nhất ghế lô cửa đi đến. Ghế lô môn mở ra, đã uống đến vài phần say lương khải lão đảo lắc lư mới vừa đi ra cửa, một người gợi cảm xinh đẹp nữ nhân liền không cẩn thận quăng ngã ở hắn trong lòng ngực a à, thực xin lỗi thực xin lỗi soái ca người không sao chứ nữ nhân mang theo một trận làn gió thơm lương khải vừa định tức giận lại đột nhiên thấy được nữ nhân diện mạo tức khắc tức giận toàn vô say khướt nói không có việc gì đương nhiên không có việc gì soái ca thật ngượng ngùng quần áo cho ngươi làm dơ ta cho ngươi bồi một kiện đi hôm nay quá muộn không bằng ngươi thêm ta cái uy tín, ngươi đem số đo nói cho ta, ta ngày mai lấy lòng tặng cho ngươi. Thêm uy tín có thể, bồi liền tính, Lương Khải lấy ra di động sau không thèm để ý phất phất tay. Tiểu béo liền đi theo Lương Khải bên cạnh, hướng nữ nhân nói, Mỹ nữ, chúng ta khải ca nhưng không kém chút tiền ấy a. À. Nữ nhân trêu chọc tóc dài, hướng Lương Khải xinh đẹp cười, kia nếu như vậy, ta thỉnh soái ca ngươi uống mấy chén hảo, ta còn có cái bằng hữu ở cách vách ghế lô, là cái mỹ nữ Nga, có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức. Ta cảm thấy ngươi liền rất mỹ." Lương Khải đem ánh mắt dừng lại ở nữ nhân trước người. Nhìn cái gì đâu, chán ghét. Nữ nhân hờn dỗi một tiếng. Lương Khải cười ha ha một tiếng, "Đi, tiểu béo, hai ta bồi này mỹ nữ đi uống hai ly." "Cần thiết." Tiểu béo đầy mặt hưng phấn. Ghế dài thượng, dầu mỡ mập mạp xem cũng chưa xem bên này liếc mắt một cái, đối phó như vậy một cái nhân vật căn bản không cần hắn đi lo lắng. Trương Huyền đi ra hội sở, ngăn cản chiếc xe trở lại tắc tiếp nước hương, hôm nay hắn chuyên môn thỉnh người lại đây quét tước vệ sinh, vào cửa sau, trong nhà đã hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả chăn nệm, cũng tất cả đều đổi thành mới tinh. Nhìn thời gian, đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, Lâm Thanh Hạm còn không có trở về, Trương Huyền đánh Lâm Thanh Hạm điện thoại mới biết được, Lâm Thanh Hạm cùng Milan còn ở trong công ty tăng ca, ấn Lâm Thanh Hạm nói, trong khoảng thời gian này trồng chất rất nhiều văn kiện yêu cầu xử lý đêm nay chỉ sợ là không về được cắt đứt điện thoại sau trương huyền lảo đảo lắc lư đi vào trong viện mộc trong đình sờ sờ đã sớm lão hóa bó củi ngồi đi lên trương huyền ngẩng đầu tối nay khó được có thể thấy vài giờ đầy sao còn nhớ rõ khi còn nhỏ giống như mỗi ngày đều có ngôi sao treo ở không trung thời gian quá thật mau a à. một đêm gió lạnh nguyệt lạc dương thăng sáng sớm ánh nắng tươi sáng Trương Huyền từ mộc trong đình đứng dậy, duỗi người, thở phào một hơi. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, lão mẹ thường xuyên ôm ta liền tại đây mộc trong đình ngủ rồi đâu. Trương Huyền khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười, tại đây mộc đình ngủ một đêm, giống như lại về tới rất nhiều năm trước cái kia mùa hạ. Nếu lão mẹ còn ở, thật là tốt biết bao a. À. Hoạt động hạ tứ chi, Trương Huyền đột nhiên nghe được bên cạnh có một đạo thanh âm vang lên. A, à, lão bà Người không sao chứ, tới, ta có ngươi. Trương Huyền theo thanh âm nhìn lại, thấy một nam nhẹ nữ nhân chân uy, nàng lão công tiến lên đem nàng cóng lên, nữ nhân nguyên bản thống khổ trên mặt, tức khắc hiện lên hạnh phúc thần sắc. Trương Huyền nhìn sửng sốt, hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên ở trong đầu bắt trước một chút, nếu đem chính mình đổi thành cái kia nam, chính mình sẽ như thế nào làm. Trương Huyền được đến kết quả là, nếu chính mình là cái kia nam, chỉ sợ sẽ ngồi xổm xuống, nói như vậy một phen lời nói. Tới, nhẫn một chút, ta cho ngươi bẻ trở về. Này một đáp án, làm Trương Huyền chính mình đều thực vô ngữ, sờ sờ mũi, Trương Huyền lẩm bẩm nói, nhìn dáng vẻ, ta phải học học như thế nào đi đương một cái ấm nam A, bằng không thanh hạm cùng ta ở một khối, khả năng sẽ cảm thấy thực không thú vị đi. Trương 1094 người đây là dầu mỡ. Trương Huyền nghĩ nghĩ, cầm một phen chìa khóa xe, thẳng đến chợ bán thức ăn mà đi. Thực mau, một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới bị Trương Huyền mua trở về, dẫn theo nguyên liệu nấu ăn, Trương Huyền trực tiếp chui vào phòng bếp giữa, nửa giờ sau, hai phân bữa sáng bị Trương Huyền cất vào cà mèn. Dẫn theo cà mèn, Trương Huyền thẳng đến Lâm Thị Tập đoàn mà đi. Đối với Lâm Thị Tập đoàn mà nói, Lâm Thanh hạm thành túc tăng ca đã sớm là chuyện thường, đại gia cũng đều thấy nhiều không trách. Buổi sáng 8 giờ, không ít công nhân đã tới rồi công ty, chuẩn bị đánh tạp. Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng mang theo mỏi mệt thần sắc từ công ty cổng lớn đi ra, tìm kiếm một cái bữa sáng quán, chuẩn bị ăn một chút gì lại tiếp tục công tác. Lâm Thanh Hạm đã thật lâu không có như vậy cao cường độ công tác quá, trong mắt tràn ngập hồng hồng tơ máu. Nhưng thật ra Milan tối hôm qua thanh nhàn không ít, sau nửa đêm ngủ một hồi, hiện tại đánh ngáp. Hai người vừa mới đi ra công ty, liền thấy Trương Huyền dẫn theo một cái cà mèn vọt lại đây. Ha ha, lão bà, còn không có ăn cơm đi, cho ngươi làm bữa sáng. Trương Huyền dơ dơ lên trong tay cà men Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm quan hệ, công ty người đã sớm rõ ràng, nhìn thấy Trương Huyền như vậy sáng sớm liền tới đưa bữa sáng, không ít nữ tính trong mắt đều mang theo nồng đậm hâm mộ. Lâm Tổng thật hạnh phúc a, à, bản nhân như vậy ưu tú, lão công còn như vậy chi kỷ. Chính là, quá hâm mộ. Một người diện mạo rất là soái khí nam đồng sự biếu môi, ta phải có như vậy một cái có thể kiếm tiền lại xinh đẹp lão bà, ta cũng có thể mỗi ngày phủng ở lòng bàn tay. Thôi đi ngươi, nhân ra Trương Tiên sinh tay không bỏ lầu 18 đem Lâm Tổng cứu tới, ngày hôm qua thang máy duy tu làm ngươi khiêng xô nước thượng lầu 7 đều mau đem ngươi mệt chết. Một trận nho nhỏ nghị luận tiếng vang lên, Lâm Thanh Hạm nghe được một chút, khóe miệng không cấm dơ lên một nụ cười, các ngươi này liền cảm thấy ta hạnh phúc. Nếu cho các người biết ta lão công có bao nhiêu ưu tú, kia còn không hâm mộ chết chẳng sợ Lâm Thanh Hạm cũng sẽ có được loại này tiểu nữ nhân tương đối tâm lý. Milan nhìn chằm chằm Trương Huyền trong tay cà men, đôi tay ôm ngực nói, còn tính ngươi có lương tâm a, à, lão bà ngươi tăng ca một đêm, ngươi này làm lão công không tới bồi, làm ta cái này khuê mật tới bồi, này bữa sáng coi như ngươi nhận lỗi đi. Trương Huyền ha ha cười, tiếp đón hai nàng chiều công ty nội đi đến. Có Trương Huyền làm bữa sáng, hai nàng đương nhiên sẽ không lại đi lựa chọn bên đường quán, rốt cuộc mặc kệ từ vệ sinh vẫn là hương vị đi lên giảng, trương huyền làm gì đó kia đều là tuyệt đối chọn không ra một chút tì vết trở lại tầng cao nhất tổng tài văn phòng chung trương huyền đem hai phân ngao tốt cháo từ cà mèn đem ra tất cả đều trang ở tinh xảo hộp cơm chung một hộp đưa cho lâm thanh Hạm, một hộp đưa cho milan milan nhìn nhìn chính mình trong tay cháo lại nhìn nhìn lâm thanh Hạm trong tay họ trương người ý gì đây là gì cháo a trương huyền trợn trắng mắt người còn làm đầu bếp đâu, lửa nhỏ ngao nấu hoa mai cháo, thư gan minh mục, trị liệu đầu váng mắt hoa, các người ngao một đêm không ngủ, uống điểm cái này hảo. Ta đương nhiên biết là hoa mai cháo, ta ý tứ là, vì cái gì ta cái này cùng thanh hạm không giống nhau. Milan mở ra hộp cơm cái, đem chính mình này phân cháo cùng lâm thanh hạm đặt ở cùng nhau. Trương Huyền sờ sờ mũi, ân, thân là một cái đầu bếp, cơ bản bãi bàn là rất cần thiết. Đây là vì cái gì ta này chén cháo là một chén mễ cùng ở bên nhau, mà thanh hạm này chén cháo bị người bày ra một cái tình yêu tiểu hùng trạng nguyên nhân. Milan vẻ mặt tức giận. Lâm thanh hạm không có nhịn xuống, che miệng cười khúc khích. Bãi ở các nàng trước mặt hai chén cháo, lâm thanh hạm này một chén, ở mặt ngoài, bị trương huyền dùng các loại nguyên liệu nấu ăn bày ra một cái đào tâm, còn có một trương tiểu hùng mặt, đến nỗi Milan kia một chén. Cái gì đều không có, từ trong nồi thịnh ra tới là gì dạng chính là gì dạng trương huyền hậm hực cười được rồi ngươi có ăn liền không tồi đây là ta cho ta lão bà làm người này chén tương đương là đưa tặng milan quai hàm một cổ cầm lấy cái muỗng đào khởi một mồm to cháo bỏ vào trong miệng dùng sức nhấm nuốt phảng phất trong miệng mặt không phải mỹ vị cháo mà là trương huyền huyết nhục giống nhau lâm thanh hạm cũng cầm lấy cái muỗng nhìn kia mặt ngoài tinh xảo đồ án nàng có loại không thể nào xuống tay cảm giác lão bà người như thế nào không ăn a à? Trương Huyền ngồi ở bên cạnh, dùng tay chi đầu, nhìn chầm chầm Lâm Thanh Hạm xem cái không ngừng. Lâm Thanh Hạm mày liễu hơi nhíu, lão công, người này bãi quá xinh đẹp, ta không đành lòng ăn a. À. Thích sao? Trương Huyền hỏi. Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, thích ta về sau mỗi ngày cho ngươi làm. Ta nói họ Trương, người đủ rồi a. À. Một bên Milan phát ra bất mãn thanh âm, lần trước gặp ngươi hai còn không có như vậy nị oai, muốn hay không như vậy ghê tởm a ngươi liền cùng trung niên dầu mỡ đại thúc phao đến thanh thuần tiểu cô nương giống nhau ta đều có điểm buồn nôn ách trương huyền thần sắc sừng sốt hỏi hướng lâm thanh hạm dầu mỡ có sao lâm thanh hạm lại lần nữa gật gật đầu là có điểm dầu mỡ trương huyền vẻ mặt nghi hoặc này không nên là ấm nam sao ta nói đại ca ngươi hiểu hay không cái gì kêu ấm nam a milan vẻ mặt vô ngữ nhìn chằm chằm trương huyền nhân gia ấm nam là không có lúc nào là đều sẽ quan tâm chính mình nữ nhân kia hoàn toàn đều là theo bản năng hành vi đâu giống là ngươi như vậy cố tình a à. ngươi này chỉ có thể kêu dầu mỡ hiểu không trương huyền một phách chán không nói thêm lời nào nữa sáng sớm ngân châu thị lớn nhất hội sở lương khải một bộ say khướt bộ dáng từ bên trong đi ra lương tiên sinh đi thong thả hai gã xinh đẹp nhân viên tạp vụ đem lương khải đưa đến hội sở trước cửa Lương tiên sinh, Lương Khải lộ ra một bộ bất mãn bộ dáng, kêu ta Lương Tổng, hiểu hay không? Một đêm phóng túng, làm Lương Khải ở từng tiếng khen tặng giữa, hoàn toàn bành trướng lên, càng là ưng thuận hào ngôn, đêm này đó đồng học tất cả đều an bài đến Lâm Thị đi, này một cái hào ngôn vừa ra, tới cấp hắn kính rượu người càng nhiều, trực tiếp làm Lương Khải lâng lâng. Hai gã dáng người làm tức giận Mỹ nữ chiều Lương Khải đã đi tới. Lương soái ca, ngày hôm qua cùng chúng ta tỉ muội nói uống bất động, kết quả cái này điểm mới ra tới, này không thể được Nga. Này hai gã mỹ nữ, đúng là tối hôm qua đụng vào lương khải nữ nhân kia. Say khướt lương khải vừa thấy này hai gã mỹ nữ, đôi mắt đều thẳng, hắn nhìn chầm chầm hai nàng thân mình nhìn nửa ngày, cười nói, kia hai vị mỹ nữ tưởng làm sao bây giờ. Không bằng đi chúng ta trụ địa phương lại uống trong chốc lát. Còn có rất nhiều hảo ngoạn chờ lương lão bản Nga. Một người mỹ nữ hướng lương Khải tung ra mặt mày. Lương Khải không cần suy nghĩ liền đáp, mỹ nữ mời, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai nàng liếc nhau sau, đồng thời tiến lên, một tả một hữu nâng lương Khải, chiều cách đó không xa đi đến. Này bị hai gã mỹ nữ cùng nhau sam trụ cảm giác, làm lương Khải cảm giác phá lệ sảng khoái, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ có như vậy đãi ngộ. Như vậy sinh hoạt, là lương Khải trước kia tưởng cũng không dám tưởng, nhưng hiện tại liền như vậy chân thật bãi ở chính mình trước mắt. chương 1095 thiết bộ. Ngân Châu, buổi chiều 5 giờ. Trương Huyền vẻ mặt buồn bực từ lâm thị cao ốc trung đi ra, hắn đã kéo Milan cho hắn nói một ngày gì là ấm nam, bất quá bởi vì buổi sáng biểu hiện, Trương Huyền làm cái gì, đều cấp hai nàng một loại dầu mỡ cảm giác. Đối với Trương Huyền tới nói, hắn cũng không có đi học quá như thế nào đối một nữ nhân hảo, hắn chỉ là có thường nhân sở không có bản lĩnh, cho nên sẽ cho người một loại cảm giác an toàn. Chỉ thế mà thôi, hôm nay buổi sáng chứng kiến, kia đối tình lữ ngọt ngào bộ dáng, làm Trương Huyền lặp lại xem kỹ một chút tự thân. Chỉ tiếc, này ngày đầu tiên tự mình ấm nam dưỡng thành kế hoạch, lấy thất bại chấm dứt. Rời đi lâm thị sau, Trương Huyền gọi điện thoại. Hôm nay từ huyền thế nào, kế hoạch tiến hành thuận lợi sao? Chúng ta đã an bài người đi theo tử uyển nữ sĩ đàm phán về xưởng quần áo hợp tác sự, vẫn luôn kéo từ huyền nữ sĩ, đến nỗi cái kia lương khải, cơ hồ không dùng như thế nào thủ đoạn, chính hắn liền thượng câu, người này tâm tính bất chính. Vậy mau chóng đi, đã qua đi một ngày thời gian, người còn có hai ngày. Điện thoại kia đầu vang lên khẳng định thanh âm, đại nhân yên tâm, ngày mai là có thể ra kết quả. Trương Huyền gật gật đầu, cắt đứt điện thoại. Một đống xa hoa biệt thự chung. Lương Khải cảm giác miệng khô lưới khô, choáng váng cảm không ngừng truyền đến, hắn nỗ lực mở to mắt, phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một chương trên giường lớn. Đây là một phòng, phòng rất lớn, trang hoàng cũng phi thường xa hoa, toàn là âu thức gia cụ. Lương Khải xoa xoa đôi mắt, từ trên giường bò lên, trong đầu nghĩ phía trước phát sinh sự, chính mình từ hội sở ra tới sau, cùng kia hai cái nữ chạy đến nàng hai trụ địa phương, sau đó uống lên vài chén rượu, liền ngủ rồi. Lương Khải cũng không xác định chính mình ký ức hay không rõ ràng, này uống rượu thật sự quá nhiều, đi xuống giường, đi vào trong phòng phòng vệ sinh chung, dùng nước trong rửa mặt, lại xúc xúc miệng, mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Nghe nghe trên người, tất cả đều là thuốc lá và rượu lưu lại hương vị. Vặn vẹo cổ, Lương Khải mở ra phòng môn, ở cửa phòng mở ra nháy mắt, Lương Khải liền nghe được một trận duyên dáng gọi to thanh. Khanh khách, chu lão bản, người này bài không tồi a. À. Lương Khải theo thanh âm truyền đến địa phương vừa thấy, ở Lương Khải trước người có một cái vòng bảo hộ, chứng minh Lương Khải đang ở lầu 2, liền thấy có tam nam năm nữ, đang ngồi ở lầu 1 trong đại sảnh, chơi bài poker, ở trên bàn, phóng tràn đầy đều là tiền mặt, trên bàn siêu xe chìa khóa, xem Lương Khải đôi mắt đều thẳng. Mà kia hai gã dáng người làm tức giận mỹ nữ, cũng ở dưới, nhưng này hai người, sắc mặt quẫn bách, giống như thua không ít tiền. Đang lúc lúc này, trong đó một người mỹ nữ chiều lầu 2 xem ra, vừa lúc nhìn đến đứng ở lầu 2 lan can bên chiều này nhìn này mỹ nữ nhìn đến lương khải nháy mắt mặt lộ vẻ kinh nghỉ thần sắc nha là lương lão bản tình các vị đều trước đình đình ta cho các ngươi giới thiệu một cái đại nhân vật mỹ nữ nói liền chiều lầu hai chạy tới theo sau thân mật sam trụ lương khải cánh tay giới thiệu nói vị này chính là lâm thị tập đoàn lương lão bản là lâm thị tập đoàn tổng tài lâm tổng thân thích đâu mỹ nữ lời này vừa ra ngồi ở lầu một lương khải không có gặp qua tam nam tam nữ Tất cả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Ai nha nha, một người trước người phóng Ferrari chìa khóa xe thanh niên vẻ mặt trách cứ, thế nhưng là Lâm thị đại nhân vật, các ngươi như thế nào vẫn luôn cũng chưa cấp giới thiệu đâu? Lương tổng ngươi hảo, ta họ Chu, kêu ta Tiểu Chu là được. Tên này họ Chu thanh niên, biểu hiện phi thường cung kính. Lương Khải nhìn một người mở ra Ferrari con nhà giàu đối chính mình cúi đầu khom lưng, một loại bành trướng cảm đột nhiên sinh ra, đối với họ Chu thanh niên gật gật đầu. Dư lại hai gã thanh niên, cũng đều mang theo chính mình bạn nữ, đứng dậy làm tự giới thiệu. Lương Khải ở tên kia Mỹ nữ làm bạn hạ đi đến lầu một đại sảnh. Lương Tổng, muốn hay không chơi hai thanh, họ chu thanh niên thử tính hỏi. Nga, chơi cái gì, Lương Khải rất có hứng thú hỏi, hắn bản nhân cũng thích đánh bài, điểm này, ở đây mọi người, đều là phi thường rõ ràng. Tạc Kim Hoa, Lương Khải bên cạnh Mỹ nữ mở miệng, Lương Lão Bản, bọn họ quả thực quá âm hiểm, liền khinh ta đôi ta chơi không được, người nhưng đến cho ta hai báo thủ a. nga lương khải nheo lại đôi mắt, ta kim hoa chính là hắn cường hạng, chơi bao lớn. họ chu thanh niên cười nói, lương tổng chúng ta đều tiểu đánh tiểu nháo, lót nền một ngàn, buồn nhị thượng năm, một tay một vạn đỉnh cao, người nhưng ngàn vạn đừng nhìn không thượng a. họ chu thanh niên nói, làm lương khải trong lòng hít hà một hơi, cái này nơi nào là tiểu đánh tiểu nháo, hoàn toàn chính là xa hoa đánh cuộc a. Một phen đánh của cái thượng trăm vạn, kia đều là thực bình thường sự. Cái này con số, nếu ở ngày thường, cấp Lương Khải nghe được, kia khẳng định là quay đầu liền đi, bất quá hiện tại, trải qua tối hôm qua mọi người thổi phồng. Cùng với vừa mới những người này khen tặng, Lương Khải đã lâng lâng, ở trong lòng hắn, thật sự liền đem chính mình coi như lâm thị cao tầng. Lương Tổng, cho người đem bài phát thượng, họ chu thanh niên thử tính hỏi. Khẳng định phát A, à, người cho rằng chúng ta lương lão bản chơi không nổi A. À. Lương Khải bên cạnh Mỹ nữ ra tiếng nói. Họ Chu thanh niên vừa nghe, kinh sợ ta, ta không ý tứ này, Lương tổng ngươi ngàn vạn đừng để ý a, à, ta chỉ là hỏi một chút ngươi ý tứ, sợ ngươi chướng mắt, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thanh niên một bên nhận sai, một bên đem bài cấp lương Khải đã phát. Lương Khải vốn đang muốn tìm cái lấy cớ cự tuyệt đâu, kết quả vừa thấy này tư thế, chính mình cũng vô pháp cự tuyệt, đơn giản cầm lấy bài nhìn thoáng qua, này vừa thấy làm Lương Khải trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình đệ nhất đem liền sờ đến một cái bom, này cơ hồ là chát kim hoa lớn nhất bài. Nhiều năm tạc kim hoa kinh nghiệm làm Lương Khải cũng không có lộ ra cái gì vui mừng, chỉ là từ hắn run nhẹ nhẹ thân thể có thể thấy được, hắn nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu kích động, này chơi chính là một ngàn lót nền A, một phen chơi hảo, kia chính là thượng trăm vạn. Họ chu thanh niên không có xem bài, trực tiếp buồn một ngàn. Lương Khải bất động thanh sắc nói ra cùng hai ngàn những lời này. Cái kia Lương Tổng, chúng ta này cùng bài đến muốn tiền mặt. Lại một người thanh niên, thật cẩn thận cấp Lương Khải nói. Tiền mặt, Lương Khải sửng sốt, hắn thật đúng là không tiền mặt, không riêng gì tiền mặt, tiền trong các cũng dư lại không đến hai ngàn, duy độc có thể sử dụng, chỉ có nhà trẻ công hộ thượng kia một ngàn vạn, nhưng chính mình hiện tại trong tay bắt lấy bom, có thể nói không cùng sao. Lần này làm hắn phá lệ khó xử, Hiện tại cùng người vay tiền, kia càng không thể. Lương Khải không nghĩ tới, lần này Tạc Kim Hoa sở dĩ có như vậy quy tắc, đó là bởi vì hắn sở hữu tin tức, đều hoàn toàn bại lộ ra tới, bao gồm hắn tư nhân tài khoản có bao nhiêu tiền, hai ngàn cái này con số, là vừa hảo muốn cho hắn khó xử con số. Lương Khải nhìn trên bàn kia một bước đạp tiền mặt, trong lòng một hoành, ta công đối quay quanh chướng có thể đi. Họ Chu thanh niên lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng, đương nhiên có thể Lương Tổng, ta đều là minh bạch người, không những có thể công đối quay quanh chướng, người muốn khai cái gì hóa đơn, ta đều có thể cho người khai ra tới. Lương Khải vừa nghe lời này, tức khắc yên lòng, kia trước cho ta đổi 100 vạn tiền mặt hảo. chương 1096 hóa ra tới. Lương Khải người này, có đánh bạc tiền khoa, dĩ vãng thiếu hạ võng thải, bị người đòi nợ, này liền thuyết minh, hắn đối đánh cuộc, cơ hồ là không có sức chống cự. Giờ phút này, tại đây loại đại tiền đặt cược hạ, Lương Khải lại cầm chiêu thức ấy hảo bài, này liền chú định hắn hôm nay không rời đi cái này bãi. Đương Lương Khải đối họ Chu thanh niên tiến hành rồi công đối công chuyển khoản sau, họ Chu thanh niên thực mau liền lấy ra 100 vạn tiền mặt cấp Lương Khải. Đó là mấy chục sắp tiền mặt bãi ở Lương Khải trước mặt, đây là Lương Khải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền mặt, đôi mắt đều có chút đăm đăm, đồng thời trong lòng cũng có tự tin, cầm trong tay này một bộ bài, càng có tin tưởng trận đầu, họ chu thanh niên đám người cũng không làm Lương Khải thất vọng, ở Lương Khải bắt được một bộ hảo bài sau kia gặp biến bất kinh tinh vi kỹ thuật diễn hạ, hắn này một phen nick xác thắng tới rồi tiền, bất quá cũng không nhiều, chỉ có mấy vạn khối. Một phen mấy vạn khối thắng thua, đối với Lương Khải cá nhân tài sản mà nói, đã là thực khủng bố, nhưng Lương Khải cũng không thỏa mãn, huống hồ ở trăm vạn tiền mặt kích thích hạ, mấy vạn khối với hắn mà nói, giống như cũng không có nhiều ít. Lương tổng này vận may thật là lợi hại a. À. Họ Chu thanh niên một bên đem thua trận tiền đưa cho Lương Khải, một bên khen tặng nói. "Lương lão bản, người nhưng đến giúp chúng ta tỉ muội hảo hảo báo thù a, à, vừa mới Chu lão bản bọn họ, thiếu chút nữa thắng được hai chúng ta đều phải cởi quần áo." Tên kia quyến rũ mỹ nữ gián ở Lương Khải trên người. Thắng mấy vạn khối sau, Lương Khải trong lòng càng là tự tin 10 phần, bàn tay vung lên, chia bài. Ở phía trước Lương Khải liền từng có đánh bạc vô tiền trải qua, cũng biết một ít kịch bản, hôm nay tại đây chơi, hắn cũng không phải không lưu một cái tâm nhãn, sợ chính mình bị người kịch bản. Lương Khải biết, giống nhau loại này bài bạc kịch bản, đều là trước làm người thắng điểm, sau đó chậm rãi phát ra đi, cho nên Lương Khải trong lòng đã nói cho chính mình, liền này 100 vạn, thua xong vậy không chơi, dù sao trong tay có 1.000 vạn đế tiền, chỉ cần hóa đơn khai hảo, này 100 vạn hoa đi ra ngoài người khác cũng không biết hắn càng là ở trong lòng an ủi chính mình, lâm thị như vậy đại tập đoàn, ai có thể theo dõi này 100 vạn. Bất quá, ở đây những người này cũng biết Lương Khải từng có thiếu đánh cuộc chướng tiền khoa, cho nên bọn họ cũng không tính toán chậm rãi kịch bản Lương Khải mà là giao sắc chặt đay dối. Đối phó một cái Lương Khải, đối bọn họ mà nói, thật sự là quá nhẹ nhàng bất quá, chỉ cần bắt lấy một cái dân cờ bạc muốn hồi bổn tâm lý, hắn có lại nhiều tiền, đều có thể thắng tới. Buổi chiều 7 giờ, Trương Huyền ở nhà chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, bàn ăn trước không riêng có Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng, bao gồm Từ Huyền, cũng chuyên môn bị Trương Huyền kêu lại đây. Đối với Trương Huyền tay nghề, Từ Huyền cũng là khen không dứt miệng, tam nữ đều ăn miệng bóng nhẫy, một chút hình tượng đều không có. Cơm chiều sau khi kết thúc, Lâm Thanh Hạm cùng Milan đều đánh ngáp, trở lại phòng ngủ, này ngao hai ngày một đêm, nàng hai thực sự cũng là mệt không được. Từ Huyền, tới tâm sự, trương huyền kêu tử uyển đi vào trong viện mộc trong đình. thời gian này điểm thời tiết phi thường mát mẻ, ngồi ở mộc đình giữa hóng gió tuyệt đối là một loại hưởng thụ. trương huyền bưng hai ly tiên ép dưa hấu nước, đem một ly đưa cho tử uyển sau, khen nói, không nghĩ tới người động tác còn rất nhanh sao, đã đem lần này sự nói xuống dưới. tử uyển tiếp được trương huyền truyền đạt dưa hấu nước, nghe được trương huyền trong miệng khen, vẻ mặt nghi hoặc nói xuống dưới cái gì nói xuống dưới. Lần này làm ngươi mua sắm thiết bị cùng trang phục định chế A. Trương huyền trợn trắng mắt, được rồi, người cô gái nhỏ này cũng đừng cùng ta diễn, nhà trẻ công chứng thượng kia số tiền ta đều rõ ràng, đã vẽ ra đi 800 vạn. Tự huyền này đột nhiên cả kinh, 800 vạn. Trương huyền cố lộ nghi hoặc bộ dáng, như thế nào tiểu huyền, ý tứ ngươi không rõ ràng lắm này số tiền đi đâu. Tự huyền nhìn đến trương huyền này nghi hoặc bộ dáng, trong lòng căng thẳng, chính mình cũng không thu đến lương khải tin tức A. À. Tỷ phu, người từ từ A, à, ta trước gọi điện thoại. Từ huyền nói một tiếng, vội vàng đi đến một bên, một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài. Từ huyền cái này điện thoại, tự nhiên là đánh cấp lương khải, điện thoại vừa mới bắt thông, đã bị bên kia tiếp lên. Lương khải, người có phải hay không đã nói thành A? À. Từ huyền sắc mặt có chút nôn nóng hỏi. Đúng vậy, lương khải trực tiếp trả lời. Nghe thấy cái này trả lời, từ huyền tức khắc yên tâm không ít, cùng Lương Khải dặn dò hai câu những việc cần chú ý sau, liền cắt đứt điện thoại, hướng Trương Huyền đáp, tỷ phu, thật là sự tình đã nói thành. Hành, vậy ngày mai đi, làm hợp tác phương đem hàng mẫu cầm đi nhà trẻ, đến lúc đó ta qua đi nhìn xem, thuận tiện cho người đánh cái phân. Trương Huyền dơ dơ lên trong tay dưa hấu nước, làm một cái cụm ly động tác. Từ huyền gật gật đầu, cấp Lương Khải đã phát cái tin tức, nói cho Lương Khải ngày mai làm hợp tác mới đem hàng mẫu bắt được nhà trẻ tin tức. Giờ này khắc này, Lương Khải chính mồ hôi đầy đầu ở một hoàn cảnh cực kém xưởng đảo quanh, hôm nay ở biệt thự, hắn đánh bài suốt thua 1.200 vạn. Kết quả là chỉ cấp ra 800 vạn, dư lại 400 vạn, lấy lâm thị danh nghĩa đánh giấy nợ. Trương Huyền An bài người, tưởng làm một cái Lương Khải, kia vẫn là nhẹ nhàng. Tiểu béo cái kia bằng hữu chính mang theo vài tên công nhân ở xưởng Trung Gia Công. Khải ca, ngươi chỉ có thể lấy ra 50 vạn, ta này thật sự vô pháp cho ngươi dùng quá tốt tài liệu A. Làn da ngâm đen thanh niên vẻ mặt khó xử hướng Lương Khải nói, ngươi cũng biết, ta đây đều là thành công bổn, tài liệu đi lên, ta này không kiếm tiền không nói, còn phải bồi tiền. Không có việc gì, Lương Khải vung tay lên, tài liệu thứ này, bề ngoài lại nhìn không ra tới, ngươi làm là được, lần này sự làm tốt, về sau chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi ngươi chỉ cần hóa đơn có thể cho ta cao khai điểm là được, báo thuế tiền tính ta trên đầu, ngươi chỉ cần bảo đảm, ngày mai có thể đem hàng mẫu đưa đến nhà trẻ liền có thể. Hành, thanh niên gật đầu, có khải ca ngươi những lời này là được, ngươi yên tâm, đêm nay ra công thêm chút, ngày mai tuyệt đối có thể đem nhóm đầu tiên hàng mẫu đưa đến nhà trẻ đi. Lương Khải nghe được lời này, mới tính yên lòng, đến nỗi còn thiếu những cái đó tiền, hắn hiện tại tuy rằng sốt ruột, nhưng còn không có quá mức hoảng loạn, một khi chính mình có thể đem Từ Uyển hoàn toàn bắt lấy, mấy trăm vạn, cái gì đều không tính. Một đêm thời gian, thực mau qua đi. Sáng sớm hôm sau, Từ Uyển tâm hệ lần này hàng mẫu sự, dậy thật sớm, đuổi tới nhà trẻ. Đương Từ Uyển đi vào thời điểm, Lương Khải đã sớm đã ngồi ở trong văn phòng. Ở Lương Khải trong văn phòng, còn thả 10 bộ bọn nhỏ có thể xuyên y phục, bề ngoài tinh mỹ, kiểu dáng cũng phi thường mới mẻ độc đáo. Đồ vật sớm như vậy liền đưa tới. Từ huyền nhìn đến Lương Khải văn phòng nội đồ vật, ngạc nhiên một tiếng. Ân, Lương Khải gật gật đầu, tối hôm qua nhìn chằm chằm công nhìn chằm chằm một đêm, làm cho bọn họ đuổi ra ngoài. Từ huyền nghe Lương Khải nói như vậy, ánh mắt lộ ra một mặt đau lòng thần sắc, vất vả ngươi, đi trước ăn bữa sáng đi. Hành, Lương Khải gật gật đầu, đánh một đêm bài, hắn bụng cũng đã sớm đói bụng. Hai người vừa mới chuẩn bị ra cửa, văn phòng môn đã bị người đẩy ra trước xem xong đồ vật lại ăn cơm đi. Một thân tài cao gầy tịnh ảnh đi đến. chương 1097 ta là. Đương Lương Khải nhìn đến đi vào văn phòng này đạo thân ảnh khi, đôi mắt một chút liền thẳng. Đối với nam nhân tới nói, tuổi đại chút nam nhân, khả năng sẽ có khuynh hướng một ít đáng yêu hình nữ sinh, mà tuổi điểm nhỏ, tắc càng thích gợi cảm một ít, này đều không phải là toàn bộ như thế, nhưng đại bộ phận người, là có như vậy trong lòng. Đối với Lương Khải loại này mới ra đời tiểu tử mà nói, hắn càng có khuynh hướng gợi cảm thành thuộc nữ nhân, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ rõ biết tự uyển đối chính mình có hảo cảm dưới tình huống, còn sẽ đối tần nhu phát ra một ít vô lý thỉnh cầu nguyên nhân. Hiện tại vào cửa nữ nhân này, ở Lương Khải trong mắt, là một cái bên ngoài mạo cùng dáng người thượng hoàn toàn không thuộc về tần nhu tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa ở khí tràng thượng, so tần nhu càng cường đại hơn. Lương Khải mở miệng, vừa định nói cái gì đó, liền nghe từ uyển thanh âm vang lên, ở từ uyển ngữ khí giữa, mang theo một loại nhút nhát, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tỷ, Lương Khải nghe được từ uyển xưng hô, đầu tiên là sừng sốt, theo sau sắc mặt cả kinh, có thể bị từ uyển kêu tỷ, kia toàn bộ lâm thị, không phải chỉ có một người sao? Lâm thị lâm thanh hạm, lâm thị chủ nhân, Lương Khải ở nháy mắt thay một bộ cung kính thần sắc, lâm tổng hào. Lâm Thanh Hàm liếc Lương Khải liếc mắt một cái, theo sau hướng từ uyển hừ lạnh một tiếng, này nhà trẻ là lâm thị cái đến, ta như thế nào không thể có, ngươi cảm thấy, ngươi cùng ngươi tỷ phu những cái đó sự, có thể giấu đến quá ta. Hắn đột nhiên làm bí thư lý bát một ngàn vạn tài chính cho ngươi, này đó tiền, ta thật liền một chút cũng không biết. Đứng ở một bên lương khải, trong lòng không ngọn nguồn hoảng hốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới, lâm thanh hạm sẽ để ý kia một ngàn vạn hướng đi, bất quá tưởng tượng đến chính mình khai ra hóa đơn, hắn trong lòng nhiều ít có chút đế. Lâm Thanh Hạm lo chính mình đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, theo sau ra tiếng, đến đây đi, làm ta nhìn xem, 800 vạn đính trang phục, là bộ dáng gì. Lâm Thanh Hạm tố có ngân châu thương nghiệp nữ vương chi sưng, ở lúc trước liền quát tháo ngân châu thương giới, sau lại cùng Trương Huyền trải qua sự tình các loại, từng tìm được đường sống trong chỗ chết quá, từng tiếp xúc các thế lực lớn, các đại thị tộc, nàng ở vô hình giữa tản mát ra khí chàng sẽ làm người ở nàng trước mặt không tự giác thấp hèn đầu. Ở lâm thanh hạm này cường đại khí tràng hạ, Lương Khải chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn, theo bản năng chiều chính mình lấy tới kia 10 bộ đồ trang nhìn thoáng qua, không cấm có chút lo lắng. Nhưng thật ra từ uyển, cũng không có này đó lo lắng, nàng trực tiếp đem những cái đó trang phục bắt được lâm thanh hạm trước mặt, thậm chí nội tâm còn có một ít nho nhỏ chờ mong, ánh mắt chiều lương khải nơi địa phương nhìn thoáng qua. Lâm Thanh Hạm nhìn từ huyền sở lấy tới này đó trang phục, duỗi tay sờ soạng một sờ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Từ huyền nhìn thấy Lâm Thanh Hạm khóe miệng lộ cười, trong lòng vui vẻ, Lương Khải cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, chính mình lần này xem như quá quan. Lương Khải ý tưởng này vừa mới ra một giây, liền nghe Lâm Thanh Hạm hừ lạnh một tiếng, đem trước mặt quần áo, toàn bộ ném tới trên mặt đất, tay ngọc thật mạnh chụp mặt trên trước bàn trà, từ huyền, người trong mắt, còn có ta cái này tỉ tỉ sao. Tự huyền đột nhiên cả kinh, thân thể theo bản năng run lên, tỷ, ta không rõ người ý tứ. Không rõ ta ý tứ, lâm thanh hạm nhìn chầm chầm từ huyền, quát lớn nói, tự huyền, người thật sự làm ta thực thất vọng, khai tóc giả phiếu loại sự tình này, người cũng có thể làm được. Một ngàn hai trăm vạn xa hoa đánh cuộc, người thật là lợi hại a. À. ta lâm thanh hạm ở ngân châu thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cái gì âm mưu quỷ kế nhìn không ra tới, lại duy độc không rõ ràng lắm, ta này muội muội thế nhưng là cái dân cờ bạc. Người hiện tại lấy này đó quần áo, tài chất tất cả đều là nhất xác rưởi người muốn đem mấy thứ này, cấp tiểu hài tử xuyên. Người lương tâm bị cầu ăn sao? Từ huyền bị lâm thanh hạm bất thình lình quát lớn mắng đầu phát ngốc, cái gì nhất xác rưởi tài chất? Cái gì 1.200 vạn xa hoa đánh cuộc, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, cái gì cũng không biết. Một bên lương khải, không cấm run lập cập, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh. Lâm Thanh Hạm thấy Tử Uyển không nói lời nào, từ trong bao lấy ra một chương hóa đơn, ném tới Tử Uyển trước mặt, sư côn thực nghiệp hóa đơn, này sư côn thực nghiệp là đang làm gì, lòng ta lại rõ ràng bất quá, tẩy tiền, làm giả, người lấy mấy thứ này lừa gạt ta. Tử Uyển, thật sự, người quá làm ta thất vọng rồi. Lâm Thanh Hạm nói xong, trực tiếp đứng dậy, xem cũng không hề nhiều xem Tử Uyển liếc mắt một cái, trực tiếp nghênh ngang mà đi. Chờ Lâm Thanh Hạm ra cửa sau, nàng thanh âm lại lần nữa vang lên, này 1.200 vạn tổn thất, công ty sẽ không cho ngươi gánh vác, chính ngươi nghĩ cách đi, bằng không, chẳng sợ ngươi là nhà ta người, ta cũng sẽ thông qua pháp luật con đường xử lý chuyện này. Từ huyền đầu trống rỗng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẳng đến lâm thanh hạm đều rời đi mấy phút đồng hồ, nàng như cũ vẫn không nhúc nhích. Lương khải sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, thật lâu sau sau, hắn mới chậm rãi đi đến từ huyền bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, từ huyền, ngươi, này rốt cuộc sao lại thế này?" Từ Uyển dần dần xoay người, nhìn chằm chằm Lương Khải, 1.200 vạn xa hoa đánh cuộc. "Cái kia hóa đơn, tất cả đều là ngươi làm giả làm ra tới. Này đó quần áo, ngươi toàn dùng chính là nhất rác rưởi tài chất." "Đối, thực xin lỗi." Lương Khải nuốt khẩu nước bọt, "Từ Uyển, này thật sự không trách ta a, à? ta cũng là bị người hạ bộ." "Hạ bộ? Ai có thể cho ngươi hạ bộ, nếu không phải chính ngươi muốn đi đánh cuộc?" còn có người có thể buộc ngươi đi. Từ huyền thân thể run rẩy, lương khải, người quá làm ta thất vọng rồi. Một ngàn hai trăm vạn, tham ô công ty công khoản, người có biết hay không, này sẽ có thế nào hậu quả? Ta đại ca tham ô công khoản, đã bị hình phạt. a à, này, lương khải thân thể run lên, tham ô công khoản, hình phạt. Vẫn là lâm ra người. Nếu lâm ra người đều bị hình phạt, kia chính mình lương khải cũng không dám tiếp tục tưởng đi xuống chính mình sẽ có cái dạng nào hậu quả thình thịch lương khải trực tiếp quỳ gối tự huyền trước mặt ôm lấy tự huyền cẳng chân tự huyền, ta sai rồi ta thật sự sai rồi a à, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta giúp ngươi ta lấy cái gì giúp ngươi tự huyền mắt lạnh nhìn lương khải tỷ của ta hiện tại toàn cho là ta lấy này số tiền đi đánh cuộc kia a di đâu a di nàng nhất định sẽ không nhìn ngươi đi ngồi tù a người làm a di giúp người đem này đó tiền bổ thượng là được đúng hay không chỉ cần chúng ta không ngồi tù chúng ta nhất định sẽ đem việc này xử lý tốt từ huyền người tin tưởng ta tin tưởng ta a à. lương khải đau khổ cầu xin đúng lúc này một đạo tiếng thở dài từ văn phòng trước cửa vang lên ai trương huyền từ văn phòng trước cửa đi đến vẻ mặt tiếc hận nhìn từ huyền nhìn dáng vẻ người đây là gặp người không tốt a à. lương khải nghe được cửa có thanh âm truyền đến theo bản năng hướng cửa nhìn lại, đương nhìn đến đi vào môn trương huyền khi, mày nhăn lại, ngươi. Tỷ phu, ta, từ huyền há miệng thở dốc rồi lại không biết nên nói cái gì. Tỷ phu, lương khải trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn trương huyền, ngươi. Ngươi là, trương huyền hướng lương khải nhún vai, theo sau hơi hơi mỉm cười, ân, ta là. mươi 1098 hai việc. Giờ khắc này, Lương Khải kia biểu tình giống như ăn ruồi bọ giống nhau, muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi. Một loại nùng liệt tranh lệch cảm, tràn ngập ở Lương Khải trong lòng. Ở hơn 10 phút trước, Lương Khải còn ở ảo tưởng chính mình về sau nhân sinh sẽ có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng hiện tại, biết được Trương Huyền thân phận hắn, nháy mắt liền minh bạch, cái gọi là kỳ ngộ, bất quá là có người cho chính mình hạ một cái bộ mà thôi, chính mình từ đầu tới đuôi, đều sống ở người khác khống chế hạ, từ chính mình nhìn thấy người nam nhân này bắt đầu, từ chính mình ở trước mặt hắn diễu võ dương oai ngày đó bắt đầu, liền chú định, chính mình đã xong rồi. Trương Huyền nhìn xuống tay trên cổ tay biểu, ra tiếng nói, thời gian cũng không còn sớm, ngươi tỷ còn chờ ta đi ăn bữa sáng, tiểu huyền, lần này sự, chính ngươi giải quyết đi, tỷ phu cũng không giúp được ngươi lạc. Trương Huyền nói, lắc lắc đầu, đi ra văn phòng. Chính giáo dưới lầu, Lâm Thanh hạm vẻ mặt lo lắng đứng ở trước cửa, đương nhìn đến Trương Huyền đi ra sau, vội vàng bước nhanh đi rồi đi lên, hỏi, tiểu huyền không thành vấn đề đi. Ta mới vừa nói có phải hay không có chút quá mức. Không thành vấn đề, Trương Huyền lắc lắc đầu, tiểu huyền nàng thiệp thế chưa thâm, người như vậy giáo huấn nàng cũng hảo, tổng hảo quá nàng về sau bị người lừa đến cường. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, yên tâm không ít, bất quá như cũng có chút nghi hoặc, lão công, người nếu biết kia lương khải không phải cái gì thứ tốt, làm gì không trực tiếp nói cho tiểu huyền trương huyền cười khổ một chút nữ nhân so nam nhân càng thêm cảm tính cái này lương khải hẳn là tiểu huyền cái thứ nhất thích người chúng ta nếu trực tiếp đi can thiệp tiểu huyền đối lương khải thái độ mặc kệ kết quả thế nào khẳng định sẽ làm chuyện này ở tiểu huyền trong lòng lưu lại một đạo khảm ngươi cũng không hy vọng cùng chính mình muội muội chi gian có ngăn cách đi như bây giờ làm tiểu huyền chính mình thấy rõ cái này lương khải là cái dạng gì người tuy rằng phiền toái một chút nhưng tổng hảo quá về sau lại đi tu bổ rách nát thân tình. Lâm Thanh Hạm như suy tư gì gật gật đầu, lão công, ngươi tâm thật đúng là tế đâu, nếu là để cho ta tới xử lý chuyện này, khẳng định làm không được ngươi như vậy. Hảo lão bà, nhà chúng ta không phải ngươi chủ ngoại ta chủ nội sao, ha ha, đi thôi, ăn bữa sáng đi, tiểu huyền là cái thông minh hài tử, chuyện này đến nước này, kế tiếp nàng chính mình có thể xử lý tốt, lương khải thua trận những cái đó tiền, ta đã làm bí thư lý đi lấy. Trương Huyền kéo Lâm Thanh Hạm nhu đề, hai người chiều cách đó không xa một nhà bữa sáng quán đi đến. Nhà trẻ, nhập học chỗ văn phòng nội. Từ Huyền hai mắt dại ra đứng ở nơi đó. Tiểu Huyền, giúp giúp ta, cầu ngươi, giúp giúp ta a. À. Lương Khải quỳ gối nơi đó, ôm Từ Huyền cẳng chân, không ngừng khóc thút thít, khẩn cầu. Từ Huyền cắn khẩn ngân nha, trong suốt ở hốc mắt giữa đảo quanh, nàng hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng, phun ra một chữ, lăn này một chữ làm lương khải như được đại xá cảm ơn tự uyển cảm ơn ngươi ngàn vạn đừng làm ta ngồi tù a à, ta đây liền lăn này liền lăn lương khải nói xong té ngã lộn nhào chạy ra văn phòng liền ở lương khải ra cửa nháy mắt tự uyển trong mắt nước mắt tràn mi mà ra nàng cả người nằm liệt ngồi ở trên sofa phát ra nước nở rời đi nhà trẻ sau lương khải giống như chó nhà có tan giống nhau hắn di động không ngừng thu được uy tín tin tức là tiểu béo ba người phát tới, hỏi hắn sự tình tiến triển như thế nào. Khải ca, các cô nương ta đều liên hệ hảo, buổi tối tiếp tục hải a. À. Ha ha, nghe ta kia anh em nói, nhóm đầu tiên hàng mẫu đã đưa đi qua, thế nào, không thành vấn đề đi. Khải ca, kia chạy băng băng ta tục thuê a. À. Lương Khải nhìn ba gã bạn cùng phòng phát tới tin tức, trong lòng kia cổ bị đè nén căn bản là vô pháp biểu đạt, thất hồn lạc phách đi ở trên đường. Lương Khải đột nhiên cảm giác chính mình bị người đụng phải một chút, vốn là một khang nghẹn khuất cùng lửa giận, tại đây một khắc hoàn toàn bạo phát ra tới. Người hắn sao có phải hay không không trường đôi mắt, Lương Khải hướng về phía trước mặt vừa mới đụng vào chính mình thanh niên chửi ầm lên nói. Tổ hiền hoàng đầu, nhìn trước mặt người này, trên mặt xuất hiện một nụ cười, có ý tứ, đã thật lâu không có người dám như vậy mắng ta, người thực hảo a. À. Ta hảo ngươi sao, Lương Khải lại lần nữa mắng to tổ hiền phất phất tay nhẹ giọng nói tới hai người đem hắn miệng xé sau đó đưa tới ngoại ô trôn tổ hiền phía sau lập tức đi ra hai người không nói hai lời liền chiều lương khải chộp tới đi ngươi sao lương khải đột nhiên phất tay chiều trong đó một người trên người đánh đi còn không chờ hắn chém ra nắm tay đã bị một cái thủ đao chảm đến trên cổ hoàn toàn chết ngất qua đi giữa trưa thời gian tắc tiếp nước hương biệt thự trương huyền vây quanh tạp dề đứng ở trong phòng bếp, vài đạo tinh mỹ thức ăn đã ra nồi, bị Trương Huyền trang hảo, chuẩn bị đưa tới Lâm Thị Tập đoàn. Mà Lâm Thanh Hạm ở cùng Trương Huyền ăn xong bữa sáng sau, liền hồi công ty vội đi. Trương Huyền một bên thu thập bệ bếp, một bên ra tiếng nói, vào đi. Ở Trương Huyền Thanh âm này rơi xuống sau, một đạo mập mạp thân ảnh từ biệt thự Đại Môn đi đến, đúng là Ngân Châu phòng làm việc người phụ trách. Mập mạp thân ảnh đứng ở cửa, hướng phòng bếp giữa Trương Huyền Quốc một cung, theo sau nói, có hai việc cho ngài hội báo. Nói đi, Trương Huyền đầu cũng không quay lại, lấy rẻ lau xoa bệ bếp. Lương Khải đã chết, hắn và chạm Tân Vương, hiện tại người ở Tây Giao Ngầm, đã bị chôn Nga, Tổ Hiền đã trở lại, Trương Huyền kỳ quái một tiếng, cái thứ hai đâu. Bên ngoài truyền quay lại tới tin tức, người đồ vương cùng tai biến vương thân bị trọng thương, đang ở châu Âu cứu giúp. Mập mạp nói còn chưa dứt lời, cả người liền bay nhanh hướng ngoài cửa thối lui, đường hắn rời khỏi ngoài cửa kia trong nháy mắt, trên mặt đã che kín tinh mịn mồ hôi, trong mắt tràn ngập kinh hãi, liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, hắn cảm nhận được một loại vô pháp chống đỡ lực áp bách, phảng phất chính mình chỉ cần lại ngốc một giây, liền sẽ bị cái loại này lực áp bách sợ áp suy sụp. Sao lại thế này, Trương Huyền từ trong phòng bếp đi ra, cầm lấy một chương khăn giấy, trà lau xuống tay trường. Mập mạp không dám lại vào cửa, đứng ở ngoài cửa trả lời, Cụ thể tình huống không biết, còn lại mấy đại vương giả đã chạy tới châu Âu. Trương Huyền đem trong tay khăn giấy ném vào thùng rác, nhẹ giọng nói, "Đính phiếu." Minh Bạch mập mạp cúi đầu đáp lại một tiếng, "Theo sau rời đi." Trương Huyền quay đầu, nhìn mắt treo ở phòng khách trên tường ảnh cưới, thở dài, Cấp Lâm Thanh Hạm đã phát cái tin tức sau, liền ra cửa ngăn cản chiếc xe, thẳng đến sân bay mà đi. Ở vào châu Âu ý bang quốc một nhà xa hoa bệnh viện giữa thượng trăm tên bác sĩ kinh sợ, làm cho bọn họ như thế nguyên nhân, là ở cứu giúp phòng bệnh chung, hai cái đặc thù người bệnh, trong đó một cái, chính là nơi này lớn nhất gia tộc người thừa kế, Norman gia tộc tương lai tộc trưởng. Đến bây giờ mới thôi, đã hôn mê tiếp cận 24 tiếng đồng hồ. Vô số cảnh vệ lực lượng đã đem nhà này bệnh viện hoàn toàn vây quanh. Hiện tại bệnh viện bác sĩ, là cái này liên bang giữa, kiệt xuất nhất tồn tại, lại như cũng bó tay không biện pháp. Bệnh viện giữa, một người đầu tóc hoa dâm phu nhân ngồi ở đại sảnh giữa, phu nhân bên cạnh, toàn là liên bang cao tầng, này đó ngày thường mánh khóe thông thiên hạng người, giờ phút này lại là liền đại khí cũng không dám ra một chút. chương 1099 người chỉ cần nói là ai. Phu nhân an tĩnh ngồi ở đại sảnh giữa, toàn bộ trong đại sảnh, an tĩnh một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều sẽ nghe được rành mạch. Phu nhân, ngài yên tâm, thiếu gia tình huống đã ổn định ở, một người đầu tóc hoa dâm lão y sư đi vào phu nhân trước người, cung kính mở miệng. Ta tôn nhi khi nào có thể tỉnh, phu nhân ra tiếng đặt câu hỏi. Lão y sư mặt lộ vẻ khó xử, thiếu gia chịu chính là nội thương, hiện tại. Kia còn không thèm nghĩ biện pháp, phu nhân đột nhiên rít gào một tiếng, đánh gãy lão y sư nói. Trung quanh một chúng vương công quý tộc, tất cả đều thân thể run lên, mặt lộ vẻ sợ sắc. Ở đây người, không ai không sợ này chính giữa đại sảnh phu nhân, tuy rằng nàng tuổi đã có 80 hơn tuổi, nhưng no mần gia tộc đương đại tộc trưởng thân Phật, làm người sẽ không đi để ý nàng tuổi, thậm chí còn sẽ nghĩ đến, hơn 50 năm trước, nữ nhân này cùng hắn trượng phu cộng đồng trưởng quản no mần gia tộc khi huyết tinh thủ đoạn. Hiện tại, này đó vương công quý tộc, tất cả đều tại nội tâm giữa cầu nguyện, sợ nằm ở cấp cứu phòng bệnh chung vị kia đại nhân có cái gì chuyển biến xấu tình huống, một khi như vậy, vị này Norman mần gia tộc phu nhân, không biết sẽ như thế nào nổi trận lôi đình, ai cũng không biết, này có thể hay không liên lụy đến chính mình. Toàn bộ bệnh viện đại sảnh lại lần nữa trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh mạnh mẽ xâm nhập đại sảnh giữa. Ai thương ta huynh đệ? Đây là một người đầu chọc bạch nhân tráng hán, vọt vào bệnh viện giữa, trong miệng hô lớn, mạc na ở đâu, ta phải biết rằng chuyện này tiền căn hậu quả. Đầu chọc bạch nhân tráng hán phía sau, còn đi theo bảy đạo thân ảnh, tuổi nhỏ nhất là một người nhìn qua mới 20 tuổi tả hữu thiếu nữ, tuổi lớn nhất đã có hơn 70 tuổi. Trong đại sảnh vương công các quý tộc, nghe được bạch nhân tráng hán nói, đồng thời trong lòng giật mình, người này làm sao dám thẳng hô Norman phu nhân tên húy. Mệnh không nghĩ muốn sao. Mạc na, đó là ngồi ở đại sảnh ở giữa phu nhân. Bệnh viện ngoài cửa vọt vào tới vài tên cảnh vệ, làm bộ liền phải chiều mấy người chụp tới. Norman phu nhân phất phất tay, A à lui vài tên thủ vệ, theo sau thở dài, hướng tên kia bạch nhân đầu chọc tráng hán nói, các ngươi đừng vội. Có thể không vội sao, kia hơn 70 tuổi lão giả mở miệng, đúng là peace, sở đã đến người, đó là hải thần đám người. Bạch trì cùng tóc đỏ bị người đánh thành trọng thương, đưa tới cứu giúp, này ở toàn bộ thế giới ngầm, kia đều là đại sự. Mạc Na, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Peace nhìn về phía Mạc Na, nơi này là các ngươi Norman gia tộc địa phương, Bạch trì cùng tóc đỏ như thế nào sẽ bị người đánh thành như vậy? Đối phương là cái dạng gì người? Peace liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra, những cái đó Vương công các quý tộc nhìn Norman phu nhân thái độ, không cấm suy đoán, những người này rốt cuộc là cái gì thân phận, làm sao dám như vậy cùng Norman phu nhân nói chuyện, hơn nữa vẫn là dùng một bộ chất vấn ngữ khí. Mấu chốt nhất chính là Norman phu nhân, liền một chút tức giận cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Norman phu nhân nhìn đã đến Quang Minh đảo chư vương lắc lắc đầu, chuyện này, không có đơn giản như vậy, ta tôn nhi cùng bạch ra tiểu tử chọc tới, không phải đơn giản thế lực, rất khó chọc đến khởi. Lại một đạo thân ảnh, vào giờ phút này đi vào bệnh viện đại sảnh giữa. Mạc na, chọc không chọc đến khởi, đều không phải là ngươi nói tính, ngươi chỉ cần nói rõ ràng, rốt cuộc là ai thương tóc đỏ cùng bạch trì là được. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia Mạc Na, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, trực tiếp đứng dậy, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại vừa đến hải thần đám người, trong mắt cũng lộ ra kinh hỉ biểu tình. Lão đại, trương huyền hướng hải thần đám người gật gật đầu, lập tức đi vào Norman phu nhân trước người, Mạc Na, người chỉ cần nói cho ta, ta muốn biết liền có thể. Mạc Na nhìn thấy trương huyền sau, ở những cái đó vương công các quý tộc khiếp sợ trong ánh mắt, hướng trương huyền không người, mở miệng nói, tôn kính đại nhân, không biết ngài đã đến, không có thể tự mình nghênh đón. Đối với người khác tới nói, Norman gia tộc là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng đối với khống chế toàn bộ thế giới ngầm quang minh đảo mà nói, Norman gia tộc đơn giản chính là một cái hơi lớn hơn một chút thế lực. Tóc đỏ là Norman gia tộc tương lai người thừa kế, nhưng hắn càng là trương huyền huynh đệ, quang minh đảo mười vương chi nhất, cho nên cùng trương huyền ở bên nhau khi cũng không có quá nhiều lễ tiết. Nhưng trừ bỏ tóc đỏ bên ngoài, bất luận cái gì Norman gia tộc thành viên, cho dù là đương đại tộc trưởng, Mạc Na. Norman nhìn thấy Trương Huyền đều phải hành lễ Ở đây vương công các quý tộc trừng lớn đôi mắt Nguyên bản đại khí cũng không dám ra một chút bọn họ Vào lúc này hô hấp đều trở nên rồn rập Cái này phương đông nam nhân rốt cuộc là ai Thế nhưng làm Norman phu nhân hành lễ Norman phu nhân hành lễ xong sau Thấp giọng mở miệng nói đã thương ta tôn nhi cùng bạch gia tiểu tử Mễ đức người đốn gia tộc người Bọn họ sau lưng có tân thế lực bóng dáng Mễ đức người đốn gia tộc tân thế lực, Trương Huyền cười một chút. Cái gọi là tân thế lực, chính là ở sắp tới thế giới các đại xuất hiện một ít trạng huống định danh. Như cổ lai hy quốc đi ra cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật, đã bị định nghĩa vì tân thế lực. Bao gồm phản tổ minh gần nhất làm ra một ít động tác, sở khống chế một ít tiềm tàng thế lực, cũng bị định nghĩa vì tân thế lực. Norman phu nhân sau khi nói xong, không có lại mở miệng, liền như vậy đứng ở một bên. Trương Huyền nhìn mắt bệnh viện trên lầu, theo sau một bên hướng phía trước đi đến, một bên mở miệng, cho ta chuẩn bị một bộ giải phẫu phục, an bài người phối hợp ta, nếu là tân thế lực động tay, bạch trì cùng tóc đỏ bệnh, người khác cũng trị không hết. Norman phu nhân không dám trần chờ, lập tức an bài đi xuống. Tương lai, người cùng ta cùng nhau, từ từ giám sát một chút hai người bọn họ thân thể số liệu, ta yêu cầu biết một ít cơ bản tình huống. Đứng ở một bên tương lai gật đầu, lập tức theo đi lên. Trương Huyền mấy người ở cấp cứu phòng bệnh gặp được Bạch Trì cùng tóc đỏ, hai người trên mặt không hề huyết sắc, hôn mê ở trên giường bệnh, dựa vào cung oxy cơ, mỗi người mép giường đều có vài tên chuyên nghiệp tuổi trẻ hộ lý ở giúp hai người thả lỏng trên người cơ bắp. Norman phu nhân đi theo Trương Huyền phía sau đi vào phòng bệnh, phất phất tay, này đó hộ lý tất cả đều rời khỏi phòng bệnh. Trương Huyền đi vào mép giường, kéo ra tóc đỏ cùng Bạch Trì áo trên, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người ngược chỗ, phân biệt có một cái màu đỏ dấu tay. Tương lai, giám sát một chút hai người bọn họ thân thể trạng huống. Trương Huyền ánh mắt ở hai người ngược chỗ màu đỏ dấu tay thượng bồi hồi. Thực mau, tương lai liền cấp Trương Huyền đem số liệu phản hồi trở về. Lão đại, hai người bọn họ trong cơ thể từng người có một cổ năng lượng thể, cùng loại virus giống nhau, giống như là biến dị linh thạch năng lượng, áp bách hai người bọn họ thần kinh, cũng đối nội dơ tiến hành ăn mòn, nếu không phải ngu ngốc cùng tóc đỏ đã đột phá đến hóa hình cảnh, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi. Trương Huyền gật gật đầu, có thể thương đến bạch chỉ cùng tóc đỏ người, kia tất nhiên là biết hai người thân phận. Trương Huyền hít sâu một hơi, làm người mang tới mấy cây ngân châm, phía trước hắn, còn vô pháp giúp người khác bài trừ trong cơ thể tàn lưu khí, nhưng hiện tại có thể nếm thử một chút. Trương 1100 cần gì thiệp mời. Một giờ sau, Trương Huyền mồ hôi đầy đầu từ phòng bệnh chung đi ra, tương lai đi theo Trương Huyền bên cạnh, phòng bệnh bên ngoài, Norman phu nhân cùng với hải thần đám người tất cả đều chờ ở nơi này. Norman phu nhân trên mặt toàn là nôn nóng, nhìn thấy Trương Huyền ra tới sau, nhịn không được liền muốn đặt câu hỏi, nhưng há miệng thở dốc, lại là không dám tự tiện ra tiếng. Trương Huyền dùng tay áo xoa xoa cái chán mồ hôi, này mồ hôi vừa mới lau, lại dày đặc ra tới, trợ giúp người khác loại trừ trong cơ thể tàn lưu khí, đối Trương Huyền tới nói, vẫn là có chút khó khăn, Rốt cuộc, việc này bất đồng với tự thân như vậy có thể trong ngoài hô ứng, Trương Huyền sở làm, hoàn toàn là bằng vào bản thân chi lực, bảo vệ bạch trí cùng tóc đỏ hai người kinh lạc, đồng thời đối tản lưu khí tiến hành đuổi đi. Trương Huyền xem Norman phu nhân kia phó sốt ruột bộ dáng, cũng lý giải Norman phu nhân trong lòng lo lắng, ra tiếng nói, hảo, nếu không có ngoài ý muốn, lại qua mấy cái giờ, hai người bọn họ là có thể thức tỉnh, chẳng qua yêu cầu tính dưỡng một đoạn thời gian, Mạc Na, cho ta nói một chút đi, hai người bọn họ vì cái gì sẽ cùng mễ đức người đốn gia tộc khởi xung đột? Norman phu nhân nghe được lời này, trong lòng lo lắng buông không ít, hướng Trương Huyền hơi hơi khom người sau, đáp, hai người bọn họ là vì một nữ nhân. Nữ nhân? Trương Huyền cùng tương lai đám người, đều không cấm lộ ra nghi hoặc biểu tình, bạch trì cùng tóc đỏ, nhưng không giống như là vì nữ nhân đi tranh cường đấu tàn nhẫn người a. Norman phu nhân gật gật đầu nói, là vì một cái hẻ oi bước nữ nhân, nữ nhân kia, là bạch gia tiểu tử mang về tới, tình huống không phải thực hảo, trần bệnh kết quả là người thực vật. Trương huyền tiếp nhận tương lai truyền đạt ly nước, ra tiếng nói, mang ta đi trông thấy nữ nhân kia. No mần phu nhân chỉ chỉ cách phách phòng bệnh, liền ở nơi đó mặt. Trương huyền gật gật đầu, đẩy ra cách vách phòng bệnh môn, ở cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, Trương huyền liền nhìn đến một đạo thân ảnh, nằm ở trên giường bệnh, này liếc mắt một cái, làm Trương Huyền trực tiếp lăng ở nơi đó. Bao gồm Trương Huyền phía sau tương lai đám người, ở nhìn đến trên giường kia đạo thân ảnh khi, cũng hoàn toàn sửng sốt. Trên giường nằm nữ nhân, bất quá hơn 20 tuổi, lúc này trên đỉnh đầu bóng loáng một mảnh, nguyên bản hẳn là thuộc về tuổi này đen nhánh mật phát, ở nữ nhân trên người nhìn không tới một chút, thậm chí liền lông mày, đều đã đạm đi. Lấy Trương Huyền đối y thuật nhận chi, cơ hồ ở trước tiên liền khẳng định, đây là trường kỳ trị bệnh bằng hóa chất sở dẫn tới. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, chỉ có ở trên môi mới có thể nhìn đến một chút ửng đỏ, nàng nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, một bên hơi hơi phập phồng điện tâm đồ chứng minh, nàng còn sống. Tiểu Thanh, tương lai kinh hô một tiếng, một cái lắc mình vào tới giường bệnh biên, nhìn trên giường nữ nhân. Trương huyền đám người, cũng đều sắc mặt phức tạp đi vào trong phòng bệnh. Này đã xảy ra cái gì? tương lai run rẩy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên giường bệnh nữ nhân gương mặt tại sao lại như vậy tiểu thanh như thế nào sẽ biến thành như vậy trương huyền nắm lên tiểu thanh thủ đoạn vươn hai ngón tay dừng lại ở tiểu thanh mạch đập thượng. ước một phút sau trương huyền lắc lắc đầu tiểu thanh cái này tình huống liên tục thời gian hẳn là rất dài nàng trong cơ thể kinh là cơ hồ toàn bộ tổn hại là nhân vi tạo thành hạ hầu thanh hạ hầu gia độc đinh ở bạch trì cùng hạ hầu thanh còn không có sinh ra thời điểm hạ hầu thanh phụ thân, liền cùng Bạch Giang Nam đính hôn từ trong bụng mẹ, chờ hai đứa nhỏ sinh ra về sau, càng là cùng nhau lớn lên. Hạ hầu thanh cùng Bạch Trì, nói là thanh mai trúc mã cũng không quá. Chẳng qua, Bạch Trì người này tính cách khiêu thoát, càng là lớn lên, càng là không tiếp thu hôn sự này, đến sau lại, càng là mỗi ngày liên tiếp không ngừng đổi cô nương, sinh sôi đem hạ hầu thanh khí đi. Tiểu thanh này vừa đi, chính là ba năm, ba năm nội, Bạch Trì chưa bao giờ cùng Tiểu Thanh từng có liên hệ, Tiểu Thanh cũng không còn có liên hệ quá Bạch Trì. Khó trách Bạch Trì sẽ như vậy xúc động, hai người bọn họ hiển nhiên là bị người hạ bộ. Nguyệt thần đi lên trước tới, nhìn nằm ở trên giường bệnh nữ nhân, Bạch Trì người này, trời sinh tính phóng đáng, nhìn như du hí nhân sinh, khả năng làm hắn hồi tâm người, đều không phải là không có. Hạ hầu ra thời trẻ xuống dốc, đã ẩn cư thật lâu, kia mễ đức ngươi đốn gia tộc vì cái gì đối này thanh nha đầu hạ như vậy độc thủ đâu. Peace đi rồi đi lên, đầy mặt khó hiểu. Trương Huyền hít sâu một hơi, đem ngón tay từ nhỏ thanh thủ đoạn mạch đập chỗ rời đi. Quản hắn vì cái gì, giết sạch thì tốt rồi. Buổi tối 7 giờ, bên ngoài nhiệt độ không khí, bất quá 11 độ. Trên đường phố, mọi người ăn mặc hơi mỏng mau sam, này đại khái là mỗi ngày tan tầm sau, nhất nhàn nhã thời gian. Trương Huyền khoác một kiện màu đen áo gió, đi ở này ý bang quốc đầu đường, âu thức kiến trúc sẽ cho người một loại đại khí hào hùng cảm giác, đi ở loại này kiến trúc đàn chung, sẽ làm người có một loại chính mình phá lệ nhỏ bé kỳ dị cảm thụ. Trương Huyền liền như vậy bước chậm ở trên đường phố, hắn hướng về ngoài thành đi đến. Một người từ Trương Huyền bên cạnh đi ngang qua, không tự giác đánh cái dùng mình, chỉ vì vừa mới cảm nhận được một mặt tim đập nhanh, hình như là bị vô hình lưỡi đao xẹt qua, tổng cảm giác tâm hoảng hoảng. Bỉ Đại Sắc Bảo, đây là một tòa khởi với 19 thế kỷ thời kỳ cuối kiến trúc, là đồng thoại lâu đài nguyên hình, đã từng là mỗ vị quốc vương hành cung chi nhất, cả tòa lâu đài, cùng sở hữu 360 cái phòng, có được 360 loại bất đồng phong cách. Này lâu đài lập với một tòa núi cao phía trên, một năm bốn mùa, sẽ hiện ra bốn loại hoàn toàn bất đồng sắc thái, xa hoa lộng lẫy. Lúc này, chính trực xuân ý giạt rào hết sức, bị đại sắc bảo chung quanh, lục mộc che trời, làm nhân thần hướng. Hiện giờ, lâu đài này thuộc về mễ nước người đốn gia tộc tư hữu sản vật. Hôm nay, tại đây lâu đài giữa, có mễ đức người đốn gia tộc đại tiểu thư 28 tuổi sinh nhật tiệc tối, làm chỉ ở sau no mần gia tộc hào môn, sở tiến đến tham gia sinh nhật tiệc tối người, nhiều đếm không xuể, cơ hồ các đại vương công quý tộc đều sẽ tới đây. Có thể tham gia như vậy tiệc tối là thân phận cùng quyền lực tượng trưng, giá trị ngàn vạn siêu xe không có tư cách chạy đến lâu đài giữa, trừ phi này siêu xe thượng có mỗ vị đại đế tự tay viết ký tên. Buổi tối 8 giờ, sắc trời hoàn toàn đen đi xuống, lâu đài nội, ánh đèn sáng lên, như là đồng thoại giữa cảnh trong mơ, rốt cuộc lâu đài này, bản thân chính là mỗ vị đại đế mộng chi thế giới. Các màu ánh đèn đánh vào này lâu đài giữa, ngũ thải tân phân, đây là hiện thực giữa thế giới cổ tích. Chẳng qua, đêm nay thế giới cổ tích, sẽ nhân một người đã đến, biến thành màu đen đồng thoại. Trong rừng, chim bay kinh khởi, Trương Huyền đạp bộ mà đi, dần dần tiếp cận này tòa như mộng ảo lâu đài. Địa ngục cùng đồng thoại, bản thân chính là hai cái cực đoan thế giới. Đương từ đi địa ngục chi chủ cũ vương, bước vào đồng thoại lâu đài kia một khắc, liền đại biểu cho, ảo tưởng giữa thế giới cổ tích, sắp sửa tan biến. Trong không khí nhiệt độ không khí là linh thượng chín độ. Lâu đài đại môn chỗ, hai gã thủ vệ qua lại tuần tra, đi ra đại môn. Trương Huyền từ hai gã thủ vệ trước mặt đi qua. Ngượng ngùng tiên sinh, thỉnh đưa ra một chút người thiệp mời. Một người thủ vệ quay người ngăn lại Trương Huyền. Trương Huyền nhìn trước mặt thủ vệ, thiệp mời. Ta tới giết người, cần gì thiệp mời. Trương 1101 chẳng biết xấu hổ nên đánh. Hai gã thủ vệ đánh giá liếc mắt một cái Trương Huyền, tiên sinh, người vui đùa, cũng không tốt cười. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, theo sau không hề xem hai gã thủ vệ liếc mắt một cái, tiếp tục chiều lâu đài đại môn chỗ đi đến hai gã thủ vệ vừa mới chuẩn bị lại lần nữa ra tiếng, đã bị lưỡng đạo hắc ảnh che miệng lại, nhanh chóng kéo vào một bên rừng rậm giữa. Trương Huyền bọc bọc trên người áo gió, ngẩng đầu nhìn mắt lâu đài trên không kiên năm màu ánh đèn. Có người sống với mộng ảo, có người sống với địa ngục, này đèn, có chút quá sáng. Đi hướng lâu đài đại môn, đại môn chỗ không ngừng vài tên thủ vệ, còn không chờ bọn họ phát ra để ra nghi vấn thanh âm, liền ở Trương Huyền đi đến bọn họ trước mặt phía trước, đã bị người kéo đi. Lâu đài giữa, vang lên duyên dáng giai điệu, rượu sâm banh mùi hương ở không khí giữa phát ra. Tuy là chỉ có 9 độ nhiệt độ không khí, các cô nương cũng đều ăn mặc lộ vai lễ phục, dù tẩu với lâu đài các nơi, tản ra chính mình mị lực. Một đạo thân xuyên màu tím váy dài thân ảnh từ một phiến cổng vòm giữa chạy ra, nàng lớn lên thật xinh đẹp, trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, đương chạy ra cổng vòm sau, nàng ánh mắt mọi nơi tìm tòi, sau đó dừng hình ảnh ở vừa mới đi vào đại môn Trương Huyền trên người. Một bộ màu đen áo gió, Trương Huyền tuy rằng không có làm bất luận cái gì giả dạng, nhưng hắn trên người sở có chứa khí chàng, đều không phải là thường nhân có khả năng có được, một đôi mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, mỗi một bước bước ra, đều mang theo một loại vô cùng mãnh liệt tự tin, phảng phất giữa trời đất này, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vai chính. Phái tím nữ nhân ở nhìn đến Trương Huyền sau, trên mặt lộ ra một mặt ý cười, theo sau sách lên làn váy, đi nhanh chiều Trương Huyền chạy tới. Nữ nhân chạy đến Trương Huyền trước người, vươn hai tay, liền chiều Trương Huyền bên hông ôm đi. Trương Huyền khẽ nhíu mày, bước chân lui về phía sau. soái ca, đều là hè oi bức người, giúp ta cái vội. Nữ nhân hướng Trương Huyền phun ra lưu loát hè oi bức lời nói, có cái chán ghét quỷ vẫn luôn quấn lấy ta. Có việc, đổi cá nhân đi, Trương Huyền ra tiếng, theo sau vòng qua nữ nhân, chiều lâu đài trung tâm đi đến. Nữ nhân mày liếu vừa nhíu, nàng là một cái phi thường tự tin nữ nhân, mặc kệ là từ bề ngoài, vẫn là dáng người, vẫn là gia thế, bao gồm bằng cấp, nàng đều không cho rằng chính mình so người khác muốn kém, chẳng sợ so với mễ đức người đốn gia tộc, nàng cũng chỉ cho rằng chính mình là so mễ đức người đốn gia tộc muốn thấp, nếu cho nàng thời gian, không nhất định vào không được như vậy hào môn. Như vậy tự tin, tạo thành nữ nhân ngạo khí tính cách, Loại tính cách này xuất hiện thực bình thường, tự tin người sẽ ngạo. Nguyên bản ở nữ nhân nghĩ đến, nàng hiện tại tuyển định người nam nhân này lấy chính mình dung mạo, muốn tìm đối phương giúp một chút, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sẽ phi thường thân sĩ đứng ở chính mình bên người, tận lực đi biểu hiện. Nhưng nàng không nghĩ tới đối phương lại là như vậy trực tiếp đem chính mình cự tuyệt. Nữ nhân nhìn trương huyền vòng qua chính mình đi xa bóng dáng, một cổ thất bại cảm đột nhiên sinh ra, chân một rộng chân khẽ kêu một tiếng, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Huyền tự nhiên là nghe được nữ nhân thanh âm, cũng biết nàng lời này là đối chính mình nói ra, nhưng cũng không có làm cái gì để ý tới. Nữ nhân thấy Trương Huyền bước chân không ngừng, trong mắt lộ ra một mặt tức giận, đi nhanh chạy tiến lên đi, bắt lấy Trương Huyền vạt áo, khẽ kêu nói, ta làm ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao. Trương Huyền bước chân một đốn, quay đầu liếc mắt nữ nhân, theo sau nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lan, Nữ nhân thần sắc bỗng nhiên sửng sốt. Lan, hắn đối ta nói lan. Nữ nhân thề, đây là nàng nhân sinh giữa, lần đầu tiên nghe được có người đối chính mình nói nói như vậy, bằng vào chính mình bề ngoài, chính mình ra thế, chưa từng có người dám đối chính mình nói ra như vậy một cái lăn tự. Cho dù là mễ đức người đốn gia tộc thiếu gia, cũng sẽ biểu hiện phi thường thân sĩ, mời chính mình cùng ngúa một khúc, trước mặt cái này hẻ oi bức người, làm sao dám đối chính mình nói lan. Trương Huyền ném động vạt áo tránh thoát nữ nhân tay, tiếp tục đi đến. Nữ nhân đứng ở tại chỗ, khí cả người phát run, nhìn Trương Huyền bóng dáng, quá to, ta làm ngươi cho ta. Đứng lại, này một tiếng giống như cuồng loạn hét lớn, tại đây yêu nhã giai điệu giữa, tại đây tràn ngập rượu sâm banh hương khí giữa, có vẻ phá lệ đột ngột. Người đối tôn nghiêm nhận chi, vẫn luôn là một cái có thể vô hạn biến ảo đường cong, ở nào đó người trước mặt, chẳng sợ bị dẫm đạp đến lòng bàn chân, cũng chỉ sẽ tán thưởng chính mình một tiếng coi được giãn được, đương đổi một người, chẳng sợ đối phương một ánh mắt không đúng, cũng sẽ đưa tới tức giận. Ở nữ nhân trong mắt, chính mình có thể chủ động đi tìm một người nam nhân, làm hắn tới hỗ trợ, này hẳn là hắn vinh hạnh, hắn hẳn là ở chính mình trước mặt hảo hảo biểu hiện, đây mới là đối, mà không phải đối chính mình như vậy khinh thường nhìn lại, loại này cách làm, làm nữ nhân cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục. Thuộc về nữ nhân bén nhọn tiếng quát vang lên, phát sinh chuyện gì, một đạo thân xuyên áo bành tô tóc vàng thân ảnh chạy tới, đương nhìn đến phát ra âm thanh nữ nhân sau, Nga, Mỹ lệ hướng nữ sĩ, là người nào chọc tới ngươi không cao hứng. Siro rất vui lòng cung cấp trợ giúp. Cùng ngươi không có quan hệ, hướng tầm tã trừng mắt nhìn Siro liếc mắt một cái, theo sau đi nhanh chạy tiến lên đi, che ở trương huyền trước mặt, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi. Trương huyền nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta cho ngươi nói không đủ rõ ràng sao hướng tầm tã đầy mặt tức giận ta cuối cùng lại cho ngươi nói một lần ta muốn ngươi cho ta xin lỗi lan trương huyền cho nàng trả lời như cũng chỉ là một chữ ngươi làm càn hướng tầm tã hét lớn một tiếng giơ lên bàn tay một cái tát liền phải chiều cái này dẫm đạp chính mình tôn nghiêm nam nhân trên mặt rút đi trương huyền trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn ở hướng tầm tã này bàn tay chiều trước khi đến đây trực tiếp bắt lấy hướng tầm tã thủ đoạn theo sau dùng sức một ninh Hướng tầm tã nơi nào nghĩ đến này nam nhân sẽ đối chính mình động thủ, chớ nói sống trong nhung lụa nàng, chính là ngưng khí lúc đầu trí cường cao thủ, cũng đừng nghĩ ở trương huyền trước mặt nhặt được tiện nghi. Bị trương huyền ninh dừng tay cổ tay, hướng tầm tã phát ra một tiếng thống khổ thét chói tai, vừa định muốn lên tiếng cảnh cáo người nam nhân này đem tay buông ra, còn không chờ nàng lời nói xuất khẩu, một trận nóng bỏng cảm giác đau đớn xuất hiện ở nàng trên mặt. Bang! Trương huyền bàn tay, rõ ràng ở hướng tầm tã trên mặt lưu lại một năm ngón tay ấn. Hướng tầm tã bản nhân, cũng bị trương huyền này một cái tát, trực tiếp đánh nghiêng trên mặt đất, đầu trống rỗng, nàng thật sự vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Người này, không riêng cự tuyệt chính mình, không riêng đối chính mình nói lăn, càng là ra tay đánh chính mình. Hôm nay sở gặp được này tam sự kiện, từ hướng tầm tã ký sự bắt đầu, đều là lần đầu. Đứng ở cách đó không xa Siro thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra tức giận, hắc, đánh nữ nhân cũng không phải là cái gì nam nhân làm. Trương huyền quơ quơ thủ đoạn, nam nữ bình đẳng xã hội, ở ta trong mắt, chẳng biết xấu hổ nên đánh, không có nam nữ phân chia, nếu sớm nên nghĩ đến chính mình sẽ bị đánh, nên tại hành sự thời điểm thu liễm một ít, đúng không? Siro lắc lắc đầu, các người hẻ oi bức nam nhân, không hề thân sĩ phong độ, mỹ lệ nữ sĩ, chẳng sợ phạm lại đại sai, đều nên bị tha thứ, đây là chúng ta mễ đức người đốn gia tộc truyền thống. chương 1102 ta không nói giỡn. Mễ đức người đốn gia tộc. Siro tự báo ra môn làm trương huyền nhướng mày. Nhìn dáng vẻ, các người mễ đức người đốn gia tộc, truyền thừa này mấy trăm năm, thật đúng là thân sĩ đâu. Trương huyền hơi hơi mỉm cười. Siro trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, biết chúng ta mễ đức người đốn gia tộc liền hảo, hiện tại, Ta lấy mế đức ngươi đốn ra tộc thành viên thân phận mệnh lệnh ngươi, cấp vị này mỹ lệ nữ sĩ xin lỗi. Không không không, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta cá nhân cho rằng, ngươi cũng chỉ là ngoài miệng như thế, nếu nàng thật sự phạm phải đại sai, ngươi còn có thể bảo trì thân sĩ phong độ tha thứ nàng sao? Đương nhiên, Siro khoanh tay mà đứng, mỹ lệ nữ sĩ, là đáng giá bị tha thứ. Ok, Trương Huyền búng tay một cái, theo sau khom lưng, bắt lấy hướng tầm tã kia một đầu tóc dài trực tiếp đem hướng tầm tã từ trên mặt đất nhắc lên. Hướng tầm tã nhìn trước mắt Trương Huyền, người này, tuy rằng chỉ có hơn 20 tuổi, tuy rằng trường một Trương Anh Tuấn mặt, nhưng cho nàng cảm giác, giống như là một cái ma quỷ, nàng trong lòng tức giận, trong lòng ngạo ý, tại đây một khắc không còn sót lại chút gì, dư lại, chỉ có sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hướng tầm tã thanh âm giữa mang theo run rẩy. Trương Huyền vừa mới kia không lưu tình chút nào một cái tát, Hoàn toàn đem nàng sở hữu tính tình đều đánh không có. Rất đơn giản, Trương Huyền nhằm phía Tầm Tá tuyết miệng, theo sau ở hướng Tầm Tá bên tai thấp giọng nói, "Đi, đem cái này thọc vào hắn ngực, ta muốn biết, hắn cách làm có phải hay không cùng hắn ngoài miệng nói giống nhau, có thể tha thứ ngươi." Trương Huyền thanh âm vừa ra, hướng Tầm Tá liền cảm giác trong tay một trận lạnh lẽo chuyển đến, nàng cúi đầu vừa thấy, một phen đoàn nhận không biết khi nào đã bị nhét vào chính mình trong tay hướng tầm tá cánh tay run lên, theo bản năng tựa như đem này đoạn nhận ném xuống, còn không chờ nàng đem tay buông ra, Trương Huyền liền nắm nàng nắm tay, làm nàng đem này đoạn nhận siết chặt. Ngoan, Trương Huyền thanh âm lại lần nữa ở hướng tầm tã bên tai vang lên, nếu ngươi không nghe lời, ta liền làm thịt ngươi, minh bạch sao. Trương Huyền thanh âm thực ôn nhu, nhưng nghe vào hướng tầm tã bên tai, liền giống như ác ma quấn quanh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đêm nay chính mình bất quá là muốn tìm một người tới thoát khỏi siro dây dưa, khiến cho sự tình biến thành hiện tại cái dạng này. Vị này bằng hữu người giống như nghe không hiểu ta nói. Siro không có khả năng biết Trương Huyền ở cùng hướng tầm tã nói cái gì, kia đem đoàn nhận, bất quá 10 cm trường, hắn ánh mắt cũng nhìn không thấy, hắn hiện tại có thể nhìn đến, chỉ là Trương Huyền bắt lấy hướng tầm tã đầu tóc, mà hướng tầm tã cặp kia nguyên bản sáng người mắt to chung, lúc này trong suốt đảo quanh nhớ kỹ lời nói của ta, ta sẽ tại đây nhìn ngươi, không dựa theo ta nói làm, ta liền giết ngươi, kỳ thật ta bản nhân là không nghĩ thấy như vậy một vị mỹ nữ liền như vậy chết. Trương Huyền buông ra hướng Tầm Tả đầu tóc, lui về phía sau một bước. Hướng Tầm Tả run rẩy đứng dậy, kia đem đoàn nhận bị nàng niết ở trong tay, theo bản năng giấu đi. Siro đi nhanh đi vào Hướng Tầm Tả bên cạnh, thấy Hướng Tầm Tả trên mặt kia rõ ràng năm ngón tay ấn sau, lộ ra phẫn nộ thần sắc, thật quá đáng. Một cái thân sĩ, như thế nào sẽ đối nữ sĩ động thủ, huống chi vẫn là một cái như vậy mỹ lệ nữ sĩ. Trương Huyền khoảng cách Siro cùng Hướng Tầm Tã hai bước khoảng cách, mặt mang mỉm cười, nhớ kỹ lời nói của Tang Nga, ta không thích nói giỡn. Nghe được Trương Huyền thanh âm hướng Tầm Tã, thân thể không cấm đánh cái giật mình, bắt lấy đoạn nhận tay, theo bản năng liền duỗi lên, cũng liền tại đây một khắc, Hướng Tầm Tã cảm thấy một cái lực lượng điều khiển chính mình cánh tay. Không cần hướng tầm tã kinh hô một tiếng. Trương Huyền đã thúc đẩy hướng tầm tã cánh tay, sử hướng tầm tã trong tay đoàn nhận, chát hướng về phía Siro ngực. Phụt, đây là lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm. Siro nguyên bản phẫn nộ thần sắc, tại đây một khắc trở nên ngây dại ra, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên thống khổ, thấp hèn đầu, không thể tin tưởng nhìn chính mình ngực chỗ, một con tay ngọc liền ở chính mình trước ngực, tay ngọc giữa, còn nhéo một phen đoàn nhận, đoạn nhận sở mang mũi nhọn, chính là hắn giờ phút này thống khổ nơi phát ra. Hướng tầm đã có thể cảm nhận được cánh tay thượng truyền đến ấm áp, đó là siro máu tươi. Trương huyền trên mặt như cũ vẫn duy trì tươi cười, ta tưởng, lấy các người mễ đức người đốn ra tộc thân sĩ phong độ, hẳn là có thể làm được tha thứ người trước mặt nữ nhân này đi, đơn giản chính là muốn người mệnh mà thôi, rốt cuộc mỹ nữ phạm phải sai, lại phần lớn có thể tha thứ, không phải sao. Siro chậm rãi mở miệng, nỗ lực muốn hô hấp trương huyền lại lần nữa thúc đẩy hướng tầm tã cánh tay kia đoàn nhận cắm càng sâu một ngụm máu tươi trực tiếp từ siro trong miệng tràn ra trương huyền hờ hững nhìn liền hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn siro hướng tầm tã hét lên một tiếng buông ra trong tay đoàn nhận muốn chạy lại là hai chân nhũn ra liền tưởng là nằm ở trên giường nằm mơ khi muốn chạy vội cảm giác giống nhau không dùng được lực không chỗ dùng sức siro miệng lúc đóng lúc mở máu tươi không ngừng trào ra. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới, hướng phía trước đi đến, trong miệng lẩm bẩm, các người Mễ Đức người đốn gia tộc cái gọi là thân sĩ phong độ, chính là đem Hạ Hầu Thanh hại thành bộ dáng kia, làm nàng không sinh bất tử sao? Siro đồng tử chậm rãi bắt đầu khuếch tán, thân thể hướng phía trước tải đi. Đường Siro hoàn toàn ngã quỵ trên mặt đất khi, hướng tầm tã lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau hoảng loạn chiều Trương Huyền chạy tới ngươi không thể đi ngươi ngươi đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ a à? hướng tầm tã ngữ khí giữa mang theo khóc nức nở một đầu tán loạn tóc dài hình như là nữ quỷ giống nhau trương huyền trợn trắng mắt cùng ta có gì quan hệ đao là ngươi lấy người là ngươi giết ngươi hỏi ta không không hướng tầm tã dùng sức lắc đầu không phải ta là ngươi ngươi là đẩy đến ta ta không nghĩ ta không nghĩ như vậy a à? kia không bằng Trương Huyền đột nhiên nhìn thẳng hướng tầm tã. Ở Trương Huyền ánh mắt hạ, hướng tầm tã theo bản năng lui về phía sau hai bước. Trương Huyền đồng đưa hai xuống tay chỉ, không bằng ta đưa ngươi đi xuống bồi hắn, thế nào? Hướng tầm tã hai chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, nhắm lại miệng, một cái kính lắc đầu, một cổ tao xú vị từ nàng giữa hai chân chuyển đến, hiển nhiên, Trương Huyền vô cùng đơn giản một câu, đã đem nàng dọa phá gan. Vậy đương chuyện này không phát sinh quá hảo, tiếp tục người tụ hội. Trương Huyền nhún vai, hoặc là trực tiếp rời đi. Không được, ta đi không được. Hướng tầm tã thanh âm phát run, cha mẹ ta còn ở nơi này, hiện tại có người đã chết, ta lại đột nhiên rời đi, nhất định sẽ bị hoài nghi đến. Vậy xem chính người kỹ thuật diễn lạc, Trương Huyền nhe răng, theo sau lại không để ý tới hướng tầm tã, lập tức chiều lâu đài trung ương đi đến. Hướng tầm tã gian nan đứng dậy, vừa mới chuẩn bị theo sau, liền nghe Trương Huyền thanh âm truyền đến. Ngươi dám theo kịp, ta liền làm thịt ngươi, nhớ kỹ, ta không nói giỡn. Này một câu, làm hướng tầm tã nguyên bản đã nâng lên chân, sinh sôi ngăn ở giữa không chung. chương 1103 cho ta nói một chút. Một người đối một người khác sở sinh ra sợ hãi, thường thường đều chỉ ở như vậy một cái nháy mắt. Lúc này hướng tầm tã, đối trương huyền chỉ có sợ hãi, nếu trương huyền hiện tại đối nàng phát ra một cái mệnh lệnh, vô luận là cái gì, chẳng sợ lại quá mức, nàng cũng sẽ không chút do dự đi chấp hành, đơn giản là nàng đã bị trước mắt người này dọa phá mật. Lâu đài rất lớn, hướng tầm đã nơi địa phương cũng không có người khác, mọi nơi nhìn thoáng qua sau, hướng tầm đã lấy hết can đảm, chạy đến đã tắt thở siro bên cạnh, hít sâu một hơi, đem siro ngực đoạn nhận rút ra, theo sau tuyển định một phương hướng, chạy chậm qua đi. Ước 20 phút sau, hướng tầm đã một lần nữa chải vuốt hào tóc, sắc mặt cũng trở nên bình thường lại khôi phục phía trước kia tiểu thư khuê các bộ dáng, ăn mặc màu tím váy dài, đạp một đôi mưa no lơm cao gót, yêu nhã đi vào lâu đài trung ương lớn nhất yến hội thính giữa. Hoa lệ đèn treo thủy tinh treo ở phía trên 10 m trần nhà hạ, thật lớn yến hội trong phòng tràn ngập yêu nhã âm nhạc, đẹp đẽ quý giá trang hoàng làm nơi này mỗi một mét vuông, đều đỉnh thượng người thường cả đời giá trị con người, ngày thường ở trên tivi mới có thể xuất hiện vương công quý tộc, ở chỗ này thành nhất thường thấy gương mặt. Những cái đó nổi danh điện ảnh minh tinh, giờ phút này đều chỉ có thể bồi ở đại nhân vật bên cạnh, đương một cái làm nền, liền dư thừa nói cũng không dám nói, tại đây loại hào môn trước mặt, cái gọi là minh tinh, cũng bất quá là cái con hát. Sân nhảy giữa, chứ danh vũ đạo ra ở bầy ra dáng múa, các đại hào môn lẫn nhau giao lưu, tự giúp mình thức cơm điểm phá lệ xa hoa, sang quý trứng ca muối nhậm người hưởng dụng, quý báu rượu ngon cũng từ Mỹ lệ thị nữ không ngừng trình lên, đưa đến mỗi một người khách khứa trong tay. Hướng tầm tã bưng một ly rượu vang đỏ, đi ở này đại sảnh giữa. Hướng cô nương, đã lâu không thấy. Nga, ta Mỹ lệ hướng, người vẫn là như vậy hấp dẫn người. Có nam sĩ đi tới, nhằm phía tầm tã chào hỏi. Liền giống như hướng tầm tã lúc trước nội tâm giữa tự tin giống nhau, nàng đi đến nơi nào, đều sẽ thực mau trở thành tiêu điểm. Nếu là trước kia, hướng tầm tã sẽ cao ngạo nhìn về phía này đó cùng chính mình đến gần người, nhưng hiện tại hướng tầm tã, nàng trong lòng cao ngạo ở phía trước đã bị người hung hăng dẫm đạp hoàn toàn biến mất hướng tầm tã hơi hơi gật đầu hướng còn lại người chào hỏi trên mặt không có một chút ngạo sắc oa tầm tã người tại đây a à, ta tìm ngươi đã nửa ngày một người ăn mặc màu trắng lễ phục tóc vàng mỹ nữ hướng tầm tã đi tới cũng là hè oi bức gương mặt đi chúng ta qua bên kia liêu tóc vàng mỹ nữ đi tới giữ chặt hướng tầm tã tay hai người quan hệ hiển nhiên không tồi Hướng tầm tả gật gật đầu, đã xảy ra chuyện vừa rồi, hướng tầm tả cũng không nghĩ đứng ở chỗ này khiến cho người khác chú ý, lộ cái mặt trốn đến một bên đi, là lựa chọn tốt nhất. Hai người tuyển cái hơi giữa góc vị trí, làm một ít nói chuyện phiếm. Nữ nhân chi gian, đơn giản là lưu chút đồ trang điểm, hàng hiệu, hoặc là cái nào xoái ca, cùng với một ít bát quái. Tầm tả, người biết không, nghe nói trước hai ngày có người tới cấp cái kia họ hạ hầu nữ nhân báo thù tới bất quá bị mễ đức người đốn ra người hung hăng sửa chữa một phen người nói hạ hầu thanh nữ nhân kia rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng mễ đức người đốn ra tộc hợp tác a kết quả bị làm thành người thực vật nửa chết nửa sống hướng tầm đã lắc lắc đầu ai không rõ ràng lắm nàng nghĩ như thế nào bất quá lúc ấy kia sự kiện làm đến rất đại hạ hầu thanh hình như là cùng mễ đức người đốn ra tộc đạt thành nào đó hiệp nghị cuối cùng hiệp nghị xé bỏ lúc ấy còn có người hỏi ta nói có thể hay không tìm con đường đưa một cái hẻ oi bức nữ nhân về nước, ta phỏng chừng người kia chính là Hạ Hầu Thanh. Tóc vàng mỹ nữ nhìn mắt yến hội trong sảnh ương sân nhảy, trong mắt mang này đó kiêng kỵ nói, lúc trước Hạ Hầu Thanh tưởng hồi hẻ oi bức, chỉ tiếc bị mễ đức người đốn gia tộc nhìn chầm chầm đến quá chết. Ở chỗ này, đắc tội cái này gia tộc, thật chính là trời cao không đường, xuống đất không cửa A. Các ngươi hai cái có phải hay không không muốn sống nữa? Một đạo giọng nam vang lên, một người 30 tuổi tả hữu hè oi bước nam nhân đã đi tới. Tóc vàng mỹ nữ nhìn đến đối phương, thẻ lưỡi, ca. Ta nói trung linh, về hạ hầu thanh sự, đối mễ đức ngươi đốn gia tộc tới nói, chính là cấm kỵ, người dám tại đây nói này đó, không sợ bị người nghe được. Trung linh, chính là cái này hè oi bức tóc vàng mỹ nữ tên, cái này 30 tuổi tả hữu nam nhân, tên là Trung Lập Hưng, Trung gia tại đây ý bang quốc thương giới, cũng là có chút địa vị, làm tiến xuất khẩu mậu dịch, coi như ý bang quốc hẻ oi bức xí nghiệp giữa số một số hai tồn tại, nếu không cũng không tư cách tham gia lần này yến hội, bất quá tuy là như thế, bọn họ cùng mễ đức người đốn gia tộc tranh lệch, vẫn là quá lớn, tại đây nói chuyện đều phải thật cẩn thận. Trung Linh rụt rụt cổ, ca, ta nói chính là sự thật mà thôi a. À. Tuy rằng mễ đức người đốn gia tộc chỉ là nói hai bên hiệp nghị xé bỏ, nhưng ai không biết, mễ đức người đốn gia tộc là mơ ước hạ hầu thanh trên tay đồ vật, lúc này mới cố ý đem nàng hại thành như vậy. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Trung Lập Hưng chừng mắt nhìn Trung Linh liếc mắt một cái, tại đây đừng liêu này đó, liền hạ hầu thanh này ba chữ đều không cần nhắc lại, nếu bị mễ đức người đốn ra người nghe được, chúng ta nhưng không gì kết cục tốt. Trung Linh cũng biết mễ đức người đốn gia tộc không thích nghe đến này đó, gật gật đầu, không hề ra tiếng. Hướng tầm tã bưng lên trong tay chén rượu, phóng tới bên miệng, vừa mới chuẩn bị nhấp thượng một ngụm, liền cảm giác được có người ngồi ở chính mình bên người. Ngượng ngùng, ta, hướng tầm tã mới vừa mở miệng ra tiếng, lại nhìn đến bên cạnh người bộ dáng, chuẩn bị xuất khẩu nói, lập tức nuốt đi xuống. Trương huyền đồng dạng bưng một cái cốc có chân dài, nhằm phía tầm tã trong tay chén rượu nhẹ nhàng một chạm vào, phát ra một tiếng giòn vang, nhìn dáng vẻ ngươi trạng thái không tồi, nói cho ta nghe một chút đi về hạ hầu thanh sự. Tại đây yến hội thính giữa, nữ nhân đều là váy dài lễ phục, nam nhân cũng đều là tây trang dài ra, giống trương huyền này một thân áo gió trang điểm, thực sự có vẻ phi thường đột ngột. Trung lập hương mày nhăn lại, hướng Trương Huyền nói, ta nói anh em, có chút đồ vật, cũng không phải là tưởng lưu là có thể lưu. Trương Huyền xem cũng chưa xem nói chuyện Trung lập hương liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nhằm phía tầm tã nói, cho ta nói một chút, hạ hầu thanh cùng mễ đức người đốn ra chi gian, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung lập hương mày nhăn càng khẩn, người không nghe được lời nói của ta sao. Nơi này không chào đón ngươi tưởng liêu đi địa phương khác liêu đi. Trương Huyền bưng lên trong tay chén rượu, quơ quơ, theo sau liếc liếc mắt một cái Trung Lập Hưng, người đang nói chuyện với ta. Trung Lập Hưng hừ lạnh một tiếng, bằng không đâu. Xin lỗi, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ hướng tầm tã bả vai, ta ở cùng nàng nói chuyện. Trung Lập Hưng ánh mắt lộ ra tức giận, không riêng gì Trương Huyền nói chuyện ngữ khí làm hắn cảm thấy phẫn nộ, càng là bởi vì Trương Huyền chụp thượng hướng tầm tã bả vai cái kia động tác, càng làm cho hắn tức giận. Để ý bang quốc hẻ oi bức người thương giới, ai không biết hắn trung lập hưng theo đuổi hướng tầm tã đã mấy năm, ở rất nhiều nhân tâm, đã đem hai người bọn họ trở thành một đôi. Nhưng hiện tại, trước mặt người này, làm cho chính mình mặt, làm ra như vậy thân mật động tác, cái này làm cho trung lập hưng như thế nào có thể nhẫn. chương 1104 merion Trung lập hưng lông mày một hoành, lạnh lùng nói, tiểu tử, chú ý một chút người cùng ta nói chuyện thái độ, người có biết hay không ta là ai hướng tầm tã thấy như vậy một màn trong lòng giật mình nàng cùng trung lập hưng nhận thức nhiều năm như vậy cũng biết trung lập hưng tính cách là cái cực sĩ diện người đã có thể bởi vì biết điểm này hướng tầm tã tuyệt đối không thể làm trung lập hưng lại cùng trước mặt người nam nhân này dỗi đi xuống nếu không lấy người nam nhân này phong cách hành sự trung lập hưng tuyệt đối sẽ xong đời hắn liền mễ đức ngươi đốn gia tộc người đều dám giết còn có cái gì không dám làm hướng tầm tã vội vàng hướng trung lập hưng nói trung ca đây là ta một cái bằng hiếu đừng nhúc nhích giận đừng nhúc nhích giận bằng hiếu trung lập hưng đánh giá trương huyền không thể không nói trương huyền bộ dạng cùng với trên người sở có chứa tự tin khí chất đều làm trung lập hưng có một loại nguy cơ cảm tầm tã chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy ta như thế nào trước nay không nghe nói qua ngươi có như vậy một cái bằng hiếu ha ha hướng tầm tã cười gượng một tiếng tìm cái lấy cớ ta này bằng hữu mới đến ý bang quốc không bao lâu. Tầm tã, người đem ta ca đương ngốc tử A, trung linh mắt trợn trắng, một cái vừa tới ý bang quốc không bao lâu người, có thể tham gia lần này yến hội. Liên tính hắn vừa tới, kia cũng nên là nào đó tập đoàn tài chính thiếu ra đi. Hướng tầm tã nhìn thoáng qua Trương Huyền, cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể ngồi ở một bên cười gượng. Trung Linh hướng Trương Huyền vươn tay, chớp chớp đôi mắt, xoái ca ngươi hảo, ta kêu Trung Linh, nhận thức một chút. Trương Huyền nhìn mắt Trung Linh, không để ý đến, mà là nhằm phía tầm tã mở miệng, người giống như đã quên ta hỏi ngươi chính là cái gì, nói cho ta nghe một chút đi hạ hầu thanh sự. Bị Trương Huyền như vậy vô số, Trung Linh sắc mặt một chút liền trở nên phi thường khó coi. Ta nói tiểu tử, người đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trung Lập Hưng giận dữ, giơ lên nắm tay, liền muốn giáo huấn Trương Huyền. Hướng tầm tã trong lòng hoảng hốt, ở trung lập hưng giơ lên nắm tay hết sức ngay cả vội đứng dậy bắt lấy trung lập hưng cánh tay trung lập hưng người muốn làm gì hướng tầm tã như vậy che chở người khác cách làm làm trung lập hưng trong lòng nhảy dựng lập tức suy đoán người nam nhân này cùng hướng tầm tã quan hệ tuyệt đối không đơn giản trung lập hưng không biết chính là hướng tầm tã làm như vậy bất quá là ở bảo hộ hắn mà thôi đang lúc trung lập hưng muốn nói cái gì khi yến hội trong phòng kia yêu nhã âm nhạc thanh đột nhiên ngừng ngay sau đó, trong phòng sáng người ánh đèn cũng đột nhiên tiêu diệt, như vậy biến cố, làm Yến hội trong phòng vang lên một mảnh kinh hô tiếng động. Hắc ám chỉ rằng có một giây, một chản đèn tụ quang đột nhiên sáng lên, tỏa định ở Yến hội thính nội môn trước. Ở kia hoa lệ cổng vòng khẩu, một người tóc kim hoàng phương Tây nữ nhân đứng ở đèn tụ quang hạ, nàng ăn mặc lụa trắng váy dài, mặt trên lập lè điểm điểm, đó là kim cương phản xạ ra tới quang mang, gần là trên người nàng xuyên váy dài, liền giá trị trăm vạn Âu nữ nhân dáng người cao gầy, lớn lên thật xinh đẹp, theo nàng đi lại, làn váy ném ra, lộ ra thon dài hai chân. Nữ nhân đầu đội đỉnh đầu thủy tinh vòng nguyệt quế, trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, hiện tại nàng, chính là này yến hội trong phòng, hoàn toàn xứng đáng vai chính. Đây là Marion, hướng tầm tã thanh âm ở trương huyền bên tai vang lên, mễ đức người đốn gia tộc đại tiểu thư, hôm nay yến hội, chính là nàng sinh nhật yến, bất quá nói là sinh nhật yến, Kỳ thật cũng là một cái khánh công yến, cùng Hạ Hầu Thanh có quan hệ. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, nhìn đèn tụ quang hạ Marian, tiếp tục nói tiếp. Hướng Tầm đã hít sâu một hơi, ta biết nói tin tức, bất quá cũng là tin vỉa hè, chân thật tính không có biện pháp xác định, ở Mễ Đức Người đốn gia tộc, Hạ Hầu Thanh này ba chữ là một cái cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới, chính là bởi vì, Mễ Đức Người đốn gia tộc, từ Hạ Hầu Thanh trong tay, cướp đoạt đi rồi một phần nghiên cứu kế hoạch, một cái về có thể kéo dài thọ mệnh nghiên cứu kế hoạch. Kéo dài thọ mệnh, Trương Huyền ánh mắt lộ ra một mặt suy tư, tiếp tục nói. Lúc trước, chúng ta thương hội được đến một ít tin tức, nói một cái hẻ oi bức nữ nhân cùng mễ đức người đốn gia tộc đạt thành mỗ hạng hợp tác, hơn nữa mức phi thường thật lớn, lúc ấy việc này để ý bang quốc viêm thương giới khiến cho không nhỏ chấn động, cuối cùng nghe được, nữ nhân kia kêu hạ hầu thanh, chẳng qua, sự tình tuy rằng nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng không có người gặp qua hạ hầu thanh, cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, trừ bỏ nghe nói hợp tác tin tức bên ngoài. Hạ hầu thanh tên, liền rốt cuộc không xuất hiện quá, mãi cho đến nửa tháng trước, có một cái bằng hữu liên hệ tới rồi ta, hỏi ta có thể hay không tìm cái chiêu số, đưa một cái hẻ oi bức nữ nhân về nước, lại lúc sau, rất nhiều người liền thu được về hạ hầu thanh xảy ra chuyện tiểu đạo tin tức, người biết đến, hiện tại xã hội này, tiểu đạo tin tức truyền thật sự mau. Hướng tầm đã đang nói này đó thời điểm, có vẻ phi thường khẩn trương, thỉnh thoảng bưng lên chén rượu nhấp thượng một ngụm, giống như như vậy có thể làm nàng chấn định một ít, hoặc là lấy rượu thêm can đảm. Có rất nhiều tin tức đều chỉ hướng, là mễ đức người đốn gia tộc đối hạ hầu thanh động tay, ngay sau đó, mễ đức người đốn gia tộc lại quan tuyên một tin tức, nói bọn họ nắm giữ nào đó có thể kéo dài nhân loại thọ mệnh sinh vật nghiên cứu. Hai ngày trước, được đến tin tức, có hai người cường sấm mễ đức người đốn gia tộc, nghe nói lai lịch không nhỏ cụ thể tình huống ta như vậy tiểu nhân vật là tìm hiểu không đến nhưng nghe nói kia hai người cũng không chịu nổi nếu không có phía sau thế lực cường hãn chỉ sợ sẽ chết ở mễ đức ngươi đốn gia tộc nói chuyện hướng tầm tã không có chú ý tới nàng bên cạnh trương huyền nhìn về phía merian ánh mắt giữa giống như đang xem một cái người chết hướng tầm tã uống lên khẩu rượu tiếp tục nói dù sao tiểu đạo tin tức ùn ùn không dứt Mễ Đức người đốn gia tộc cũng biết mọi người đều đang nói chuyện cái gì, cho nên bọn họ giết gà dọa khỉ quá một lần. Về sau ai muốn ở công khai trường hợp nhắc tới hạ hầu thanh ba chữ, chính là cùng bọn họ gia tộc là địch, nhìn dáng vẻ, bọn họ là đã thừa nhận đối hạ hầu thanh hạ tay. Trương Huyền khóe miệng liệt khai, này phong cách hành sự thật đúng là bá đạo A. Không có biện pháp, hướng tầm tã thở dài, mễ đức người đốn gia tộc, thực lực hồn hậu, nói bọn họ để ý bang quốc một tay che trời, đều không quá, trừ phi là cổ xưa Norman gia tộc chịu ra mặt, nếu không bọn họ phỏng chừng ai chướng đều sẽ không mua. Trương Huyền lắc lắc đầu, hiện tại mễ đức người đốn gia tộc, đã không đem Norman gia tộc để vào mắt. Rốt cuộc là ai ở phía sau cho các người chống lưng đâu? Trương Huyền lẩm bẩm một tiếng, theo sau hướng phía trước đi đến. Đèn tụ quang hạ, Marion đi đến yến hội thính trung ương, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nàng trên người. Marion làm một cái tiêu chuẩn thuộc nữ lễ nghi sau, ở một trận phụ hỏa vỗ tay giữa, yến hội thính ánh đèn một lần nữa sáng lên, vỗ tay rơi xuống, không có người ra tiếng, bởi vì ở đây người đều biết, mấy đức người đốn gia tộc người phát ngôn, hiện tại muốn lên tiếng. Marion phân biệt nhìn bốn cái phương hướng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị ra tiếng, lại nghe một đạo thanh âm trước tiên vang lên, ở ngươi nói chuyện phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1105 trả lời ta vấn đề Thanh âm này một vang, ở đây người tất cả đều là cả kinh, ai như vậy không có ánh mắt, sẽ ở ngay lúc này đánh gãy Marian nữ sĩ. Bọn họ chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, nhìn đến một người ngồi ở yến hội thính trong một góc hẻ oi bức nam nhân, hắn thân xuyên màu đen áo gió, cùng nơi này hết thảy đều có vẻ không hợp nhau. Marian ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, nhưng ở đây nhiều người như vậy, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, như cú hình thái yêu nhã mở miệng, vị tiên sinh này, người mời nói. Hướng tầm tã thấy mọi người ánh mắt có thể đạt được mà đến, vội vàng lui về phía sau vài bước, cùng Trương Huyền bảo trì khoảng cách. Trung Linh đi tới, lôi kéo hướng tầm tã tay phải đuôi chỉ, tầm tã, người cái này bằng hiếu, có phải hay không nơi này có chút vấn đề a? À. Trung Linh nói, dùng ngón tay chỉ đầu mình, trường hợp này, hắn còn đi đánh gãy Marian nói, này không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Hướng tầm tá vội vàng làm cái cái ra dấu im lặng, nàng sợ Trung Linh câu nào lời nói không đúng, chọc tới kia tôn đại thần, lấy người này phong cách hành sự, tuyệt đối không phải cái gì thương hương tiếc ngọc hạng người. Đường ánh mắt mọi người đều tập trung đến Trương Huyền trên người khi, Trương Huyền ngồi ở một trương dựa ghế, dơ dơ lên trong tay chén rượu, cất cao giọng nói, ta muốn hỏi một chút Mỹ lệ Marian nữ sĩ, có hay không nghe nói qua, hạ hầu thanh người này. Trương Huyền trong miệng, hạ hầu thanh ba chữ vừa ra, ở đây mọi người, tất cả đều là sắc mặt biến đổi. Ở đây ai không biết, hạ hầu thanh này ba chữ, ở mễ đức người đốn gia tộc, là một cái cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới. Nhưng hiện tại tên này hè oi bức người, thế nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, chất vấn Marian, có hay không nghe nói qua hạ hầu thanh. Hắn đây là ở khiêu khích mễ đức người đốn gia tộc uy nghiêm. Marian mày liếu vừa nhíu, còn chưa nói lời nói, nàng phía sau liền đi ra một nam nhân trung niên. Trung niên nam nhân dáng người cường tráng, tuy nói ăn mặc lễ phục, nhưng vẫn là có thể trương hiển ra lễ phục hạ kia nổ mạnh cơ bắp, nhìn qua uy thế mười phần. Trung niên nam nhân nhìn mắt trương huyền, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía khoảng cách trương huyền cách đó không xa trung lập hưng trên người, trung ra người, tới giải thích một chút, hiện tại các ngươi viêm thương, đã trở nên như vậy không lựa lời sao. Trung gia là viêm thương để ý bang quốc đại biểu, mà Trung Lập Hưng, còn lại là Trung gia đại biểu. Mễ Đức Ngươi đốn gia tộc người, đây là muốn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Trung gia, thậm chí chỉ hướng ý bang quốc sở hữu viêm thương, tới cấp trương huyền tạo áp lực, đồng thời nói cho mọi người, Mễ Đức Ngươi đốn gia tộc, không phải ai đều có thể trêu chọc. Trung Lập Hưng sắc mặt khó coi cực kỳ, này liền như là phía dưới phạm nhân sai, phạt chính là hắn giống nhau. Trung Lập Hưng hướng trung niên nam nhân kỳ hảo cười, theo sau hướng Trương Huyền quát lớn nói, cầm miệng của ngươi lại ba, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Hướng tầm tã đứng ở một bên, xem lo lắng suông nàng muốn đi cản Trung Lập Hưng, nhưng ở mễ đức ngươi đốn gia tộc đôi mắt hạ, nàng cũng không dám tỏ thái độ, đồng thời còn lo lắng Trung Lập Hưng chiêu chọc đến người này, rốt cuộc người này, dám tùy ý đối mễ đức ngươi đốn gia tộc người hạ sát thủ, hắn chỉ cần không phải cái ngốc tử nói, tuyệt đối có siêu cường tự tin. Người này là ngốc tử sao? Hiển nhiên không phải, hắn vẫn luôn hỏi về hạ hầu thanh sự, hắn là tới vì hạ hầu thanh báo thù. Trương huyền quơ quơ trong tay chén rượu, thở dài, nhẹ giọng nói, ai, hiện tại người, như thế nào đều biến thành như vậy đâu, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi trả lời thì tốt rồi, một hai phải cùng ta xả đến địa phương khác đi, các ngươi một ngày thực nhàn sao. Trung niên nam nhân đi nhanh chiều trương huyền nơi này đi tới, tiểu tử, nơi này là mễ đức ngươi đốn gia tộc, không phải ngươi làm sự địa phương, người khẩu khí sau cửa thợ dày dày còn muốn xú trương huyền nhìn thoáng qua chiều chính mình đi tới trung niên nam nhân sau ánh mắt lại lần nữa phóng tới Marion trên người mỹ lệ Marion nữ sĩ ta hỏi lại ngươi một lần có hay không nghe nói qua hạ hầu thanh này ba chữ ta mễ đức ngươi đốn gia tộc uy nghiêm không phải ngươi này chỉ hè oi bức heo có thể khiêu khích trung niên nam nhân đã đi nhanh đi vào trương huyền trước người vươn tay chiều trương huyền cổ áo chộp tới trương huyền ánh mắt trước sau dừng lại ở Marion trên người, liền ở trung niên nam nhân tay sắp bắt được trương huyền cổ áo thời điểm, một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua, này hắc ảnh tốc độ, mau đến không ai có thể thấy rõ. Đường hắc ảnh xẹt qua lúc sau, nguyên bản đầy mặt phẫn nộ trung niên nam nhân, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, theo sau, thân thể hắn về phía sau phương tài đi, ngã trên mặt đất. Một bãi máu tươi, từ giữa nam nam nhân cổ chỗ chảy ra, trung niên nam nhân trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, trong mắt là không cam lòng cùng mê võng. Như vậy một màn, làm cho cả đại sảnh giữa vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi. Chết người, thế nhưng chết người. Vừa mới còn ở quát lớn Trung Lập Hưng, nhìn thấy như vậy một màn, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất. Đã xảy ra cái gì? Này đã xảy ra cái gì? Hắn giết mễ đức ngươi đốn ra tộc người. Hướng tầm tã thân thể nhoáng lên, trong mắt là nồng đậm sợ hãi thần sắc. Người này, thật sự là một cái ma quỷ, hắn tới mễ đức người đốn gia tộc, chính là tới giết người. Trung Linh thanh âm giữa mang theo khóc nước nở, tầm tã, hắn. Hắn rốt cuộc là người nào a? À? Hướng tầm tã lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta cũng không biết. Một đạo hắc ảnh, trống rỗng xuất hiện ở trương huyền phía sau, an tĩnh đứng ở nơi đó, không phát ra một chút thanh âm. Hắc ảnh mang một trương mặt quỷ mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Trương huyền bưng lên chén rượu, uống sạch ly chung rượu ngon, theo sau ra tiếng, các vị, các ngươi như vậy xảo, ta vô pháp vấn đề. Trương huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền tiến mỗi người trong tai, nguyên bản những cái đó bởi vì sợ hãi mà phát ra tiếng thét chói tai, dẫn tới trường hợp có chút hỗn loạn người, ở nghe được trương huyền thanh âm sau, đều không tự giác nhắm lại miệng. Trương huyền bày cái thoải mái tư thế, dựa vào dựa ghế, lại lần nữa mở miệng, Marian nữ sĩ, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, có hay không nghe nói qua hạ hầu thanh này ba chữ. Marian không có ra tiếng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía chung quanh. Không cần chờ, Trương Huyền cười cười, tại đây bảo nội, các người tổng cộng an bài 184 danh bảo tiêu, hiện tại tất cả đều không có khả năng xuất hiện, cho nên ta kiến nghị, đại gia vẫn là đều chân thành một chút, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, sự tình cũng hảo tiến hành mau một ít, thế nào? Marion trong lòng giật mình, người này, có thể chuẩn xác nói ra bảo nội có bao nhiêu bảo tiêu, vậy chứng minh, này đó bảo tiêu, đã bị hắn toàn bộ giải quyết. Marion hít sâu một hơi, trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, vị tiên sinh này, ta chưa từng có nghe nói qua hạ hầu thanh tên. Không nghe nói qua, Trương Huyền trong ánh mắt lộ ra một mặt suy tư. Đúng vậy, ta không rõ người đang nói cái gì. Marion ra tiếng, hôm nay là ta sinh nhật yến, nếu tiên sinh là tới tham gia yến hội, ta đại biểu mễ đức người đốn gia tộc tỏ vẻ hoan nghênh, nếu tiên sinh là tới tìm người, nơi này, không ai nghe nói qua hạ hầu thanh. Hành đi, trương huyền thở dài, nếu người không nghe nói qua, kia lưu người cũng vô dụng, người có thể đi chết rồi. Trương 1106 có khác một thân. Trương huyền vừa dứt lời, đứng ở hắn phía sau kia đạo bóng đen liền lập tức chiều Marion lao đi. Hướng tầm tã không khỏi nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lòng bàn tay ra mồ hôi, Khẩn Trương không được, bởi vì nàng biết, người nam nhân này sẽ không nói dối, hắn nói là thật sự, hắn muốn Marian mệnh. Marian trợn mắt nhìn kia đạo bóng đen bay vút đến chính mình trước mắt. Ở đây đều là chút người thường, bọn họ liền bắt giữ đến hắc ảnh tốc độ năng lực đều không có. Hắc ảnh ở Marian trước người chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó, lại lần nữa trở lại Trương Huyền phía sau, an tĩnh đứng ở nơi đó. Giữa đám người Marian đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Không ai thấy rõ vừa mới đã xảy ra cái gì, thẳng đến, một đạo huyết trụ từ Marion cổ chỗ phun trào ra tới, còn đứng ở kia Marion đồng tử bắt đầu khuếch tán, nàng cơ bắp phản xạ rũi khởi đôi tay, che lại chính mình cổ, ngã trên mặt đất, không ngừng chiều động. Lại chết một người. Ngày thường gian, mễ đức người đốn gia tộc người, vô luận đi đến nơi nào, đều là chịu người tôn kính, nhưng hôm nay, lại bị một cái hẻ oi bức người, giống như đối đãi ra cầm giống nhau, muốn giết liền sát. Marion là hôm nay trận này yến hội vai chính, nhưng đơn giản là nói chút trường hợp lời nói, chơi một chút văn tự trò chơi, đã bị cái này hè oi bức người đương trường chém giết, không hề thương hương tiếc ngọc. Ở đây người, mọi người đều rất rõ ràng, cái này hè oi bức người có thể tìm tới mễ đức người đốn gia tộc, thì nhất định là biết mễ đức người đốn gia tộc cùng hạ hầu thanh chi gian quan hệ, cũng nhất định có thể nghe ra, Marion vừa mới nói buổi nói chuyện, bất quá là một ít phía chính phủ lý do thoái thác đã có thể như vậy hắn giống nhau sát hắn là ở nói cho mọi người thành thật trả lời hắn vấn đề bằng không chính là chết marion tử vong làm người hoảng sợ người này dám ở cái này địa phương trực tiếp giết chết marion liền không có hắn không dám làm sự nhưng lại hoảng sợ ở đây cũng không ai dám kêu ra tiếng có chút sợ tới mức không được người đơn giản nhắm mắt lại dùng tay che miệng lại không ngừng nức nở Khoảng cách Trương Huyền rất gần Trung Lập Hưng, sắc mặt trắng bệch, phá lệ khó coi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, người này lại là như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật. Hắn bước chân chậm rãi lui về phía sau, liền tâm đều đang run rẩy. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, đem trong tay chén rượu tùy tay một ném. Chén rượu rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang, vỡ vụn một mảnh. Trương Huyền nhìn mắt đã nằm ở vũng máu giữa Marion, thở dài, ai, nhìn dáng vẻ, Mỹ lệ Marian nữ sĩ không muốn hợp tác đâu, còn có hay không mễ đức người đốn gia tộc người, đến trả lời ta vấn đề. Ở đây người, người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai đều không có ra tiếng. Có vài đạo thân ảnh, xúc đến đám người giữa. Toàn bộ yến hội trong sảnh, trừ bỏ thỉnh thoảng truyền đến nước nở thanh bên ngoài, không còn có còn lại thanh âm. Trương Huyền đem tay đặt ở sau đầu, lấy một cái thoải mái tư thế dựa vào ghế dựa thược, nhìn dáng vẻ, các vị là cùng mễ đức ngươi đốn gia tộc quan hệ không tồi đâu, kia như vậy đi, ta đổi cái vấn đề. Trương Huyền nói đến lúc này, trực tiếp quay đầu, đem ánh mắt tỏa định đến Trung Lập Hưng trên người, người tới nói cho ta, nơi này, còn có ai là mễ đức ngươi đốn gia tộc người. Trung Lập Hưng ở Trương Huyền ánh mắt xem ra thời điểm, liền hai chân mềm nhũn ngã ngồi đến trên mặt đất, nghe tới Trương Huyền vấn đề sau, kia trắng bạch sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Trung Lập Hưng rất rõ ràng, này yến hội trong sảnh, đương nhiên còn có mễ đức người đốn gia tộc thành viên, nhưng nếu hiện tại nói, vậy tương đương hoàn toàn đem mễ đức người đốn gia tộc cấp đắc tội, nhưng nếu không nói nói, lấy trước mặt vị này cách làm, chính mình còn có thể sống sao. Trương Huyền thấy Trung Lập Hưng trầm mặc, mày nhăn lại, nếu liền đơn giản như vậy vấn đề ngươi đều đáp không được, ta đây cảm thấy, ngươi cũng. Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, Trung Lập Hưng liền vươn ra ngón tay hướng một bên, hắn, hắn là mễ đức người đốn gia tộc thành viên. Trả lời vấn đề là đắc tội mễ đức người đốn gia tộc, không trả lời, liền sẽ chết, Trung Lập Hưng đương nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Bị Trung Lập Hưng chỉ vào là một người hơn 20 tuổi phương Tây soái ca, giờ phút này hắn tưởng xúc đến trong đám người, nhưng hắn người bên cạnh giống như đạt thành nào đó hiệp nghị giống nhau, đều chiều chung quanh trốn đi, làm hắn không chỗ có thể ẩn nấp. Trương Huyền ánh mắt nhìn lại, vươn hai ngón tay, qua lại gõ ghế rửa tay vịn, cùng ta nói một chút hạ hầu thanh sự. Lần này, ở bên trong này, Trương Huyền giống như người chi đế vương giống nhau, quan sát mọi người. Tên này mễ đức người đốn gia tộc phương Tây xoái ca nuốt khẩu nước bọt, run run rẩy rẩy nói, ta, ta chỉ là một cái bên ngoài thành viên, cũng, cũng không rõ ràng. Vậy người cũng không tồn tại tất yếu, Trương Huyền nhẹ nhàng phất tay, ở hắn phất tay nháy mắt, hắn phía sau hắc ảnh, liền hướng tên này phương Tây Soái ca lao đi. Giống như vừa mới giống nhau, đường hắc ảnh một lần nữa trở lại trương huyền phía sau thời điểm, tên này mễ đức người đốn gia tộc phương Tây Soái ca, đã nằm ngã xuống đất thượng, máu tươi từ hắn dưới thân lan tràn ra tới. Trương huyền là một cái tử thần, hắn phía sau hắc ảnh, đó là trong tay hắn lưỡi hái, hắn mũi nhọn sở chỉ, đó là lưỡi hái sở hướng. Yến hội trong phòng lò sưởi trong tường, thiêu ấm áp lửa nóng, nhưng đãi ở yến hội trong phòng người, đều cảm giác chính mình bị vô tận hàn ý sở bao vây. Trương Huyền nhìn về phía một người khác, cho ta nói cái mễ đức ngươi đốn gia tộc thành viên. Bị Trương Huyền sở xem người, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền chỉ hướng một người hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Này trung niên nữ nhân hét lên một tiếng, cất bước liền tưởng ra bên ngoài chạy. Một cái đơn giản vấn đề, vì cái gì không hảo hảo trả lời đâu. Trương Huyền lắc lắc đầu, theo sau phất tay. Hắc Y lại lần nữa chấp động, kia chạy trốn trung niên nữ nhân, chỉ bán ra vài bước, liền nằm đến trên mặt đất. Trương Huyền duỗi người, đứng dậy, nhìn quét một vòng, theo sau cất cao giọng nói, các vị, ta tưởng các ngươi giữa có một số người, còn không thể lý giải tình huống hiện tại, không bằng để cho ta tới làm giảng giải, ta muốn biết là có quan hệ hạ hầu thanh sự, nếu hôm nay ta hỏi không ra tới, không riêng gì mễ đức người đốn gia tộc người, bao gồm các ngươi mọi người, đều phải chết, minh bạch sao, trương huyền lời này vừa ra ở đây người tất cả đều không khỏi đánh cái giật mình giờ này khắc này không ai sẽ hoài nghi cái này hè oi bức tuổi trẻ nam nhân nói hắn chính là một cái đến từ địa ngục ma quỷ ở trong mắt hắn mạng người như cỏ rác giống nhau giá rẻ trương huyền mở ra đôi tay hảo các vị hiện tại có ai có thể nói cho ta về hạ hầu thanh sự đủ rồi một đạo tiếng quát đột nhiên từ đám người giữa vang lên một người tóc vàng trung niên nam nhân bước nhanh đi ra đám người trực diện trương huyền mở miệng nói ta là lan người bất quá chính là muốn biết về hạ hầu thanh sự mà thôi ta có thể nói cho ngươi trương huyền búng tay một cái hơi hơi mỉm cười thực hảo có người nguyện ý ra tới thuyết minh tình huống việc này liền đơn giản nhiều đến đây đi nói cho ta ta biết ngươi là tới cấp hạ hầu thanh báo thù lan nhìn chằm chằm trương huyền chuyện này chúng ta đã sớm nghĩ tới cũng làm hảo nghênh đón các người đã đến chuẩn bị, bất quá, chúng ta mễ đức người đốn gia tộc, bất quá là cái chim đầu đàn mà thôi, hại hạ hầu thanh, có khác một thân. chương 1107 lúc trước, mễ đức người đốn gia tộc chỉ là chim đầu đàn, ở bọn họ sau lưng có khác một thân. Lan nói, khiến cho mọi người trong lòng một mảnh ồ lên. Mễ đức người đốn loại này cấp bậc gia tộc, chỉ là một cái chim đầu đàn. Nói như vậy, bọn họ sau lưng, so với bọn hắn càng cường đại hơn trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố thế lực a à? trương huyền duỗi tay đào đào lỗ tai người giống như lầm phương hướng ta hỏi chính là về hạ hầu thanh tình huống không hỏi người khác lan nhìn mắt bốn phía ta cho rằng có chút đồ vật chúng ta vẫn là lén nói tương đối hảo người cảm thấy đâu liền hiện tại nói đi trương huyền đi hướng cách đó không xa cơm đài cầm lấy một khối tiểu bánh kem động tác yêu nhã ở bánh kem mặt ngoài bôi lên một tầng hơi mỏng bơ, các người cùng hạ hầu thanh, đạt thành quá nào đó hiệp nghị. Lan nhíu mày, vị tiên sinh này, ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, có chút đồ vật, phóng tới bên ngoài thượng nói, đối ai đều không tốt. Trương Huyền đem trong tay tiểu bánh kem bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, nhắm mắt hưởng thụ, ước 10 giây sau, Trương Huyền một lần nữa trợn mắt, trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, ra tiếng nói, vô nghĩa quá nhiều, làm thịt. Trương huyền lời này vừa ra, Lan sắc mặt biến đổi, lập tức mở miệng, chậm đã, ta. Lan muốn nói cái gì đó, nhưng đã quá muộn. Màu đen thân ảnh chấp động, trở lại trở lại tại chỗ khi, Lan đã nằm trên mặt đất, huyết lưu đầy đất. Trương huyền duỗi người, các người mế đức người đốn gia tộc, giống như không phải thực thích cẩn thận nghe người khác nói chuyện a, à, hảo, hiện tại chúng ta chơi cái trò chơi, ở đây người, mỗi cho ta chỉ ra một người mễ đức người đốn gia tộc thành viên, liền có thể rời đi, lưu lại người, liền cùng mễ đức người đốn gia tộc người cùng nhau chôn cùng, cứ như vậy. Trương Huyền nói, làm yến hội trong phòng mọi người, đều sắc mặt mãnh biến, bọn họ tận mắt nhìn thấy Trương Huyền thủ đoạn, không ai sẽ hoài nghi, hắn là ở nói giỡn. Trương Huyền vừa dứt lời, liền có một người chỉ hướng bên người, hắn, hắn là mễ đức người đốn gia tộc, ta có thể đi rồi đi nói chuyện chính là một người tuổi trẻ nữ nhân. Đương nhiên, Trương Huyền gật gật đầu, ta nói chuyện giữ lời, người có thể rời đi. Này tuổi trẻ nữ nhân nghe được Trương Huyền trả lời, như được đại xá, triệu yến hội thính ngoại chạy tới, không ai ngăn trở. Mắt thấy tuổi trẻ nữ nhân thành công chạy ra yến hội thính, trong phòng người, tất cả đều vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Có một người mở miệng đi đầu, còn lại người, cũng liền không có gì hảo cố kỵ hiện tại không phải đắc tội không đắc tội mễ đức người đốn gia tộc vấn đề, mà là bảo mệnh vấn đề A. Lần lượt từng mễ đức người đốn gia tộc thành viên bị chỉ ra tới, ra tiếng tin nóng người tất cả đều an toàn rời đi, không chịu ngăn trở. Đủ rồi, lại là một đạo hét lớn một tiếng vang lên, một người thân xuyên áo bành tô, tóc có chút hoa dâm lão nhân, mang một bộ tơ vàng mắt kính đi ra đám người, mễ đức người đốn gia tộc sự, ta đều có thể làm chủ, có cái gì, người cùng ta nói lão nhân này vừa ra mặt, rất nhiều người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Là Hóc, hắn ngồi không yên. Hóc, mế đức người đốn gia tộc này tòa lâu đài cổ quản gia, ở mế đức người đốn gia tộc, cũng có được cực cao địa vị, một ít mế đức người đốn gia tộc trực hệ vãn bối, nhìn thấy Hóc đều phải tôn kính kêu thượng một tiếng thúc thúc. Hóc hầu hạ mế đức người đốn gia tộc tam bối, tư lịch cực lão. Hóc sở dĩ ở ngay lúc này đứng ra, là hắn không thể nhìn sự tình lại như vậy đi xuống, hiện tại cái này hè oi bức người trẻ tuổi cách làm, nói rõ là ở cô lập mễ đức người đốn gia tộc, ở đây những người này đều để ý bang quốc có chút địa vị, hôm nay nếu là bọn họ từng cái nói ra mễ đức người đốn gia tộc thành viên, vậy tương đương là toàn bộ đều đem mễ đức người đốn gia tộc đắc tội, tuy rằng về sau gặp mặt, đại gia sẽ không đem việc này bắt được bên ngoài đi lên nói, nhưng trong lòng có ngăn cách là khẳng định. Dân ra, mễ đức người đốn gia tộc liền sẽ bị mọi người cô lập. Này đồng lứa, Mễ Đức ngươi đốn gia tộc thế đại, không để bụng người khác cách làm, nhưng chờ mười mấy năm hoặc vài thập niên sau đâu. Bị cô lập mễ đức ngươi đốn gia tộc, đem làm khó phát triển, truyền thừa mấy trăm năm khổng lồ gia tộc, rất có thể bởi vì một việc này hoàn toàn không rơi xuống đi. Trương Huyền nhìn thoáng qua hốc, cầm lấy một khối bánh cookie làm bỏ vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên mở miệng, hy vọng ngươi có thể bình thường đến trả lời ta vấn đề, các ngươi cùng Hạ Hầu Thanh Chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Học hít sâu một hơi, theo sau ra tiếng, ba tháng trước, gia tộc bọn ta một người hậu bối hướng chúng ta giới thiệu một người tuổi trẻ hè oi bức nữ nhân, tên là Hạ Hầu Thanh, Hạ Hầu Thanh tự xưng nắm giữ một loại có thể duyên thọ sinh vật kỹ thuật, muốn cùng chúng ta mễ đức người đốn gia tộc hợp tác, ở sinh vật nghiên cứu lĩnh vực, ý bang quốc nội, chúng ta mễ đức người đốn gia tộc nếu nói đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất, nhưng chúng ta chưa từng có nghe nói qua có có thể kéo dài thọ mệnh sinh vật kỹ thuật. Chú ý, nàng nói chính là kéo dài. Trương Huyền gật gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống, cuối cùng là đi vào chính đề, tiếp tục. Hóc tiếp tục mở miệng, chúng ta cùng Hạ Hầu Thanh đạt thành hiệp nghị, đương này phân kỹ thuật thành công sau, muốn không ràng buộc chia sẻ cấp toàn thế giới. Điểm này chúng ta tuy rằng không muốn, nhưng Hạ Hầu Thanh khăng khăng yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể đồng ý, tuy rằng này sẽ là một tuyệt bút tiền, nhưng chúng ta không thiếu tiền, nổi danh, cũng là tốt. Hóc nói đến lúc này, ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc, Hạ Hầu thanh lấy ra kia phân sinh vật kỹ thuật phi thường toàn diện, ở nghiên cứu trong quá trình, chúng ta cơ hồ không có gặp được cái gì bình cảnh, ở mấy cái lâm sàng thực nghiệm mặt trên cũng được đến luận chứng, loại này sinh vật kỹ thuật, đích xác có thể kéo dài nhân thể thọ mệnh, có thể tùy ý thay đổi nhân thể tế bào phân liệt tốc độ, điểm này có khả năng đại biểu thật sự là quá nhiều, này sẽ là sinh vật sử thượng, y học sử thượng một cái trọng đại đột phá. Trương Huyền lộ ra suy tư bộ dáng, thay đổi tế bào phân liệt tốc độ tương đương là nói, có thể trị liệu ung thư lạc. Đối, hóc thật mạnh gật đầu, ta đến bây giờ, còn có thể nghĩ đến hạ hầu thanh ở nhìn đến này phân sinh vật kỹ thuật thành hình khi trên mặt hưng phấn biểu tình, ở ngắn ngủn hai tháng thời gian, cái này kỹ thuật, liền cơ hồ đã thành hình, đang lúc chúng ta tính toán đem này phân kỹ thuật phân tích cấp toàn giờ quốc tế, có người tìm tới môn. Hóc nói đến lúc này, nhìn mắt trương huyền, ánh mắt lộ ra, là thật sâu kiêng kỵ. Chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ là người nào, nhưng ta tưởng người hẳn là rất rõ ràng, bọn họ phong cách hành xử cùng người tương đồng, các người hẳn là đến từ chính cùng cái địa phương. Trương Huyền dựa vào ghế dựa thượng tiếp tục hốc nuốt khẩu nước bọt, bọn họ cảnh cáo chúng ta không cho phép đem này phân kỹ thuật miễn phí cống hiến cấp mọi người, thậm chí muốn chúng ta đem này đăng ký độc quyền, chiêu cáo toàn cầu sau, sau đó hoàn toàn phong ấn, thả cái kia tên là Hạ Hầu thanh nữ nhân cũng không thể sống, người biết đến ở bọn họ trước mặt chúng ta mễ đức người đốn gia tộc không có lựa chọn nào khác, cho nên chúng ta đối hạ hầu thanh động thủ. chương 1108 quân vương thân đến. Hóc cũng không có cố tình rất lớn thanh đi nói chuyện, nhưng hiện trường không khí lại là làm hắn thanh âm truyền đến phi thường rõ ràng. Một cái tùy tùy tiện tiện liền uy hiếp mễ đức người đốn gia tộc tồn tại. Làm mọi người lập tức liền đem lực chú ý, từ mễ đức người đốn gia tộc chính miệng thừa nhận bọn họ làm hại hạ hầu thanh, chuyển rời đến cái kia uy hiếp đến mễ đức người đốn gia tộc thần bí thế lực mặt trên. Trương Huyền khóe miệng dương lên, nói như vậy, các người mễ đức người đốn gia tộc, vẫn là thân bất do kỳ lạc. Tuy rằng ta biết nói như vậy có vẻ thực yếu đuối cùng không có đảm đương. Hóc gật đầu, nhưng sự thật, đích xác như thế, tiên sinh, sự tình trải qua chính là như vậy. Sớm như vậy, không phải không bị chết nhiều người như vậy sao? Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu, sự tình ta đã làm rõ ràng, ngày mai thông chi nhà các ngươi có thể làm chủ người, ta sẽ lại đến, hảo hảo cùng các ngươi tâm sự chuyện này. Hóc làm một cái thần sĩ lễ nghi, hoan nghênh chi đến. Trương Huyền từ dựa ghế đứng dậy, không có một chút hít tạm dừng, xoay người chiều yến hội thính đại môn đi đến, hắn nơi đi qua, tất cả mọi người né xa ba thước. Thẳng đến Trương Huyền hoàn toàn ra yến hội thính đại môn, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau tìm lấy cớ, sôi nổi rời đi, đêm nay ra như vậy sự, lại lưu tại mễ đức người đốn gia tộc, rất có thể sẽ có phiền toái quấn thân. Lâu đài chung, ánh đèn như cũ sáng lên. Sắc thái đan chéo, xa hoa lộng lẫy, giống như đồng thoại. Chẳng qua, đi ở này đồng thoại ánh đèn hạ mọi người, trong lòng đều bị một tầng bóng ma bao trùm. Trung lập hưng trong lòng như cũ tràn ngập nùng liệt nghĩ mà sợ, hắn biết, chính mình vừa mới ở nam nhân kia trước mặt kiêu ngạo hành động, làm chính mình đã ở quỷ môn quan trước vòng một vòng, Hắn không có giết chính mình, đơn giản chính là không nghĩ sát mà thôi. Thời gian đã là buổi tối 10 giờ, ánh trăng cao treo ở không trung. Một mảnh mây đen bay tới, che khuất không trung minh nguyệt. Trương Huyền đi ở trên đường nhỏ, một đạo sinh đẹp thân ảnh đi theo Trương Huyền bên cạnh. "Lão đại, vừa mới vì cái gì không trực tiếp diệt bọn hắn, chỉ cần ngươi một câu, ta làm kia cả tòa lâu đài nháy mắt sụp xuống." Tương lai trên mặt tràn ngập khó hiểu. Trương Huyền lắc lắc đầu, trong mắt lập lè hàn mang, mễ đức người đốn gia tộc người, ở sắm vai một đóa bạch liên hoa, bọn họ nếu tưởng chơi, liền theo chân bọn họ chơi chơi hảo, ta cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, làm cho bọn họ thông chi chính mình phía sau người, ngày mai, ta sẽ lại đến. Lão đại, nếu thật là bọn họ phía sau người phải đối tiểu thanh xuống tay đâu? Kia thì thế nào, trương huyền ánh mắt kiên định, vô luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần bọn họ đối tiểu thanh động thủ này một cái lý do, liền cũng đủ diệt bọn họ toàn tộc bạch trì cùng tóc đỏ thân bị trọng thương bọn họ phía sau người cũng nhất định tưởng cùng chúng ta hảo hảo đấu một hồi đi lão đại Người cho rằng sẽ là nào cổ thế lực tương lai làm một ít phân tích cùng suy đoán thần thánh thiên quốc ta cảm thấy không có khả năng có khả năng nhất chính là thần ẩn hội cùng phản tổ minh nga trương huyền ngạc nhiên một tiếng Người vì cái gì sẽ suy đoán là thần ẩn hội thực bình thường a tương lai ra tiếng Phía trước thần ẩn hội đem người định nghĩa vì tội đồ, sau lại đem mạng ngươi vì ngục tốt, là cá nhân đều biết chuyện này không đơn giản, hiện giờ nghe nói, thần ẩn hội châu Âu giáo chủ đổi vị, này tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, lấy chúng ta quang minh đảo khai đao không phải không có khả năng. Trương Huyền nghe được lời này, ánh mắt lộ ra một mặt ngưng trọng. Lúc trước, hắn vì lập uy, mạnh mẽ cùng Mại Lạc xé rách ra mặt, càng là đuổi giết Mại Lạc mấy vạn dặm, theo lý thuyết, uy danh sớm đã truyền khai. Nhưng hiện tại nghe tương lai trong lời nói ý tứ, các nàng tìm hiểu đến thần ẩn hội châu Âu đổi mới giáo chủ sự, lại căn bản không có nghe được có quan hệ chính mình sự, kia nói cách khác, chính mình lúc trước ở thánh thành sở làm hết thảy, là bị người cố tình phong tỏa. Có người không nghĩ làm chính mình lập uy, thả có thể ở toàn bộ thần ẩn hội phong tỏa tin tức, người này thân phận tuyệt đối cực cao vô cùng. Ít nhất là giáo chủ hướng lên trên cấp bậc. Bắt lấy một cái chi tiết là có thể phân tích đến sự tình căn nguyên, là Trương Huyền có thể sống đến bây giờ căn bản. Tương lai thấy Trương Huyền có chút ngây người, nhịn không được hỏi, lão đại, người làm sao vậy? Không có việc gì, Trương Huyền thu hồi suy nghĩ, lắc lắc đầu, quản hắn là ai, ngày mai tự nhiên liền biết được. Lâu đài cổ nội, hóc sắc mặt âm trầm nhìn nằm ở trong đại sảnh mấy thi thể. Mấy chục danh mễ đức người đốn ra tộc thành viên cũng đều sắc mặt khó coi đứng ở chỗ này, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, có mấy người đang ở run bần bật, hiển nhiên còn không có từ vừa mới sợ hãi giữa phục hồi tinh thần lại. Thông chi gia chủ, dám khiêu khích chúng ta mễ đức người đốn gia tộc, chưa từng có kết cục tốt. Lúc trước, Hạ Hầu Thanh có thể may mắn chạy thoát, tàng đến no mần gia tộc địa phương, lúc này đây, không thể tái xuất hiện đồng dạng bại lộ, làm người kia, ngày mai có đến mà không có về. Tốt nhất có thể mượn cơ hội này, lợi dụng những người đó, đem toàn bộ no mần gia tộc nhổ tận gốc, về sau tại đây phiến lục địa, chỉ có chúng ta mễ đức người đốn, lại vô no mần. Lâu đài cổ ngoại, một trận gió lạnh thổi qua, đêm nay Nguyệt Nhi che giấu đến tầng mây giữa sau, liền không còn có xuất hiện quá. Sáng sớm, ở một trận áp lực không khí giữa, rất nhiều người ảnh dũng mãnh vào đến lâu đài cổ giữa, sở tiến đến người, tất cả đều là mễ đức người đốn gia tộc thành viên. Một người đầu bạc lão nhân, cầm trong tay một cây vàng dòng quải trượng, ngồi ở lâu đài cổ trong đại sảnh hóc cúi đầu đứng ở lão nhân bên cạnh. Lão nhân trước người, vô số mễ đức người đốn gia tộc thành viên, tất cả đều an tĩnh đứng ở nơi đó. Lão nhân nhắm hai mắt, hóc trong miệng lẩm bẩm đang nói cái gì. Thật lâu sau, hóc nhắm lại miệng, lão nhân nhắm chặt hai mắt, cũng vào lúc này mở, ở lão nhân vẫn đục ánh mắt giữa, thấu phát ra một cổ ánh sao, hắn đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, mặc cho ai ở trước mặt hắn, đều không chỗ nào che giấu. Mễ Đức ngươi đốn gia tộc tộc trưởng, He Vài thập niên trước, người này tung hoành ý bang quốc, làm toàn bộ ý bang quốc quyền thế lớn nhất mấy người chi nhất, quang trên người hắn sở tản mát ra khí thế, đều không phải người bình thường có thể chống cự, tuy rằng hắn hiện tại đã tuổi tác gần trăm, không còn nữa năm đó. He nâng lên trong tay quả trưởng, nhẹ nhàng gõ một chút mặt đất, no mần gia tộc ở gần mấy năm qua, điên cuồng khuếch trương thế lực, đơn giản là bọn họ sau lưng chỗ dựa hoàn toàn thống nhất thế giới ngầm, nghe các ngươi theo như lời, tối hôm qua, hẳn là kia quân vương sa tăng, tự mình đã đến. Quân vương sa tăng, tối hôm qua ở đây những cái đó mễ đức người đốn gia tộc thành viên, đều không khỏi đánh cái dùng mình. Sa tăng, ở phương Tây thần thoại giữa, sở đại biểu ý nghĩa thật sự là quá lớn. He man ngẩng đầu, nhìn mắt đại sảnh trần nhà, hoa lệ đèn treo phản xạ ánh sáng. He man thở dài một tiếng, mấy ngày trước, quang minh đảo hai vương tới cửa, sát vũ mà về, ta nên nghĩ đến, sa tăng sẽ thân đến, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ ở cái này thời gian lại đây, không hổ là sa tăng, phong cách hành sự, không hề cố kỵ, thật sự là không gì kiêng kỵ. Hóc nhỏ giọng hỏi, lão ra, nếu thật là sa tăng, chúng ta nên như thế nào ứng phó? He man hơi hơi mỉm cười, có người giết hắn, chúng ta xem diễn liền hảo. Trường 1109 hủy ta lộ. He man thần sắc tự tin, tại đây một khắc, hắn giống như căn bản không đem kia cái gọi là quân vương để vào mắt heman man chủ quải đứng dậy dương giọng nói thông chi sở hữu gia tộc thành viên vô luận bọn họ thân ở nơi nào mặc kệ là ở sahara chảo thần lằn vẫn là ở nam cực xem cực quang đều phải ở chiều nay trước trở lại bảo nội như có trái với giả trục xuất gia tộc heman vừa nói vừa đi hướng đại sảnh cửa hóc vội vàng đi theo một bên nâng heman hôm nay sẽ là mễ đức người đốn gia tộc trong lịch sử, nhất cụ kỷ niệm ý nghĩa một ngày, ta muốn gia tộc tất cả mọi người ở đây, đương quân vương thân chết, chúng ta đem đem Norman đạp lên dưới chân, từ đây lúc sau, này ý bang quốc, lại vô Norman. Có, chỉ có mễ đức người đốn. heman này một phen lời nói, khí thế mười phần, giờ khắc này hắn, phảng phất lại về tới năm đó cái kia khí phách hăng hái tuổi tác. Buổi sáng 10 giờ, Trương Huyền đứng ở trong thành trên quảng trường, tay cầm một phen bồ câu lương, xái hướng chung quanh. Vô số bồ câu trắng từ trên trời giáng xuống, chúng nó căn bản là không sợ người, vây quanh ở Trương Huyền bên cạnh, tìm mặt đất thượng lương thực. Trương Huyền nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ kim đồng hồ, mới 10 giờ A, còn phải nhiều cho bọn hắn điểm thời gian mới được. So với nhàn nhã Trương Huyền, mễ đức người đốn gia tộc lâu đài giữa, tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Buổi chiều 4 điểm, mỹ đức người đốn gia tộc lâu đài cổ nội thân ảnh càng ngày càng nhiều, mỗi người trên mặt cũng đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Người còn không có tới sao, Heman ngồi ở phòng tiếp khách nội, hắn hôm nay cố ý thay một thân chính trang, một là vì cho vị kia địa ngục quân vương cũng đủ tôn trọng, nhị, chính là nghênh đón một cái thuộc về mễ đức người đốn gia tộc kỷ nguyên mới. Hóc lắc lắc đầu, căn cứ chung quanh trạm canh gác cương truyền đến tin tức, người còn không có xuất hiện, đương nhiên, cũng không bài trừ chạm canh gác cương đã bị bọn họ khống chế được khả năng. Sẽ không, Heman phủ định hóc suy đoán, một cái phong cách hành xử như vậy không kiêng nể gì người. Đã nói ra hôm nay còn sẽ thân đến nói, liền sẽ quang minh chính đại tới, kia vài vị, an bài hảo sao. Đã dựa theo ngài phân phó, an bài hảo, hóc gật đầu, lão ra, này thân ẩn hội, thật sự có đáng tin. Nếu thật dựa theo bọn họ theo như lời, bọn họ nhiệm vụ là giữ gìn toàn bộ thế giới cân bằng, cần gì phải làm ra những việc này. Ha ha, Heman tự tin cười, giữ gìn thế giới cân bằng, chuyện này nghiệp, nghe đi lên vĩ đại vô tư, kỳ thật giống nhau là một loại dục vọng, thả vẫn là một loại bị phóng đại vô số lần dục vọng, tương đối mà nói, loại người này, càng minh bạch bọn họ muốn chính là cái gì, trên thế giới này, không có như vậy nhiều khổ hạnh tăng, đại bộ phận người, vẫn là hy vọng khó khăn rời xa chính mình, gây người khác, thân ẩn hội phần lớn người, cũng là như thế. Mễ Đức Ngươi đốn gia tộc lâu đài nội, lớn nhất bảy gian phòng cho khách, đều ở người, này bảy người, đều là hơn 30 tuổi tuổi tác, trong đó một người, thân xuyên màu đỏ áo choàng địa vị tối cao. Nếu dựa theo áo choàng thường hoa văn tới phân chia cấp bậc, này áo choàng đại biểu, đã là khống chế sự cấp bậc. Này bảy người, đó là Mễ Đức Ngươi đốn gia tộc, muốn thay thế được no mần gia tộc, ở hôm nay táng thân quân vương tự tin. Buổi tối 8 giờ, cùng hôm qua tiệc tối đồng dạng thời gian. Mễ Đức người đốn gia tộc lâu đài cổ nội đèn đuốc sáng trưng, hóc nói cho Heman, người tới. Có lưỡng đạo tuổi trẻ thân ảnh xuyên qua rừng rậm tiểu đạo, đi vào Mễ Đức người đốn gia tộc trạm canh gác cương theo dõi phạm vi. Ca, đến đây lúc nào châu Âu, như thế nào hôm nay mới cho ta biết. Đi theo Trương Huyền bên cạnh, là một người thanh niên tóc vàng, đồng thời, cũng là này châu Âu thần ẩn hội đương nhiệm giáo chủ, đường hào ta tưởng ngươi có rất nhiều sự muốn giải quyết, trương huyền nếu có điều chỉ nói. Đường hào trên mặt có chút xấu hổ thần sắc, ca, ngươi đều đã biết. Có đại nhân vật cố ý phong tỏa ta tin tức, trương huyền trực tiếp hỏi ra ngày hôm qua tâm sinh nghi hoặc. Đường hào không có dấu giếm vật gật đầu, lúc trước thánh thành phát sinh sự, bị người lựa chọn tính quên đi, mại lạc đối ngoại tuyên cáo đều không phải là tử vong, chỉ là ẩn cư, rốt cuộc thân phận của hắn thật sự là quá đặc thù, giáo chủ, chính là thần ẩn hội ở bảy đại châu người phát ngôn, trong đó một người bị giết, này muốn truyền đại, thần ẩn hội uy danh bị hao tổn quá nghiêm trọng, huống chi hiện giờ phương Đông Lục địa vốn là địa vị đặc thù, ca ngươi nếu tiếp nhận chức vụ phương Đông Lục địa giáo chủ chức. Này còn nói quá khứ, nhưng người cố tình chỉ là một cái người được đề cử, liền chạm rất một người giáo chủ, này cũng có chút quá khoa trương, sẽ dẫn tới còn lại mấy châu đối phương Đông Lục địa sinh ra kháng cự tâm lý, cho nên lúc trước sự biết đến người sẽ biết không biết người, cũng sẽ không nghe nói. Trương Huyền ha hả cười, nhìn dáng vẻ, ta hành động, có thể là động người nào đó bánh kem a. Đường Hào cười gượng một tiếng, cũng không có làm rõ. Trương Huyền lại hỏi, gần nhất, các người châu Âu thần ẩn hội thực loạn. Là loạn, đường Hào gật đầu, lúc trước mại lạc suối dục không ít khống chế xử, lấy Andre cầm đầu, ít nhất 12 danh khống chế xử đầu nhập vào mại lạc, gần nhất mấy ngày, này đó khống chế xử toàn bộ cách chức, một lần nữa nâng đỡ người thượng vị, bất quá người biết đến, ta vừa mới ngồi trên giáo chủ vị trí này, nâng đỡ đi lên người cũng bất quá là tạm thời thế thân mà thôi, cho nên những người này thực không thành thật. sấn tại vị trong lúc nhiều vất chỗ tốt bình thường, trương huyền tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. đường hào không có tiếp tục cùng trương huyền lưu cái này đề tài, mà là nhìn về phía cách đó không xa lâu đài, ca này hẳn là một cái thế tục gia tộc đi, người hôm nay tới này là tụ hội. Trương Huyền trong miệng nhẹ thở, là giết người. Chọc tới ngươi. Bọn họ sau lưng có thế lực, động ta người, ta không rõ ràng lắm là thần ẩn hội, vẫn là phản tổ minh, cho nên kêu ngươi cùng nhau tới, là phản tổ minh, ngươi cùng ta cùng nhau sát, với ngươi có chỗ lợi, là thần ẩn hội, ngươi còn cùng ta cùng nhau sát, với ngươi giống nhau có chỗ lợi. Trương Huyền đúng sự thật mở miệng, theo sau hỏi, ngươi cho rằng là phản tổ minh khả năng tính đại, vẫn là thần ẩn hội khả năng tính đại? Đường Hào há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhìn dáng vẻ, người trong lòng có đáp án. Đường Hào mắt mang xin lỗi, ca chuyện của ngươi bị hoàn toàn phong tỏa. Lần trước bình chọn qua đi, rất nhiều lục địa đều tiến hành rồi tẩy bài, có thể nói thần ẩn hội mới nhậm chức trung tầng, căn bản là không biết ngươi tồn tại ở bọn họ trong mắt. Quang Minh đảo bất quá là cái bình thường ngầm thế lực mà thôi, cho nên cho nên cái này trong quá trình có người muốn dùng ta lập uy, sau đó các ngươi mặt trên cũng ngầm đồng ý như vậy cách làm đúng không? Trương Huyền cười nói, nói trắng ra là, bọn họ muốn đem ta từ một cái người khác trong mắt có thể chém giết giáo chủ chiến lực, dùng một ít tay mơ, tới đem ta ma thành ở người khác trong mắt, chỉ có thể đối phó một ít nhược kê chiến lực, là ý tứ này. Đường Hào yên lặng gật gật đầu. Trương Huyền ha hả cười, thật ứng câu nói kia a, có chút người đã chết, nhưng còn sống, có chút người tồn tại, nhưng đã chết, nếu tất cả mọi người đem ta trở thành một cái nhược kê, chẳng sợ ta lại như thế nào lập uy, ở người khác trong mắt, trước sau cũng đều là một cái nhược kê, đây là tưởng hủy ta lộ A. Trương 1110 giải quyết ngươi chính là giải quyết sự tình. Trương Huyền cùng đường hào hai người đi ở sơn gian trên đường nhỏ. Đối với Trương Huyền vừa mới sở làm suy đoán, đường hào không có làm ra bất luận cái gì phản bác, xem như cam chịu. Ca, tiềm lực của ngươi quá cường, có người ngồi không được, cũng là bình thường." Đường Hào nói như vậy. Trương Huyền đột nhiên định trụ bước chân, kỳ thật ta còn có một vấn đề, nếu thật là thần ẩn hội mỗ vị trung tầng xuống tay, cần gì phải muốn từ hạ hầu thanh cái này phương hướng vào tay đâu. Muốn đối phó ta, từ khác phương diện xuống tay hẳn là càng trực tiếp một ít đi." Đường Hào cười khổ lắc lắc đầu, "Ca, ta lúc này mới vừa lên làm giáo chủ, rất nhiều chuyện ta còn thấy không rõ lắm." Trương Huyền vỗ vỗ đường Hào bả vai, "Tiểu tử ngươi cũng đừng chỉ dựa vào ngươi lão tử, đến nhiều động điểm não a. À. Dứt lời, Trương Huyền lại lần nữa cất bước, chiều mễ đức ngươi đốn gia tộc lâu đài mà đi. Biết được Trương Huyền đã đến mễ đức ngươi đốn gia tộc, một bộ như lâm đại địch mà chi tượng, từ lâu đài lối vào, liền đứng đẩy mễ đức ngươi đốn gia tộc thành viên. Mễ đức ngươi đốn gia tộc thành viên xếp thành hai liệt, từ lâu đài cổ nhập khẩu, mãi cho đến thật lớn yến hội thính trước, mỗi người, đều người mặc chính trang, vô luận nam nữ, đều là một thân màu đen âu phục. Đường Trương Huyền cùng đường hào hai người bước vào lâu đài cổ cửa chính nháy mắt, vô số đôi mắt, đều thẳng lăng lăng chiều hai người xem ra. Bị nhiều như vậy sảng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, đường hào tổng cảm giác trong lòng có chút biệt nữ. Nhưng thật ra Trương Huyền, một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, như vậy trận trược, hắn đã sớm thấy nhiều không trách. Hoặc đứng ở lâu đài thật lớn cửa đá trước, đi đến Trương Huyền trước người, hướng Trương Huyền làm một cái tiêu chuẩn phương Tây thân sĩ lễ nghi, đường xa mà đến khách nhân, lão gia đã chờ đã lâu. Trương Huyền gật đầu, dẫn đường. Hóc đi ở phía trước, vì Trương Huyền cùng đường hào dẫn đường, hai người đi theo hóc phía sau. Trương Huyền mỗi đi phía trước đi ra một mét, hắn phía sau những cái đó đứng ở hai sườn mễ đức người đốn gia tộc thành viên, liền sẽ đi theo hắn phía sau vây đi lên. Đương Trương Huyền hai người đi đến nảy lâu đài cổ trung ương khi, bọn họ phía sau đã đứng đen nhìn nghịt một mảnh mễ đức người đốn gia tộc người. Này đó mễ đức người đốn gia tộc thành viên, toàn sắc mặt không tốt. Lâu đài cổ chủ trong phòng, Heman ngồi ở một chương to rộng ghế dựa thượng, ghế dựa thượng điêu khắc của quái hoa văn, như là một đóa tulip, ghế dựa tài chất quý báu, chỉ là này một chương ghế dựa giá cả, đều có thể là một cái giàu có gia đình toàn bộ thân gia. Nhìn thấy Trương Huyền, Heman như cũng ngồi ở ghế dựa thượng, cười nói, ngày hôm qua không biết quân vương đại nhân thân đến, không có thể nghênh đón, còn thỉnh quân vương đại nhân không nên trách tội a. À. Trương Huyền chưa cho He Man thuyết minh chính mình đã phi quân vương chi vị, cũng không cần phải cho hắn giải thích nhiều như vậy. Mễ Đức ngươi đốn ra tộc tộc trưởng, ta không thích vô nghĩa, lần này sự, ta yêu cầu một hợp lý giải thích. Trương Huyền dừng chân, nhìn He Man. He Man cái mặt già kia thượng lộ ra một bộ cổ quái tươi cười, giải thích. Quân vương đại nhân, Người nghĩ muốn cái gì giải thích. Học đã cho người thuyết minh, thương hạ hầu thanh việc này, đều không phải là chúng ta mễ đức người đốn gia tộc bổn ý. Chẳng lẽ nói, người phải vì chuyện này, làm chúng ta mễ đức người đốn gia tộc cho ngươi nhận sai. Làm chúng ta truyền thừa mấy trăm năm hào môn thế gia, vì một nữ nhân sự mà thấp hèn đầu. Nếu là như thế này, ta chỉ có thể nói, người cái này quân vương, có chút quá để mắt chính mình. A, à, Trương Huyền đột nhiên cười, ta nguyên bản cho rằng các người mễ đức người đốn gia tộc, còn sẽ cùng ta sắm vai một đóa bạch liên hoa, bất quá hiện tại xem ra, các người sau lưng người cho các người tự tin, so với ta tưởng tượng muốn đại A. À. He man lắc lắc đầu, địa ngục quân vương, ngươi là thế giới ngầm quân vương, nhưng cũng không nên trực tiếp bước vào ta mễ đức người đốn gia tộc đại môn, tới hương sư vấn tội, nói câu không dễ nghe, ta he man tung hoành này phiến đại lục thời điểm, người còn không có sinh ra. Trương huyền xoay người, nhìn chung quanh một vòng, theo sau nói nhìn dáng vẻ người hôm nay cũng không phải tính toán tới cùng ta giải quyết vấn đề mà là muốn giải quyết ta hè oi bức văn tự bác đại tinh thâm giải quyết vấn đề cùng giải quyết ngươi là một cái ý tứ he man đầy mặt tự tin hắn chủ quải đứng dậy thần ẩn hội vài vị đại nhân phía dưới sự liền giao cho các ngươi he man thanh âm này vừa ra trương huyền trên mặt dần dần lộ ra tươi cười mà đường hào mày cũng vào lúc này nhíu lại tuy rằng ở tới khi bọn họ liền suy đoán, lần này sự, có rất lớn khả năng, là có thần ẩn hội tham dự, nhưng suy đoán cùng sự thật phát sinh, cũng không thể nói nhập làm một. Bảy đạo thân ảnh đi ra, cầm đầu một người, thân xuyên màu đỏ áo choàng đại biểu cho hắn khống chế sự địa vị. He cười lớn một tiếng, địa ngục quân vương, ta mễ đức người đốn gia tộc, tung hoành châu Âu mấy trăm năm, không phải người cái này tiểu bối, là có thể tùy ý khinh nhục, một cái hạ hầu thanh mà thôi, ta mễ đức ngươi đốn gia tộc, muốn giết tưởng xèo, đơn giản một ý niệm mà thôi. Có ý tứ, Trương Huyền hơi hơi nhếch miệng, một cái thần ẩn hội, liền cho ngươi lớn như vậy tin tưởng, theo ta được biết, thần ẩn hội hẳn là không thể tùy ý nhúng tay thế tục thế lực chi gian tranh đấu đi. Khi nào, cũng có thể cấp một cái thế tục thế lực chống lưng. Ha ha, trầm thấp tiếng cười vang lên, kia thân xuyên màu đỏ áo choàng khống chế sử từ Heman phía sau đi tới, chúng ta thần ẩn hội như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ. Hảo khí phách ngôn ngữ, Trương Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh đường hào, hôm nay vừa vặn ngươi tại đây, bằng không ta tùy ý đem bọn họ làm thịt, thật đúng là không hảo cùng ngươi giải thích, tuy rằng mới lên làm giáo chủ, nhưng phía dưới người cũng hảo 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 quản lý A. À. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, không còn có dư thừa vô nghĩa, cả người hóa thành một cái ảo ảnh, thẳng đến tên kia vừa mới xuất hiện khống chế xử mà đi. Trương Huyền động tác, làm tên kia khống chế sự sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản là thấy không rõ người này động tác. Liền ở trương huyền thân ảnh sắp vọt tới tên này khống chế sự trước mặt khi, đột nhiên ngừng lại, chỉ vì có người chặn trương huyền đường đi. Trương, không cần thiết cùng một ít tiểu nhân vật so đo đi. Thần ẩn hội châu Âu trước giáo chủ đeo, thân xuyên một thân thường phục, đứng ở tên này khống chế sự trước người, ngăn lại trương huyền đây là trương huyền lần đầu tiên nhìn thấy đeo thân xuyên thường phục bộ dáng tên này hồng bào khống chế sử ở nhìn thấy đeo nháy mắt sắc mặt liên tiếp biến ảo theo sau đương trường quỳ một gối xuống đất gặp qua trước giáo chủ đại nhân đi theo tên này khống chế sử phía sau còn thừa vài tên thần ẩn hội thành viên cũng tất cả đều quỳ một gối xuống đất đeo nhậm số giới thần ẩn hội châu âu giáo chủ tự nhiên sẽ bị người nhận chi mà đường hào bởi vì vừa mới tiền nhiệm nguyên nhân biết được hắn thân phận người, còn cũng không phải rất nhiều. Heman tuy rằng không rõ thần ẩn hội bên trong cơ chế, nhưng đương hắn nhìn đến cái này chính mình giàu có cực đại tin tưởng đại nhân vật, thế nhưng vào giờ phút này quỳ xuống, mà hắn quỳ người kia, còn giống như lão bằng hữu giống nhau cùng Trương Huyền nói chuyện khi, hắn cũng đã ý thức được, lần này sự tình, không ổn. Trương 1111 nho nhỏ khống chế sử. Đeo liếc liếc mắt một cái chính mình phía sau khống chế sử, ra tiếng nói, nhìn thấy đương nhiệm giáo chủ không hỏi hảo, lại hướng ta vấn an, người này khống chế sử đương, một chút đều không xứng trước A. À. Đương nhiệm giáo chủ, tên này khống chế sử đầu tiên là theo bản năng nhìn thoáng qua trương huyền, theo sau đem ánh mắt phóng tới đường hào trên người. Đường hào hư lạnh một tiếng, tự y nội lấy ra một khối lệnh bài. Ở nhìn thấy này lệnh bài nháy mắt, mồ hôi lạnh đã từ tên này khống chế sử trên chán chảy xuống, thuộc hạ, gặp qua giáo chủ đại nhân. Đường hào cười lạnh một tiếng, các ngươi đã không đem thần ẩn hội quy củ đặt ở trong mắt, còn có thể đem ta này giáo chủ để vào mắt. Tên này khống chế sự trong mắt không ngừng đảo quanh, căn bản không biết nên như thế nào trả lời, hắn nguyên bản cho rằng, chính mình phải đối phó, bất quá là một cái ngầm thế lực lãnh tụ mà thôi, nhiều nhất bất quá là cái ngục tốt, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ làm giáo chủ thân đến. Tên này mới vừa thăng nhập thần ẩn sẽ khống chế sự trung tầng, đối với lúc trước phát sinh ở Thánh Thành Sự, một mực không biết. Kia sự kiện bị hoàn toàn phong tỏa, thần ẩn hội chung, không ai dám truyền ra. Đường hào mắt lạnh nhìn đối phương, quát hỏi nói, ta hỏi ngươi, là ai cho các ngươi nhúng tay thế tục việc? Tên này khống chế sự thấp hèn đầu, thành thật đáp, mế đức ngươi đốn gia tộc tìm tới ta, ưng thuận chỗ tốt. Nghe thấy cái này trả lời, nhưng thật ra làm Trương Huyền ngạc nhiên một tiếng, hắn ánh mắt lộ ra một bộ suy tư bộ dáng, Vài giây sau, đột nhiên cười nói, thì ra là thế, nhìn dáng vẻ, này mễ đức ngươi đốn gia tộc, so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuẩn A, à, bị người đương thương xử, vẫn là một bộ cuồng vọng đến cực điểm bộ dáng, ta thật sự cảm thấy tò mò, như vậy một cái gia tộc, rốt cuộc là dựa vào cái gì, mãi cho đến hiện tại còn có thể truyền thừa xuống dưới. Đeo nói, Trương Huyền, lần này sự, không ngại cho ta một cái mặt mũi, hóa vô như thế nào. Này mễ đức ngươi đốn gia tộc, đơn giản là một hồi tranh đấu pháo hôi, người tưởng diệt bọn họ, tùy thời có thể, nhưng theo sau phiền toái, cũng sẽ rất nhiều, đừng quên, người cũng là thần ẩn hội một viên, sẽ nội quy củ, nên tuân thủ vẫn là muốn tuân thủ, tới, chúng ta đi bên ngoài tán gỗ một chút. Đeo nói, ôm lên trương huyền bả vai, chiều lâu đài đại sảnh ngoại đi đến. He man nhìn trước mặt phát sinh hết thảy, trên mặt một trận xanh tím, chỉ cảm thấy một trận táo buồn nghẹn ở trước ngực, phá lệ khó chịu. Nguyên bản, hôm nay Heman triệu tập mễ đức người đốn gia tộc toàn bộ thành viên, là phải chứng kiến quân vương ngã xuống, chứng kiến mễ đức người đốn gia tộc quật khởi, nhưng kết quả là, bọn họ lớn nhất chỗ dựa, lại là liền như vậy quỳ gối bọn họ phải đối phó người trước mặt, vừa mới Heman thả ra sở hữu tàn nhẫn lời nói, ở hiện tại xem ra, đều như là thả một cái thí giống nhau buồn cười. Đại sảnh ngoại, đeo nhìn mắt bốn phía không người, hướng Trương Huyền ra tiếng. Trương Huyền, Tuy rằng cùng đeo khắc tuổi không sai biệt lắm đại nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên rằng, người cũng có thể coi như là hắn trưởng bối không đến mức ở hắn mới vừa lên làm giáo chủ thời điểm liền cho hắn tới như vậy một cái ra oai phủ đầu đi người vì hắn hộ đạo đeo khắc là ta nhi tử ta hiểu biết hắn hắn sẽ đứng ở người bên này nhưng người hôm nay thật muốn ngay trước mặt hắn giết chết một người lệ thuộc châu Âu khống chế xử hắn về sau giáo chủ vị trí này nhưng ngồi không xong A à. Trương Huyền nhìn thoáng qua đứng ở trong đại sảnh đường hào, theo sau nói, nhìn dáng vẻ ngươi không có để ý ta phía trước cho ngươi nói đổ vật, đường hào hắn có tâm ma, này sẽ dẫn tới hắn tính cách thực dễ dàng cực đoan hóa, vừa phải gõ, đối hắn có chỗ lợi. Đeo lắc lắc đầu, người hôm nay làm, cũng không phải là vừa phải đơn giản như vậy, người hẳn là cũng đã nhìn ra, lần này sự, không thể toàn quái mễ đức người đốn gia tộc, cũng có một đại bộ phận trách nhiệm, ở chỗ ngươi vì kia bằng hiếu, kéo dài thọ mệnh sinh vật kế hoạch này đại biểu, cũng không phải là sinh vật học tiến hóa A, đảo càng như là một loại âm mưu luận. Ngươi không cần tại đây cố tình tới nhắc nhở ta, Trương Huyền nhìn mắt trên không, nên xử lý sự, ta sẽ xử lý. Ha ha, này liên hảo, đeo khẽ gật đầu, mỗi người đều có tư tâm, nhưng ở chúng ta vị trí này thược, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là muốn mang chút công chính A, à, đi thôi, lần này sự, cũng coi như là ta không có quản hảo, ta thỉnh ngươi uống rượu, coi như bồi tội đeo lại lần nữa ôm Trương Huyền bả vai, kề vai sát cánh bộ dáng, giống như là khi còn nhỏ huynh đệ giống nhau. Trương Huyền biết, đeo làm như vậy, đơn giản chính là không nghĩ làm chính mình lại ra tay. Đang ở đại sảnh giữa đường hào, nhìn chằm chằm quỳ gối nơi đó khống chế xử, ngày mai, ta muốn một phần hoàn chỉnh báo cáo, nói cho ta chuyện này tiền căn hậu quả. Minh Bạch, khống chế xử trả lời. Nhớ kỹ, sẽ có sẽ quy củ, thần ẩn hội ba chữ, không phải các ngươi diếu võ dương oai tư bản. Đường hào cảnh cáo một tiếng, đi ra đại sảnh. Đường đường hào rời đi sau, toàn bộ mễ đức người đốn gia tộc đại sảnh, lâm vào một trận trầm mặc giữa. Mễ đức người đốn gia tộc thành viên, không có một cái vào lúc này ra tiếng. Khống chế sử dần dần đứng dậy, cũng không nói gì, hắn hiện tại không chỉ có là trong lòng sợ hãi sắp muốn gánh vác hậu quả, đồng thời cũng bởi vì hôm nay sự cảm thấy phá lệ mất mặt. Heman đồng dạng hoãn đã lâu, lúc này mới ra tiếng, đánh vỡ trong đại sảnh yên tĩnh. Đều tan đi. Heman thanh lạc, có người liền hướng đại sảnh cửa đi đến. Tan, như thế nào có thể tán đâu. Một đạo chuông bạc thanh thúy tiếng vang, đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên, một người thiếu nữ, tóc bạc tề eo, xuất hiện ở đại sảnh trước cửa, nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt, hiện ra một mặt ý cười, nàng mắt đẹp quét về phía toàn bộ đại sảnh, ở ánh mắt của nàng giữa, tràn ngập một loại hờ hững, xem những người này ánh mắt, giống như là đang xem một đám người chết. Chessia duỗi người, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, hạ hầu thanh đãi ta như thân muội muội các người bị thương nàng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta cũng không thể nhìn các ngươi còn có thể hảo hảo sống ở trên thế giới này a à, đều giết đi. Chessia thanh âm dễ nghe, đương nàng tiếng nói vừa dứt vô số mặt mang màu trắng mặt nạ thân ảnh, từ nàng phía sau, dũng mãnh vào đại sảnh giữa tên kia hồng bào khống chế sử nhìn về phía Chessia, ngươi là người phương nào? Chessia hơi hơi mỉm cười, trong mắt không tự giác lộ ra một mặt khinh thường, một cái nho nhỏ khống chế sử, cũng xứng hỏi ta thân phận sao? Nho nhỏ khống chế sử. Chessia nói, làm tên này khống chế sử giận tím mặt, vốn dĩ vừa mới đã phát sinh sự, khiến cho hắn trong lòng nghẹn một cổ khí, lúc này, Chessia này một cái xương hô, hoàn toàn làm hắn trong lòng này cổ khí bộc phát ra tới. Tiểu nha đầu, người cuồng vọng, tên này khống chế xử hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Chessia vò tới. Nhìn nhằm phía chính mình khống chế xử, Chessia lắc lắc đầu, theo sau đột nhiên đem cánh tay nâng lên, liền như vậy một động tác đơn giản, lại là chuẩn chuẩn bắt được tên này tật hướng mà đến khống chế xử cổ. Tên này khống chế xử trong mắt mang theo kinh hãi. Chessia nói chuyện một hơi, trương huyền ca ca hắn thật là thay đổi, trở nên cố kỳ càng ngày càng nhiều, ai... Chetsia một bên lẩm bẩm tự nói, một bên bóc gãy tên này khống chế sự cổ. Chương 1112 đến từ cùng cái địa phương. Ý bang quốc một nhà tiểu tử quán nội. Trương Huyền cùng đeo hai người tương đối mà ngồi, Đường Hào ngồi ở một bên, hai người ai ly chung không rượu, hắn liền sẽ đi cấp đảo thượng. Trương Huyền cùng Đường Hào tuổi sắp xỉ, nhưng hắn lại càng như là Đường Hào trưởng bối, cùng đeo bình luận tương giao. Ai có thể nghĩ đến, đường đường thần ẩn hội châu Âu giáo chủ, sẽ tại đây đảm nhiệm một cái rót rượu nhân vật đâu. Đeo bưng lên chén rượu, đặt lên bàn màn hình di động đột nhiên sáng lên, đeo nhìn lướt qua sau, mày nhăn lại. Cùng thời gian, trương huyền di động cũng vang lên, một cái tin tức, ấn nhập trương huyền mi mắt. Mễ đức người đốn gia tộc bị giết, hiện trường phát hiện hắc tạp. Đeo đem vừa mới bưng lên chén rượu buông, nhìn mắt trương huyền, trương, đắc tội với người A. Trương Huyền cười cười, không có giải thích, hắn biết, đeo nhất định thu được cùng chính mình tương đồng tin tức, mế đức người đốn gia tộc bị giết, hiện trường có phát hiện hắc tạp, này hiển nhiên là có người muốn vụ oan hãm hại chính mình. Nhìn dáng vẻ, hôm nay này rượu cũng uống không ra hương vị A. À. Đeo lắc lắc đầu, Trương Huyền cười nói, người biết sự tình là thế nào. Đeo nhìn mắt ly chung rượu, ta có thể tin ngươi, người khác chưa chắc sẽ tin, ngươi nên minh bạch, chúng ta đại biểu, đều không phải chính mình. Trương Huyền nhún vai. Nhìn dáng vẻ ngươi hiện tại cũng loạn thành hỏng bét, ta liền không quấy rầy ngươi, xử lý chính ngươi sự đi thôi, này rượu lưu trữ, hàng năm có thừa sao, ha ha, đeo khắc, đi rồi. Đeo đứng dậy, bàn tay vung lên. Đường hào hướng Trương Huyền chào hỏi sau, đi theo đeo rời đi tử quán. Trương Huyền nhìn trên bàn còn thừa rượu, đồng dạng đứng dậy. Để ý bang quốc lớn nhất bệnh viện tư nhân chung, Norman phu nhân cuối cùng là yên lòng, nàng thương yêu nhất tôn tử đã không có gì trở ngại có thể xuống giường hành động xa hoa phòng bệnh chung bạch trì cùng tóc đỏ hai người còn có chút suy yếu sắc mặt có chút khó coi các loại sang quý đổ bổ bãi đầy phòng bệnh người tên ngốc này này rõ ràng là có người cố ý bãi các ngươi một đạo này đều nhìn không ra tới sao tương lai đạp một chân ngồi ở trên giường bệnh bạch trì bạch trì không nói gì trên mặt khó được lộ ra xấu hổ bộ dáng hắn cũng biết chính mình lần này cùng tóc đỏ rõ ràng chính là trúng kế. Tóc đỏ cười nói, việc này cũng không thể quái bạch trì, nghe được tiểu thanh xảy ra chuyện, hắn có thể ngồi được liền quỷ. Nguyệt thần đi lên trước tới, một cái tát chụp đến bạch trì trên vai, tiểu bạch, người không phải được xưng cha nam bám vào người sao, như thế nào còn có thể vì mối tình đầu liều mạng đâu. Lúc trước là ai đem nhân ra tiểu thanh khí đi xa tha hương A. Bạch trì sắc mặt phát di ông, vội vàng kéo ra đề tài, ách, lão đại còn không có vội xong sao. Ngươi là tưởng ta, vẫn là tưởng tiểu thanh A. Phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra, Trương Huyền từ ngoài cửa đi đến, tiểu thanh đã tỉnh, bất quá nàng nói nàng không nghĩ gặp ngươi. Tỉnh, vì sao không nghĩ thấy ta? Bạch Trì vừa nghe lời này, trực tiếp nhảy xuống giường đầu, chiều phòng bệnh bên ngoài đi đến. Trong phòng bệnh mọi người nhìn thấy Bạch Trì này phúc cấp giống giống bộ dáng, tất cả đều nhịn không được cười ra tiếng. Lão đại, tiểu thanh tình huống thế nào? Tương lai đi rồi đi lên, hỏi. Trương Huyền từ bên ngoài sau khi trở về, liền phụ trách trị liệu hạ hầu thanh. Mễ Đức Ngươi đốn ra tộc người cho nàng trong cơ thể tàng độc, bất quá hiện tại đại bộ phận đã bài xuất ra, còn thừa một chút tàn lưu, cũng không đáng ngại, quá đoạn thời gian sẽ tự nhiên biến mất. Nghe được Trương Huyền nói như vậy, tương lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia như vậy ta cứ yên tâm nhiều, ta đi xem một chút. Tương lai vừa mới cất bước, đã bị Pis duỗi tay ngăn cản xuống dưới, Pis cười tủm tỉm nói, Khương nha đầu, cấp bạch trí kia tiểu tử chừa chút tư nhân không gian đi. Tương lai vừa nghe, thẻ lưỡi, nàng mới vừa có điểm quá sốt ruột, Vì như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới phản ứng lại đây. Mọi người ở trong phòng bệnh đãi mười mấy phút, liền thấy bạch trì vẻ mặt uể oải trở về. Ta đánh cuộc hắn nhất định ai mắng, y chát người nhỏ giọng nói. Nói không chừng còn ăn một cái tát, Alex nói tiếp. Nguyệt thần lắc lắc đầu, ta xem không ngừng. Trương Huyền vẻ mặt ý cười, như thế nào, thông báo thất bại. Bạch trì thở dài, tiểu thanh không để ý tới ta. Vô nghĩa, người này cha nam lúc trước cố ý đem tiểu thanh khí đi xa tha hương, nếu là ta, ta cũng không để ý tới ngươi. Tương lai trợn trắng mắt. Trương huyền lắc lắc đầu, vỗ vỗ bạch trì bả vai, người đợi đi, ta đi theo tiểu thanh tâm sự. Trương huyền đi ra phòng bệnh, đẩy ra cách vách môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến, hạ hầu thanh chính ngồi yên ở trên giường, hai mắt lộ trống. Tiểu Thanh, đã lâu không thấy. Trương Huyền hướng Hạ Hầu Thanh hơi hơi mỉm cười. Ngồi ở trên giường Hạ Hầu Thanh, ở nghe được Trương Huyền thanh âm nháy mắt, ánh mắt lộ ra một mặt mất tự nhiên, há miệng thở dốc, phun ra hai chữ, lão đại. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, ngồi vào Tiểu Thanh giường bệnh biên, khó được nhiều năm như vậy đi qua, người còn có thể nhận ta cái này lão đại, thế nào, cảm giác hảo điểm sao? Ân, Hạ Hầu Thanh gật gật đầu, chỉ là cảm giác đầu còn có chút vựng, tứ chi lực lượng đã khôi phục không ít. Người hôn mê trong khoảng thời gian này, khuyết thiếu dinh dưỡng, đây là bình thường biểu hiện, quá hai ngày liền sẽ khôi phục. Trương Huyền từ trên tủ đầu giường cầm lấy một cái quả táo cùng một phen tước ra đao, mấy năm nay, ở vì thần thánh thiên quốc làm việc. Ngồi ở trên giường hạ hầu thanh thân thể bỗng nhiên chấn động. Đừng ngoài ý muốn, Trương Huyền tước vỏ trái cây, Chessia cũng dấn thân vào thần thánh thiên quốc, ta tưởng, các ngươi là muốn mượn mễ đức ngươi đốn gia tộc truyền lại cái gì tin tức, kết quả bị phản tổ minh chặn ngang một đạo, lại đem cục giảo đến thần ẩn hội mặt trên. Trương Huyền đem tước hảo ra quả táo đưa tới hạ hầu thanh trên tay. Hạ hầu thanh theo bản năng tiếp nhận quả táo, cười khổ một tiếng, lão đại, cái gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi. Ta rất tò mò, Trương Huyền mắt sáng như đuốc, thần thánh thiên quốc rốt cuộc là cái cái dạng gì tồn tại, có thể làm ngươi cùng Chessia đều nghĩa vô phản cố dấn thân vào đi vào hạ hầu thanh trầm mặc vài giây theo sau lắc lắc đầu ta vô pháp kết luận này rốt cuộc là cái cái dạng gì tổ chức ta chỉ có thể nói thần thánh thiên quốc là đại biểu thế giới này tuyệt đại đa số người người mở đường lão đại ngươi hẳn là biết thế giới này ở biến toàn thế giới có vô số địa cung xuất hiện người thường đối này cũng không biết được rất nhiều cổ xưa địa phương đều xuất hiện một ít khoa học sở vô pháp giải thích sự tình tỉ như những cái đó sống mấy trăm năm tồn tại, chuyện như vậy. Nếu truyền vào thế tục, chỉ sợ sẽ khiến cho không nhỏ rối loạn. Trương Huyền sờ sờ cầm, cho nên, các ngươi liền bịa đặt một cái có thể kéo dài thọ mệnh sinh vật kế hoạch, tính toán mượn mễ đức người đốn gia tộc truyền miệng đi ra ngoài, để làm thế nhân có thể tiếp thu những cái đó hơn trăm thọ mệnh tồn tại. Đúng vậy, Hạ Hầu Thanh gật đầu, như vậy sự, tổng phải có người tới làm, cùng với chờ mặt sau lại khủng hoảng, không bằng trước tiên đánh hảo dự phòng châm, vốn dĩ chỉ là một cái thực bình thường kế hoạch, không nghĩ tới phản tổ minh sẽ đột nhiên tìm tới mễ đức người đốn gia tộc, đối bọn họ tiến hành xúi dục, đồng thời còn làm cho bọn họ liên hệ thần ẩn hội người. chương 1113 đi dạo phố Trương Huyền cười nói, nhìn dáng vẻ, các ngươi là tính toán đem các thế lực lớn muốn che giấu sự, chiêu cáo cấp khắp thiên hạ. Lão đại, đây là sớm muộn gì sự, hạ hầu thanh biểu hiện hơi hơi có chút kích động, người biết đến, thế giới này đã ở phát sinh biến hóa, làm thế nhân chậm rãi tiếp thu này đó, là lựa chọn tốt nhất. Trương Huyền lắc đầu, nói là người mở đường, bất quá theo ý ta tới, loại này cách làm, còn có thể có mặt khác một loại cách nói. Hạ hầu thanh sừng sốt, cái gì cách nói? Các ngươi, trước tiên mọi người, muốn một lần nữa chế định thế giới này quy củ. Trương Huyền đứng dậy, lưu lại những lời này sau, cũng đồng dạng lưu lại hạ hầu thanh một người đãi ở trong phòng bệnh. Chờ ra phòng bệnh phía sau cửa, Trương Huyền thở dài một tiếng, mở miệng nói, về chuyện của ngươi, ta sẽ không nói cho bạch chỉ bọn họ, ngươi có ngươi lựa chọn, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, các ngươi nhiều năm như vậy quan hệ, khó được thấy thượng một mặt, nhiều tâm sự đi, lần sau tái kiến, cũng không biết này đây cái dạng gì thân phận. Hạ Hầu Thanh nhìn trong tay đã tước hảo ra quả táo, mặc không lên tiếng. Rời đi phòng bệnh sau, Trương Huyền cũng không có để ý bang quốc lưu lại, làm no mần gia tộc cho hắn chuẩn bị phi cơ sau, trực tiếp bay trở về hè oi bức. Hai nước sai giờ bất đồng, chờ Trương Huyền trở lại Ngân Châu thời điểm, vừa vặn là buổi chiều 3 giờ. Tháng 5 31 hào, Trương Huyền nhìn mắt di động thượng ngày, trên mặt lộ ra một nụ cười, ngăn cản chiếc xe, thẳng đến lâm thị cao ốc. Gần đoạn thời gian, Ngân Châu phát triển thực hảo, chính yếu thể hiện, chính là ở giao thông mặt trên. Nguyên bản bốn phương thông suốt 8 đường xe chạy, hiện tại tới rồi thượng hạ ban điểm, cũng có thể lấp kín nửa đêm giờ. Căn cứ thống kê, giống ngân châu loại này các bậc thành thị, một cái bình thường hùn vốn nhãn hiệu 4S cửa hàng, mỗi tháng doanh số thêm lên có thể đạt tới 200 đài xe, mỗi tháng chỉ là tân tăng chiếc xe, liền đạt tới mấy ngàn đài. Này ở tạo thành con đường càng thêm ủng đổ đồng thời, cũng thuyết minh người đều sinh hoạt trình độ đang ở đề cao. Mười mấy năm trước, chỉ sợ đại đa số người cũng chưa nghĩ đến, ở hôm nay, xe sẽ biến thành sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà lái xe cũng trở thành sinh hoạt chuẩn bị kỹ năng, có thể sẽ không nấu cơm, nhưng nhất định phải học được lái xe. Chờ Trương Huyền từ sân bay đổ đến Lâm Thị Cao Ốc thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ. Trương Huyền thẳng đến Lâm Thị Cao Ốc tầng cao nhất, vào tới Lâm Thanh Hạm văn phòng chung, nhìn đến đã chuẩn bị sẵn sàng đêm nay muốn suốt đêm tăng ca Lâm Thanh Hạm. Nhìn thấy Trương Huyền đột nhiên vào cửa, Lâm Thanh Hạm cũng có vẻ thực ngoài ý muốn, mắt đẹp chung mang theo cao hứng sắc thái, lão công, ngươi chừng nào thì trở về. Vừa đến, đi thôi, đêm nay đừng tăng ca. Trương Huyền giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, bồi ta đi dạo phố đi. Đi dạo phố, Lâm Thanh Hạm có vẻ thực ngoài ý muốn, nàng nhưng không nhớ rõ, Trương Huyền có nảy yêu thích. Đúng vậy, Trương Huyền dùng sức gật đầu, ngày mai chính là 61, cấp bọn nhỏ mua chút lễ vật đi. Trương Huyền chuyên môn gấp trở về, chính là vì cấp bọn nhỏ quá cái ngày hội. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, kia đi thôi. Hai người cùng nhau ra công ty đại lâu, trong lúc hồ một tiếng Milan, kết quả Lâm Thanh hàm hôm nay quyết định không tăng ca, Milan nhưng thật ra phá lệ nhiệt tình, vừa mới dấn thân vào đến công tác cương vị thượng nàng, liền cùng tiêm máu gả giống nhau, liền ăn khuya đều cho chính mình chuẩn bị tốt, rất có đêm nay liền phải ở tại công ty tư thế. Ở Ngân Châu, có ba cái đại hình bản địa thương trường, ở không lâu phía trước, toàn bộ bị Lâm Thị Thu mua. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền nói là đi dạo phố, kỳ thật bất quá là đi nhà mình chỗ nào bán vài thứ mà thôi. Lâm Thanh Hạm không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy ở dạo quá thương trường, ở Trương Huyền trong trí chí nhớ, chính mình lần trước dạo thương trường, vẫn là vì bảo hộ Trúc Linh kia nha đầu. Hai người ở thương trường bên này nhìn xem, bên kia đi một chút, đảo cũng nhạc hưởng thụ như vậy thời gian. Lâm Thanh Hạm tay trái nhéo một cái hương thảo su kem, tay phải cầm một ly nước trái cây, Đi đến nơi nào đều không quên ăn thượng một ngụm, sống thoát thoát một cái tiểu tham ăn bộ dáng, từ Trương Huyền kỵ xe đạp mang Lâm Thanh Hạm đi ra ngoài chơi một chuyến lúc sau, nữ nhân liền sẽ không tự giác ở Trương Huyền trước mặt biểu lộ ra chính mình thiên tính tới. Ở thương trường một nhà môn cửa hàng trước, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nhìn đến có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Oa, lão công, nơi này hoa hoa đều đẹp a. À. Lâm Thanh Hạm giống cái tiểu nữ nhân giống nhau, đương nhìn đến môn trong tiệm hoa hoa nhịn không được hoan hô nhảy nhót một tiếng. Trương Huyền cũng không cấm gật gật đầu, cửa này trong tiệm thú bông, đích xác đều thực tinh xảo, khó trách cửa tụ tập như vậy nhiều người. Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền chen vào trong tiệm, kia muôn hình muôn vẻ hoa hoa làm Lâm Thanh Hạm đôi mắt tỏa ánh sáng. Trương Huyền nhìn nữ nhân bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu. Có người nói, nam nhân yêu thích vẫn luôn đều không có biến, khi còn nhỏ thích chính là tiểu món đồ chơi, trưởng thành, thích chính là đại món đồ chơi. Kỳ thật, nữ nhân yêu thích cũng đều sẽ không thay đổi, các nàng đơn giản là thích mỹ lệ sự vật, giờ sẽ không kiêng nể gì thích, sau khi lớn lên, vì không cho chính mình biểu hiện quá ngây thơ, lựa chọn che giấu lên, kỳ thật, bất luận cái gì một cái tuổi nữ nhân, đều còn có một trái tim thiếu nữ. Tựa như lâm thanh Hạm, thân gia mấy trăm tỷ, như cũ sẽ bởi vì nhìn đến này đó hoa hoa mà cảm thấy vui vẻ. Lâm Thanh Hạm cầm lấy này trong tiệm Hoa Hoa, trên mặt toàn là yêu thích thần sắc, lão công, chúng ta liền từ nơi này mua đi. Hành A, Trương Huyền gật gật đầu. Được đến Trương Huyền đáp ứng sau, Lâm Thanh Hạm nhoẻn miệng cười, tìm tới tiêu thụ viên, vung tay lên, nơi này hoa hoa toàn cho ta bao lên. Nơi này hoa hoa thủ công tinh xảo, giá cả cũng đều không tiện nghi, tiêu thụ viên nhìn thấy đột nhiên tới như vậy một cái đại khách hàng, vội vàng chiêu đãi lên, càng là trực tiếp gọi tới cửa hàng trường. Lâm Thanh Hạm ôm một con chính bản sợ quơ tổ thú bông, thích không được. Lão công, cái này chúng ta liền đặt tới trong nhà đi. Lâm Thanh Hạm nói lời này thời điểm, có một loại thử tính hương vị, sợ Trương Huyền cho rằng chính mình đây là muốn cùng các bạn nhỏ đoạt món đồ chơi giống nhau. Nữ nhân này đáng yêu bộ dáng, làm Trương Huyền cảm giác tâm đều mau hòa tan, rũi tay câu một chút Lâm Thanh Hạm kiểu mũi, lão bà, người thích liền hảo cửa hàng trưởng an bài vài tên nhân viên cửa hàng đi lên trước tới nữ sĩ ta giúp ngài trang hảo đi vất vả lâm thanh hạm đem trong tay sờ quơ tổ thú bông đưa qua trong lúc này lại là còn có chút lưu luyến hương vị có thể thấy được nàng có bao nhiêu thích cái này thú bông lão bà đã trả tiền xong rồi trương huyền lúc này cũng từ một bên đi tới đem vừa mới tính tiền hóa đơn đưa cho lâm thanh hạm Nương lấy đi sờ tổ thú bông tên này nhân viên cửa hàng mới vừa xoay người khi, một đạo thanh âm vang lên. Cái kia thú bông ta muốn, cho ta bao lên. Trương huyền cùng lâm thanh hạm theo bản năng chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một người hơn 40 tuổi trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Này trung niên nam nhân, thu thập phi thường lưu loát, ở trung niên nam nhân bên người, còn đi theo một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, nữ nhân giúp vào trung niên nam nhân trên người, hai người tuổi kém giống như cha con, nhưng xem quan hệ, hiển nhiên không phải. chương 1114 nàng chỉ là lâm thị tổng tài mà thôi. Tuổi trẻ nữ nhân kéo trung niên nam nhân đi vào trong cửa hàng, đôi mắt vẫn luôn đặt ở kia chỉ sờ quơ tổ thú bông thượng. Trung niên nam nhân chỉ vào nhân viên cửa hàng trên tay sờ quơ tổ thú bông, cái này, ta muốn. Tên kia nhân viên cửa hàng vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, cái này thú bông, cái này nữ sĩ đã muốn, hơn nữa đã trả tiền. Trả tiền cũng có thể lui a." À. Một đạo thanh âm truyền tới, đúng là vừa mới nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thanh Hạm tên kia nữ cửa hàng trưởng. Nữ cửa hàng trưởng bước đi tới, trước hướng kia trung niên nam nhân nói một câu chờ một lát, theo sau hướng nhân viên cửa hàng phân phó, đi đem cái này thú bông cấp tên kia nữ sĩ lui rất. "Lui?" Lâm Thanh Hạm mày liếu vừa nhíu, "Chúng ta đã trả tiền, thứ này lui không lùi, hẳn là không phải các ngươi nói tính đi." Cửa hàng trưởng hướng Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu ngượng ngùng nữ sĩ cái này thú bông chúng ta mới vừa kiểm tra ra tới có chút vấn đề không thể bán cho ngươi vẫn là lui hảo này cửa hàng trưởng ngoài miệng tuy rằng nói ngượng ngùng nhưng xem nàng bộ dáng nghe nàng ngữ khí không có một chút ngượng ngùng thành phần ở bên trong lâm thanh hạm hừ lạnh một tiếng là thú bông có vấn đề vẫn là các ngươi làm việc phương thức có vấn đề ta nói ngươi người này có phải hay không đầu có vấn đề a à? Tên kia kéo trung niên nam nhân tuổi trẻ nữ nhân hướng Lâm Thanh Hạm ra tiếng, đầy mặt khinh thường. Mọi người đều nói không bán cho ngươi, ngươi còn tại đây một cái kính tích cực. Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, ta không nghĩ cùng các ngươi làm loại này không sợ khắc khẩu. Đồ vật ta đã mua, hóa đơn cũng đã khai, từ trên pháp luật tới giảng, hiện tại mấy thứ này thuộc về ta, lùi không lùi khoản, cũng từ ta tới làm chủ. Ha ha, trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, mỹ nữ, ngươi muốn làm rõ ràng này không phải nhà ngươi, còn không phải do ngươi tới làm chủ. Trung niên nam nhân nói, một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài, không đến một phút thời gian, một người thương trường tài vụ liền đi nhanh chạy tới, ánh mắt ở trong tiệm quét một vòng sau, đi vào trương huyền trước mặt. Tiên sinh, vừa mới cho ngài khai hóa đơn có chút vấn đề, hiện tại yêu cầu cho ngài trọng khai một chút. Tên kia tuổi trẻ nữ nhân đắc ý nhìn về phía lâm thanh hạng. Trương huyền nhìn chằm chằm tên này đi vào chính mình trước mặt tài vụ, lại nhìn nhìn tên kia trung niên nam nhân, cuối cùng hướng nhà này thú bông cửa hàng cửa hàng trưởng mở miệng, vậy đem đồ vật toàn cho chúng ta lui đi. Hôm nay, Trương Huyền tâm tình không tồi, hắn cũng không nghĩ cùng loại người này nhiều so đo. Hiện giờ, Trương Huyền sở đối mặt địch nhân, đều là một ít có thể quấy thế giới phong vân hạng người, loại này tự nhận là thực lực cường đại, thích hỉ thế hiếp người người thường, đã không bị Trương Huyền để vào mắt, Trương Huyền cũng vô tâm tình đem thời gian lãng phí ở bọn họ trên người đã xảy ra như vậy sự, cũng làm Lâm Thanh Hạm đã không có tiếp tục mua sắm dục vọng, nghe được Trương Huyền theo như lời sau, cũng là gật gật đầu. Tên kia cửa hàng trưởng nghe được Trương Huyền nói muốn đem thú bông toàn lui, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Vừa mới Lâm Thanh Hạm nói, là mua trong tiệm toàn bộ thú bông, kia chính là rất lớn một bút công trạng A, này nếu là toàn lui, kia cùng chính mình này nguyệt tiền lương, chính là trực tiếp móc nối. Xin lỗi tiên sinh, cửa hàng trưởng mở miệng, chúng ta còn lại thú bông cũng không có cái gì vấn đề, khai phiếu sau là không cho phép lui, chỉ có này một khoản yêu cầu lui. Mở hòm phiếu không cho phép lui, lâm thanh hạ mày liễu nhân càng ngày càng gấp, theo ta được biết, này thương trường có quy định, tất cả đồ vật, ở 7 ngày nội không trích nhãn treo, không có nhân vi hư hao dưới tình huống, đều là có thể vô điều kiện lui khoản đi. Chúng ta trong tiệm không cái này quy củ, cửa hàng trưởng lắc đầu, nữ sĩ, chúng ta chỉ có thể cho ngươi lui này một cái thú bông tiền, Lâm Thanh Hạm giận dữ, không này quy củ, là ai cho phép người tại đây khai cửa hàng? Là ta cho phép, có vấn đề sao? Tên kia trung niên nam nhân lúc này ra tiếng. Cửa hàng trưởng nhìn thấy trung niên nam nhân mở miệng, trên mặt treo lên một bộ không sao cả bộ dáng, bởi vì nàng biết cái này trung niên nam nhân thân phận là này thương trường một cái cao tầng, ngay cả cửa hàng này lão bản, đều đến dựa vào trung niên nam nhân. Lâm Thanh Hạm nghe được trung niên nam nhân nói như vậy, lúc này mới cẩn thận đánh giá một lần trung niên nam nhân, người có cái gì tư cách, thay đổi thương trường quy củ. Tư cách, trung niên nam nhân phảng phất nghe được thiên đại chê cười giống nhau, chỉ bằng nhà này thương trường, ta nói tính. Người có cái gì vấn đề sao? Lâm thanh hãm lắc lắc đầu, ta không nghĩ cùng các ngươi làm loại này nhàm chán cái cọ, làm một cái người tiêu thụ, ta hiện tại muốn hành xử ta ứng có quyền lợi, lui rất mấy thứ này, hơn nữa đối với các ngươi làm ra cảnh cáo, nếu các ngươi không tuân thủ thương trường quy củ, ta có khởi tố các ngươi quyền lợi." Khởi tố? Trung niên nam nhân vừa nghe, bất mãn hừ lạnh một tiếng, thật là cho ngươi lông gà ngươi còn đương lệnh tiến. Đây là Lâm thị thương trường, không phải người nào đều có thể dương oai địa phương." Lâm Thanh hạ một phách cái bàn, quát lên, "Ngươi cũng nói, đây là thương trường, là cho người tiêu thụ cùng khách hàng cung cấp địa phương, không phải cho các người dương oai địa phương." Ta không biết ngươi tại đây ra thương trường đảm nhiệm cái dạng gì chức vị, nhưng chẳng sợ này thương trường là của ngươi, ngươi cũng không quyền lợi uy hiếp một cái người tiêu thụ. Lâm thanh hạm này khí thế đột nhiên lấy ra tới, không cấm dọa trung niên nam nhân nhảy dựng. Tiểu cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho mặt lại không cần, tin hay không ta làm ngươi đi không ra này thương trường. Trung niên nam nhân trong miệng, tràn đầy đều là uy hiếp. Lâm thanh hạm lắc lắc đầu, ta không tin thú bông trong tiệm bộc phát ra như vậy khắc khẩu, làm vốn là vây quanh rất nhiều người cửa, đổ đến chật như nêm cối. Ngài hảo, phiền toái nhường một chút, mượn quá một chút. Một đạo thanh âm, từ đám người ngoại vang lên. Theo sau, liền thấy vài tên thương trường bảo an mở đường, một người thân xuyên chức nghiệp trang trung niên nữ nhân đã đi tới. Nhìn thấy này trung niên nữ nhân, nguyên bản kiêu ngạo trung niên nam nhân trên mặt lập tức lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười. Nha, Vương Tổng cái này điểm còn ở thương trường đâu, thật là tự tay làm lấy A. À. Trung niên nam nhân chủ động ra tiếng, hướng trung niên nữ nhân chào hỏi. Bị gọi Vương Tổng trung niên nữ nhân xem cũng chưa xem này trung niên nam nhân liếc mắt một cái, mà là tôn kính đi vào lâm thanh hạm trước mặt, ra tiếng vấn an, lâm tổng, trương tiên sinh. Sự tình thế nào, chính mình đều theo dõi, ta yêu cầu một hợp lý giải thích, bằng không ngươi ngày mai chính mình đệ đơn xin từ trước đi lâm thanh hạm hướng vương tổng lạnh lùng nói theo sau vãn khởi trương huyền cánh tay không còn có dư thừa nói quay đầu liền đi vương tổng thân thể chấn động thấp hèn đầu không dám ngẩng đầu thẳng đến lâm thanh hạm hoàn toàn đi xa vương tổng lúc này mới ngẩng đầu lên vương tổng đối đãi lâm thanh hạm thái độ làm trung niên nam nhân tâm sinh nghi hoặc không khỏi hỏi vương tổng này ai a à? không ai vương tổng lắc lắc đầu nữ nhân này thật có thể trang trung niên nam nhân bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân không khỏi bĩu môi, tuổi không lớn, nói chuyện một bộ lãnh đạo bộ dáng, làm đến cùng lâm thị cao tầng giống nhau. Yên tâm, nàng không phải lâm thị cao tầng, vương tổng lắc lắc đầu, nàng chỉ là lâm thị tổng tài mà thôi. chương 1115 Tây Hạ đột biến, nàng chỉ là lâm thị tổng tài mà thôi. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ khinh thường trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân, ở nghe được vương tổng những lời này nháy mắt, đồng thời sửng sốt. Lâm Thị Tổng Tài. Ở trung niên nam nhân còn không có từ Vương Tổng lời nói chung phản ứng lại đây khi, Vương Tổng lại lần nữa mở miệng, liền Lâm Thị Tổng Tài ngươi đều có thể uy hiếp, nhìn dáng vẻ, miếu nhỏ đã rung không dưới ngươi, từ giờ trở đi, ngươi tự giác rời đi đi, công ty cho ngươi xứng xe đem ở đêm nay thu hồi, căn cứ yêu cầu, phúc lợi nhà ở sẽ ở ba ngày sau có người tiến đến thu hồi, các ngươi hành động, ta sẽ trong ngành phát hàm, làm lão bằng hữu cho ngươi một cái kiến nghị, Vương Tổng thật sâu nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, theo sau nói, đổi nghề đi, người trong ngành, hỗn không nổi nữa. Trung niên nam nhân hoàn toàn lăng ở nơi đó, hắn tới rồi tuổi này, liều mạng nhiều năm như vậy, đã ở cái này ngành sản xuất lĩnh vực lấy được một ít thành tích, hiện tại muốn cho hắn đổi nghề. Kia cùng muốn hắn mệnh có cái gì khác nhau. Vương Tổng không để ý đến dại ra trung niên nam nhân, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ nhân, hư lạnh nói, còn tuổi nhỏ, không học vấn không nghề nghiệp, vọng tưởng một bước lên trời, cái dạng gì đại nhân vật ngươi đều dám trêu chọc, không biết trời cao đất dày. Vương Tổng sau khi nói xong, lại hướng thú bông cửa hàng cửa hàng trưởng mở miệng, căn cứ vào ngươi vừa mới hành vi, Lâm Tổng quyết định lấy tùy ý lừa gạt người tiêu thụ, cố ý trái với thương trường quy định đối với ngươi tiến hành xử phạt nhưng khởi tố, ngươi hiện tại liền cầu nguyện thẩm phán có thể võng khai một mặt, sẽ không phán người phán quá tàn nhẫn đi, ngươi hành vi, hư hao thương trường hình tượng, có tổn hại Lâm Thị Thanh Danh, phàm là từ giờ trở đi, Lâm Thị cổ phiếu mỗi hàng một cái điểm, hoặc là tăng trưởng tốc độ biến chậm. Đều sẽ phán định cùng ngươi hành vi có quan hệ, nên có bồi thường. Vương Tổng trầm ngâm một chút, chuẩn bị bán phòng đi. Cửa hàng trường sắc mặt, nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch, trong mắt tràn ngập bất lực cùng hối hận. Vương Tổng lắc đầu, không để ý đến nàng bất lực, sở hữu hậu quả, đều là nàng lúc trước tùy ý làm bậy sở tạo thành nói trắng ra là, hoàn toàn chính là chính mình tìm đường chết. Ở thương trường nội phát sinh như vậy sự, làm Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cũng không có lại tiếp tục đi dạo phố tính chất, hai người lại đính chút thú bông sau, liền đánh xe về nhà. Ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm không rên một tiếng ngồi ở trên ghế phụ. Lão bà, làm sao vậy, tưởng cái gì đâu, Trương Huyền duỗi tay ở Lâm Thanh Hạm trước mắt quơ quơ. Còn đang suy nghĩ thương trường nội sự, Lâm Thanh Hàm hít sâu một hơi, lão công, người nói ý nghĩ của ta có phải hay không quá ngây thơ, ta luôn muốn, ở Lâm Thị Nội, không thể có bất luận cái gì bất công sự xuất hiện. Lão bà, người không cần lại tưởng này đó, chúng ta. Trương Huyền lời nói mới vừa nói một nửa, một trận mãnh liệt chấn cảm đột nhiên đánh úp lại, đến từ chính xe hạ. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, ở Lâm Thanh Hạm còn không có phản ứng lại đây khi, Trương Huyền cơ hồ là ở nháy mắt cởi bỏ Lâm Thanh Hạm đai an toàn, bế lên trên ghế phụ lâm thanh hạc, từ bên trong xe chạy trốn ra tới. Chỉ là vài giây sau, Trương Huyền liền nhìn đến, chung quanh nơi ở lâu, có không ít người đều thần sắc hoảng loạn từ phòng trong chạy ra tới, có chút người thậm chí chỉ mặc một cái nội y. Mãnh liệt chấn cảm từ dưới chân truyền đến, ước chừng rằng có có mười mấy giây, này chấn động mới đình chỉ. Động đất, động đất, có người ở hô to. Trương Huyền cảm giác có chút không thích hợp, Tây Hạ tỉnh cái này địa phương, rất ít sẽ có động đất phát sinh, thả chấn cảm như vậy mãnh liệt, vẫn là lần đầu tiên. Trương Huyền đâu nội điện thoại, cũng với lúc này vang lên. Sư thúc, địa cung ra vấn đề. Quả nhiên, Trương Huyền nghe điện thoại trung bạch bào khách thanh âm. Sự ra khác thường tất có yêu, Ngân Châu cái này địa phương đột nhiên làm ra lớn như vậy động tính, khẳng định là có cái gì không tầm thường sự muốn phát sinh. Lão bà, lên xe, Trương Huyền đầu tiên là đem xe chạy đến Lâm Thị Cao Ốc, Đường trương huyền cùng lâm thanh hạm đến này thời điểm liền thấy milan một người lẻ loi ngồi ở cao ốc trước trên đất trống trên mặt vẫn là nghĩ mà sợ thần sắc tại động đất phát sinh thời điểm milan đang ở tầng cao nhất tăng ca như vậy cao đại lâu một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn milan muốn chạy đều không kịp cũng may chấn cảm vi rằng mãnh liệt nhưng mặt đất cũng không có đã chịu cái gì quá lớn đánh sâu vào nhìn thấy trương huyền cùng lâm thanh hạm đã đến milan bất lực trong mắt tức khắc tràn ngập an tâm loại này bị người quan tâm cảm giác, làm nàng mũi có chút lên men. Đi trước ra ra kia, Trương Huyền trực tiếp làm ra quyết định, đem Lâm Thanh Hạm cùng Milan đưa đến Lâm ra nhà cửa. Lâm gia đại viện không có cao lầu, thả có rất lớn một mảnh đất trống, nếu lại có động đất phát sinh, cũng tuyệt đối an toàn. Trong lúc, Trương Huyền lại gọi điện thoại tới rồi viện phúc lợi, thôi viện trưởng nói cho Trương Huyền, Tần Nhu phía trước liền mang bọn nhỏ đã làm phòng chấn động diễn luyện, vừa mới động đất phát sinh thời điểm, bọn nhỏ đều thực thông minh chạy đến viện phúc lợi trên quảng trường. Nghe được lời này, Trương Huyền an tâm không ít, có Tần Nhu như vậy một cái thận trọng nữ nhân chiếu cố bọn nhỏ, so với hắn người nam nhân này làm muốn tốt quá nhiều. Đem hết thầy sự tình giàn xếp hảo sau, Trương Huyền đánh xe rời đi, hắn cũng không có trước tiên đi vào địa cung nơi vị trí, mà là thẳng đến kia tòa Vương Lăng mà đi. Vương Lăng chim bay không rơi, không có một ngọn cỏ, đây là một chỗ bị nguyền rủa địa phương hoang vắng bình nguyên thượng vài tòa thổ bao đứng sừng sững tại đây một lão nhân cầu lũ thân mình đứng ở hoang vắng bình nguyên thượng ở lão nhân trong tay cầm một phen dĩ sắt kiếm lão nhân nhìn về phía trong đó lớn nhất kia tòa thổ bao hắn vẫn đục trong mắt mang theo một mặt ngưng trọng hắc ám dưới bầu trời một bóng người từ kia tòa thổ bao trước dần dần hiện ra thời trẻ tây hạ quốc gia có thể nói kỳ tích nguyên hạo hoàng đế chiến lược vô song có thể nói bằng vào bản thân chi lực thành lập tây hạ vương triều chỉ tiếc cảnh đời đổi rời năm đó anh kiệt sớm đã không còn nữa tồn tại tây hạ hậu duệ cũng chỉ thường ngươi một người kéo dài hơi tàn thật là đáng tiếc đây là một thân xuyên màu đen áo dài người hắn cao gầy dáng người có một đầu tóc bạc lão nhân nhìn chằm chằm kia hắc sam người trong miệng lẩm bẩm người miêu mạc bạch dâu khó được tây hạ hậu duệ còn có thể biết ta cái này tiểu nhân vật thật là làm ta vinh hạnh chi đến a hắc sam nam nhân trên mặt mang cười, ta cho rằng, vài thập niên không lộ mặt, đã không ai nhớ rõ ta đâu. Miêu ra nói đùa, lão nhân lắc lắc đầu, tham lang ngôi sao đại danh, ở 30 năm trước, hưởng dự toàn cầu, như thế nào bị người quên đi. Hưởng dự toàn cầu tham lang sao, mạc bạch dâu sờ sờ mũi, này giống như không phải cái gì lời ca ngợi đâu. Miêu ra đột nhiên lộ diện, không phải muốn cùng ta cái này tàn đuốc người nói chuyện phiếm đi lão nhân chậm rãi nhắc tới dì sắt kiếm, duỗi tay vuốt ve thân kiếm thượng dì sắt, hiện giờ thiên địa ở biến, tham lang chợt hiện, nhìn dáng vẻ, ta này tàn đuốc người mình, cũng nên đến cùng. Người có sống sót lựa chọn, mạc bạch dâu khoanh tay về phía trước, tây hạ chi lăng, liên lụy cực đại, phương đông tây bắc biên giới tàng mê thật nhiều, bằng vào ngươi, thủ không được này đem vương lăng chìa khóa. chương 1116 Dương Thủ Mộ Lão nhân hai mắt nheo lại, nhìn mạc bạch dâu, chậm rãi ra tiếng, ta này một phen lão xương cốt, kéo dài hơi tàn đến hôm nay, vì chính là thủ kia cuối cùng một cánh cửa. Đáng tiếc a, à, Mạc Bạch Dâu lắc lắc đầu, hiện giờ hai mà nối liền, người thủ môn đã khai, vừa mới chấn động đã thuyết minh hết thảy, người ở chỗ này đãi lâu lắm, không hỏi thế sự, trùn chân bó gối, không biết ngoại giới biến hóa. Lão nhân nhìn lướt qua trong tay dì sắt kiếm, phun ra một ngụm chọc khí, ngoại giới như thế nào biến hóa, lão nhân ta quản không đến, ta chỉ biết, bên trong kia đạo môn, ai đều đừng nghĩ mở ra. Mạc Bạch Dâu trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, nếu ta một hai phải mở ra đâu. Lão nhân tay phải dơ kiếm, tay trái búng tay, nhẹ đạn thân kiếm. Ở lão nhân này bắn ra chỉ hạ, thân kiếm thượng dì sắt, đột nhiên băng khai, trong tay ba thước thanh phong, với dưới ánh trang lộ ra hàn mang. Mạc Bạch Dâu như cú khoanh tay đứng nơi đó, hắn trong mắt ngưng trọng, chứng minh lão nhân trong tay này đem thanh phong, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lão nhân ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kiếm trong tay, ánh mắt kia giống như đang xem chính mình người thương. Ta này tàn đuốc chi khu, cả đời chỉ luyện nhất kiếm, phá ta này nhất chiêu, liền bại ta bộ xương già này. Lão nhân lấy kiếm tay dần dần rũ xuống, theo sau, thủ đoạn run lên, kiếm phong thẳng chỉ mạc bạch sâu. Miêu ra, tiếp kiếm, lão nhân trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh lạc là lúc, một bước tiến lên trước. Tại đây một khắc, Mạc Bạch Dâu chỉ cảm thấy muôn vàn mũi nhọn đánh úp về phía chính mình, lão nhân kiếm phong chưa đến, Mạc Bạch Dâu trên người áo dài, đã bị vẽ ra đạo đạo vết nứt. Cuồng phong bất bằng dựng lên, đánh úp về phía Mạc Bạch Dâu, thổi đến hắn áo dài bay phất phới. Mạc Bạch Dâu đứng này cuồng phong giữa, vào giờ phút này, Mạc Bạch Dâu trong mắt, chỉ còn kia một đạo hàn mang. Gấp gáp như điện, hình như sấm long. Nhất kiếm hàn mang, nhất chiêu bình thường thứ đánh, ở lão nhân thủ hạ, có vẻ phá lệ khủng bố. Mặt đất đều ở vỡ ra, này nhất kiếm uy lực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quang làm người ta nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Tại đây nhất kiếm trước mặt, phảng phất sở hữu hết thảy, đều giống như giấy giống nhau, có vẻ như vậy yếu ớt. Cường đại khí từ lão nhân phía sau bùng nổ, hắn nhìn như chỉ ra nhất kiếm, nhưng mang theo uy lực, lại là có muôn vàn kiếm mang, hướng mạc bạch dâu che trời lấp đất mà đi. Ở đệ nhất mà kiếm mang tập đến mạc bạch dâu trước người khi, mạc bạch dâu động, hắn thân hình cấp tốc lui về phía sau, hướng bình nguyên thượng lớn nhất thổ bao phương hướng mà đi. Lão nhân nhất kiếm vẫn chưa đâm đến mạc bạch dâu trước người, nhưng hắn lại chưa lại động, bởi vì hắn đã đánh ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu. Lão xương cốt ta luyện kiếm cả đời, cả đời chỉ luyện nhất kiếm, ta tuy tàn đuốc chi khu, nhưng trên đời này, kia lý dung tải nếu bất xuất thế, không người nhưng phá ta này nhất kiếm. Lão nhân đem kiếm lập với mặt đất, lắc lắc đầu, xoay người. liền ở lão nhân xoay người trong nháy mắt kia, một cổ vô hình khí lãng tự bình nguyên thượng lớn nhất cái kia thổ bao vì trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán mở ra. Lão nhân giếng cổ không gợn sóng trên mặt lộ ra một mặt kinh vội, hắn trong mắt phá lệ lộ ra hoảng loạn thần sắc. Cấm chế. Ha ha, giơ thẳng lên trời nhất kiếm, quả thực danh bất hư truyền cả đời nhất kiếm nhất kiếm cả đời nếu không đột phá cực cảnh trên đời này thật không người có thể phá này nhất kiếm dương thủ mộ tiền bối thật là làm ta mạc bạch dâu mở rộng tầm mắt a à. một đạo tiếng cười to vang lên mạc bạch dâu từ thổ bao phía sau đi ra dương thủ mộ xoay người nhìn đứng ở thổ bao trước mạc bạch dâu nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hắn cầm kiếm tay đang ở không ngừng run rẩy dương thủ mộ hít sâu một hơi phần đục trong mắt lộ ra tức giận, mộ không khai. Trước nay liền không khai quá, mạc bạch dâu lắc đầu, tây hạ lăng mộ, liên lụy trọng đại, tây hạ hậu duệ cùng lâu lan hậu duệ toàn số với hôm nay sủng chi nhi, cấm chế lại há là như vậy dễ phá, dương thủ mộ, người già rồi, ta nói người dậm chân tại chỗ, thật sự không sai, người cho rằng, giữa trời đất này, chỉ có người ở chậm rãi biến lão, không nghĩ tới, đương khí bị phong ấn sau, mỗi người, đều tại đây xuống dốc thời đại kéo dài hơi tàn, chẳng sợ Lý Dung Tài cũng không dám vì ý xuất thế, lại có ai, có kia năng lực, đi bài trừ cấm chế đâu. Mạc Bạch Dâu nhìn mắt quần áo thượng đạo đạo tế khẩu, lắc lắc đầu, có một số người, dậm chân tại chỗ, là quá mức đánh giá cao chính mình cường đại, mà ngươi hoàn toàn tương phản, nhiều năm như vậy lánh đời, làm ngươi xem nhẹ thực lực của chính mình, ta trái lo phải nghĩ, muốn bài trừ này lăng mộ cấm chế, chẳng sợ có được chìa khóa, cũng không đủ, chỉ có cực cảnh người ra tay, mới có khả năng ngươi, đó là trên đời này, cực cảnh chi nhất, người kia nhất kiếm, có cực cảnh bóng dáng. Dương thủ mộ niết kiếm lòng bàn tay ra mồ hôi, nếu không phải cấm chế bài trừ, phía trước chấn động. Mạc bạch sâu trên mặt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, khí tuy xuống dốc, nhưng trên thế giới này, còn có khoa học kỹ thuật A, muốn đại địa chấn động, bằng vào hiện tại khoa học kỹ thuật, nhẹ nhàng là có thể làm được, ngươi già rồi, không hiểu biến báo. ngươi trá ta, dương thủ mộ đồng tử co rụt lại, không có biện pháp, mạc bạch dâu buông tay trưởng, con người của ta, từ trước đến nay thích dùng nguy hiểm nhỏ nhất sự, lấy được lớn nhất thành quả, thác người này nhất kiếm chi phúc, cấm chế đã khai. Người miêu, dương thủ mộ đột nhiên hét lớn một tiếng, lạnh giọng chất vấn nói, người thật sự muốn dảo đến này thiên hạ đại loạn không thể sao. Mạc bạch dâu lắc đầu, dương thủ mộ tiền bối, ngàn vạn không cần nói như vậy, quấy thiên hạ đại loạn, ta mạc bạch dâu nhưng không loại thực lực này, ta bất quá là thuận thế mà đi thôi. Hảo một cái thuận thế mà đi, dương thủ mộ niết quyền. Mạc Bạch Sâu ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, hôm nay khó được thấy đầy sao. Thế giới này, yên lặng thời gian lâu lắm, nhiều ít thiên kiêu, nhiều ít truy tìm đạo pháp người, năm đó anh Kiệt, táng thân ở thời đại này, hiện giờ, cũng nên là chúng ta quật khởi là lúc, bất luận cái gì thời đại, đều có tẩy bài tất yếu, hiện giờ, cũng là lúc. Kẻ điên Dương thủ mộ cắn răng. Tùy tiện đi, trước kia cũng có không ít người nói như vậy quá ta. Mạc Bạch Dâu không để bụng nhún vai, có một số việc, tổng phải có người ra tới làm, ta không làm, giống nhau sẽ có người khác. Dương thủ mộ tiền bối, làm tốt nghênh đón biến hóa chuẩn bị đi, thế giới đại biến, các người này đó ở vào cực cảnh người, sẽ là cảm thụ lớn nhất một đám, ta đâu, còn có khác sự muốn vội, lâu lan bên kia, môi giới sớm đã khai quật, chỉ có cấm chế chưa khai, ta cũng nên đi xem, Ngươi đi không được, dương thủ mộ thủ đoạn vừa chuyển, một lần nữa rút kiếm. Mạc Bạch Dâu trên mặt lộ ra một mặt tự tin thần sắc, nếu luận đối chiêu, ta tự nhận không bằng cực cảnh cường giả, nhưng ta nếu muốn chạy, chẳng sợ lý dung tài tới, cũng không nhất định có thể cản hạ ta, dương thủ mộ tiền bối, gặp lại. Mạc Bạch Dâu dứt lời, thả người nhảy, thân ảnh biến mất ở dương thủ mộ tầm mắt giữa. Dương thủ mộ rút kiếm tay, trước sau không có lại động, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình đích xác không có năng lực lưu lại mạc bạch dâu, trên đời này cũng cơ hồ không ai có thể lưu lại hắn. Một chiếc xe, ngừng ở dương thủ mộ rào che viện trước, cửa xe mở ra, Trương Huyền tự trên xe đi xuống. Đường Trương Huyền xuống xe nháy mắt, liền sắc mặt biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa trời đất này còn tồn lưu mũi nhọn. Trương 1117 bóp chặt cự long mạch máu. Nhất kiếm ra, mũi nhọn vẫn giữ trong thiên địa này không đơn giản là uy lực thượng thăng hoa càng là một loại cảnh giới thượng thăng hoa trương huyền nhìn về phía kia đứng ở hoang vắng bình nguyên thượng cầu lũ thân ảnh dương thủ mộ cũng đúng lúc khi xoay người nhìn đến trương huyền mở miệng tiểu bối người tới đây làm cái gì trương huyền trả lời cảm giác nơi này có biến đến xem dương thủ mộ trên dưới đánh giá trương huyền theo sau ra tiếng sở tranh đã chết sao Trương Huyền một chút đều không ngoài ý muốn Dương Thủ Mộ nói ra sở tranh hai chữ, hắn lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, không có mở miệng, cho Dương Thủ Mộ một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Trương Huyền tuy không có ra tiếng, nhưng Dương Thủ Mộ đã từ hắn thần thái động tác giữa, được đến chính mình muốn. Dương Thủ Mộ trong mắt xuất hiện cô đơn thần sắc, côn luân sơn, hòa tử nhân, thật sự là ẩn khí thời đại, năm đó thiên kiêu, giờ phút này lại không rời đi cái kia động băng, thật là thật đáng buồn. Trương Huyền lắc đầu, mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, hắn bất quá là đang đợi một cái cơ hội, không có thật đáng buồn nói đến. Dương thủ mộ đột nhiên cười, người nhưng thật ra xem đến so với ta muốn thông thấu, vào nhà ngồi một lát đi, ta cho người thịnh chén canh. Không cần phiền toái, Trương Huyền xua tay, ta tới tìm một ít biến hóa căn nguyên, còn có việc phải làm. Tuổi trẻ chính là tràn ngập sức sống A, à. Dương thủ mộ thở dài, cũng thế, người thân phận bất đồng, có một số việc, cũng là thời điểm nên làm ngươi đã biết, ngươi muốn tìm cái gì. Trương Huyền hỏi, ta chỉ muốn biết, này mộ, cùng thị nội địa cung, rốt cuộc có hay không liên lụy. Dương thủ mộ gật gật đầu, nối liền. Trương Huyền lại hỏi, hiện tại này mộ sinh biến sao? Vừa mới phát sinh biến hóa, Dương thủ mộ cầm kiếm vung tay lên, trong tay hắn thanh phong, với phía chân trời làm cái xoay tròn, theo sau đứng sừng sững ở Trương Huyền bên chân. Trương Huyền nhìn mắt bên chân kiếm, hỏi, mộ có cái gì? Dương thủ mộ há mồm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, truyền thừa. Đa tạ tiền bối, trương huyền hướng dương thủ mộ ôm quyền, theo sau xoay người, kéo ra cửa xe, làm bộ muốn ly khai. Thanh kiếm này, người không lấy, dương thủ mộ trong mắt mang theo điểm kinh ngạc. Không lấy, trương huyền lắc đầu, ta địch nhân đủ nhiều, cầm thanh kiếm này, chỉ sợ ta liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Dương thủ mộ mở miệng, người có biết hay không, thanh kiếm này, đại biểu cho cái gì? Trương Huyền sờ sờ mũi, đại khái có thể đoán được một chút đi, phía trước có người, thường xuyên sẽ cùng ta nhắc tới một phen kiếm, hẳn là đối với cái này sắp sửa đại biến thế giới, thực mấu chốt. Người không động tâm, Trương Huyền lắc đầu, động tâm cùng dám lấy là hai việc khác nhau, hơn nữa con người của ta, thực thật sự, không có nhìn đến thật sự chỗ tốt, ta là không thích cho cái gì phiền toái. Trương Huyền nói xong, trực tiếp lên xe, theo sau một chân chân ga rời đi. Dương thủ mộ nhìn thẳng cắm trên mặt đất kia đem thanh phong, lắc lắc đầu, cũng không để ý tới, đi vào chính mình rào tre trong viện. Ngân Châu thành nội, lúc trước kia một miếng đất đã hoàn toàn bị cửu cục sở phong tỏa, địa phương chấn phát sinh sau, vô số phía chính phủ chiếc xe càng là đem tiến đến nơi này con đường đều phong tỏa. Từ địa cung hiện thân, cửu cục liền đầu nhập không ít người lực tại đây nghiên cứu, lúc này địa cung mặt trên, đã vây đầy người cơ hồ mỗi người đều ăn mặc phòng hộ phục, chống đỡ trong không khí những cái đó cuồng bạo linh khí đánh sâu vào. Bạch bào khách nhìn một cái lại một cái vừa mới phát tới số liệu, trong không khí linh khí ẩn chứa chỉ số, ở thẳng tắp bay lên, mà địa cung hạ linh khí nồng đậm độ, đã đạt tới một cái kinh người nông nỗi, cho dù là bình thường ngự khí cao thủ đi xuống, không có mặc phòng hộ phục, đều sẽ bị này đó cuồng bạo linh khí sợ ảnh hưởng đến. Trương Huyền trước tiên cấp bạch bào khách nói bảng số xe, lái xe một đường không bị ngăn trở đi vào nơi này. Tình huống như thế nào? Trương Huyền bước đi tới, hỏi hướng bạch bào khách. Tình huống vượt qua dự đoán phạm trù, bạch bào khách sắc mặt có chút khó coi, hiện tại toàn thế giới, có rất nhiều như vậy địa cung, nhưng này đó địa cung vẫn luôn đều ở vào một cái vững vàng giai đoạn, có thể chậm rãi thăm dò, bất quá vừa mới động đất, hình như là làm địa cung tính cả mỗ một chỗ, dẫn tới bên trong linh khí tụ tập gia tăng, hình dung như thế nào đâu, giống như là phòng trong thông gió giống nhau đi, nguyên bản chỉ khai một phương hướng cửa sổ, cảm thụ không có như vậy mãnh liệt, đương hai cái phương hướng cửa sổ cùng nhau mở ra sau. Bên trong linh khí liền trở nên táo bạo đi lên. Trương Huyền nghe được bạch bào khách giải thích, cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới Trương Huyền mới được đến tin tức, địa cung cùng Vương Lăng Mộ Huyệt đã nối liền, nơi đó biến cố, trực tiếp ảnh hưởng tới rồi địa cung. Mà địa cung sinh biến, ảnh hưởng đến, chính là ở tại bên trong thành người thường phải biết rằng ngân châu tuy rằng chỉ là một cái tiểu thành thị nhưng dân cư có trăm vạn một khi địa cung xuất hiện cái gì vô pháp khống chế biến hóa kia sở tạo thành hậu quả vô pháp tưởng tượng trương huyền tiếp nhận bạch bào khách truyền đạt phòng hộ phục một bên chồng lên trên người một bên tiếp tục hỏi về địa cung các người hiện tại thăm dò tới rồi cái gì trình độ bên trong không gian có bao nhiêu đại còn không có thăm dò hoàn thành bạch bào khách lắc đầu ở địa cung phía dưới, linh khí phi thường nồng đập, hình thành rất cường đại từ trường, dẫn tới máy móc thiết bị căn bản là không có biện pháp bình thường vận chuyển, thăm dò tiến độ phi thường thong thả, thả ở bên trong, xuất hiện không dưới 20 cụ giống như lần trước giống nhau cơ quan người, thực lực mạnh mẽ, nếu không có cao thủ mang đội, căn bản là không có biện pháp tiến hành thăm dò, nhưng cử cục cao thủ tuy nhiều, cũng không có khả năng toàn bộ tập trung đến này một cái địa cung tới. Hiện tại chúng ta căn bản không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình huống đã hội báo đi lên, cục nội đã phái người chạy đến. Trương Huyền gật gật đầu, đem hiện tại thăm dò đến tiến độ cho ta xem một chút. Bạch bào khách phất phất tay, hắn phía sau một người đưa qua một phần văn kiện. Sư thúc, sở hữu về địa cung hiện giai đoạn thăm dò báo cáo, đều tại đây. Trương Huyền tiếp nhận văn kiện, nhìn thoáng qua, đằng trước mấy chương đều là một ít ảnh chụp, địa cung nội, Nơi nơi đều tràn ngập như vậy tháp cao, ảnh chụp góc độ có rất nhiều, trong đó mấy chương lấy quan sát góc độ quay chụp, làm Trương Huyền không cấm nhìn nhiều hai mắt. Nhìn này đó ảnh chụp, Trương Huyền không biết vì sao, tổng cảm giác trong lòng có một cổ bị đè nén vô pháp phóng xuất ra tới, loại cảm giác này làm hắn phá lệ khó chịu, trong lòng không khỏi dâng lên một ít bực bội cảm xúc. Người có hay không cảm giác được, này đó tháp cao làm sắp hàng thành hình dạng, như là một phen binh khí. Trương Huyền chỉ vào kia trương quan sát thị giác ảnh chụp. Binh khí, bạch bào khách ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, không có A sư thúc. Này hiển nhiên giống một phen trường mâu, bóp chặt cự long mạch máu. Bạch bào khách trong mắt toàn là khó hiểu, sư thúc, này không giống trường mâu A, hơn nữa từ đâu ra cự long. Bạch bào khách trong lòng khó hiểu, không nghĩ tới, Trương Huyền đang nói ra vừa mới câu nói kia sau, cũng là sửng sốt, hắn căn bản cũng không biết, chính mình là nói như thế nào ra câu nói kia, thật giống như là ngủ mơ mơ màng màng người, đột nhiên tới một câu không đâu vào đâu nói mớ giống nhau, người khác nghe không hiểu, chính mình cũng nghe không hiểu. chương 1118 Địa Cung Hạ Tháp Trương huyền cao mày, vừa mới cái loại này tinh thần hoảng hốt cảm giác làm hắn phi thường không thoải mái, bạch bào khách truyền đạt này đó văn kiện hắn cũng không có tiếp tục lại xem đi xuống tâm tư. Sư thúc, không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Bạch bào khách thử tính hỏi. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không cần, vừa mới nghĩ đến một ít khác sự mà thôi. Hiện giờ thiên địa đại biến, Ngân Châu mà xuống đất cung biến hóa, tuyệt đối là sớm nhất biến cố, làm rõ ràng nơi này sự, đối với về sau tới nói, quan trọng nhất. Thả hiện tại Trương Huyền, biết được so tuyệt đại đa số người đều phải nhiều thượng một ít. Địa cung nội có truyền thừa, là cái dạng gì truyền thừa, thuộc về Tây Hạ truyền thừa sao? Ở hè oi bước 5.000 năm trong lịch sử, từng có vô số vương triều, mỗi một cái vương triều đều đại biểu một thế hệ người tài, nếu bọn họ thật lưu lại truyền thừa, kia sẽ là cái dạng gì? Này trong đó, cùng thị tộc truyền thừa, lại có cái gì khác nhau? Biết một ít người khác sở không biết đồ vật, liền sẽ có càng nhiều người khác suy nghĩ không đến nghi vấn. Nhưng không thể nghi ngờ, Trương Huyền đã là đi ở tuyệt đại đa số người phía trước một trận thuộc về cánh quạt dòng khí thanh ở trương huyền trên đỉnh đầu vang lên. Hai giá phi cơ trực thăng từ không trung rơi xuống. Phi cơ trực thăng còn chưa rơi xuống đất, cabin môn liền mở ra. Tổng cộng 7 tên thân xuyên áo dài người, từ cabin nội nhảy ra, liền như vậy vững vàng hạ xuống mặt đất. 7 người giữa, 6 nam một nữ, tuổi toàn ở 4 năm chục tuổi, các thân xuyên màu trắng trường bào, phía sau cõng một phen kiếm, toàn thân tràn ngập một cổ đạo gia phong phạm bọn họ như vậy một thân giả dạng từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống có vẻ phá lệ đột ngột trương huyền nhìn mắt này bảy người ra tiếng nói đây là các ngươi cửu cục thất tinh bắt đầu bạch bào khách gật gật đầu lần này địa cung đột biến phía trên phá lệ coi trọng an bài bọn họ bảy cái phụ trách nơi này ha ha trương huyền khẽ cười một tiếng vậy ngươi nhưng có đắc tội chịu lạc này bảy cái người bảo thủ đại danh ta chính là nghe nói qua a à. bạch bào khách cười gượng một tiếng cũng biết Trương Huyền nói chính là có ý thứ gì, hắn đi bộ tiến lên, đối mặt bảy người, ôm quyền nói, bạch bào khách gặp qua bảy vị tiền bối. Thất tinh bắc đầu, từ lớn đến nhỏ, phân biệt là thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang. Trong đó, ngọc hành vì nữ tính, ở bắc đầu giữa, đứng hàng lão ngũ. Lão đại thiên su, thân bối tế kiếm, lưu trữ sâu dê, đảo có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Thiên su nhìn tròng trắng mắt bào khách, ra tiếng nói, bạch bào khách trưởng kiếm sử, mang chúng ta đi xuống vừa thấy đi. Thiên su nói chuyện, có loại đạm nhiên cảm giác. Bạch bào khách mở miệng, thiên su tiền bối, phía dưới. Mang chúng ta đi xuống liền có thể, thiên su trực tiếp đánh gãy bạch bào khách nói. Bạch bào khách đốn thanh, gật gật đầu, bảy vị tiền bối, bên này. Trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo, toàn bộ địa cung đã đại biến bộ dáng, địa cung nhập khẩu cũng không hề là kia đen nhánh thông đạo, mà là bị xây dựng thêm mở ra, một phiến kim loại đại môn phong tỏa chấm đất cung, đương muốn đi vào khi, sẽ dùng nhân lực thông qua máy móc cuốn lên kim loại đại môn, mới vừa rồi có thể đi vào. Bạch bào khách đi tuốt đàng trước, Thất Tinh bắt đầu tùy ở này phía sau, cửu Cục còn lại thăm dò nhân viên đi ở cuối cùng phương. Trương Huyền lần này tiến đến, là chịu Cửu Cục chi mời, cũng là Cửu Cục lúc trước vì Trương Huyền hứa hẹn cùng trung địa cung tình báo một chuyện hắn liền đi ở cửu cục thăm dò nhân viên một liệt, yên lặng quan sát đến địa cung chi biến. Này địa cung Trương Huyền cũng không phải lần đầu tiên tới, cùng lần trước tới khi so sánh với, có một cái rộng lớn thang lầu đại đạo có thể trực tiếp đi thông địa cung bên trong. Mà âm u địa cung, lúc này cũng đều trang hảo một ít chiếu sáng thiết bị, tuy nói cường đại từ trường vô pháp làm trọng hình máy móc thiết bị bình thường vận chuyển, nhưng đơn giản điện báo vẫn là có thể sử dụng. Quan rộng thang lầu đường đi bên là một trình mặt cường hóa pha lê, làm người từ phía trên đi vào địa cung khi, là có thể quan sát địa cung cảnh tượng, nếu không có nơi này thật sự nguy hiểm, khả năng sẽ trở thành cái gì cảnh điểm cũng nói không chừng đâu. Thiên su bảy người, ở nhìn đến địa cung cảnh tượng trước tiên, liền lẫn nhau lướt nhau, bọn họ không có mặc phòng hộ phục, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư huynh, này hình dạng, có chút quen thuộc, lão nhị thiên toàn có một phen trọng kiếm. Tận trời su mở miệng. Thiên su gật gật đầu. Hình như là mỗ một loại phong ấn cấm chế. Lão tam thiên cơ nói, thiên cơ phía sau cóng là hai thanh kiếm. này bảy người, mỗi một người binh khí đều không giống nhau. Còn lại bốn người, cũng đều không cấm gật đầu. Ta hẳn là ở mỗ quyển sách thượng gặp qua. Là nào đó bí pháp, một chốc nghĩ không ra. Đồng dạng trong mắt mất tự nhiên, còn có trương huyền. Trương Huyền cũng không pháp từ này đó tháp cao hình dạng nhìn ra cái gì, hắn có thể cảm nhận được, chỉ là cái loại này bực bội, cái loại này bị đè nén, trong lòng có cổ xúc động, muốn đem này đó tháp cao toàn bộ phá hủy. Trương Huyền không ngừng làm hít sâu, cưỡng chế trong lòng kia cổ táo bạo, theo thềm đá vẫn luôn đi xuống dưới. Đường đi vào địa cung tầng dưới chót khi, bạch bào khách mở miệng, bảy vị tiền bối, này địa cung cực đại, theo tính ra, đến bây giờ thăm dò tiến đều không đến một phần mười, hôm nay động đất qua đi, này địa cung nội linh khí trở nên càng thêm táo bạo lên. Thiên su nhìn lướt qua phía trước nhất một tòa tháp cao, theo sau hướng dư lại sáu cái sư đệ sư muội đưa mắt ra hiệu. Thất tinh bắt đầu, bảy người phân biệt lắc mình hướng bất đồng bảy tòa tháp cao, vài phút sau, bảy người đồng thời ra tới, này bảy người từ tháp nội ra tới sau, mỗi người đều nói chút vừa mới phát hiện. Này tháp cự này có gần ngàn năm, tháp thân có mười mấy loại bất đồng cấm chế, đạo gia, pháp gia, mặc gia, tầng tầng bao trùm. Chẳng qua phong ấn thời gian lâu lắm, linh khí không đủ, cấm chế đã mất đi hiệu lực. Này tháp phong nội phong ngoại, nếu không có có người từ phía trên tụ linh, chỉ sợ còn muốn lánh đời thượng trăm năm. Thô sơ giản lược tính toán, nơi này tháp cao có mấy trăm tòa, mỗi một tòa đều trước mắt như vậy cấm chế. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là muốn phong ấn cái gì mới có thể hạ ra bực này cấm chế. Cảnh đời đổi rời, Thiên địa không có lúc nào là không ở biến hóa, tiền nhân sở làm, phi ta chờ có khả năng phỏng đoán. Trương Huyền đứng ở phía sau, cẩn thận nghe này bảy người đối thoại, tưởng từ bảy người lời nói chung đến ra nào đó kết luận. Cho tới nay, đạo gia đều cho người ta một loại thần bí cảm giác. Phía trước có người giảng quá như vậy chuyện cười, hắn hỏi trường như thế nào tu tiên, đạo trưởng nói phải tin tưởng khoa học, sau đó từ 10 mét cao tường cao thượng nhảy xuống, gánh nước chạy lấy người. Tuy rằng là cái chuyện cười, nhưng cũng đủ để thuyết minh, đạo ra ở rất nhiều nhân tâm mục giữa địa vị. Cửu cục là cái cái dạng gì tồn tại, Trương Huyền rất rõ ràng, giả thần giả quỷ người, tuyệt đối là vô pháp đãi ở bên trong, thất tinh bắt đầu, đó là thực sự có đại năng lực người. Nghe bảy người theo như lời, Trương Huyền bắt được một cái từ ngữ mấu chốt. Phong ấn. Căn cứ thủ lăng người cách nói, này địa cung cùng Tây Hạ Vương Lăng là núi liền, bên trong sở cất giấu là một loại truyền thừa hay là, này đó tháp, chính là phong ấn những cái đó truyền thừa. Rất nhiều nghi hoặc bao phủ trương huyền. Trương 1119 vô pháp khống chế. Này đủ loại nghi hoặc, cấp trương huyền cảm giác phi thường không tốt, hắn cảm giác, chính mình phản phất chính là biển rộng chung một diệp thuyền con, căn bản không biết khi nào liền sẽ táng thân ở sóng to gió lớn dưới. Không, so với thế giới đại biến, sóng to gió lớn, căn bản là không đủ để hình dung. Trương Huyền hít sâu một hơi, đi vào một tòa tháp cao nội, thượng một lần tiến đến, nơi này ánh sáng âm u, hắn cũng không có cẩn thận quan sát. Hiện tại nghe được thất tinh bắt đầu bảy người theo như lời, hắn đem tháp cao nội sườn hoa văn tất cả đều ký lục xuống dưới. Hiện tại đối với Trương Huyền mà nói, hắn đối thế giới bí tân nhận chi độ rất ít, tỉ như vừa mới thất tinh bắt đầu mấy người sở lưu đến cấm chế phong ấn, nếu làm Trương Huyền tới xem, hắn cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng Trương Huyền có một cái tất cả mọi người vô pháp bằng được ưu thế, một khi hắn muốn hỏi ra cái gì, hắn phía sau có một tòa thật lớn hình người bảo khố, có thể cho hắn nhất toàn diện trả lời. Vô luận là Côn Luân Sơn kia hòa tử nhân quật nội sở tranh, vẫn là 18 tầng địa ngục hạ huyền thiên đám người, kia đều là Trương Huyền cường hữu lực chỗ dựa, tóm lại trả lời Trương Huyền một ít nghi nan vấn đề là tuyệt đối đáng tin cậy. Hơn nữa, Trương Huyền còn có một cái lớn nhất át chủ bài, cho tới bây giờ, đều không có lượng ra tới quá. Đây cũng là Trương Huyền dám trực diện thế giới này biến hóa tư bản. Quan sát đến tháp nội trên vách đá hoa văn, ánh mắt đầu tiên nhìn qua còn không có quá mãnh liệt cảm thụ, mà khi quan sát thời gian càng dài, tuy là Trương Huyền này không hiểu trận pháp cấm chế người, đều có thể cảm nhận được mặt trên tinh diệu. Nhìn chằm chằm một cái hoa văn xem lâu rồi, Trương Huyền lại có một loại vô pháp ngự khí ảo giác. Một đạo phù văn cấm chế, thật sự như vậy đáng sợ sao? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm. Đang lúc Trương Huyền còn tưởng tiếp tục quan sát khi, một đạo quát lớn thanh từ hắn phía sau vang lên. Đây là người có thể xem đồ vật sao, đi ra ngoài. Trương Huyền quay đầu, liền thấy bác đầu trung lão nhị thiên toàn đứng ở chính mình phía sau, thân bối một phen cự kiếm, một đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm chính mình. Không nghe được sao, còn muốn chúng ta nói lần thứ hai. Bác đầu lão tam thiên cơ cũng xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, cấm chế một loại, đương thuộc cơ mật, từ hôm nay trở đi, các ngươi không được tùy ý thăm dò. Trương Huyền bĩu môi, không nói gì, dù sau này cấm chế hoa văn hắn vừa mới đã chụp được tới, xem không xem đều không sao cả. Thất tinh bắt đầu này bảy cái người bảo thủ tính tình, Trương Huyền đó là sớm có nghe thấy, nghe nói liền cửu cục nhất ca, đều sẽ không tùy ý cùng bọn họ bảy cái khởi tranh chấp. Trương Huyền rời đi tháp nội vách đá, vừa mới chuẩn bị đi ra tháp nội, đột nhiên nghe được đông một tiếng dị vang này một tiếng dị vang, làm Trương Huyền thân thể chấn động. Bởi vì hắn biết rõ, này dị vang từ đâu mà đến, liền cùng chính mình lúc trước ở cái kia tiểu thế giới giống nhau, này thùng thùng dị tiếng vang, đến từ chính chính mình đáy lòng. Thịt thịch thịch thịch, đáy lòng dị tiếng vang liên tiếp không ngừng vang lên, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, cái này làm cho Trương Huyền cảm thấy có chút kinh hoàng. Từ lần trước bắt đầu, Trương Huyền liền không biết chính mình trong cơ thể rốt cuộc đã xảy ra như thế nào biến hóa, có đôi khi chính mình đều có chút khống chế không được chính mình, lúc trước Trương Huyền cho rằng này có thể là hỏa tinh đối chính mình tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở chỗ này, có hỏa tinh tồn tại sao? Đi ra ngoài, thiên toàn lại lần nữa truyền đến tiếng quát. Trương Huyền suy đoán, hiện tại chính mình thân thể xuất hiện khác thường, rất có thể cùng chính mình vừa mới nhìn đến cấm chế hoa văn có quan hệ, hắn muốn mại chân, nhưng căn bản là mại không ra đi, Tại đây một khắc, Trương Huyền hoảng sợ phát hiện, chính mình thế nhưng vô pháp khống chế chính mình tứ chi. Thiên Toàn thấy Trương Huyền như cũ đứng ở tháp khẩu, căn bản không nghe chính mình theo như lời, ánh mắt lộ ra tức giận, ta làm ngươi đi ra ngoài, không có nghe được sao? Trả lời ta. Trương Huyền muốn ra tiếng, lại phát hiện, chính mình thế nhưng vào lúc này liền thanh âm đều phát không ra. Tiểu Bối, ngươi làm càn. Thiên Toàn thấy chính mình bị làm lơ, một bước tiến lên trước, một chảo chiều Trương Huyền chộp tới. Liền ở thiên toàn tay sắp muốn bắt đến Trương Huyền bả vai khi, một mặt hồng mang đột nhiên từ Trương Huyền trên người bùng nổ, chỉ là Trương Huyền ăn mặc thật dày phòng hộ phục, này hồng mang người khác cũng không phát nhìn đến mà thôi. Cùng lúc đó, Trương Huyền một trường đánh ra, cùng thiên toàn đối đua một trường. Một trường này, trực tiếp đem thiên toàn đánh lùi lại ba bước, cùng ngày toàn phản ứng lại đây khi, Trương Huyền thân ảnh đã biến mất ở chỗ này thiên toàn thấy chính mình bị người đánh lui, sắc mặt phá lệ khó coi, cho ta kêu bạch bào khách trưởng kiếm xử tới. Vừa mới người nọ là ai? Địa cung hạ, thiên toàn tức giận, thanh âm vang vọng địa cung. Mà ở địa cung phía trên, trương huyền gỡ xuống phòng hộ phục thượng khăn trùm đầu, mồm to thở hổn hển Vừa mới, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy, hướng thiên toàn đánh ra kia một trường, hoàn toàn chính là theo bản năng hành vi. Đương một trường đánh ra sau, Trương Huyền nội tâm có một cổ vô pháp ức chế xúc động, muốn chạy trốn cách mặt đất cung, phảng phất một giây chu đều ở không nổi nữa giống nhau. Loại này từ đáy lòng lan tràn ra khát vọng, làm Trương Huyền vô pháp khống chế chạy gấp ra địa cung, lúc này mới khôi phục bình thường. Trương Huyền có thể cảm giác được, liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội, chính mình sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh sợ ướt nhẹp, mồ hôi như hạt đậu cũng không ngừng từ Trương Huyền cái chán lăn xuống. Ta này rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Huyền xoa cái chán mồ hôi vừa mới, Rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào? Vì cái gì cái này cấm chế hoa văn sẽ đối ta tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng liên tiếp về tự thân vấn đề theo nhau mà đến cái này làm cho Trương Huyền căn bản là vô pháp yên tâm lại nếu không làm rõ ràng này đó hắn sẽ đêm không thể ngủ. Trương Huyền lấy ra di động trực tiếp bát thông một cái dãy số đi ra ngoài làm phục sàn sàn như nhau tới gặp ta lập tức dạng sáng bốn điểm. Thời gian này điểm, Ngân Châu phía chính phủ phát biểu thanh minh, xác định tuyệt đối sẽ không có dư chấn phát sinh sau, đại đa số Ngân Châu cư dân mới an tâm về đến nhà, lên giường ngủ. Ở Ngân Châu ngoại ô, một người tóc đã bạch, nhưng diện mạo có vẻ thực tinh thần nam tính, chính ngồi xếp bằng ở Trương Huyền trước người, đúng là lúc trước ở Đô Thành, cấp Trương Huyền đã làm trong lòng thí nghiệm phục sản sản như nhau. Lúc trước thí nghiệm kết quả, phục sản sàn như nhau chỉ tự không đề cập tới. Trương Huyền ngồi ở một cái ghế đá thượng, nhìn trước mặt nam nhân, ra tiếng nói, phục sàn sàn như nhau, người có 50 đi. Tóc đã hoa dâm phục sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, cười khổ nói, còn kém 3 năm. Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau thở dài một tiếng, ta biết các người này một mạch, tiêu hao thật lớn, tuổi thọ trung bình. Phục sàn sàn như nhau tiếp được Trương Huyền nói, thọ mệnh bất quá 55, gia sư 53 tuổi giá hạc tây đi, xem như tuổi hạc, mà ta đến bây giờ cũng mau dầu hết đèn tắt. Ta rất tò mò, Trương Huyền ra tiếng, sư phụ ngươi đã từng nói qua, các ngươi này một mạch, nhiều nhìn bầu trời cơ, tâm mạch hao tổn, giảm thọ đó là trừng phạt, trên đời này thực sự có thiên cơ tồn tại sao? Phục sàn sàn như nhau cười cười đáp, sở hữu đồ vật, có người cho rằng tồn tại, liền tồn tại, không ai tin tưởng này tồn tại, liền không tồn tại, này muốn xem đại nhân ngươi tin hay không. Trương huyền trầm ngâm, qua thật lâu sau mới hỏi nói, người có thể nhìn thấu ta trên người thiên cơ sao? Nhìn không ra, phục sàn sàn như nhau trực tiếp xong xuôi trả lời, đại nhân, chúng ta này một mạch, nói đến vô cùng kỳ diệu, kỳ thật bất quá là bác sĩ tâm lý chi nhánh, chân chính muốn nhìn đến thiên cơ, nói dễ hơn làm. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1120 tinh thần tiết điểm Trương Huyền nghe Phục Sàn Sàn như nhau nói, không cấm cười, Ngươi nói đồ vật, nhưng thật ra tự mâu thuẫn. Phục sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, đại nhân, ta chẳng qua là rất rõ ràng chính mình bản lĩnh mà thôi, nếu nói thật muốn có có thể nhìn thấu thiên cơ người, cũng là có khác người khác, đại nhân hôm nay kêu ta tới, là muốn hiểu biết tự thân Trạng huống đi. Không tồi, Trương Huyền gật đầu. Phục sàn sàn như nhau mở miệng nói, lúc trước kia nha đầu cùng ta nhắc tới quá lớn người ngươi Trạng huống. Phục sàn sàn như nhau nói nhà đầu là lúc ấy Tần Nhu bị Lý ra Thôn cầm tù sau, Trương Huyền vì Tần Nhu tìm tới bác sĩ tâm lý, khi đó Trương Huyền cũng thuận tiện làm một cái tâm lý thí nghiệm. Trương Huyền ngồi ở ghế đá thượng, mở miệng nói, nói nói người cái nhìn. Đại nhân, người suốt đêm làm ta tới rồi, ở trên người của ngươi nhất định đã xảy ra ngươi vô pháp khống chế sự, người tuyển ở dân cư thưa thớt, kiến trúc đàn thưa thớt ngoại ô cùng ta thấy mặt, ngồi ở tương đối lạnh lẽo ghế đá thượng. Thuyết minh đại nhân ngươi ở không lâu trước đây, tâm tình là cực kỳ bực bội. Phục sàn sàn như nhau nhìn chằm chằm Trương Huyền. Đại nhân, có thể làm ngươi tâm tình bực bội, thả vô pháp khống chế sự, chỉ có hai điểm, đệ nhất, về Ngân Châu mấy cái giờ trước phát sinh động đất, bất quá nơi này có cửu cục người tỏa chấn, đại nhân ngươi hẳn là sẽ không vì việc này phiền lòng, vậy chỉ có điểm thứ hai. Đại nhân ngươi vô pháp khống chế, là chính mình. Trương Huyền đồng tử một ngưng, tiếp tục nói tiếp. Phục sàn sàn như nhau hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ở chúng ta nghiên cứu tâm lý người cho rằng, trăm phần trăm người, ở tinh thần phương diện, đều sẽ sinh ra áp lực, áp lực bất đồng, sẽ dẫn tới tinh thần ở bất đồng thời gian phát sinh bất đồng biểu hiện, tinh thần phân liệt, đối người thường tới nói, là một cái tương đối đáng sợ danh từ cùng bệnh trạng, nhưng trên thực tế, mỗi người đều có tinh thần phân liệt biểu hiện, một cái nho nhã người ở bạo nộ dưới tình huống sẽ vô pháp khống chế chính mình cảm xúc cùng hành vi. Này đó là tinh thần phân liệt một loại, chẳng qua loại này hành vi bị gọi bình thường, sẽ không bị gọi bệnh tật. Phục sàn sàn như nhau vươn hai ngón tay, tạo thành tinh thần phân liệt nguyên nhân, không ngoài hai cái, đệ nhất, áp lực quá lớn, đệ nhị, mất trí nhớ, mất trí nhớ tinh thần phân liệt, lại không đơn thuần chỉ là bị gọi bệnh tật, mà áp lực quá lớn sở sinh ra tinh thần phân liệt, liền phải từ tự thân tìm nguyên nhân. Phục sàn sàn như nhau nói đến lúc này, đôi mắt không ngừng trên dưới nhìn quét trương huyền, đại nhân, từ ta thấy đến người kia trong lúc nhất thời bắt đầu, ngươi không có lúc nào là không ở hoạt động chính mình tứ chi, đây là một loại tiềm thức hành vi, nhưng cũng theo bản năng, làm ngươi nói cho ta ngươi thân thể phát sinh trạng huống, ngươi gặp, vô pháp khống chế chính mình tứ chi tình huống, đúng không? Trương Huyền cười, người sức quan sát cùng năng lực phân tích, nhưng thật ra phá lệ cường. Đa tạ đại nhân khen, phục sàn sàn như nhau đem ánh mắt tỏa định ở Trương Huyền trên mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Phục Sàn Sàn như nhau ra tiếng, giống nhau, bởi vì áp lực quá lớn sở khiến cho tinh thần phân liệt, đều sẽ có một cái từ ngữ mấu chốt, cái này từ ngữ mấu chốt sẽ làm có tâm lý bệnh tật người bệnh tưởng nội tâm trung ẩn lúc tiềm thức bộc phát ra tới, đối đại nhân ngươi mà nói, cái này từ ngữ mấu chốt có thể là. Phục Sàn Sàn như nhau nói đến lúc này, cố ý tạm dừng một chút, theo sau phun ra hai chữ, thị tộc. Ở Phục Sàn Sàn như nhau nói ra thị tộc hai chữ nháy mắt, Trương Huyền trong mắt không ngọn nguồn xuất hiện một mặt bạo ngược này biến hóa làm phục sàn sàn như nhau trong lòng giật mình hắn sở kinh nguyên nhân có hai điểm đệ nhất phục sàn sàn như nhau rất rõ ràng lấy trương huyền như vậy cường đại tồn tại là không có khả năng bị chính mình ở một hai câu lời nói chi gian liền ảnh hưởng đến cảm xúc nhưng hiện tại hiển nhiên hắn chỉ vì thị tộc hai chữ liền cảm xúc đã xảy ra biến hóa từ này có thể thấy được hắn trong lòng đối thị tộc hận ý rốt cuộc có bao nhiêu thâm Đệ nhị, cái này lần trước ở đô thành làm Trương Huyền mất khống chế từ ngữ mấu chốt, giờ phút này chỉ là kéo hắn trong lòng mặt trái cảm xúc, nhưng cũng không có đối hắn hành vi tạo thành ảnh hưởng, kia nói cách khác, có thể làm Trương Huyền tinh thần sinh ra biến hóa, là mặt khác đồ vật. Trương Huyền nhìn phục sàn sàn như nhau, trong mắt bạo ngược dần dần biến mất, tiếp tục nói tiếp. Phục sàn sàn như nhau lắc lắc đầu, xin lỗi, đại nhân, ta trình độ hữu hạn, có thể nhìn đến đồ vật, cũng liền chỉ thế mà thôi nếu gia sư còn ở, hẳn là còn có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Trương Huyền khóe miệng câu cười, ngươi là nhìn không ra tới, vẫn là không dám nói. Phục sàn sàn như nhau trầm mặc, không có ra tiếng. Cũng thế, Trương Huyền lắc lắc đầu, đứng dậy, các ngươi này một mạch, cũng rất khó, có chút có thể nói, có chút không thể nói, nghe Pis nói, người tính toán ẩn cư. Phục sàn sàn như nhau hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, còn còn mấy năm thời gian, tính toán hảo hảo hưởng thụ một chút nhân sinh, cái gì đều không nghĩ. Yêu cầu ta cung cấp chút cái gì trợ giúp sao? Một cái tốt chỗ ở, hoặc là kinh tế phương diện. Trương Huyền hỏi. Phục sàn sàn như nhau từ trên mặt đất đứng dậy, không cần đại nhân, dư lại mấy năm, ta nghĩ đến chỗ đều đi vừa đi, nhìn một cái, đến núi kinh tế phương diện, mấy năm nay, quang minh đảo cho ta tiền, cũng đủ làm ta tiêu xài đến xuống mổ ngày đó, duy nhất làm ta không yên lòng, là. Yên tâm, ta biết người có cái 22 tuổi nhi tử. Trương Huyền cùng là đứng dậy, đi đến phục sàn sàn như nhau trước mặt, vỗ vỗ này bả vai, chẳng sợ ngươi đi rồi, hắn đồng dạng sẽ đã chịu quang minh đảo che chở. Nghe được lời này, phục sàn sàn như nhau ánh mắt lộ ra an tâm thần sắc, như vậy thần sắc, hoàn toàn là hắn theo bản năng toát ra tới, có thể thấy được, ở phục sàn sàn như nhau trong lòng, đối quang minh đảo, có kiểu gì tin tưởng. Phục sàn sàn như nhau lui về phía sau một bước, đối trương huyền thâm cúc một cung, theo sau xoay người, một bước bán ra, phục sàn sàn như nhau đột nhiên dừng chân, đúng rồi đại nhân, có một câu, làm cấp dưới, không nên nói, nhưng làm bằng hữu ta tưởng, ta còn là phải nói. Trương huyền cười nói, người nói, phục sàn sàn như nhau mở miệng, ở một người tinh thần mặt thượng, chia làm vài cái bất đồng lĩnh vực, này đó lĩnh vực cùng mỗi người sinh hoạt đều cùng một nhịp thở, thả tại đây lĩnh vực mặt trên, người sẽ có bất đồng tự hào cảm cùng sợ hãi cảm, cử một cái rất đơn giản ví dụ một cái thực thành công thương nhân hắn tại gia đình cùng thực nghiệp thượng đều là thực mỹ mãn ở cái này hiện thực tinh thần lĩnh vực hắn là có thể tự hào nhưng thương nhân có cái yêu thích là chơi một khoản cảnh kỹ trò chơi đương tại đây khoản cảnh kỹ trong trò chơi hắn đụng phải chính mình vô pháp đối phó cao thủ khi hắn ở cái này lĩnh vực giữa liền sẽ sinh ra một loại đối cái này cao thủ sợ hãi chẳng sợ ở khác lĩnh vực trò chơi này cao thủ quá đều không bằng hắn nhưng chỉ cần ở trò chơi này một cái điểm thượng trò chơi cao thủ có thể hoàn toàn nghiền áp cái này thương nhân chúng ta xưng loại tình huống này gọi là tinh thần thiết điểm phục sàn sàn như nhau thở dài một người tinh thần thiết điểm giữa cất dấu cái dạng gì sợ hãi chỉ sợ liền người kia chính mình đều không rõ ràng lắm này hoàn toàn là tiềm thức hơn nữa tính dễ nổ thực đoàn liền tỉ như cái kia thương nhân đương hắn tắt đi trò chơi trong nháy mắt kia hắn đối cái kia trò chơi cao thủ sợ hãi liền sẽ hoàn toàn biến mất loại này tinh thần thiết điểm bùng nổ Liên đương sự bản thân đều sẽ sở không rõ ràng lắm. Đại nhân, ngươi hiện tại yêu cầu là tìm được, làm ngươi tinh thần tiết điểm bùng nổ nguyên nhân A. Hoặc là nói, ngươi trong tiềm thức, rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? chương 1121 ngàn vạn không thể lại tiếp xúc. Tinh thần tiết điểm bùng nổ, ở sợ hãi cái gì? Phục sàn sàn như nhau buổi nói chuyện, nói trương huyền lăng tại chỗ. Sợ hãi sao, giống như, thật là sợ hãi. Trương Huyền hồi tưởng khởi chính mình ở địa cung khi tâm lý, lúc ấy trong lòng tràn ngập bạo ngược cảm xúc, chỉ nghĩ đem địa cung đồ vật phá hư, hoặc là rời đi địa cung, chính mình này xem như đối địa cung đồ vật sinh ra sợ hãi sao. Nếu là, này sợ hãi rốt cuộc từ đâu mà đến. Bởi vì thấy được tháp nội trên vách đá cấm chế hoa văn, khiến cho chính mình tinh thần tiết điểm ở kia một khắc hoàn toàn bùng nổ, kia hoa văn rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ đối chính mình tạo thành như vậy ảnh hưởng? Trương Huyền hiện tại sở duy nhất có thể liên tưởng đến nguyên nhân cũng chỉ có hỏa tinh. Ở địa cung nội, chính mình tim đập tần suất cùng với phát ra ra thanh âm, cùng lúc trước ở tiểu thế giới chung là giống nhau như đúc. Trương Huyền nghĩ nghĩ, một cái video điện thoại đánh tới Quang Minh đảo thượng. Hiện tại Quang Minh đảo, là buổi tối 11 giờ, Trương Huyền trực tiếp liên hệ Đường thị đại trưởng lão. Ở video chung, Trương Huyền nhìn đến đại trưởng lão còn ăn mặc một thân luyện công phục, hiển nhiên Đại trưởng lão còn không có chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Làm một người ngự khí cao thủ, loại này cấp bậc tồn tại, mỗi ngày yêu cầu thời gian nghỉ ngơi đều sẽ không quá dài. Trương Huyền dò hỏi một ít trên đảo cơ bản tình huống sau, liền đem chính mình hôm nay ký lục xuống dưới cấm chế Hoa Văn chia đại trưởng lão, làm này hỗ trợ nhìn xem. Trương Huyền đem đồ án chia đại trưởng lão sau, chính hắn cũng không có nhiều xem, bởi vì hắn sợ chính mình bởi vì này đó đồ án tinh thần phương diện lại lần nữa phát sinh cái gì biến hóa. Đại trưởng lão nhìn vài lần sau, ra tiếng nói, loại này cấm chế hoa văn khắc họa phương thức phi thường dườm già, không sợ chê cười, ta chưa từng thấy quá như vậy dườm già hoa văn, cụ thể tác dụng ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng xem khắc họa phương thức, càng như là một loại dùng để áp chế nào đó tồn tại đồ vật, ta vô pháp lý giải, người cùng hỏi một chút huyền thiên tiền bối bọn họ đi, ta đem bọn họ uy tín cho ngươi đề cử qua đi. Đại trưởng lão lời nói mới lạc không vài giây, Trương Huyền di động thượng liền thu được một chương uy tín danh thiếp, chân dung là một người thân xuyên hắc sam, thân bối một phen cự kiếm trung niên nam nhân, uy phong lẫm lẫm, khí thế mười phần, để cho người khác xem, chỉ cảm thấy này có thể là nào đó điện ảnh ảnh sân khấu, nhưng Trương Huyền xem minh bạch, này chân dung chính là Huyền Thiên bản nhân. Internet là Trương Huyền an bài người dẫn vào 18 tầng địa ngục hạ, nhưng hiện tại nhìn đến Huyền Thiên uy tín hào, Trương Huyền luôn có một loại biệt nữ cảm giác. Trương Huyền mới vừa đem bạn tốt tăng thêm xin phát qua đi, bên kia cơ hồ là nháy mắt đồng ý. Trương Huyền có chút vô ngữ, nhưng cũng có thể nghĩ đến, Huyền Thiên bọn họ có bao nhiêu nhàm chán, tuy rằng học được lên mạng truy kịch, nhưng vẫn là càng hướng tới cùng người nói chuyện phiếm. Trương Huyền đã phát cái video tin tức qua đi, bên kia cũng là dây tiếp. Video mới vừa một chuyển được, Trương Huyền liền nhìn đến, đối diện camera trước, vây quanh mười mấy đầu tất cả đều không ngừng hướng màn hình trước mặt thấu sóng tỷ a thấp bé nam nhân bọn họ đem huyền thiên đều cấp tế đến một bên đi Wow, thật là trương huyền ha ha trương huyền người có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao có thể thấy chúng ta sao các loại vấn đề từ sóng tỷ đám người trong miệng hỏi ra trương huyền đặc biệt có thể lý giải bọn họ tâm lý từng cái trả lời bọn họ vấn đề cùng mọi người nói chuyện phía một phen sau Trương Huyền mở miệng, các vị tiền bối, ta đã phát một cái cấm chế hoa văn qua đi, các ngươi giúp ta nhìn xem. Nhắc tới cấm chế hoa văn, sóng tỷ bọn người thực tự giác lui ra phía sau vài bước, đem xê vị để lại cho Huyền Thiên, về loại này cổ xưa đồ vật, không có người so Huyền Thiên càng có lên tiếng quyền, rốt cuộc khác không đề cập tới, chỉ là Huyền Thiên tồn tại, liền có đủ cổ xưa. Huyền Thiên đứng ở camera trước, nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày. Trương Huyền có thể nhìn ra, Huyền Thiên biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, thần sắc cũng ngưng trọng không ít. Thật lâu sau sau, Huyền Thiên hỏi, "Này cấm chế Hoa Văn, người từ nào nhìn đến?" Một cái, Trương Huyền suy nghĩ một chút, một cái lăng mộ bên trong. Ngân Châu địa cung cùng Vương Lăng tương thông, nói là lăng mộ, đảo cũng không tồi. Huyền Thiên trầm giọng nói, "Này cấm chế Hoa Văn, tổng cộng dùng 16 loại bất đồng phương thức khắc họa, cực kỳ dườm già." Trương Huyền vừa nghe, trong lòng vui mừng, Huyền Thiên không hổ là Huyền Thiên. Huyền Thiên tiền bối, này hoa văn có cái gì cách nói sao? Có, rất có cách nói. Huyền Thiên nghiêm túc gật đầu, 16 loại bất đồng phương thức khắc họa, đêm này đó hoa văn trọng điệp ở bên nhau, hoa văn lẫn nhau trồng lên, cũng sẽ sinh ra bất đồng biến hóa, theo ta quan sát, tổng cộng kéo dài ra 20 loại bất đồng cấm chế tổ hợp, cũng liền nói, này 16 loại phương thức khắc họa, hình thành 36 loại hoàn toàn bất đồng, nhưng lại bổ sung cho nhau phối hợp cấm chế, cùng 36 thiên cương tương đối lập. Loại này cấm chế, giống nhau phong ấn cũng không phải là phàm vật, người nói lăng mộ giữa, có cái gì đặc thù biến hóa sao? Trương Huyền lắc lắc đầu, tạm thời không có phát sinh cái gì biến hóa. Huyền Thiên vẻ mặt trịnh trọng hướng Trương Huyền nói, Trương Huyền, nhớ kỹ lời nói của ta, phàm là cấm chế thêm vào nơi, tuyệt đối có tà ám tồn tại, lấy người hiện tại thực lực, gặp được tà ám, sẽ phi thường phiền toái, có chút địa phương, có thể không đi, tận lực không đi hảo." Tà ám, Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc. "Đó là một loại người tạm thời vô pháp lý giải năng lượng hệ thống, ta liền trước không cho ngươi giải thích, dù sao ngươi phải nhớ kỹ, có thể bị loại này cấm chế sợ áp chế tồn tại, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm." Huyền Thiên thông qua video, nhìn chằm chằm Trương Huyền, nhớ kỹ lời nói của ta, nếu không phải tất yếu, nhất định nhất định không cần tiếp cận. Huyền Thiên tiền bối loại này cấm chế, có thể vây được chủ ngươi sao? Trương Huyền hỏi ra. Huyền Thiên lắc lắc đầu, không được, loại này cấm chế tuy mạnh, nhưng cùng 18 tầng địa ngục trên không so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, nhưng nếu ta đoán không lầm nói, người sở đi địa phương, như vậy cấm chế, nhất định không phải chỉ tồn tại một cái đi. Trương Huyền sửng sốt, chợt gật đầu, là không ngừng một cái, này đó cấm chế là khác vào một tòa trong tháp, mà nơi đó có mấy trăm tòa như vậy tháp. Tháp, Huyền Thiên biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, cái dạng gì tháp? Tháp, ở các quốc gia văn hóa giữa, sở đại biểu, đó là một loại chân áp tả ám tượng trưng. Đương Huyền Thiên nhìn đến Trương Huyền phát quá khứ địa cung quan sát đổ sau, biểu tình trở nên so với phía trước, càng thêm ngưng trọng. Trương Huyền, người nghe ta một lời, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, cái này địa phương, không bao giờ có thể đi. Huyền Thiên ngữ khi phi thường trịnh trọng, tháp nội khắc có 36 thiên cương đại trận, Ta nguyên bản cho rằng, này đại trận là dùng để trấn áp tà ám, nhưng hiện tại xem ra, loại trình độ này đại trận, chỉ là vì gia cố tháp thân, sử tháp không hủ, chân chính cấm chế, là ở này đó tháp thượng. Từ này hình ảnh chung, ta vô pháp nhìn đến cụ thể trận hình, nhưng căn cứ một góc, cũng có thể đoán ra một vài, người ngàn vạn ngàn vạn, không thể lại tiếp xúc. Huyền Thiên Tiền Bối, này lăng mộ tồn tại thời gian, đến bây giờ đã có gần 800 năm liền tính 800 năm trước bên trong trấn áp thứ gì, đến bây giờ còn khả năng tồn tại sao? Trương Huyền, không cần xem thường thế giới này. Trương 1122 6 gần nhất. Trương Huyền kết thúc cùng Huyền Thiên trò chuyện. Huyền Thiên buổi nói chuyện, mang cho Trương Huyền vô cùng khổng lồ tin tức lượng. Nếu kia địa cung hạ là trấn áp thứ gì, làm chính mình cảm thấy bực bội, sợ hãi, có được lập tức rời đi địa cung dục vọng, chính là kia đồ vật mang cho chính mình sợ hãi sao? Về huyền thiên nói cho chính mình không cần lại tiếp cận địa cung chi ngôn, trương huyền nhớ kỹ trong lòng, hắn tuyệt đối tin tưởng huyền thiên, sẽ không hại chính mình. Đường trương huyền hoàn toàn đem tâm tình bằng phẳng xuống dưới khi, đã là buổi sáng 7 giờ. Thuộc về Tây Bắc không trung đã có chút tỏa sáng, mới đi vào giấc ngủ không bao lâu cư dân lại lần nữa từ trên giường bò lên, chuẩn bị nghênh đón hôm nay công tác. Trương Huyền về đến nhà, đơn giản rửa mặt sau, vừa mới chuẩn bị tiến phòng ngủ, liền thấy phòng ngủ môn mở ra lâm thanh hạm từ phòng ngủ nội đi ra cấp trương huyền làm cái cái ra dấu im lặng lão công mi lan tối hôm qua cùng ta ngủ vừa mới ngủ hạ đừng đem nàng đánh thức lạp lâm thanh hạm nói hướng trương huyền thẻ lưỡi nữ nhân này đáng yêu bộ dáng làm trương huyền đêm nay đụng tới sở hữu khói mù đều quét dọn không còn như thế nào cái này điểm mới ngủ tối hôm qua sự cho nàng dọa hư lạp lâm thanh hạm cấp trương huyền đổ ly nước ấm trương huyền ngấm lại cũng là tiếp nhận lâm thanh hạm truyền đạt nước ấm lão công người này đi ra ngoài một đêm không trở về không gặp được chuyện gì đi lâm thanh hạm có chút lo lắng nói nàng biết trương huyền thân phận cũng biết trương huyền đối mặt đều là cái gì trương huyền cười sờ sờ lâm thanh hạm đầu tóc lão bà đừng quên ngươi lão công là ai sao có thể có việc ngươi mau đi ngủ đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút trời đã sáng còn muốn đi cấp mỗi ngày các nàng ăn tết đâu ân Lâm Thanh Hạm dùng sức gật gật đầu, Trương Huyền một đêm chưa về, nàng cũng không ngủ tâm tư, hiện tại xem Trương Huyền an toàn đã trở lại, nàng cũng liền yên lòng, lão công, người cũng mau ngủ đi. Nói xong, Lâm Thanh Hạm mở ra phía sau phòng ngủ môn, gión ra gión rén đi vào. Buổi sáng 10 giờ, Trương Huyền từ trên giường bò dậy, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, phát hiện di động thượng có vài cái cuộc gọi nhớ, tất cả đều là bạch bào khách đánh tới. Trương Huyền nghi hoặc, đang lúc hắn chuẩn bị cấp bạch bào khách hồi cái điện thoại khi bạch bào khách điện thoại lại lần nữa đánh tới uy làm sao vậy sư thúc ngươi ở đâu ở nhà a còn có thể tại nào trương huyền ngáp một cái ngươi cho ta đánh mười mấy chưa tiếp địa cung đã xảy ra chuyện địa cung không có xảy ra chuyện nhưng thật ra sư thúc ngươi ta làm sao vậy trương huyền kỳ quái sư thúc người tối hôm qua đem thiên toàn tiền bối đả thương đã thương hắn, Trương Huyền từ trên giường ngồi dậy, hẳn là không đến mức đi. Tối hôm qua, thiên toàn trước đối Trương Huyền động thủ, lúc ấy Trương Huyền không chịu khống chế làm ra phản kích, hai người đối đua một trường, Trương Huyền cũng không cho rằng chính mình kia một trường có bao nhiêu đại uy lực, nếu như vậy liền đem thiên toàn đả thương, chỉ có thể thuyết minh cái kia thiên toàn quá yếu. Nhưng cửu cục thất tinh bắt đầu, là đứng ở trường kiếm sử phía trên nhân vật, như thế nào có thể nhược. Bạch bào khách cười gượng một tiếng, sư thúc người biết đến thể chế nội người sao chịu không nổi cái gì ủy khuất một chút chuyện nhỏ liền thượng cương thượng tuyến người nếu phun tào hắn một câu đều có thể bay lên đến vũ nhục toàn bộ cửu cục mặt trương huyền khẽ cười một tiếng a à, ta hiểu được kia mấy cái người bảo thủ tính toán như thế nào bọn họ bọn họ bạch bao khách có chút khó xử nói bọn họ muốn cho ngươi công khai xin lỗi lại chịu thiên toàn tiền bối một trường hành trương huyền một chút đều không do dự mở miệng ngươi làm cho bọn họ đến ngoài ô chờ ta. A, à, bạch bào khách hiển nhiên thực ngoài ý muốn Trương Huyền trả lời. Ngươi liền như vậy cho bọn hắn nói. Trương Huyền nói một tiếng, không đợi bạch bào khách trả lời, liền cắt đứt điện thoại. Đương Trương Huyền từ phòng ngủ ra tới khi, Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng đã ngồi ở phòng khách, hai nàng hôm nay trang điểm, đều là cái loại này nhìn qua thanh thuần ánh mặt trời. Ngày thường gian, Lâm Thanh Hạm luôn là một bộ nữ tổng tài bộ dáng, nhưng nghĩ lại một chút, nàng cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, chính trực thanh xuân thời điểm. Trương Huyền ánh mắt không ngừng ở hai nàng trên người đánh giá. Milan đầu một ngẩn, như thế nào, chưa thấy qua như vậy xinh đẹp mỹ nữ a. À. ân là chưa thấy qua. Trương Huyền khó được khen một tiếng. Đang lúc Milan vui vẻ ra mặt muốn nói tiếp khi, Trương Huyền phần sau đoạn lời nói lại ra. Hoa tươi có lá xanh phụ trợ có vẻ càng mỹ, lão bà của ta thật là đẹp mắt. Milan sắc mặt tối sầm, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, họ Trương, người có phải hay không muốn đánh nhau. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, giận Trương Huyền liếc mắt một cái, được rồi ngươi, đừng bần, mau đi đánh răng rửa mặt, nhà trẻ ngày hội hoạt động 11 giờ rưỡi liền bắt đầu. Tuân mệnh, Trương Huyền hai chân cùng nhau, kính cái lễ, sau đó vào tới phòng vệ sinh đi. Milan nhìn Trương Huyền bóng dáng, khó chịu nói, Thanh Hạm, ta phát hiện họ Trương càng ngày càng tiệt, khi còn nhỏ hắn, còn rất giống cá nhân. Đường Trương Huyền rửa mặt xong, đổi hào quần áo sau, đã là 10 giờ rưỡi. Ba người tuyển một chiếc không gian cực đại chạy băng băng D63 khai thượng ra cửa, cũng không có trực tiếp đi nhà trẻ, mà là đi trước thương trường, đem Lâm Thanh Hạm ngày hôm qua cấp bọn nhỏ một lần nữa đính thú bông lấy thượng sau, lúc này mới chiều nhà trẻ chạy đến. Đường tới rồi nhà trẻ, đã là buổi sáng 11 giờ. Lần này ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, Lâm Thanh Hạm chuyên môn làm người làm kế hoạch, nhà trẻ cửa, bầy đủ loại khinh khí cầu, còn chuyên môn thỉnh người lại đây giả trang thú bông, khoảng cách nhà trẻ mấy trăm mế ngoại là có thể nghe được những cái đó sung sướng nhạc thiếu nhi. Nói thực ra, ngày quốc tế thiếu nhi, Trương Huyền trước nay không quá quá, đối với Trương Huyền mà nói, hắn thợ ấu, có chỉ là một mảnh u ám, duy nhất sắc thái, chính là cái kia Lâm Thanh Hạm xuất hiện mùa đông. Mà Lâm Thanh Hạm cũng chưa từng có hảo hảo đi qua quá một lần Tết thiếu nhi, đối với lúc này đây cấp bọn nhỏ chuẩn bị Tết Thiếu Nhi, hai người nội tâm giữa cũng đều tràn ngập chờ mong. Vì làm lần này Tết Thiếu Nhi càng thêm sinh động thú vị, Lâm Thanh Hạm còn chuyên môn làm người an bài tiểu bán hàng rong ở nhà trẻ nội bán một ít kẹo đồ ăn vặt gì đó, sống thoát thoát đem nhà trẻ hoàn cảnh, chế tạo thành một cái công viên trò chơi. Ba người đem xe ngừng ở nhà trẻ ngoại, tiến đại môn, liền nghe được bọn nhỏ vui sướng tiếng cười, thân ở này vui sướng tiếng cười giữa, Cả người cũng không tự giác trở nên vui vẻ đi lên. Nhà trẻ mời đến các lão sư chính rất có kinh nghiệm mang theo bọn nhỏ ở sân thể dục thượng làm một ít hoạt động giải trí. Trương Huyền ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn đến thôi viện trưởng cùng Tần Nhu mang theo viện phúc lợi bọn nhỏ đứng ở một bên. Đồng thời, Tần Nhu cũng thấy được Trương Huyền. Tần Nhu cúi đầu hướng bọn nhỏ nói chút cái gì, ngay sau đó, liền thấy bọn nhỏ động tác nhất trí chiều Trương Huyền bên này xem ra mỗi một cái cơ linh mắt to chung đều phát ra ra kinh hỉ thần sắc. Trương Huyền phía trước ở viện Phúc Lợi, kia chính là tương đương có hài tử duyên. Trương Huyền ca ca, bọn nhỏ hoan hô, chen chúc chiều Trương Huyền bên này chạy tới. Milan nhìn như vậy một màn, trong mắt xuất hiện hoảng hốt thần sắc, nếu không phải tiêu sơn hai vợ chồng, chính mình hẳn là cũng sẽ ở viện Phúc Lợi lớn lên đi. Trương 1123 một đám cô nhi. Ba ba, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, mỗi ngày xông vào bọn nhỏ phía trước nhất, nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực, theo sau lại đối Lâm Thanh Hạm chớp chớp mắt, xinh sắn hô một câu mụ mụ. Nhìn đến mỗi ngày, Lâm Thanh Hạm khóe miệng cũng không tự kìm hãm được lộ ra tươi cười. Trương Huyền đem mỗi ngày ôm lên. Mỗi ngày nị ở Trương Huyền trong lòng ngực, chiều mi lan phương hướng nhìn lại, chớp chớp mắt, theo sau vẻ mặt thiên chân hỏi, ba ba, đây là ngươi cho ta tìm cái thứ ba mụ mụ sao? Milan mới vừa cầm lấy một lọ nước khoáng đặt ở bên miệng, một ngụm còn không có uống xong đi, bởi vì mỗi ngày này một câu thiếu chút nữa phun tới. Milan rũe tay lau từ khóe miệng tràn ra tới vệt nước, cái gì kêu cái thứ ba mụ mụ, ý tứ người còn có hai cái mụ mụ. Mỗi ngày gật đầu, đúng vậy, một cái thanh hạm mụ mụ, một cái Tần Nhu mụ mụ. Tần Nhu, Milan nghi hoặc. Đang lúc Milan mở miệng muốn hỏi lúc nào, Tần Nhu thanh âm từ một bên vang lên. Thanh Hàm đã lâu không thấy. Tần Nhu hôm nay, vẽ trang điểm nhẹ, cùng bọn nhỏ mỗi ngày đãi ở bên nhau, nàng giống như cũng trở nên càng thêm thanh xuân rất nhiều, nếu nói trước kia Tần Nhu là một đóa bạch liên, an tĩnh giữa mang theo ổn trọng, như vậy hiện tại nàng, thật giống như một đóa bạch đinh hương, tràn ngập thanh xuân cười vui. Lâm Thanh Hàm hướng Tần Nhu lộ ra một cái tự tin tươi cười, đem tự thân sở hữu mỹ tại đây một khắc bày ra ra tới. Tần Tổng, nghe nói người hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận viện phúc lợi. Lâm Thanh Hạm cùng Tần Nhu Chi Gian, có một loại nói không rõ quan hệ. Lúc trước Tô Thị vừa mới tìm tới Lâm Thanh Hạm khi, khi đó Lâm Thanh Hạm còn không biết Trương Huyền thân phận, vì có thể bảo hộ Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm chủ động tìm tới Tần Nhu, hy vọng Tần Nhu ở về sau trong sinh hoạt thế chính mình chiếu cố Trương Huyền. Mặt sau, Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền thân chết tin tức, cũng là Tần Nhu vẫn luôn bồi nàng. Tần Nhu hơi hơi mỉm cười, Hằng Viễn đã đi vào quỹ đạo, có ta không ta đều một cái dạng, ta đơn giản liền đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều phóng tới viện phúc lợi, nói đến, còn muốn đa tạ thanh hạm ngươi vì hài tử kiến nhà trẻ. Milan đứng ở một bên, trừng lớn đôi mắt nhìn này hai nữ nhân, nàng tổng cảm giác này hai nữ nhân chi gian không khí không thích hợp, hòa giải hài đi, lại không hài hòa, nói nàng hai không hài hòa đi, lại có điểm thưởng thức lẫn nhau hương vị. Tuy là lấy Milan xem qua 7-8 bộ gia đình luân lý kịch, xem qua mười mấy gia kẻ thứ ba chen chân xuất diễn tư duy, cũng làm không rõ ràng lắm hai người kia chi gian rốt cuộc là gì quan hệ. Mỗi ngày ghé vào Trương Huyền trong lòng ngực, nâng lên kia Trương tròn vo khuôn mặt nhỏ, mở to hai mắt nhìn Trương Huyền, vẻ mặt thiên chân nói, ba ba, nghe Tần Nhu mụ mụ nói, hôm nay sẽ thu được lễ vật Nga. Còn lại bọn nhỏ, cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhìn bọn nhỏ này đơn thuần đáng yêu bộ dáng, cười ha ha một tiếng, đương nhiên là có lễ vật, hôm nay sao có thể không có lễ vật đâu, cùng ta tới. Trương Huyền vung tay lên, ôm mỗi ngày, liền cùng cái hài tử vương giống nhau, mang theo viện phúc lợi bọn nhỏ đi đến nhà trẻ cửa, theo sau đem kia chiếc chạy băng băng D63 cốp xe mở ra. Đường cốp xe mở ra nháy mắt, có thể rất rõ ràng nghe được qua một trận thanh âm. Bọn nhỏ nhìn đến cốp xe thú bông khi, trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh, bất quá viện phúc lợi bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện, có thể thấy được, bọn họ thực thích Trương Huyền mang đến này đó thú bông, nhưng Trương Huyền không nói chuyện, bọn họ không ai sẽ tùy ý động thủ đi lấy, chẳng sợ mỗi ngày cũng là như thế. Trương Huyền đem mỗi ngày phóng tới trên mặt đất, hô to nói, thích cái gì đi lấy, đều là các người thanh hạm a gì đưa các ngươi. Trương Huyền lời này vừa ra, bọn nhỏ hoan hô một tiếng, tất cả đều vào tới bên cạnh xe lấy thú bông đi. Trương Huyền đứng ở một bên, không cấm cảm thán, tiểu hài tử vui sướng, thật là đơn giản a. À. Bọn nhỏ bắt được lễ vật sau, đều chạy về nhà trẻ, vui vui vẻ vẻ chơi đùa đi. Nghe nhà trẻ vang lên nhạc thiếu nhi, Trương Huyền không tự giác đi theo hừ lên, tại đây một khắc tính trẻ con nở rộ. Nhà trẻ cũng ở hôm nay vì bọn nhỏ chuẩn bị đủ loại hoạt động, trừ bỏ viện phúc lợi bọn nhỏ bên ngoài, còn lại bọn nhỏ cũng đều có gia trưởng mang theo, tham gia nhà trẻ tổ chức hoạt động. Trương Huyền đi đến một cái tiểu quán biên, mua một cái đồ chơi làm bằng đường, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ, chính mình liền đặc biệt muốn ăn một cái đồ chơi làm bằng đường, chính mình sinh nhật kia một ngày, lão mẹ liền cho chính mình mua một cái, kết quả chính mình luyến tiếc ăn, thẳng đến phóng hóa. Trước kia hồi ức, thật là chậm rãi hạnh phúc a. À. Trương Huyền lắc lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nhấm nháp một chút trong tay đồ chơi làm bằng đường khi, liền nghe bên cạnh truyền đến một trận khóc tiếng la trương huyền chiều khóc tiếng la truyền đến phương hướng vừa thấy liền thấy một cái bốn tuổi tả hữu tiểu nam hài đang ngồi ở trên mặt đất không ngừng lau nước mắt mà mỗi ngày tắc cắm eo đứng ở cái này tiểu nam hài trước người còn không dừng dương tiểu nắm tay tần nhu đứng ở một bên cấp một người giáo viên mầm non không ngừng nói cái gì này sao lại thế này đánh nhau vì cái gì đánh nhau trương huyền vội vàng chạy qua đi hướng tần nhu hỏi tần nhu lắc lắc đầu ta cũng là chỉ nhìn đến mỗi ngày đem đứa bé kia đẩy ngã. mỗi ngày ngươi lại đây. trương huyền biểu tình nghiêm túc tận trời thiên quát lớn một tiếng. diếu võ dường ngoài mỗi ngày nghe được trương huyền quát lớn thanh sau, chu một trương cái miệng nhỏ, đi đến trương huyền trước mặt. ta hỏi ngươi vì cái gì muốn đem khắc tiểu bằng hữu đẩy ngã. mau qua đi xin lỗi. vẫn luôn đều thực nghe lời mỗi ngày, ở nghe được trương huyền nói sau, đầu diêu cùng trống bỏi giống nhau, không ta không đi xin lỗi, hắn nói mỗi ngày không có ba ba mụ mụ. Mỗi ngày lời này vừa ra, tần nhu cùng trương huyền sắc mặt tức khắc đều trở nên khó coi lên. Đối với viện phúc lợi bọn nhỏ tới nói, loại này lời nói là nhất thương bọn họ tâm. Một người 27 đến 28 tuổi, ăn mặc xinh đẹp nữ nhân vẻ mặt nôn nóng chạy tới, nâng dậy đang ở trên mặt đất khóc lớn tiểu nam hài, quăng một chút chính mình trong tay sanen túi sách, hướng một bên giáo viên mầm non lớn tiếng chất vấn nói. Ngươi đang làm gì ngươi? Nhà ta bảo bảo làm sao vậy? Tên này giáo viên mầm non vừa muốn lên tiếng, Tần Nhu liền trước tiên mở miệng, "Vị này nữ sĩ, mỗi ngày đẩy ngã nhà ngươi hài tử, thật là ta không thấy quản hảo, bất quá chuyện này cũng là có nguyên nhân, ngươi hài tử nói chuyện phương thức, giống như không phải như vậy chính xác." Xinh đẹp nữ nhân nhìn thoáng qua đứng ở Trương Huyền bên cạnh mỗi ngày, hừ lạnh một tiếng, "Nguyên lai like là các ngươi viện phúc lợi người. Ta thật phục Lâm thị." Hảo hảo một cái nhà trẻ, như thế nào thu nhiều như vậy cô Nhi tiến vào. Làm đến Trương khí mù mịt. Nghe được xinh đẹp nữ nhân lời này, Trương Huyền cùng Tần Nhu tức khắc minh bạch, vì cái gì cái kia tiểu nam hải sẽ đối mỗi ngày nói ra nói vậy. Ở cái này giai đoạn, hai từ hành động, cùng cha mẹ có trực tiếp quan hệ. Tần Nhu hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận nói, nữ sĩ, ta hy vọng ngươi chú ý ngươi nói chuyện phương thức, này bất quá là bọn nhỏ chi gian đùa giỡn mà thôi chúng ta tâm sự giải quyết phương thức, hành sao? Giải quyết cái gì? Một cô nhi đem ta nhi tử đánh, ngươi cùng ta nói giải quyết. Ta nói cho ngươi, việc này vô pháp giải quyết. Chương 1124 ta sẽ lộng chết ngươi. Xinh đẹp nữ nhân thịnh khí lăng nhân, một bộ giận không thể nghỉ chi bộ dáng. Tên kia nhà trẻ giáo viên vội vàng đi lên trước tới, an ủi xinh đẹp nữ nhân, nữ sĩ, bọn nhỏ chi gian xuất hiện đùa giỡn xô đẩy là thực bình thường, chúng ta chỉ cần chính xác dẫn đường, làm bọn nhỏ chính mình đi giải quyết là được, quá nhiều tham dự ngược lại sẽ đối hài tử không tốt, vừa rồi vị kia tiên sinh đã nói, làm cái này tiểu cô nương cho ngài ra bảo bảo xin lỗi. Xin lỗi, xinh đẹp nữ nhân vừa nghe, tức khắc tạc mau, chúng ta yêu cầu một cô nhi xin lỗi sao? Đứng ở một bên mỗi ngày vừa nghe lời này, tức khắc chiều xinh đẹp nữ nhân phóng đi, đồng thời trong miệng hét lớn, mỗi ngày có ba ba mụ mụ xinh đẹp nữ nhân mày nhăn lại một chân hướng chính mình chạy tới mỗi ngày đá tới có nhân sinh không ai giáo đổ vật cút cho ta một bên đi liền ở xinh đẹp nữ nhân chân muốn đá vào mỗi ngày trên người khi một con bàn tay to đè lại xinh đẹp nữ nhân chân trương huyền quay người bế lên mỗi ngày viết liếc mắt một cái xinh đẹp nữ nhân sau tận trời thiên đạo mỗi ngày ngoan chúng ta không cùng không có giáo dưỡng người chấp nhặt xinh đẹp nữ nhân lông mày một hoành người nói ai không có giáo dưỡng chính là nói ngươi, Lâm Thanh Hạm từ một bên đã đi tới, nhìn thoáng qua Trương Huyền trong lòng ngực mỗi ngày, theo sau đi đến xinh đẹp nữ nhân trước người, dùng chỉ có nàng hai có thể nghe thấy thanh âm mở miệng, ta lão công xem ngươi là cái nữ nhân, không đánh ngươi, nhưng ta không để bụng, nếu không phải ngươi hài tử ở chỗ này, bằng ngươi vừa mới đối nữ nhi của ta động thủ kia một chút, ta lộng chết ngươi. Xinh đẹp nữ nhân thần sắc sừng sốt, nàng bị Lâm Thanh Hạm câu nói kia khí cả người phát run. Ánh mắt không ngừng nhìn quét Trương Huyền, Tần Nhu, cùng với Lâm Thanh Hạm, nàng run rẩy vươn tay, hảo. Các ngươi là cảm thấy ta một nữ nhân dễ khi dễ đúng không? Các ngươi cho ta chờ. Nữ nhân nói, trực tiếp lấy ra di động, gọi điện thoại qua đi. Lâm Thanh Hạm thần sắc hờ hứng nhìn xinh đẹp nữ nhân, đồng thời đối bên cạnh một người mở miệng nói, cho nàng hài tử xử lý thôi học đi, như vậy tiểu nhân hài tử lại yêu cầu cha mẹ tới giáo dục. Lâm Thanh Hạm làm cái này nhà trẻ lớn nhất lão bản, nàng hôm nay xuất hiện, bên người tự nhiên là có nhà trẻ người phụ trách cùng đi, hiện tại nghe lão bản nói như vậy, người phụ trách nào dám chậm trễ, lập tức muốn đi xử lý chuyện này. Đúng rồi, Lâm Thanh hạm lại ra tiếng nói, như vậy tiểu nhân hài tử, là không có tự mình nhận chi năng lực, gia đình giáo dục là một phương diện, chúng ta nhà trẻ giáo dục cũng không thể rơi xuống, cấp bọn nhỏ tạo chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan đặc biệt quan trọng. Ta càng hy vọng viện phúc lợi bọn nhỏ có thể cùng đại gia hòa mình, không hy vọng xuất hiện cái gì kỳ thị phân loại, minh bạch sao? Nhà trẻ người phụ trách vội vàng gật đầu, minh bạch, ngài yên tâm. Lâm Thanh Hạm đem sự tình an bài song sau, đi đến Trương Huyền bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nhìn Trương Huyền trong lòng ngực mỗi ngày, nàng sợ vừa mới sự đối mỗi ngày tạo thành cái gì ảnh hưởng, mỗi ngày thân thể, nàng bẩm sinh tính bệnh tim, nhưng chịu không nổi cái gì kích thích. Bất quá cũng may viện phúc lợi bọn nhỏ đều so bạn cùng lứa tuổi muốn trưởng thành sớm rất nhiều, Trương Huyền hống vài câu, mỗi ngày liền đối chuyện vừa rồi không thèm để ý. Ba ba, mỗi ngày đã biết, về sau lại có người nói mỗi ngày, mỗi ngày sẽ không đem hắn đẩy ngã, mỗi ngày sẽ nói cho hắn mỗi ngày có ba ba mụ mụ. Lâm Thanh Hạm nhìn như vậy tiểu nhân một cái hài tử, ở Trương Huyền trong lòng ngược lộ ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không cấm có chút chua sót, nếu không phải hiện thực bắt buộc, lớn như vậy hài tử, cái nào không phải ra trường tâm đầu nhục A. À. Một cái nho nhỏ nhạc đềm, cũng không có ảnh hưởng đến lần này sáu một ngày hội tiến triển. Milan còn lại là thực mau cùng viện phúc lợi bọn nhỏ hòa minh, mượn một cái điểm tâm xe cấp bọn nhỏ hiện trường làm điểm tâm ngọt đi, lắc mình biến hóa, trở thành nhà trẻ nội nhất chịu bọn nhỏ hoan nghênh người, không gì sánh nổi. Này nhà trẻ làm xong sau, Lâm Thanh Hạm vẫn là lần đầu tiên lại đây, cùng Trương Huyền hai người ở nhà trẻ nội kiểm tra một ít phương tiện, hết thảy kiểm tra xong sau, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đi tới viên trường văn phòng nội, xem xét một ít về lần này nhập học học sinh tư liệu. Một đạo tràn ngập tức giận thanh âm từ viên trường văn phòng ngoại truyện tiến vào. Lão công, chuyện này người cần thiết đến cho ta làm chủ, bọn họ xem như thứ gì. Còn vặn vẹo sự thật, làm nhà trẻ cho chúng ta hài tử thôi học. Này Lâm Thị người lãnh đạo cũng là một đám không dài đầu óc đồ vật. Kia Lâm Thanh Hạm còn tuổi nhỏ, dựa vào cái gì làm nhà giàu số một. Được rồi, người bớt tranh cãi, Lâm thanh hàm như vậy nữ nhân còn không phải người có thể đánh giá. Một đạo hơi có bất mãn thanh âm vang lên. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta và ngươi nhi tử liền tùy ý người khác khi dễ? Kia đảo không phải, ta cùng Lâm thị còn tính có điểm giao tình, hôm nay khi dễ các ngươi người nọ, khẳng định muốn trả giá đại giới, nhưng cũng không cần ở Lâm thị địa bàn thượng nháo sự, loại này đầu sỏ cũng không phải là chúng ta có thể chọc đến khởi. Hành, Lâm thị người ta có thể không chọc nhưng mấy người kia cần thiết đến làm cho bọn họ trả giá đại giới, ta mới vừa tìm bọn họ một vòng, người không có, phòng trừng đã chạy, người từ từ đến đem mấy người kia tin tức hỏi ra tới, ta muốn an bài vài người hảo hảo thăm hỏi một chút bọn họ. Văn phòng ngoại thanh âm rơi xuống, văn phòng tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thanh Hạm nhìn trong tay văn kiện, mí mắt cũng chưa nâng một chút, mở miệng nói, "Tiến." Văn phòng môn mở ra, một cái hơn 30 tuổi nam nhân xuất hiện ở văn phòng trước cửa nam nhân vừa vào cửa, liền nhìn đến đứng ở cửa nhà trẻ viên trường, vẻ mặt khách khí mở miệng nói, viên trường ngươi hảo, ta là. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn phía sau nữ nhân đánh gãy. Hảo A, à, ta liền nói ngươi đã chạy đi đâu, nguyên lai trốn ở chỗ này. Nam nhân phía sau đứng, đúng là giữa trưa cùng trương huyền bọn họ bùng nổ xung đột xinh đẹp nữ nhân. Lâm thanh hạm nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, dương mắt nhìn lại, theo sau khinh miệt cười, là ngươi A, à, như thế nào, giúp đỡ tìm tới. Xinh đẹp nữ nhân duỗi tay chỉ vào Lâm Thanh Hạc, ngươi thiếu cho ta kiêu ngạo, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi. Xinh đẹp nữ nhân vừa mới chuẩn bị thả ra tàn nhẫn lời nói, liền cảm giác được một cổ cự lực từ chính mình gương mặt chỗ đánh úp lại. Bang! Vừa mới vào cửa nam nhân, một cái bàn tay, trực tiếp cấp xinh đẹp nữ nhân đánh đầu phát ngốc. Ngươi cầm miệng cho ta, nam nhân hướng xinh đẹp nữ nhân quát lớn nói xinh đẹp nữ nhân che lại chính mình sườn mặt, trong mắt mang sương mù, đầy mặt khó hiểu nhìn trước mặt hắn nam nhân. Nam nhân lại không để ý tới chính mình nữ nhân, mà là vội vàng nhìn về phía ngồi ở chỗ kia lâm thanh hạc, cúi đầu khom lưng nói, lâm tổng bớt giận, cái này xuẩn nữ nhân ta trở về sẽ hảo hảo giáo huấn. Đứng ở nam nhân phía sau xinh đẹp nữ nhân đồng tử co rụt lại, lâm tổng. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này là... Nghĩ vậy, xinh đẹp nữ nhân trong lòng hoảng hốt, đầy mình thức giận trong nháy mắt tan thành mây khói, dư lại chỉ có sợ hãi. Lâm Thanh Hạm đem trong tay báo biểu phóng tới trước mặt trên bàn, ánh mắt xẹt qua cửa nam nhân, đem ánh mắt đặt ở xinh đẹp nữ nhân trên người, nhẹ giọng mở miệng, ngươi có nhớ hay không ta vừa rồi lời nói, nếu ngươi hài tử không ở nơi này, ta sẽ như thế nào làm? Chương 1125 các ngươi cũng xứng. Lâm Thanh Hạm thanh âm thực nhẹ, nhưng trên người nàng sở phát ra khí thế, lại làm xinh đẹp nữ nhân thân thể run lên. Trước cửa nam nhân nhìn đến lâm thanh hạm thái độ, không nói hai lời, trở tay lại cho phía sau nữ nhân một cái tát, của mắng, không có ánh mắt đồ vật, thật là ai đều dám trêu chọc, phản ngươi, mau cấp lâm tổng xin lỗi. Miễn, lâm thanh hạm nâng nâng tay, người phu nhân xin lỗi, ta nhưng chịu không dậy nổi. Nam nhân vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, lâm tổng, nhà của chúng ta xí nghiệp, cũng cùng Lâm Thị hợp tác có hơn 20 năm, ông nội của ta năm đó đi theo Lâm Lão gia tử đánh thiên hạ, ngài có thể hay không xem ở ông nội của ta phân thượng, không cần cùng cái này xuẩn nữ nhân chấp nhặt. Xinh đẹp nữ nhân lúc này cũng hoàn toàn làm rõ ràng trạng huống, hoang mang rối loạn mở miệng, Lâm Tổng, ta. Ta lúc trước nhiều có đắc tội, đối, thực xin lỗi. Lâm Thanh hàm hơi hơi mỉm cười, nhìn nam nhân nói, người bắt người ra 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 tới áp ta, người cảm thấy, đủ sao. Lâm Tổng, ta, nam nhân há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Lâm Thanh hạm ánh mắt lui về phía sau, lại lần nữa phóng tới xinh đẹp nữ nhân trên người, nhẹ thở hai chữ, quỳ xuống. Xinh đẹp nữ nhân lang ở nơi đó, nàng lòng tự trọng, làm nàng làm không được như vậy sự. Nhưng thật ra đứng ở xinh đẹp nữ nhân trước mặt nam nhân, ở Lâm Thanh hạm mở miệng trong nháy mắt, thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, đầy mặt đều là khẩn cầu. A, à. Lâm Thanh Hàm khẽ cười một tiếng, chính mình chọc hạ phiền toái, kết quả làm ngươi nam nhân ra tới gánh vác, ngươi thật đúng là xưng được với một cái hảo thê tử a. Trương Huyền đứng ở một bên, cũng không cấm lắc lắc đầu, người nam nhân này, nhưng thật ra co được giãn được, nhưng nữ nhân này, đem chính mình bãi quá cao, ở chính mình vô pháp đối kháng người trước mặt còn để ý thể diện nói, đó chính là tự tìm diệt phong. Lâm Tổng, Ngài Đại Nhân có đại lược, nam nhân toàn là khẩn cầu. Lâm Thanh Hạm đứng dậy, cũng không thèm nhìn tới quỷ gối nơi đó nam nhân liếc mắt một cái, trực tiếp từ nam nhân bên cạnh đi qua, hướng văn phòng ngoài cửa đi đến, ở đi ra văn phòng nháy mắt, lâm thanh hạm khinh miệt nhìn thoáng qua xinh đẹp nữ nhân, chính mình hài tử, phải học được giáo dục, nếu không sớm muộn gì sẽ có người giúp người giáo dục, đạo lý này cũng muốn ứng dụng đến chính ngươi trên người, may mắn ngươi có cái chịu vì ngươi khom lưng uốn gối hảo lão công đi, bằng không ngươi sống không đến ngày mai. Lão công, chúng ta đi trương huyền yên lặng đi theo lâm thanh hạm phía sau đi ra viên trường văn phòng chờ lâm thanh hạm cùng trương huyền rời đi hồi lâu quỳ gối nơi đó nam nhân mới chậm rãi đứng dậy hắn phía sau xinh đẹp nữ nhân còn đứng ở nơi đó nam nhân hai tròng mắt có chút phiếm hồng hắn nhìn mắt chính mình lão bà sau không có ra tiếng yên lặng đi rồi ra cửa nữ nhân vội vàng đi theo chính mình lão công phía sau lão công ta hảo không cần nói nữa nam nhân lắc lắc đầu người tính cách quá mức trương dương, ta tưởng, chúng ta thật sự không thích hợp, trở về ta sẽ tìm luật sư tới nói chuyện ly hôn thủ tục. Nữ nhân chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, nàng có thể sách theo này hạn lượng bản túi sách, lái xe siêu xe, trương dương tự tin, đều là bởi vì người nam nhân này, nếu không có hắn, chính mình liền hết thảy đều không có. Nơi này, một nam một nữ không khí làm đến cực cương. Mà ở nhà trẻ sân thể dục thượng, Trương Huyền vẻ mặt vui cười đi theo Lâm Thanh Hạm bên cạnh, nhà mắng đều khép không được. Người cười cái gì đâu, Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt. Lão bà, người vừa rồi hảo xoái a. Trương Huyền giơ ngón tay cái lên. Xoái, Lâm Thanh Hạm đầy mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Trương Huyền dùng sức gật đầu, lão bà, ta càng ngày càng yêu ngươi lạp. Trương Huyền thanh âm này có điểm đại, dẫn tới chung quanh không ít hài tử gia trưởng đều chiều này xem ra. Lâm Thanh Hàm tức khắc náo loạn cái đỏ thẫm mặt, muốn chết a ngươi, lớn tiếng như vậy. Trương Huyền cười hắc hắc. Hôm nay phát sinh sự, đối nào đó người tới nói, có thể là nhân sinh thượng có thể nói hủy diệt tính đả kích, nhưng đối với Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm mà nói, bất quá là cái nho nhỏ nhạc đẹp, toàn bộ ngày quốc tế thiếu nhi, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đều đãi ở nhà trẻ, bồi bọn nhỏ làm không ít trò chơi. Từ hai người nhận nuôi mỗi ngày lúc sau, này đại khái là này một nhà ba người hỗ động nhiều nhất một ngày. Mà Milan, tắc đảm đương một ngày thợ làm bánh, hưởng thụ các bạn nhỏ cả ngày chờ mong ánh mắt. Chờ đến sắc trời chờ tối, hôm nay Tết Thiếu Nhi hoạt động mới hoàn toàn kết thúc, chơi một ngày bọn nhỏ cũng đều mỏi mệt không được, có chút còn không có ra nhà trẻ đâu, liền ở cha mẹ trong lòng ngực ngủ rồi. Viện Phúc Lợi bọn nhỏ cũng đều ngoan ngoãn đi theo Tần Nhu cùng thôi viện trưởng đi trở về. Tuy nói Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền đã nhận nuôi mỗi ngày, nhưng hai người ở sinh hoạt giữa không xác định nhân tố thật sự quá nhiều. Mỗi ngày như cũ ở tại viện phúc lợi. Đối với mỗi ngày mà nói, ở tại nào nàng không để bụng. Quan trọng nhất chính là nàng có ba ba mụ mụ ngồi ở trở về trên xe. Milan không ngừng ném thủ đoạn làm một buổi trưa điểm tâm đối nàng tới nói cũng là hạng nhất tiêu hao không nhỏ vận động. Đường xe mau chạy đến tiểu khu khi Milan nhìn về phía ngoài xe đầy mặt nghi hoặc mấy người kia là đóng phim sao quần áo ăn mặc khá xinh đẹp a à? trương huyền cũng nhìn đến ở tiểu khu cửa chính lối vào bảy tên thân xuyên áo dài người liền đứng ở tiểu khu cửa bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình sở khai này chiếc xe này bảy người đúng là thất tinh bắt đầu trương huyền một chân phanh lại đem xe dừng lại lão bà ta có chút việc muốn xử lý người mang milan đi về trước đi trương huyền nói xong không cho lâm thanh hạm đặt câu hỏi cơ hội trực tiếp mở ra chủ điều khiển cửa xe, xuống xe, chiều kia đứng ở tiểu khu cửa bảy người đi đến. Bảy người nhìn đến trên xe xuống dưới Trương Huyền, trong mắt toàn lộ ra tức giận. Đợi cho Trương Huyền đi đến bảy người phụ cận khi, cầm đầu thiên su hừ lạnh nói, đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương, người nhưng thật ra thật lớn phô trương, muốn chúng ta tự mình tìm tới. Trương Huyền mắt trợn trắng, các vị không thỉnh tự đến, cùng ta phô trương không gì quan hệ đi. Tiểu bối, thiếu ở chỗ này múa mép khua môi. Thiên toàn tiến lên một bước, ngươi muốn chúng ta với ngoại ô chờ ngươi, ngươi lại một ngày đều không xuất hiện, chẳng lẽ là ở cùng chúng ta nói giỡn không thành. Nói giỡn, Trương Huyền nhìn chằm chằm thiên toàn, các ngươi làm ta công khai cho các ngươi xin lỗi, lại chịu ngươi một trường, là các ngươi trước cùng ta nói giỡn đi. Tiểu bối, ngươi làm càn, lão tam thiên cơ quát lớn một tiếng. Ta xem là ngươi làm càn, Trương Huyền đồng dạng quát lớn trở về, một đám rõng rạc, muốn ta công khai cho các ngươi nhận sai. Trở về hỏi một chút các ngươi cửu cục nhất ca, hắn có biết hay không chuyện này? Lại đây răn dạy ta, các ngươi bảy cái lão đông tây dựa vào cái gì, bằng các ngươi so với ta xuống mổ muốn sớm sao? Miệng lưỡi sắc bén tiểu tử, bảy người giữa, duy nhất một người nữ tính ngọc hành mở miệng, người bất quá một cái tiểu bối, hoàn toàn chẳng phân biệt lễ nghi tôn ti, người đối với ngươi sư tôn, cũng dám như vậy sao? a à, ta sư tôn, trương huyền trên mặt lộ ra nùng liệt khinh thường, các ngươi bảy cái, suốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ, cũng xứng mở miệng cùng ta sư tôn đánh đồng. Trương 1126 đừng tắt pháo. Trương huyền buổi nói chuyện, làm thất tinh bắt đầu kia sắc mặt liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó coi. Trẻ con, chỉ biết trình miệng lưỡi lợi hại, lão đại thiên su đem tay đặt ở phía sau, làm dục rút kiếm chi thế. Trương huyền chẳng hề để ý thổi tiếng huyết sáo, như thế nào, tưởng đối ta động thủ. Ta bảo đảm, người ở chỗ này ra tay, ta tuyệt đối không phản kháng. Trương Huyền vừa nói, một bên nhìn quét chung quanh lui tới đám người. Thiên Xu chỉ cảm thấy một cổ hờn dỗi nghẹn ở trong lòng, muốn phát tiết, lại căn bản không chỗ phát tiết. Trương Huyền vươn tay phải ngón út đào đào lỗ tai, ta nói, các người bảy cái lão ra hỏa, này nửa cái chân đều dảo bước tiến lên trong quan tài, hôm nay nhưng đừng ở chỗ này đem chính mình tức chết rồi. Ngọc Hành lạnh lùng nói, họ trương, người tốt xấu cũng là quang minh đảo chi chủ, sẽ chỉ ở cái này kêu huyên náo sao. Thiết, trương huyền bĩu môi, các người bảy cái lão hóa tới tìm ta, không phải muốn đánh nhau sao. Hành A, à, người này quá nhiều, chờ nửa đêm chúng ta ước đến ngoại ô, xem ta không đem các người bảy cái phân đều đánh ra tới. Bảy người không cấm khóe miệng trượt xúc, bọn họ bảy người, tuổi đều đã lớn, hơn nữa thực lực cao siêu, ngày thường mặc kệ gặp được là địch là bạn đều có nhất định cao thủ phong phạc nhưng giống trương huyền loại này đầy miệng lời nói tục tiếu vẫn là lần đầu tiên thấy nếu là ngày thường nhìn thấy loại này đầy miệng lời nói tục tiếu người phát tay liền mặt sát nhưng cố tình hiện tại ngại với quy củ muốn động thủ cũng không được còn nữa bọn họ cũng không gặp được quá có trương huyền loại thực lực này còn miệng đầy lời nói tục tiếu người thật đơn đối đơn ai thắng ai thua còn nói không tốt đến nỗi hẹn đánh nhau thật nghe trương huyền đi ngoài ô hẹn đánh nhau. Chỉ bằng Trương Huyền hôm nay hành động, bọn họ một phần trăm vạn tin tưởng, người này ngoài miệng nói hẹn đánh nhau, tuyệt đối sẽ không đi. Lão đại thiên su khí thổi dâu chừng mắt, lại là một chút biện pháp đều không có. Trong bảy người đứng hàng lão mặt sao quang, hít sâu một hơi, hào tiểu tử, liền tạm thời làm ngươi trình miệng lưỡi lợi hại, giống như ngươi như vậy cuồng vọng tự đại, sớm muộn gì có một chút muốn trả giá đại giới. dừa Trương Huyền một chút đều không chú ý so ngón giữa nói ta trình miệng lưỡi lợi hại, các ngươi còn không phải giống nhau tại đây kêu gào, lại đây tìm phiền toái chính là các ngươi, không dám động thủ cũng là các ngươi, rác rưởi. Trương Huyền nói xong, vẻ mặt ngạo kiều xoay người, bước đi hướng tiểu khu nội. Nhìn Trương Huyền bóng dáng, lão nhị thiên toàn khí chính là cả người phát run, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, biểu đạt trong lòng tức giận. Kêu cái gì kêu, lão đông tây, đầu óc có phao a. Bên cạnh một đạo chửi bậy thanh truyền đến chúng ta đi thiên su khí sắc mặt đỏ lên bảy người lòng tràn đầy tức giận mà đến lòng mang càng nhiều tức giận mà về có thể nghĩ đến bọn họ đêm nay chỉ sợ là ngủ không được trương huyền đi đến tiểu khu nội đột nhiên dừng lại bước chân cười nói nhìn như vậy nửa ngày náo nhiệt xuất hiện đi ha ha sư thúc người này cảm quan chân linh mẫn a à. tiểu khu một góc bạch bào khách gãi đầu cười lớn đi ra trương huyền trợn trắng mắt Người này ẩn giấu nửa ngày sẽ không liền vì xem náo nhiệt đi. Bạch bào khách đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, không đúng không đúng, đương nhiên không phải, chủ yếu là có tam sự kiện cấp sư thúc ngươi nói hạ. Ân, ngươi nói đệ nhất kiện địa cung có chút tân phát hiện, nhưng tạm thời vô pháp xác định này tính chất, ta phải trở về báo cáo xong mới có thể đem kết quả nói cho ngươi. Chuyện thứ hai là thất tinh bắt đầu bầy vì tiền bối đem hôm nay ngươi chiêu chọc bọn họ sự báo đi trở về đại khái chính là nói người mục vô tôn ti, vũ nhục bọn họ nhân cách một loại. A, à, trương huyền khẽ cười một tiếng, bọn họ này cáo trạng bản lĩnh nhưng thật ra có một bộ đệ tam kiện đâu. Ha ha, bạch bào khách cười lớn một tiếng, trà sát tay, chuyện thứ ba sao? Chính là tưởng cùng sư thúc người thương lượng một chút, mượn kia tân khải khách sạn dùng một chút. Ngân châu tân khải khách sạn ở lúc trước trương huyền tuyên bố thoái vị thời điểm đã bị phí lôi tư mua. trương huyền nghi hoặc dùng khách sạn, các ngươi cửu cục người không chỗ ở sao? không phải, chủ yếu là bởi vì lần này Ngân Châu Địa Cung sinh biến, sư thúc ngươi cũng biết, toàn thế giới phát hiện không ít như vậy Địa Cung, nhưng phát sinh biến hóa, Ngân Châu vẫn là cái thứ nhất. tuy rằng cửu cục đã nghĩ cách che giấu tin tức, bất quá chuyện này có người đang âm thầm quạt gió thêm củi, toàn cầu rất nhiều thế lực đều đã biết, hiện tại đến từ cả nước các nơi che giấu thế lực đều chạy đến Ngân Châu, cửu cục vô pháp ngăn cản, cũng chỉ có thể dẫn đường những người này tổng không thể làm cho bọn họ lẫn vào người thường đàn. Cho nên liền nghĩ toàn bộ an bài đến Tân Khải khách sạn đi. U, đây là lấy ta địa phương đương chiến trường bái. Trương huyền bĩu môi, ta có gì chỗ tốt a? À? Sư thúc, mặt trên ý tứ là, tạm thời có thể lấy ra tay chỗ tốt, người phỏng trừng trướng mắt, người có thể coi trọng, mặt trên cũng sẽ không lấy ra tới, cho nên bởi vì chuyện này, có thể cấp sư mẫu gia tộc một ít nâng đỡ, người xem thế nào. Hơn nữa bên ngoài những cái đó thế lực tới tụ tập đến người địa phương, bản thân cũng coi như là một loại chỗ tốt rồi. Giờ, Trương Huyền vẻ mặt khó chịu, biết từ ta này vô pháp xuống tay, liền từ lão bà của ta kia xuống tay đúng không? Bạch bào khách cười nịnh một tiếng, đây cũng là mặt trên ý tứ, ta liền tới truyền đạt một chút. Trương Huyền hơi tự hỏi một chút, hành đi. Cửu cục cái này thỉnh cầu, Trương Huyền không có lý do gì không đáp ứng. Đầu tiên, này bản thân chính là một cái song thắng cục diệt, làm ngoại lai thế lực trụ đến trương huyền địa bàn thượng, làm cửu cục thực hiện xã hội ổn định này một ván mặt. Mà đối với trương huyền tới nói, hiện tại có rất nhiều thế giới các quốc gia che giấu thế lực đều xông ra, quang minh đảo không có còn lại thế lực như vậy thâm nội tình, nói trắng ra một chút, trương huyền thậm chí đều không rõ ràng lắm bên ngoài che giấu thế lực rốt cuộc có bao nhiêu. Lần này làm người tụ tập đến hắn địa phương, bản thân chính là cho hắn cung cấp một cái thu thập tình báo cơ hội thấy trương huyền đồng ý bạch bào khách lộ ra vui sướng biểu tình sư thúc ta đây liền đem chuyện này báo lên rồi ngày mai mặt trên liền sẽ an bài những người này tới phối hợp ngươi ta liền đi trước địa cung bên trong sự quá nhiều cũng không dám trực tiếp trên mạng hội báo trương huyền gật gật đầu theo sau mở miệng nói kỳ thật dựa theo ngươi thuộc bổn phận trước trách nói có chút lời nói ta không cần thiết cho ngươi nói nhưng ngươi như thế nào cũng là ta sư huynh đồ đệ ta còn là muốn xin khuyên ngươi một câu bạch bào khách sắc mặt biến thành trịnh trọng, sư thúc ngươi nói. Về địa cung, ta không kiến nghị các ngươi lại tiếp tục thăm dò, thậm chí hoàn toàn phong ấn lên, mới hẳn là chính xác nhất lựa chọn, nơi đó mặt quá quỷ dị. Bạch bào khách cười khổ một tiếng, sư thúc, người biết đến, loại này kiến nghị, chỉ có thể là kiến nghị, mặt trên sẽ không bỏ được đem kia địa phương phong ấn. Trương huyền nhún vai, cho nên ta nói, chỉ là kiến nghị, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Đa tạ sư thúc, Bạch bào khách hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, theo sau xoay người rời đi. Trương Huyền nhìn bạch bào khách bóng dáng, lắc lắc đầu, thở dài. Ta cũng nên chuẩn bị một chút, một đám thổ phỉ tụ tập đến Ngân Châu, nếu không cho bọn họ điểm ra oai phủ đầu, chỉ sợ có thể cho khách sạn đều hủy đi lạc. Trương 1127 khắp nơi tề tụ Ngân Châu. Về đến nhà, Trương Huyền đơn giản rửa mặt một chút, liền chuẩn bị sớm một chút nghỉ ngơi. Tối hôm qua vốn là không ngủ hảo, Hôm nay lại bồi bọn nhỏ chơi một ngày, tinh thần thượng là phi thường mỏi mệt. Dương Trương Huyền mới vừa thay xong áo ngủ, Lâm Thanh Hạm liền đi vào phòng ngủ. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm chớp chớp mắt, lại nhìn nhìn phía sau cái giường lớn kia. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp bá một chút liền đỏ, nàng chạy nhanh đem ánh mắt rời đi, hướng Trương Huyền mở miệng nói, "Lão công, Ngân Châu có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra a?" À? "Làm sao vậy?" Trương Huyền nghi hoặc. "Không có lạp" vừa mới bí thư lý cho ta đã phát một phần phía chính phủ hạ đạt văn kiện, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Thị Danh nghĩa sở hữu khách sạn, phàm là vào ở khách nhân đăng ký, trước hết cần báo bị phía chính phủ hệ thống, chờ phía chính phủ hệ thống đồng ý mới có thể xử lý vào ở. Trương Huyền gật gật đầu, đúng vậy, phía chính phủ gần nhất đích xác ở quản khống Ngân Châu ngoại lai dân cư. Lão công, người giúp ta cấp tô thị người an bài trụ hạ bái. Lâm Thanh hãm có chút ngượng ngùng nói, nàng cũng không nghĩ loại này vấn đề nhỏ đều làm Trương Huyền hỗ trợ, nhưng vừa mới tô thị người tin tức báo đi lên, nháy mắt đã bị phía chính phủ đánh đã trở lại. Trương Huyền trong lòng giật mình, tô thị người nhanh như vậy liền đến. Nếu tô thị người đều tới rồi, như vậy còn lại thế lực, chỉ sợ cũng đã sớm đến Ngân Châu đi. Trương Huyền cởi vừa mới đổi tốt áo ngủ, tùy tiện tìm kiện áo khoác phủ thêm, một bên mặc quần áo, một bên hướng lâm thanh hạm mở miệng, lão bà, người đem tô thị người tới liên hệ phương thức cho ta, chuyện này ta an bài là được, người liền không cần đi qua. Lão công, việc này thực khó xử sao, nếu vì khó nói liền không. Đảo cũng không vì khó, chính là quá trình có chút dườm ra. Trương Huyền đổi hảo quần áo, kéo ra phòng ngủ môn, lão bà, liên hệ phương thức người phát ta di động thược, đêm nay ta liền không trở lại. Trương Huyền dứt lời, ở trong viện tùy tiện tuyển một chiếc chạy băng băng, thẳng đến tân khải khách sạn mà đi. Trương Huyền vừa đến khách sạn trước cửa, liền phát hiện đã có vô số ngoại quốc gương mặt đứng ở khách sạn cửa. Trương Huyền tưởng đều không cần tưởng liền khẳng định những người này đã được đến hẻ oi bức cử cuộc thông chi. Đường Trương Huyền đi vào khách sạn sau, liền nghe được một trận tiếng quát mắng. Như vậy một màn, Trương Huyền thậm chí đều đã nghĩ tới. Đầu tiên, này đó giấu ở âm thầm thế lực, có thể bởi vì lần này địa cung tới rồi thế lực, kia sớm đều siêu thoát tiền tài phía trên, tiền đối những người này mà nói, đều là một ít con số, bọn họ theo đuổi, là những thứ khác. Sau đó, như vậy một đám không kém tiền chủ, tụ tập đến một khối, đầu tiên phải làm, tự nhiên là lập uy. Như thế nào lập uy? Ở cùng cái hoàn cảnh hạ, ăn so ngươi hảo, trụ so ngươi hảo, đó chính là cao ngươi nhất đẳng. Đương những người này có được ý nghĩ như vậy sau, xui xẻo, chính là khách sạn công tác những cái đó người thường. Không nghe được lão tử nói sao? lão tử lại cho ngươi thêm 100 vạn, đem tốt nhất kia gian phòng để lại cho lão tử. Song song dài dài tin hay không lão tử đem ngươi đầu băm xuống dưới nấu canh. Một người đầu chọc tráng hán hướng phụ trách nhà ở đăng ký tiểu cô nương uy hiếp nói. Ngươi cái con lừa chọc giống cái gì giống, tiểu cô nương, đừng để ý đến hắn, ta cho ngươi thêm 200 vạn, đem tốt nhất kia gian phòng khai cho ta, chỉ cần ngươi đem phòng khai hảo, tiền của ta lập tức đánh cho ngươi Nga. Hôm nay này gian phòng là lão tử, lão tử ai đều không cho, tiểu cô nương, ta sẽ không cho ngươi thêm tiền, nhưng nếu này gian phòng ta không trụ thượng, ta sẽ từ ngươi đỉnh đầu hoa khai một cái phùng, sau đó đem ngươi một thân ra tất cả đều bái xuống dưới, lại bắt được ngươi trước mặt. Đứng ở trước đài phụ trách xử lý vào ở tiểu cô nương, cả người đều ở phát run, đôi tay đặt ở trước đài, căn bản không biết như thế nào cho phải, nàng tuy rằng không biết trước mặt những người này thân phận, cũng không biết những người này là thật sự không đem mạng người đương hồi sự, nhưng những người này hung thần ác sát bộ dáng, còn có trên người tản mát ra khí thế, đều cho nàng tạo thành cực đại áp lực. Có thể nhìn đến, này trước đài tiểu cô nương đều mau khóc ra tới. Đang lúc tên này trước đài tiểu cô nương cực độ bất lực khi, một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Được rồi, được rồi, đều an tĩnh điểm, đây là khách sạn, không phải hộp đêm, tưởng nhảy disco ra cửa quẹo trái. Trương Huyền đi nhanh đi vào phụ trách xử lý vào ở trước đài, vỗ vỗ tên kia tiểu cô nương bả vai, hôm nay người trước tiên tan tầm, giao cho ta là được. Lão, lão bản, trước đài tiểu cô nương là gặp qua Trương Huyền, ở nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa không cảm động khóc ra tới, nàng thề, chính mình là lần đầu tiên không kháng cự đi làm thời điểm gặp được lão tổng thị sát công tác. Trương Huyền hướng trước đài tiểu cô nương cười cười sau, nhìn về phía trước đài kia ba người, đều đừng xảo, các người ba cái, chạm mặt sau xếp hàng đi xếp hàng, tiểu tử, người chỉ sợ là không biết chính mình ở với ai nói chuyện. Tên kia đầu chọc tráng hán hướng trương huyền quát. Tiến đến những người này, đều là các quốc gia che giấu thế lực, đều không phải là bình thường ngầm thế lực, bọn họ chưa thấy qua địa ngục quân vương, liền tính gặp qua, chỉ sợ cũng sẽ không đem một cái ngầm thế lực thánh địa để vào mắt. Bởi vì ở bọn họ này đó nắm giữ khí người trong mắt, ngầm thế lực, đơn giản chính là một đám con nít chơi đồ hàng, cái loại cảm giác này, liền cùng ngầm thế lực đối đãi bình thường hắc xã đoàn giống nhau. Ta không biết các ngươi là ai, nhưng cửu cục an bài các ngươi đến này tới, các ngươi phải tuân thủ này quy củ, bằng không liền bên ngoài ngủ đường cái đi. Trương Huyền lười đến phiền toái, trực tiếp nâng ra cửu cục. Quả nhiên, vừa nghe Trương Huyền nói ra cửu cục hai tự, những người này sắc mặt đều biến đổi một chút, bọn họ chịu nghe theo cửu cục thông chi tới này vào ở, đó chính là cấp cửu cục mặt mũi. Hiện tại chỉ đem Trương Huyền trở thành là cửu cục người tức khắc thành thật không ít. Xếp hàng, ấn trình tự tới, Trương Huyền không kiên nhẫn ở phía trước đài hô một tiếng. Nguyên bản những cái đó cắm đội người, thấy cửu cục người ra mặt, đều thành thành thật thật bài đến mặt sau, ẩm ý đại sảnh cũng an tĩnh không ít. Ta cái thứ nhất tới, cho ta xử lý phòng tốt nhất vào ở đi. Một người tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đứng ở trước đài, dùng hè oi bức ngữ hướng Trương Huyền nói. Tốt nhất cho người ta dự để lại, Trương Huyền lắc đầu, Dự Lưu, tóc vàng mỹ nữ khó hiểu, vừa mới hỏi không phải phòng còn có sao. Mới vừa Dự Lưu, Trương Huyền nhìn tóc vàng mỹ nữ, đơn vị liên quan không hiểu sao, có khác phòng trụ không được, không được liền cút đi. Ngươi, tóc vàng mỹ nữ hiển nhiên bị Trương Huyền khí không nhẹ, bọn họ những người này, ở chính mình quốc gia, chính mình thế lực bên trong, cái nào không phải quyền cao chức trọng, ngày thường đi ra ngoài, kia đều có chuyên gia an bài, không biết bao lâu không chịu quá như vậy khí như thế nào, có ý kiến sao?" Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Trương Huyền dáng vẻ này chính là cố ý tìm tra, mục đích là tưởng cấp ở đây này đó thế lực một cái ra oai phủ đầu, đồng thời, hắn nâng ra cửu cục thân phận, thông qua phương pháp này cũng có thể nhìn ra này đó thế lực đối cửu cục thái độ. Tuy rằng làm như vậy sẽ đắc tội với người, bất quá, này đây cửu cục thân phận đi đắc tội với người, Trương Huyền để ý sao? Tóc vàng mỹ nữ nhéo nhéo quyền, "Vậy cho ta khai đệ nhị tốt." Trương Huyền vừa nghe, hiểu rõ, tóc vàng mỹ nữ thế lực phía sau là không bằng cửu cục A. Trương 1128 sử thượng nhất kiêu ngạo trước đài. Trương Huyền kiêu ngạo thái độ, làm những cái đó nhược với cửu cục thế lực thành viên, tất cả đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó xếp hàng. Trương Huyền tự cấp những người này xử lý vào ở thời điểm, cố ý quan sát một chút, có thiếu bộ phận người, tắc đều vẻ mặt không sao cả ngồi ở một bên, cũng không tranh không đoạt, những người này, đó là lần này ngoại lai thế lực hai loại cực đoan, một loại là đã tưởng hảo, lần này tới chính là đục nước béo cò tới, có thể hỗn điểm chỗ tốt liền trộn lẫn điểm, hỗn không thường liền chạy lấy người. đối với bọn họ tới nói, thân phận địa vị biểu hiện hoàn toàn không sao cả. đệ nhị loại chính là thực lực mạnh mẽ, khinh thường với cùng những người khác đi biểu hiện một ít đồ vật. trương huyền cố ý cùng tô thị người liên hệ một chút, đương tô thị người đã đến. Tại như vậy nhiều đôi mắt hạ xử lý đứng đầu phòng xếp vào ở khi, biểu hiện phi thường khẩn trương. Tô thị lần này, tới hai người, hai gã toàn vì nữ tính, thực lực đặt ở bình thường thế giới ngầm tính rất cao, đã chạm vào ngự khí ngạch cửa, nhưng đặt ở nơi này, đó chính là tuyệt đối kẻ yếu. Tô thị ý tưởng cũng phi thường quang côn, chính là tới đục nước béo cò, bọn họ thì tộc thực lực như thế nào, chính bọn họ là phi thường rõ ràng, lần này đục nước béo cò kia đều là ỷ vào Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền ở Ngân Châu, nếu Trương Huyền không ở nơi này, bọn họ liền đục nước béo cỏ dũng khí đều không có. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Tô Thị lần này tới hai người, cũng đều là tràn ngập giang nam phong thái mỹ nữ, từ bề ngoài thượng xem, liền cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc, chi thư đạt lý cảm giác. Hai người khẩn trương đứng ở trước đài, nhìn chung quanh hung thần ác sát ánh mắt. Trương tiên sinh, chúng ta không cần trụ loại này phòng, tùy tiện trụ một cái là được như vậy sao được, Trương Huyền lắc đầu, lớn tiếng nói, lão bà của ta đều phân phó qua, các người cần thiết được tốt nhất, khác quyền lực ta không có, an bài phòng loại này quyền lực vẫn phải có, nhà mẹ đẻ người phải trụ tốt ăn được, tới, Tổng thống phòng xếp phòng tạp, lấy hảo. Trương Huyền mạnh mẽ đem một trương kim quang lấp lánh phòng tạp giao cho hai nàng trong tay. Hai nàng nhìn trong tay phòng tạp, liếc nhau, theo sau cúi đầu bước nhanh tránh ra thấy Trương Huyền đem phòng tốt nhất để lại cho hai cái thực lực thấp kém tiểu cô nương, không ít người đều hướng Trương Huyền đầu tới bất mãn ánh mắt. Trương Huyền đầu dương lên, không chút nào kiêng kỵ nói, thế nào? Khó chịu, khó chịu tới làm ta a, à, ta cửu cục nhưng không sợ bất luận kẻ nào. Trương Huyền hiện tại, há mồm một cái cửu cục, ngậm miệng một cái cửu cục. Có thể đoán trước đến, mặc kệ lần này địa cung thăm dò kết quả như thế nào, cửu cục là đã hoàn toàn đem người cấp đắc tội, Ban đầu tên kia uy hiếp trước đài tiểu cô nương đầu chọc đại hán nhìn chằm chằm Trương Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử thề, đây là lão tử gặp qua nhất kiêu ngạo khách sạn trước đài, không gì sánh nổi. Lầm bầm lầm bầm cái gì đâu, đến ngươi, làm không làm thủ tục, không làm cút đi, Trương Huyền tiếng quát truyền tới đầu chọc đại hán trong tai. Đầu chọc đại hán vội vàng gật đầu, làm làm làm. Lần này Ngân Châu Địa Cung sinh biến, có người đang âm thầm quạt gió thêm củi, dẫn tới có quá nhiều thế lực đều sôi nổi tiến đến, nhân viên có thể nói là rồng rắn hỗn tạp. Trương huyền từ sắc trời mới vừa hắc, mãi cho đến nửa đêm tam điểm, mới miễn cưỡng cấp trước kia đã đến một nhóm người đem vào ở xử lý xong, mặt sau còn sẽ lục tục tới thượng một ít người, nhưng trường hợp đã không có như vậy hỗn loạn. Trương huyền cơ hồ mỗi cấp một người xử lý vào ở, đều sẽ lấy ra cửu cục thân phận tới kích thích một chút đối phương, đồng thời quan sát đối phương phản ứng. Những người này, ở mấy ngày kế tiếp, đều sẽ bị quang minh đảo chuyên môn tình báo đoàn đội nhìn chằm chằm, biến thành đại số liệu sau bỏ vào quang minh đảo tình báo kho, này đó là một cái thế lực dần dần lớn mạnh quá trình. Trương Huyền vẫn luôn bận việc đến buổi sáng 7 giờ, sắc trời đã tỏa sáng, nhìn thấy bạch bào khách mang theo một cái mười mấy người đoàn đội, từ khách sạn đại môn chỗ đi đến. Bạch bào khách tiến khách sạn đại môn, liền thấy được đứng ở trước đài Trương Huyền, bước nhanh đã đi tới. U, tới sớm như vậy a. À? trương huyền ngáp một cái các người đi làm thời gian không nên là sáng đi chiều về sao bạch bào khách vẻ mặt chua sót, sư thúc không có biện pháp a à, phía trên hạ mệnh lệnh làm ta suốt đêm dẫn người chạy tới còn có mấy chục người đoàn đội ở trên đường đâu như vậy liều mạng làm gì các người mới cho phát bao nhiêu tiền tiền lương a à, mau đi lên ngủ một hồi đi trương huyền cười một bộ hảo tâm chàng bộ dáng bạch bào khách liên tục xua tay không 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 nghỉ ngơi liền không được phía trên chuyên môn công đạo làm chúng ta sớm một chút tới miễn cho sư thúc ngươi tự mình vì cửu cục sự làm lụng vất vả chờ chúng ta tới rồi về sau này liền không phiền toái sư thúc ngươi bạch bào khách lời này nói cũng coi như uyển chuyển bên trong ý tứ trương huyền cũng rất rõ ràng đơn giản chính là chính mình này một đêm lấy cửu cục thân phận chèn ép khắp nơi hành vi đã bị người bẩm báo cửu cục tổng bộ bái một mạt ủy khuất thần sắc từ trương huyền trên mặt thoát ra tới hợp lại ta vì các ngươi cử cục sự vội cả đêm, các ngươi còn cảm thấy ta làm sai. Bạch bào khách đầy mặt cười khổ, một bên là chính mình bán mạng địa phương, một bên là sư thúc của mình, thật là vì ai nói chuyện đều không dễ dàng a. À. Thôi thôi, Trương Huyền lắc đầu, đáng thương ta họ Trương, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú a. À, ai, ta trở về ngủ, nơi này giao cho các ngươi đi. Trương Huyền đánh ngáp, đi ra khách sạn, về nhà ngủ đi. Trương Huyền vừa ly khai, bạch bào khách liền huy xuống tay, an bài chính mình vừa mới mang đến cái kia đoàn đội tiếp nhận khách sạn công tác. Trương Huyền về đến nhà sau, Lâm Thanh Hạm cùng Milan vừa vặn ra cửa. Ba người đánh cái đối mặt, Trương Huyền liền vào nhà, một đầu tài đến trên giường, nhắm mắt liền ngủ. Chờ Trương Huyền trợn mắt khi, đã tới rồi buổi chiều 5 giờ. Nhìn mắt di động, một cái tin tức đều không có. Trương Huyền buồn bực ngồi dậy, lẩm bẩm loại này một giấc ngủ đến buổi chiều không có một cái tin tức cảm giác thật đúng là cô độc a à. rời giường rửa mặt trương huyền cấp lâm thanh hàm gọi điện thoại nói cho nàng chính mình buổi tối sẽ không ở nhà ăn cơm sau liền thẳng đến tân khải khách sạn mà đi hôm nay tân khải khách sạn tuyệt đối xưng được với là thần ma loạn vũ khắp nơi che giấu thế lực người đều ở nơi này những người này thực lực cũng là có cao có thấp thấp liền giống như tô thị kia hai nữ tính mới sở đến ngự khí ngạch cửa mà cao, Trương Huyền suy đoán, lần này địa cung sự tình nháo đến toàn thế giới biết rõ, sợ so tới người chung, tuyệt đối là có giáo chủ cấp bậc chiến lược tồn tại. Chờ Trương Huyền đi vào tân khải khách sạn thời điểm, phát hiện từ khách sạn môn nghênh, mãi cho đến khách sạn đầu bếp, tất cả đều đổi thành cửu cục người. Trương Huyền cũng lý giải, này đó các nơi đã đến đầu châu mặt ngựa, cửu cục khẳng định là siêu cấp coi trọng, nếu không một khi khiêu khích sự tới, kia phiền toái có thể to lắm. Ngày hôm qua xử lý vào ở đầu chọc trắng hán, ở trải qua hôm nay một ngày phát hiện, cửu cục thái độ giống như cũng đều không phải là như vậy cường ngạnh, cũng đều rất khách khí. Hắn mở ra cửa phòng, muốn đi ăn cái bữa tối, vừa vặn nhìn đến tối hôm qua cho chính mình xử lý vào ở tuổi trẻ nam nhân đứng ở nơi đó. Đúng lúc khi, đầu chọc trắng hán đối diện cửa phòng mở ra, bên trong người nhìn đến Trương Huyền, trực tiếp phân phó nói, Ngươi, đi cho ta đưa hai phân bữa tối lại đây. Trương Huyền hướng cửa phòng nội liếc mắt một cái, lăn. Đầu chọc tráng hán đứng ở đối diện, nhìn sừng sốt, hợp lại toàn bộ cửu cục, liền tiểu tử này nhất kiêu ngạo a. chương 1129 thiếu lấy cửu cục nói sự. Ở tại đầu chọc đại hán đối diện phòng người, bị Trương Huyền này một câu lăn nói sừng sốt, hắn vừa lúc là đến từ một cái không kém gì cửu cục thế lực. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đây là một cái hơn 30 tuổi nam tính, ăn mặc một kiện màu đen áo gió, lưu trữ dâu quai nón. Trương Huyền bĩu môi, lỗ tai không hảo xử còn tới thăm địa cung, đầu óc có bệnh. Lạc má nam nhân sắc mặt giận dữ, các người cửu cục làm việc, cứ như vậy. Đúng vậy, Trương Huyền vẻ mặt đương nhiên, chúng ta cửu cục làm việc, chính là như vậy, vẫn là câu nói kia, khó chịu liền tới làm ta. Trương Huyền kiêu ngạo bộ dáng, khí lạc má nam nhân cả người phát run, nhưng ở cửu cục địa bàn, hắn vẫn là đem trong lòng tức giận mạnh mẽ ngăn chặn, tay vung, Tướng môn thật mạnh đóng lại, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Trương Huyền trợn trắng mắt, ánh mắt đảo qua, nhìn đến mới vừa đi ra cửa đầu chọc trắng hán. Trương Huyền nghiêng đầu nhìn đầu chọc trắng hán, như thế nào, người có tưởng nói. Đầu chọc trắng hán thực quang côn đầu một thấp, cùng không nhìn thấy Trương Huyền giống nhau, đi nhanh chiều nơi khác đi đến. Nhìn lạc má nam nhân đóng lại cửa phòng cùng bước nhanh rời đi đầu chọc trắng hán, Trương Huyền ánh mắt lộ ra một trận suy tư, trong miệng lẩm bẩm nhìn dáng vẻ, cử cục ở các đại che giấu thế lực giữa, cũng chạm có pha cao vị trí, bất quá những người này nếu giận mà không dám nói gì, nhưng còn ở biết rõ sẽ chọc đến cử cục bất mãn dưới tình huống tụ tập Ngân Châu, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Trương Huyền ở trong lòng suy tư. Thực mau, Trương Huyền được đến một đáp án. Có một cái không kém gì cửu cục thế lực lại cấp những người này chống lưng. Làm cho bọn họ không dám ở cử cục địa bàn làm càn, nhưng cũng sẽ không sợ hãi cử cục về sau trả thù. Rốt cuộc là ai lại cho bọn hắn chống lưng đâu? Thần ẩn hội cùng thị tộc không có khả năng, phản tổ minh, hoặc là thần thánh thiên quốc, vẫn là có khác siêu cấp che giấu thế lực. Trương Huyền cho rằng chính mình cuối cùng một cái suy đoán khả năng tính ít nhất. Tứ đại thế lực cách cục đã ngàn năm chưa biến, nếu xuất hiện khác siêu cấp che giấu thế lực, thần ẩn hội khẳng định sẽ không một chút tin tức đều không có. Trương Huyền sờ sờ mũi, cửu cục thân phận thật đúng là dùng tốt, lại quan sát quan sát. Ngân Châu Lục Hà khách sạn. Lâm Thanh Hạc, Milan Lan, cùng với hai gã tô thị người tới, đang ngồi ở đại sảnh một chương ghế giải thượng. Từ Lục Hà khách sạn khai trương ngày đó, đầu bếp tập thể từ chức, Trương Huyền đem nguyên bản thuộc về tân khải đầu bếp điều lại đây sau, Lục Hà khách sạn liền hoàn toàn biến thành Ngân Châu Mỹ thực cọc tiêu. Khách sạn tuy rằng giá cả sang quý, nhưng mỗi ngày như cũng là kín người hết chỗ. Không riêng có bổn thị người, thậm chí có rất nhiều nơi khác người, đều vì ăn một lần lục hà đồ ăn, chuyên môn đánh xe đuổi lại đây. Vì ăn một đạo đồ ăn, đi một cái thành thị, lục hà khách sạn, đã cụ bị Michelin tam tinh nhân khí. Tô thị tới này hai nữ nhân, một cái tuổi ở 26, một cái tuổi ở 24, tuổi đại chút, tên là Tô Thục, tuổi điểm nhỏ, tên là Tô Tư, hai người tính cách, cũng cùng tên không sai biệt lắm. Tô Thục trên người càng có chứa một loại tiểu thư khuê các điển nhã khí chất, mà Tô Tư còn lại là tiểu gia bích ngọc, có vẻ linh động vài phần. Tô Thục bưng lên trước mặt chén trà, lấy một cái tiêu chuẩn kính trà tư thế đối hướng Lâm Thanh Hạm, tiểu. Tỷ, lần này Ngân Châu hành trình, đa tạ chiếu cố. Nói cái gì đâu, Lâm Thanh Hạm không thèm để ý vẫy vẫy tay, đều là người trong nhà, không có gì nhưng khách khí. Tô Thục trước đem ly chung nước trà uống tịnh theo sau mở miệng, chỉ là tiểu. Tỷ, còn có một chuyện, muốn phiền toái ngươi. Ngươi nói, Tô Thục nhìn nhìn bên cạnh Tô Tư, theo sau khó xử nói, có thể hay không làm cô ra, cho chúng ta một lần nữa an bài một phòng. Một lần nữa an bài, Lâm Thanh hạ mặt lộ vẻ nghi hoặc là hiện tại trụ không hài lòng sao? Không không không, Tô Thục liên tục xua tay, chính là bởi vì hiện tại trụ thật tốt quá, tiểu. Tỷ, người cũng biết, chúng ta Tô Thị, tuy rằng thuộc về thị tộc, nhưng cũng chỉ là đặt chân môn hộ tri tộc, thực lực không thể so với kia chút cường đại thị tộc, thậm chí so với khác che giấu thế lực tới nói, đều phải kém hơn rất nhiều, lần này Ngân Châu tụ tập quá nhiều thế lực, không sợ tiểu. Tỷ ngươi chê cười, ta cùng tiểu tư thực lực, là bên trong kém cỏi nhất, nhưng cô ra cho chúng ta an bài phòng, lại là tốt nhất, đối đôi ta mà nói, này có chút không quá thích hợp. Tô tư ngồi ở một bên, cũng gật gật đầu, nói thật, ngày hôm qua cả đêm, nàng cũng chưa ngủ ngon, sợ phát sinh cái gì biến cố. Lâm Thanh Hạm nghe được hai người nói chính là về chuyện này, cười đáp, Trương Huyền hắn chỉ sợ cũng không suy xét nhiều như vậy, như vậy đi, ta từ từ cho hắn nói một chút, xem hắn như thế nào an bài. Đa tạ tiểu, tỷ, tô thuộc hướng Lâm Thanh Hạm ôm quyền. Lúc này, đồ ăn cũng thượng bàn, Lâm Thanh Hạm làm cái thỉnh thủ thế, bốn người liền bắt đầu hưởng dụng trên bàn mỹ thực. Này đó đỉnh cấp đầu bếp làm được đồ vật, tuy là Milan cái này đã từng hoàng thất ngự dụng đầu bếp, ăn đều là khen không dứt miệng. đang lúc bốn người một bên ăn cơm, một bên vui vẻ trò chuyện một ít nữ tính để tài khi, một bên một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến. u, này không phải kia hai vị đại nhân vật sao? một bên, một nam một nữ hai gã phương tây gương mặt người trẻ tuổi đi tới, này hai người ăn mặc đều có chút phù hoa, toàn thân tràn ngập một cổ băng phong. nam tính ăn mặc áo khoác da, áo khoác trên vai còn mang theo một chỉnh bài gai nhọn. Nữ tính còn lại là biên một đầu tế biệt, nhìn về phía lâm thanh hạm bốn người thời điểm, không tự giác liếm liếm môi, có thể nhìn đến đầu lưới thượng lưỡi đinh. Tô thục cùng tô tư nhìn đến này hai người, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nàng hai còn nhớ rõ, ngày hôm qua chính mình hai người vào ở đến khách sạn tổng thống phòng xếp thời điểm, này một nam một nữ ánh mắt liền cùng rắn độc giống nhau đi theo chính mình. Lâm thanh hạm nhìn mắt hai người, nàng có thể nào nhìn không ra này hai người rõ ràng là tới tìm cha. Hai vị đại nhân vật, như thế nào chạy ra ăn cơm? Các người chủ địa phương, không nên hưởng thụ chính là tốt nhất sao? Pang Nam đánh giá Lâm Thanh Hạm bốn người, này bốn gã phong cách các không giống nhau phương đông mỹ nữ, làm hắn cảm xúc có chút minh mông. Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói, hai vị, chúng ta cũng không nhận thức, thỉnh các ngươi tránh ra. Mỹ nữ, ngươi giống như không làm rõ ràng trạng huống a. Pang Nam nhìn Lâm Thanh Hạm, nơi này, chúng ta muốn làm cái gì liền làm cái gì huống hồ, ta cùng với hai vị này đại nhân vật nói chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi tưởng cho các nàng xuất đầu sao, ân. Tô Thục đứng dậy, hai vị, nếu có cái gì vấn đề, các người đại nhưng hướng cửu cục đưa ra. Tô Thục mang sang cửu cục, muốn cho hai người ném chuột sợ vỡ đồ. Hai người đồng thời lộ ra khinh thường thần sắc, băng nữ hử lạnh một tiếng, há mồm cửu cục, ngậm miệng cửu cục, các người thật đúng là cho rằng, chúng ta sẽ sợ kia cái gọi là cửu cục không thành, Lâm Thanh Hàm hít sâu một hơi, hai vị, tại đây tát pháo không có gì ý tứ, nói một chút đi, các người mục đích là cái gì, chẳng lẽ chính là tưởng ở chúng ta trước mặt diễu võ dương oai một chút. Hai người nghe được Lâm Thanh Hạm nói, sắc mặt giận dữ, đích xác như Lâm Thanh Hàm theo như lời như vậy, hai người bọn họ, chính là muốn tới diễu võ dương oai một chút, chèn ép chèn ép này hai cái ở tại cao cấp nhất phòng xếp đại nhân vật, nhưng việc này bị người như vậy đặt ở bên ngoài thượng, nói ra, kia đã có thể khó coi ba 1130 người không nên dây vào lão bà của ta. Băng nam nữ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm lâm thanh hạc, người đây là tính toán muốn tự tìm phiền toái. Tô Thục mở miệng, hai vị, ta tưởng, cửu cục hẳn là từng có quy củ, các ngươi không được ở người thường trước mặt động thủ đi, nhìn xem này chung quanh, chẳng lẽ hai vị tưởng tại đây hỏng rồi cửu cục quy củ. Thiếu cho ta đề cửu cục, băng nam vung tay lên, các người đem cửu cục đương hồi sự, ta đảo muốn nhìn, Hôm nay ta làm thịt các ngươi mấy cái, hắn cửu cục còn có thể đem ta thế nào không thành? Tô Thục cùng Tô Tư hai người đồng thời sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng hai rõ ràng cảm nhận được này trước mặt một nam một nữ trên người tản mát ra sát khí. Lâm Thanh hạm hừ lạnh một tiếng, như là lầm bầm lầu bầu mở miệng nói: các người còn tiếp tục cất giấu. Nếu hôm nay việc này nháo lớn, các người có thể hay không hướng về phía trước mặt báo cáo kết quả công tác ta không dám khẳng định nhưng ta lão công nơi đó, các ngươi khẳng định không báo cáo kết quả công việc được. Ha ha, một đạo tiếng cười to vang lên, liền ở lâm thanh hạm các nàng cách vách trên một cái bàn, đứng lên một người hơn 40 tuổi nam nhân, này nam nhân Tây Trang giải ra, như là thương vụ nhân sĩ. Nam nhân đứng dậy sau, đầu tiên là hướng lâm thanh hạm làm một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi, theo sau mở miệng, lâm cô nương không hổ là làm bạn ở quân vương bên người nữ nhân, này phân gặp biến bất kinh nhưng thật ra làm ta bội phục khẩn a à. nam nhân nói xong sau lại nhìn về phía băng nam nữ hai vị tự giới thiệu một chút tại hạ cửu cục đệ tứ trưởng kiếm sử khoác thanh trưởng kiếm sử nghe được nam nhân danh hào băng nam nữ đồng thời thân thể chấn động trưởng kiếm sử kia chính là cửu cục trung kiên lực lược trưởng kiếm sử ít nhất đều có được ngưng khí cảnh thực lực cũng không phải là hai người bọn họ có thể chống lại Hoàng nam nữ liếc nhau sau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt lưu ý, bọn họ thực sự không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng còn có một cái trưởng kiếm sử tồn tại. Hoác thanh hơi hơi mỉm cười, hai vị, nếu là tới dùng cơm, ta tưởng các người hẳn là tuân thủ quy củ tới cửa xếp hàng, nếu không phải tới dùng cơm, các ngươi nên trở lại thuộc về các người địa phương đi. Hoàng nam chừng mắt nhìn lâm thanh hạm liếc mắt một cái sau, vung tay lên, chúng ta đi. Thanh lạc, hai người trốn giường như rời đi lục hà khách sạn hoắc thanh hướng lâm thanh hạm cười cười sau lại lần nữa ngồi xuống một bên tô thục cùng tô tư hai người xem chừng lớn đôi mắt nàng hai thân là thị tộc thành viên có thể nào không rõ không chế xử đại biểu cho cái gì nhưng nàng hai không nghĩ tới chính là cử cục thế nhưng an bài một người khống chế xử bảo hộ tiểu tỷ hơn nữa nghe tiểu tỷ ý tứ trong lời nói việc này còn cùng cô gia có quan hệ Tô Thục cùng Tô Tư tuy rằng biết Trương Huyền thực lực cường hãn, lúc ấy ở Trúc Thị, Trương Huyền một người, dùng cường thế, sự tiêu Trúc Hai Thị nhận chủ, nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể hiệu lệnh cử cục A. Ở Tô Thục cùng Tô Tư hai người trong lòng, cái này cô ra, lại biệt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Tân Khải khách sạn ngoài cửa, băng nam nữ đi đến khách sạn trước cửa, vừa muốn vào cửa, liền bị một bàn tay ngăn lại. Vừa mới mới phát sinh chuyện đó, làm băng nam nữ trong lòng vốn là bất mãn, tràn ngập tức giận, hiện tại nhìn đến chính mình bị người sở cản, tức khắc tức giận mọc lan tràn, chừng mắt nhìn về phía ngăn ở trước mặt người. Là ngươi, băng nam nhìn chằm chằm trước mặt người, đúng là Trương Huyền. Ngày hôm qua Trương Huyền thái độ, kỳ thật cũng làm hai người bọn họ rất bất mãn. Như thế nào, chúng ta hiện tại tiến khách sạn, các người cử cục người cũng muốn ngăn cản. Lưỡi đinh nữ bất mãn nói. Trương Huyền đánh giá hai người liếc mắt một cái, theo sau mở miệng nghe nói các ngươi hai cái phi chủ lưu vừa mới đi ra ngoài gây chuyện. Băng Nam nữ nghe không hiểu Trương Huyền trong miệng phi chủ lưu là có ý tứ gì, nhưng cũng biết Trương Huyền là ở chất vấn hai người bọn họ. Băng Nam hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi có quan hệ sao? Các ngươi cử cục trưởng kiếm sử cũng chưa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi loại này nhân vật tới chất vấn? Trương Huyền cười cười, các ngươi chọc tới, là lão bà của ta. Trương Huyền giọng nói rơi xuống nháy mắt, đôi tay đều xuất hiện, phân biệt chiều trước mặt nam nữ chộp tới. Này một nam một nữ thấy Trương Huyền cũng dám một chút đối chính mình hai người động thủ. Tiểu tử, người tìm. Băng nam trong miệng cái kia chết tự còn không có phun ra, đã bị Trương Huyền tạp trụ yết hầu. Tại đây đồng thời, lưới đình nữ cũng bị Trương Huyền bắt lấy cổ, hô hấp khó khăn. Hai người ánh mắt tại đây một khắc trở nên kinh sợ, hai người bọn họ đều là hóa hình hậu kỳ cường giả, lại ở một cái đối mặt đã bị người chế phục, khó trách tiểu tử này tối hôm qua dám như vậy kiêu ngạo, thực lực của hắn đã đạt tới cửu cục trưởng kiếm sử cấp bậc. Tạp trụ hai người yết hầu trương huyền, thần sắc hờ hững, biết sao, kỳ thật ta đặc biệt phản cảm các ngươi này nhóm người gom lại ngân châu, đây là sinh hoạt địa phương, không phải các người diễu võ dương oai địa phương, nhớ kỹ, muốn các người mệnh nguyên nhân, chỉ có một, các ngươi không nên trêu chọc lão bà của ta. Trương huyền dứt lời, bàn tay dùng sức, theo sau vung, băng nam nữ, giống như cắt đứt quan hệ dối gỗ giống nhau, sụi lơ đến trên mặt đất. Phát sinh ở khách sạn cửa một màn này, nói ra thì rất dài, kỳ thật cực kỳ nhanh chóng, không ai nhìn đến. Đường có người tới tân khải khách sạn cửa thời điểm, một chút liền nhìn đến đã mất đi sinh cơ hai cổ thi thể. Lần này, thế giới các quốc gia che giấu thực lực tề tụ Ngân Châu, tuy rằng mặt ngoài nhìn như hài hòa, nhưng ai đều minh bạch, nói sau lưng khởi vân dũng, Tuyệt đối sẽ có người chết sự tình phát sinh, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến việc này phát sinh lại là như vậy mau. Bọn họ cho tới hôm nay, thậm chí đều còn không có bắt đầu thăm dò địa cung. Trong lúc nhất thời, vô số thuộc về các thế lực lớn mạng lưới tình báo bắt đầu vận chuyển lên. Này đó thế lực nội tình sâu đậm, thực mau một cái thống nhất tin tức chuyển tới các thế lực lớn trong tai. Bọn họ được đến tin tức là này băng nam nữ hôm nay chỉ trêu chọc quá một người, Ngân Châu Lâm Thị tổng tài Lâm Thanh Hạ chỉ vì trêu chọc Lâm Thanh Hạm, liền ở nửa giờ nội bỏ mình, thả ở Lâm Thanh Hạm bên người, còn có một người cử cục trưởng kiếm sự âm thầm bảo hộ, này Lâm Thanh Hạm, không động đậy đến. Ở các loại tình báo truyền tới các thế lực lớn trong tai đồng thời, Trương Huyền cũng được đến cùng loại tình báo. Ngồi ở Tân Khải khách sạn đại sảnh Trương Huyền, nhìn này tin tức, hơi hơi mỉm cười, hắn muốn chính là loại này hiệu quả. Ở Ngân Châu thế cục dung chuyển dưới tình huống, trước A Lui một đám bọn đạo trích, để tránh Lâm Thanh Hạm đã chịu liên lụy. Hơn 9 giờ tối thời điểm, Tô Thục hai chị em trở lại khách sạn, nàng hai phát hiện, khách sạn những người đó xem chính mình hai người thần sắc, đều bất đồng, đã không có phía trước cái loại này coi khinh, ngược lại còn mang theo vài phần kiêng kỵ. Về kia băng nam nữ chết tin tức, Tô Thị Mạng lưới tình báo cũng chia nàng hai, nàng hai minh bạch, những người này trong mắt kiêng kỵ, liền cùng kia sự kiện có quan hệ. Xuất hiện băng nam nữ bỏ mình sự, cửu cục cũng đã chịu khắp nơi tạo áp lực, cơ hồ có 90% thế lực, yêu cầu mở ra địa cung, cộng đồng thăm dò, thậm chí có người cố ý thả ra tin tức, nói cửu cục là mượn cơ hội này diệt trừ dị kỳ. Tại đây loại cưỡng bách dưới áp lực, cửu cục cũng không có cách nào, buổi tối 10 giờ tuyên bố tin tức, đem ở 1 giờ sau mở ra địa cung, đến lúc đó, sở hữu thế lực, cộng đồng đi trước địa cung. Trường 1131 khí binh chia lìa Ban đêm 11 giờ Trương Huyền ngồi ở Tân Khải khách sạn đại sảnh, nhìn đến thượng trăm đạo thân ảnh ở khách sạn đại sảnh trước cửa tập hợp, theo sau ở cửu cục dẫn dắt hạ, cộng đồng đi trước địa cung nhập khẩu. Trương Huyền nhìn nhóm người này người hứng thú bừng bừng bộ dáng, trong lòng lại là có một loại mạc danh hưng phấn, ngay cả Trương Huyền chính mình cũng không biết này hưng phấn cảm xúc từ đâu mà đến. Loại cảm giác này làm Trương Huyền thần hoàng. Ở kia địa cung bên trong, tuyệt đối có thứ gì ở ảnh hưởng chính mình, rốt cuộc là cái gì? loại này mặc danh hưng phấn, loại này thần hoảng, làm Trương Huyền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn kia một đám thế lực đi trước địa cung, Trương Huyền hít sâu một hơi, đi ra khách sạn, đi vào bãi đỗ xe. Mở cửa xe, lên xe, thẳng đến vương lăng mà đi. Đêm nay, cần thiết muốn làm rõ ràng, địa cung phía dưới, rốt cuộc là cái gì? Một mảnh hoang vắng vương lăng, một vòng trăng tròn treo ở không trung, chim bay không rơi, không có một ngọn cỏ, tuyệt đối hoang vắng. Một cái nhà tranh liền ở vương lăng cách đó không xa, nhà cỏ chung quanh hàng rào, cùng hiện tại thành thị tường cao thiết phách tường so sánh với, giống như là cái vui đùa. Loại này hàng rào, không thể dùng cho thật sự phòng người, chỉ là dùng để cảnh giới, một tấc hàng rào, một tấc phạm vi, thủ quy củ, này đó là tháp sắt tường cao, không tuân thủ quy củ, hàng rào liền thùng rỗng kêu to, liền hài đồng đều phòng không được. Động cơ motor thành đánh vỡ vương lăng yên tĩnh, một chiếc đèn chiếu sáng sáng kia cô độc nhà tranh. Nhà cỏ trước, một phen thiết kiếm còn cắm trên mặt đất, từ trương huyền lần trước rời đi, đến bây giờ, không còn có động quá. Một đạo cầu lũ thân ảnh xốc lên nhà cỏ rèm cửa. Dương thủ mộ nhìn từ trên xe xuống dưới trương huyền, không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn phân nửa đêm tới tìm ta lão già này, không phải bởi vì tưởng ăn canh đi. Muốn nghe ngươi nói một chút chuyện xưa, Trương Huyền khóa lại cửa xe, liền theo vào chính mình ra môn giống nhau, thuần thục đẩy ra rào che viện môn, kỳ thật có cái vấn đề, ta vẫn luôn đều ở tò mò. Dương thủ mộ đứng ở nhà cỏ trước, làm cái thỉnh thủ thế. Trương huyền ngồi ở rào tre trong viện ghế đá thượng không chung ánh trăng đánh hạ, chiếu vào trên bàn đá phương. Dương thủ mộ nhìn Trương huyền, thở dài, lần trước gặp ngươi, ngươi còn không hiểu ngự khí, hiện giờ, đã có này phân thực lực, không hổ là hắn lựa chọn người. Nga, Trương Huyền tò mò một tiếng, người cũng nhận thức hắn. Dương thủ mộ tự diễu cười. Không quen biết, nhưng chúng ta người, có ai không biết hắn đâu. Năm đó, tính, không đề cập tới năm đó, hiện giờ, hắn đã không ở, sở tranh cũng bị vây ở kia côn luân động băng giữa. Năm đó người, chết chết, tàn tàn, không mấy cái còn có thể đứng ra lạc, đáng thương khi đó ta, chỉ có thể tính làm một cái hậu bối, vô pháp chính mắt chứng kiến bọn họ phong thái. Dương thủ mộ lại lắc lắc đầu, thổn thức không thôi. Trương Huyền nhìn Dương Thủ Mộ, năm đó phát sinh sự, người cũng không biết sao. Không biết, Dương Thủ Mộ lắc đầu, ta tuổi tác bất quá 77, bọn họ tiếu ngạo thiên địa là lúc, ta còn không có sinh ra đâu, chờ ta sinh ra, trời đất này đã ở biến, khí cũng không tồn. Vì cái gì muốn đem khí che giấu, Trương Huyền hỏi ra cho tới nay nghi hoặc, trong thiên hạ, luyện khí người, hẳn là không dưới 10 vạn đi. 10 vạn, Dương thủ mộ cười cười, nếu nói mấy trăm năm trước, trong thiên hạ, người nào không luyện khí. Nhưng hiện tại, luyện khí nhân số, 10 vạn, người cảm thấy cỡ nào. Trương Huyền nhìn chằm chằm Dương thủ mộ, không nói gì, chờ Dương thủ mộ giải thích. Thôi, Dương thủ mộ thở dài một tiếng, lúc ấy, ta khuyên ngươi không cần tiếp xúc khí, là không nghĩ ngươi cuốn vào cái này lốc xoáy giữa, ngự khí giả không được đối người thường động thủ, ngự khí dưới, toàn vì phàm tục, ngươi không ngự khí, liền tính an toàn, nhưng cố tình, người hiện tại đã đạt tới ngưng khí cảnh, cái này lốc xoáy, người là đi không ra đi a à, có một số việc, cũng nên làm người đã biết. Cái gì lốc xoáy, sẽ liên lụy đến ta, Trương Huyền hỏi lại. Dương thủ mộ đứng dậy, nhìn thoáng qua rào che viện ngoài kia đem cắm trên mặt đất lợi kiếm, đôi tay lưng đeo phía sau, đây cũng là vì sao phải che giấu khí nguyên nhân, người nhưng nghe nói qua, tổ binh. Trương Huyền gật đầu, hiện tại, đô thành tam đại gia tộc, không phải có tổ binh tồn tại sao? Nói đúng ra, mỗi một cái có thể truyền thừa xuống dưới gia tộc đều có tổ binh tồn tại, cổ võ thế gia có thì tộc cũng có, ở rất nhiều năm trước, cổ võ cùng thị tộc bổn vì một nhà, sau lại, có truyền thừa tổ binh bị hủy, để lại khí, có truyền thừa bị cắt đứt khí mạch, lưu lại tổ binh, tại đây, hình thành thị tộc cùng cổ võ thế gia. Dương Thủ mộ ở trong viện dạo bước, lúc trước, có người cố tình đem tổ binh cùng khí tách ra, trong đó nguyên do, ta cũng không biết nhưng nghe đồn hắn mộ có khí cùng binh trùng hợp phương pháp ngươi nếu không ngự khí bằng vào ngươi lúc trước tại thế tục thực lực không ai có thể bước bách ngươi nhưng hiện giờ ngươi cuốn vào cái này lốc xoáy giữa có quá nhiều người nhìn chằm chằm trên người của ngươi cái kia bí mật a à. trương huyền mày nhăn lại ngươi nói lục lão nhân mộ có vài thứ kia dương thủ mộ lắc đầu này chỉ là nghe đồn nhưng gần chỉ là một cái nghe đồn cũng đủ thiên hạ đại loạn hiện giờ thì tộc còn không có xuất thế một khi thì tộc xuất thế, chỉ sợ sẽ có vô số đầu mâu chỉ hướng ngươi a, à, cho nên, ngươi lúc trước tìm khí thời điểm, ta mới cực lực khuyên can, đáng tiếc, ngươi cùng kia trúc nguyên cửu vẫn luôn đều muốn làm rõ ràng khí rốt cuộc là cái gì, nói đến cùng, việc này, ai cũng ngăn cản không được ngươi, cũng không ai có thể ngăn cản ngươi, ngươi có thể từ một cái thảo nhi trưởng thành đến thế tục vô địch, liền chứng minh, ngươi ở biến cường con đường này thượng, sẽ không dừng bước a, à, cho nên, đưa ngươi ngự khí sau, Áo Tang sẽ trước tiên tìm tới ngươi, đem cái gì cũng đều không hiểu ngươi thu vào thần ẩn hội giữa. Hắn sợ thì tộc xuất thế ngày đó, có dung chuyển phát sinh a, một cái thần ẩn hội thành viên thân phận, ít nhất có thể bảo ngươi nhất thời bình an. Trương Huyền thần sắc sừng sốt. Hắn vẫn luôn đều cảm thấy là có người chuyên môn muốn che giấu khí tồn tại, nhưng hiện tại mới hiểu được, căn bản là không ai đi che giấu này đó, hiểu người vẫn luôn đều hiểu, không hiểu người, thiên phú không đến, còn có thiếu bộ phận người đang ở đi trước này nói trên đường. Trương Huyền hít sâu một hơi, ta còn có một vấn đề, này Vương Lăng hạ truyền thừa, rốt cuộc là cái gì? Dương thủ mộ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Lăng phương hướng, ở trong mắt hắn, lộ ra một mặt hướng tới thần sắc, thuộc về Tây Hạ Vương Triều truyền thừa, nơi đó, có hoàn chỉnh khí cùng binh, đừng hỏi ta khí cùng binh kết hợp sẽ phát sinh cái gì, ta chưa thấy qua, cũng không từ hiểu biết. Trương Huyền mày lại lần nữa nhíu chặt, chỉ là như vậy. Trương Huyền vô pháp tiếp thu Dương Thủ Mộ như vậy giải thích, nếu chỉ là đơn thuần truyền thừa, như vậy chính mình vì cái gì sẽ có cái loại này hưng phấn cảm giác đâu. Dương Thủ Mộ gật đầu, chỉ là như vậy. Trương Huyền nhìn mắt rào che viện ngoại kia đem lợi kiếm, trong lòng một hoành, làm một cái quyết định, ta tưởng từ nơi này đi xuống vừa thấy. Dương Thủ Mộ làm một cái thỉnh thủ thế, chìa khóa liền ở kia, người muốn đi, tùy thời. Trương Huyền đứng dậy, hướng Dương Thủ Mộ ôm ôm quyền, theo sau đi ra rào che viện, nhắc tới cắm trên mặt đất lợi kiếm. Lợi kiếm vào tay, có một cổ lạnh lẽo cảm giác, này thượng mũi nhọn, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được. Trương 1132 Tây Hạ Lăng Trương Huyền rút kiếm, bước lên Vương Lăng. Vương Lăng vốn là một chỗ cảnh khu, dĩ vãng còn sẽ thường xuyên có người tiến đến quan sát, nhìn xem này cự nay 800 năm lăng mộ. Nhưng bởi vậy chỗ quá mức hoang vắng, to như vậy bình nguyên thượng bất quá mấy cái thổ bao cảnh tượng, dẫn tới này chỗ cảnh khu cũng dần dần xuống dốc. Trương Huyền không phải lần đầu tiên bước lên vương lăng thổ địa, nhưng lúc này đây, cho hắn cảm giác, cùng dĩ vãng so, đều không giống nhau. Đường Trương Huyền bước lên này phiến vương lăng nháy mắt, hắn có một loại cảm giác, phảng phất này chim bay không rơi, tắc đất không sinh nơi, đột nhiên tỏa sáng một loại khác thường sinh cơ. Lý thủ mộ thanh âm xa xa truyền đến, ngầm lăng mộ nhập khẩu, liền ở kia đập vào mắt có thể với tới chỗ. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía này bình nguyên thượng chín lăng mộ giữa, lớn nhất cái kia. Nhìn Trương Huyền thân ảnh dần dần biến mất ở bóng đêm giữa, Lý Thủ mộ lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, khí cùng binh hợp, người cùng thiên đầu a. Dương Thủ mộ thở dài, đi vào chính mình nhà tranh chung. Trương Huyền cầm trong tay lợi kiếm, ở lớn nhất lăng mộ trước bồi hồi, này lăng mộ bốn phía phong kín, tìm không thấy nhập khẩu. Này phiến vương lăng, bị rất nhiều dân bản xứ coi như một mảnh nguyền rủa nơi, có người nói, là bởi vì hạ nguyền rủa mới là này vương lăng không có một ngọn cỏ, chim bay không rơi nguyên nhân. Vương lăng tuy là cảnh điểm, nhưng buổi chiều 5 giờ, Thái Dương vừa muốn lạc sơn, nơi này nhân viên công tác, liền sẽ toàn bộ rời đi. Đã từng có một cái đến từ Đô Thành tham quan giả, ở đêm đen phong cao khi, lưu tiến vương lăng, bỏ đến kia lăng mộ đỉnh, làm này đồng bạn cấp này chụp ảnh ghi hình, cuối cùng, từ này đồng bạn ghi hình chung, nhìn đến quỷ dị một màn. Đương tên này tham quan giả bò đến lăng mộ đỉnh thời điểm, đột nhiên đã không có động tác, cũng không có thanh âm, ngay sau đó, cả người liền giống như ngã lộn nhào giống nhau, từ lăng mộ đỉnh ngã xuống, ở rất xuống trong quá trình, không có phát ra một chút thanh âm, thậm chí đem ghi hình phóng đại xem, sẽ phát hiện người này ở tài rơi xuống đất mặt khi, biểu tình đều là phi thường bình đảm, thả ở rơi xuống đất trong nháy mắt, đương trường bỏ mình. Ai cũng không biết tên này tham quan giả gặp cái gì, dân bản xứ nói, hắn là bị nguyền rủa quấn thân. Dù sao từ kia lúc sau, không có người bình thường sẽ ở đêm khuya quang lâm này phiến lăng mộ, tới, cũng đều không phải người bình thường. Hè oi bức Tây Bắc, vốn là tràn ngập thần bí sắc thái, đây là biên cương nơi. Trương Huyền cầm kiếm, tìm hồi lâu, cuối cùng với lăng mộ thượng, nhìn đến một chỗ hồng, đương hắn cầm kiếm đến gần khi, rất nhỏ cảm giác được, kia chỗ hổng đối trong tay hắn lợi kiếm phát ra một cổ hấp lực. Từ tính, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, thuận thế đem trong tay lợi kiếm cắm vào kia chỗ hổng giữa. Đương Trương Huyền đem kiếm cắm vào chỗ hổng nháy mắt, hắn lại lần nữa cảm nhận được chỗ hổng bên trong truyền đến cường đại hấp lực, hơi chút suy xét một chút, buông ra chuôi kiếm, chính đem lợi kiếm, toàn bộ bị hút vào chỗ hổng giữa, Trương Huyền trước mặt lăng mộ thường, cũng đột nhiên mở ra một cái nửa người cao chỗ hổng. Cơ quan, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nếu dựa theo lịch sử tới xem, này lăng mộ cửa này có hơn 800 năm lịch sử, ở một cái lăng mộ thượng làm ra như vậy cơ quan đến không phải không có khả năng, nhưng này 800 năm qua, cơ quan không tổn hại, thả không bị ngoại giới phát hiện, là thật không bình thường. Trương Huyền khom lưng, đi vào lăng mộ giữa, đây là huyệt mộ bên trong, căn cứ bên trong bị đè nén không khí hoàn cảnh, Trương Huyền rõ ràng, nơi này tuyệt đối là một cái phong kín không gian một cái đen nhánh chật trội xuống phía dưới thông đạo xuất hiện ở Trương Huyền trước mắt, Trương Huyền không có do dự, theo này thông đạo, vẫn luôn đi rồi đi xuống. Này thông đạo là sườn dốc chạc, nhưng góc trách độ cũng không sẽ làm người vô pháp khống chế tự thân, đi rồi mấy chục giây, có một loại choáng váng cảm truyền đến, làm Trương Huyền ý thức được, hắn hiện tại sở đi này sườn dốc thông đạo, là xoắn ốc chạc. 800 năm trước lăng mộ, xoắn ốc chạc xuống phía dưới thông đạo, hơn nữa hiển nhiên, này thông đạo, là bị người chuyên môn trải chăn quá. Này tuyệt đối không có khả năng có 800 năm lịch sử. Trương huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chưa từng có nhiều tự hỏi, bởi vì hắn tin tưởng, mấy thứ này, thực mau sẽ có đáp án. Trương huyền liền dọc theo này xoắn ốc thông đạo, một đường xuống phía dưới, hắn tính toán, chính mình cộng đi rồi 1726 bước. đương đệ nhất 1728 bước bước ra thời điểm, mặt đất đã san bằng, mà ở trương huyền trước mặt, là một phiến thật lớn cửa đá. Cửa đá cao 5 mét, khoan 3 mét, chỉ là nhìn, liền cho người ta một loại dày nặng vô pháp lay động cảm giác. Ở cửa đá trước trên mặt đất, Trương Huyền thấy được một phen lợi kiếm, đúng là vừa mới ở lăng mộ ngoại bị hít vào chỗ hồng trung kia một phen. Lợi kiếm vị trí trên mặt đất, lại một đạo rõ ràng hoa ngân, hiển nhiên là mới vừa xuất hiện, căn cứ này hoa ngân có thể phân tích ra, này lợi kiếm, là từ trên cao rơi xuống. Trương Huyền ngẩng đầu, một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy cuối. Đường Trương Huyền lấy ra di động, mở ra đèn pin sau, ở hắn phía trên, hắc ám phảng phất có thể đem ánh sáng cắn nuốt. Trương Huyền biết, đây là phía trên quá cao, di động đèn pin chiếu sáng khoảng cách không đạt được như vậy xa. Trương Huyền dùng ánh đèn đảo qua, thấy được trước mặt cửa đá phía trên ba cái chữ to. Tây Hạ Lăng, này ba chữ, niên đại xa xăm, chữ viết đều có chút mơ hồ, thả này dùng lưu, cùng phía dưới cửa đá, Hoàn toàn tương đồng. Trương huyền thân thể chấn động. Chẳng lẽ, đây mới là, chân chính, vương lăng. Mặt trên những cái đó, bất quá là giấu người tai mắt. Giờ này khắc này, thân ở vương lăng biên nhà tranh trung dương thủ mộ, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lấy ra một cây bút lông, một trương giấy bản, ma hảo nghiên. Hiện giờ, Tây Hạ lăng đã khai, truyền thừa sắp hiện thế, ta thủ mộ 68 năm, Tây Hạ hậu nhân, cũng nên đã trở lại, nhớ trước đây. Tây Hạ hậu nhân kiểu gì phồn thịnh, tu sửa này mặt ngoài lăng mộ, nhưng hôm nay, Tây Hạ một mạch, chỉ còn tiểu chủ nhân một người, nếu tiểu chủ nhân có thể chịu Tây Hạ truyền thừa, ta này chết cũng coi như có thể nhắm mắt a. À. Dương thủ mộ đề bút, bắt đầu với trên giấy viết. Ngầm lăng mộ trước, Trương Huyền hít sâu một hơi, theo sau đôi tay phóng với cửa đá thược, phát lực. Dây nặng cửa đá hiểu rõ tấn trọng, thả mấy trăm năm không có động quá cửa đá đã dần dần cùng chung quanh vách đá liền vì nhất thể, tuy là Trương Huyền cũng ngự động cả người khí lực mới chậm rãi đem này cửa đá thúc đẩy. Vô số mảnh vụn từ Trương Huyền trên đỉnh đầu nện xuống, đương cửa đá bị đẩy ra một cái chỉ có một cm khe hở khi, cuồng bạo linh khí từ khe hở nội trào ra, nháy mắt liền lấp đầy Trương Huyền hiện tại vị trí địa phương. Hảo cuồng bạo linh khí Trương Huyền trong lòng kinh hãi, nơi này linh khí Sao thị nội địa cung nhập khẩu linh khí muốn cuồng bạo quá nhiều. Trương Huyền không biết chính là, này đó linh khí sở dĩ như thế cuồng bạo, chỉ là bởi vì dương thủ mộ cùng mạc bạch dâu đối kháng khi kia cực cảnh nhất kiếm, phá này cửa đá phía sau cấm chế, nếu không, Trương Huyền căn bản là đẩy không khai này cửa đá, trong thiên hạ cũng ít có người có thể đẩy ra này phiến cửa đá. Ở cuồng bạo linh khí thổi quét hạ, vô số đá vụn tạp lạc, như vậy một màn, Giống như toàn bộ ngầm huyệt động tùy thời đều phải sụp xuống giống nhau. Cũng may tình huống như vậy, chỉ tồn tại vài giây, thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Chương 1133 đơn giản chúng ta quá yếu ớt. Chương Huyền lại đẩy cửa đá, đã không có vừa mới như vậy cố sức. Đường đẩy ra chừng một người khoan nhập khẩu khi, Chương Huyền đi vào. Cửa đá nội, phần đục không khí dũng mãnh vào Chương Huyền hơi thở, nói cho Chương Huyền, nơi này đã lâu lắm không có người tiến vào. Phía sau cửa đen nhánh, Trương Huyền dựa vào di động đèn pin phát ra ánh sáng tới đánh giá này một phương thiên địa. Nơi này là một cái thật lớn huyệt động, vọng không đến giới hạn. Trương Huyền không rõ này Tây Hạ Lăng bên trong vì sao sẽ có lớn như vậy không gian, Trương Huyền rút kiếm đi trước, đột nhiên, một mặt hàn mang tự trong bóng đêm hoa hướng Trương Huyền. Trương Huyền thân mình theo bản năng uốn éo, trong tay lợi kiếm chờ tay đâm tới. Trương Huyền này nhất kiếm mới vừa đâm ra, từ hắn thân thể hai sườn lại là lưỡng đạo hàn mang đánh úp lại. Không có bất luận cái gì sát khí, không có một chút tiếng hít thở, là cơ quan người. Trương huyền cơ hồ ở trong nháy mắt liền phân tích ra tới này trong bóng đêm đánh úp về phía chính mình rốt cuộc là cái gì. Cơ quan người thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần biết được này nhược điểm, liền sẽ không bị cơ quan này người bước quá mức chật vật. Trương huyền mấy kiếm liền điểm, mắt thấy một mặt hàn mang đã tới rồi hắn cổ trước, lại đột nhiên ngừng. Trương Huyền thích ứng trước mắt hắc ám, nhìn quanh thân ba cái cơ quan người dừng lại động tác, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ quan này người nơi trốn đều là vũ khí sắc bén, thả không sợ khí công kích, nếu không biết nhược điểm bị quấn lên, thật đúng là không phải thực dễ đối phó. Trương Huyền không có vọng động, hắn đứng ở tại chỗ, thích ứng này huyệt động giữa hắc ám, đồng thời dùng trong tay ánh đèn một chút một chút đánh giá chung quanh. Đường Trương Huyền đảo qua tuyệt đại đa số địa phương, đem ánh sáng đỉnh đến một cái điểm khi, cả người đột nhiên lăng ở nơi đó, đồng thời, Trương Huyền cảm giác, chính mình cả người lông tơ, đều tại đây một khắc dựng lên, hắn ở may mắn, chính mình vừa mới may mắn không có lung tung đi lại. Bởi vì, ở Trương Huyền hiện tại sở xem cái này phương hướng, rậm rạp, đứng mấy trăm cụ cơ quan người, chúng nó sắp hàng thành một đám phương trận, hình như là ở bảo hộ cái gì giống nhau. Tuy là Trương Huyền, nhìn thấy như vậy trận trường, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Này một cái cơ quan người, nếu không tìm rõ ràng này nhược điểm, cho dù là ngưng khí lúc đầu cao thủ đối thượng, đều phải phiền toái không thôi, mấy trăm cụ cơ quan người, này số lượng, có thể nói đáng sợ. Mà ở này một đám cơ quan người phương trận phía sau, Trương Huyền thấy được một tòa tháp cao. Này tháp cao bộ dáng, cùng thị nội địa cung phía dưới tháp cao hoàn toàn tương đồng, duy nhất bất đồng chính là, này tháp cao lớn hơn nữa, tháp đỉnh có mấy đạo xiềng xích, lúc này đã tách ra, gục xuống ở tháp trên đỉnh phương. Nhìn đến này tháp cao nháy mắt, Trương Huyền tim đập, bắt đầu ra tốc, đồng thời Trương Huyền có thể cảm nhận được, kia cổ bị đè nén cảm giác, lại lần nữa nảy lên chính mình ngực. Trương Huyền khẳng định, nơi này, tuyệt đối có thứ gì, lại ảnh hưởng chính mình. Liên tục làm mấy cái hít sâu, Trương Huyền muốn bằng phẳng chính mình tim đập, lại phát hiện căn bản là vô dụng, ngược lại là một cổ đem trước mặt tháp cao phá hủy xúc động, ở hắn đáy lòng diễn sinh. Trương Huyền rút kiếm, muốn qua đi vừa thấy đến tột cùng, như vậy liền chính mình thân thể phát sinh kiểu gì biến hóa đều đoán không ra cảm giác, Trương Huyền thừa nhận, hắn sợ hãi. Hắn bức thiết muốn làm rõ ràng này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, tự hỏi sắp tới tới đoạt được đến hết thảy tại đây có quan hệ tin tức. Huyền Thiên nói, này tháp cao nội có 36 thiên cương đại trận, mà kia tam 6 ngày cương đại trận bất quá là vì bảo tháp thân ngược lại là này đó tháp hình thành một cái chân chính cấm chế ở phong ấn tà ám người giữ mộ nói này lăng mộ phía dưới là một loại truyền thừa hay là loại này truyền thừa cùng kia tà ám có quan hệ ảnh hưởng đến chính mình không có khả năng trương huyền lắc đầu phủ định chính mình phỏng đoán tà ám truyền thừa lại cùng chính mình có quan hệ gì chính mình chưa từng có tiếp xúc quá mấy thứ này từ chính mình ngự khí tới nay tiếp xúc đã có quan chỉ có mấy thứ, Trúc Nguyên cửu cho chính mình thư, ở lục lão nhân thần nông giả mộ được đến kỳ dị quyển sách, này hai quyển sách bên trong, đều không có nội dung ghi lại, lại có, chính là lâu lan hạ được đến gia thú cùng với đoạn kiếm, mấy thứ này, đều tuyệt đối không có khả năng cùng này huyệt mộ sinh ra cái gì liên hệ, liền tính sinh ra liên hệ, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến chính mình tự thân. Trương Huyền có thể nghĩ đến ảnh hưởng chính mình tự thân, cũng bất quá chỉ có hai cái, linh thạch cùng hỏa tinh linh thạch mỗi người đều dùng, hỏa tinh bất quá là một loại đặc thù năng lượng. Hỏa tinh, đối, chính là hỏa tinh. Lúc trước ở tiểu thế giới chung, chính là bởi vì hỏa tinh tồn tại, mới làm chính mình phát sinh dị biến. Lúc trước ở quang minh đảo thượng, cũng là hấp thu hỏa tinh năng lượng, đã xảy ra vô pháp khống chế chính mình sự tình. Chẳng lẽ, này huyệt mộ đồ vật, này đó tháp, cùng hỏa tinh có quan hệ. Đột nhiên bắt lấy một tia mặt mày, làm Trương Huyền có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Nhưng tân nghi hoặc, lại tùy theo mà đến, mấy thứ này, làm sao có thể cùng hỏa tinh nhắc lên quan hệ. Chính mình sẽ bởi vì đi vào này sở sinh ra đại lượng mặt trái cảm xúc, là bởi vì nơi này cũng ẩn chứa đại lượng hỏa tinh sao. Liên dưới nền đất, Trương Huyền làm ra loại này lớn mật suy đoán, nhưng hắn như cũ vô pháp thuyết phục chính mình. Liên tính là hỏa tinh ảnh hưởng tới rồi chính mình cảm xúc, như vậy, chính mình nhìn đến những cái đó che giấu thế lực đi trước địa cung thời điểm, lại vì cái gì sẽ có một loại mạc danh hưng phấn. Trương Huyền tự hỏi chính mình không phải cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người. Rất nhiều vấn đề, Trương Huyền căn bản là tưởng không rõ, mà trước mắt cảnh tượng, làm hắn cũng vô pháp tiếp tục thăm dò, mấy trăm cụ cơ quan người, tuy rằng không biết này đó hay không còn toàn bộ đều có thể vận tác, nhưng Trương Huyền cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhìn nhìn trong tay lợi kiếm, Trương Huyền xoay người, trên mặt không hề có bất luận cái gì lưu luyến, trước nay khi lộ, bước đi trở về. Tới khi thông đạo còn ở, đường trương huyền một lần nữa phản hồi mặt đất, cầm kiếm đi xa sau, lăng mộ thượng nhập khẩu lại lần nữa khép kín, từ bề ngoài xem, nhìn không ra một chút tỉ vết. Một con bồ câu đưa tin cùng lúc này từ lăng mộ trên không bay qua. Trương huyền đi vào rào che viện biên, đem trong tay lợi kiếm ném đi, lợi kiếm dừng ở dương thủ mộ nhà cỏ bên. Dương thủ mộ vén rèm đi ra, nhìn dáng vẻ, người cũng không có thâm nhập. Bên trong như vậy nhiều cơ quan người, ta nhưng vào không được. Trương Huyền nhún vai, nói, này kiếm hẳn là không chỉ là cái mở ra cơ quan ngoạn ý đi. Nếu này cũng kêu chìa khóa nói, tùy tiện tìm cái từ điều đều có thể đương chìa khóa. Dương thủ mộ nghe xong ha ha cười, mặt trên bất quá là chút thủ thuật che mắt mà thôi, người cũng biết, truyền thừa thứ này, tổng phải có rất nhiều loại biện pháp tới bảo hộ, lăng mộ cũng là như thế sao, đương một cái thời đại xuống dốc, tổng hội có để lại cho hậu nhân đồ vật, bằng không ngươi cho rằng, hao phí vạn nhân công lực, tốn thời gian mấy năm tu sửa lăng mộ, chỉ đồ chết cái an tâm sao. Trăm năm trước, Tây Hạ hậu nhân cũng từng ra cố quá bên trong cơ quan, đến nỗi này không hủ. Trương Huyền lắc lắc đầu, có chút đồ vật, biết nội tình sau, liền cảm giác không như vậy thần kỳ. Dương thủ mộ chắp hai tay sau lưng, thế gian vốn là không quá nhiều thần kỳ đồ vật, chúng ta cảm thấy thần kỳ, Đơn giản là chúng ta quá yếu ớt thôi, nếu một người cũng đủ cường, như vậy bất luận cái gì sự tình bãi ở trước mắt đều là hợp lý, đúng không? Chương 1134 Lâm Thanh hạm bị vây quanh. Chỉ cần cũng đủ cường, bất luận cái gì sự tình bãi ở trước mắt kia đều là hợp lý. Thẳng đến Trương Huyền đánh xe trở lại nội thành, Dương Thủ Mộ nói, như cũ vẫn luôn ở hắn trong óc giữa bồi hồi. Cũng đủ cường, ta như cũ là quá yếu a. À. Trương Huyền thở dài, đem xe ngừng ở ven đường. Lúc này đã là đêm khuya, ngẫu nhiên sẽ có một hai chiếc xe từ tuyến đường chính thượng chạy nhanh mà qua. Trương Huyền nhìn trước mắt rộng lớn đường cái, hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy mê mang qua, biến cường. Chính mình kế tiếp nên như thế nào biến cường? Huyền Thiên nói qua, Trương Huyền đi lộ, cùng bọn họ đều bất đồng, bọn họ vô pháp cho Trương Huyền ở luyện khí phương diện quá nhiều trợ giúp, muốn biến cường chỉ có dựa vào tự thân này thiên hạ gian, ngưng khí trung kỳ, kiểu gì nhiều, nhưng chẳng sợ thần ẩn hội loại này truyền thừa 2.000 năm tổ chức, giáo chủ cấp chiến lực, mới có nhiều ít. Tới rồi ngưng khí, mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều là một phen hoàn toàn bất đồng thiên địch. Biến cường, nói đến hai chữ, nhưng lấy trương huyền hiện tại mà nói, muốn làm được, nói dễ hơn làm. Trương huyền mở ra đèn xe song lóe tháp 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 thanh âm không ngừng vang ở trương huyền bên tai. Trương Huyền duỗi tay sờ sờ mũi, ta giống như, gần đoạn thời gian, sống được quá an nhàn. Giao tưởng chính mình dĩ vãng biến cường chi lộ, đều là ở sống hay chết chi gian giao tranh, nhưng gần nhất một đoạn thời gian, Trương Huyền làm những chuyện như vậy, đều là có 10 phần nắm chắc, chẳng sợ cùng mại lạc trở mặt, kia cũng là có tương đối lớn nắm chắc mới có thể đi làm như vậy sự, sống hay chết chi gian, Trương Huyền phát hiện, chính mình giống như thật lâu cũng chưa trải qua qua, chính mình hình như là dần dần sợ hãi như vậy cảm giác là bởi vì cái gì, chính mình có vướng bận sao? Ở trương huyền trong óc, không cấm hiện lên lâm thanh hạm giọng nói và dáng điệu nụ cười. Quay cửa kính xe xuống, đối với đêm khuya không khí hít sâu một ngụm, giải quyết trước mắt sự, liền đi tìm điểm kích thích đi. Trương Huyền cũng không có lựa chọn về nhà, mà là thẳng đến nội thành địa cung nhập khẩu, đến xem nơi này thăm dò tiến đều. Ở nội thành địa cung nhập khẩu phạm vi một ký km chỗ, đều có phía chính phủ chuyên môn thiết tạp, Người thường căn bản là vào không được, Trương Huyền lấy ra bạch bào khách lúc trước cho hắn thông hành lệnh, lúc này mới đi vào. Lần này tiến đến rất nhiều quốc gia che giấu thế lực, nhưng đều không phải là mỗi người đều có thể tiến vào địa cung. Cửu cục có minh xác quy định, mỗi một cái thế lực chỉ có thể có một người tiến vào địa cung, còn lại người tác đều ở địa cung trước cửa thủ. Trương Huyền vòng một vòng, địa cung bên ngoài như cũ là linh khí nồng đậm, nếu không có cửu cục ở chỗ này bày ra một ít loại nhỏ tụ linh trận, chỉ sợ Ngân Châu không khí đã bị này đó linh khí sợ ảnh hưởng tới rồi. Trương Huyền nhìn địa cung nhập khẩu, lắc lắc đầu, địa cung cùng Vương Lăng tương thông, thật muốn như thế, kia này địa cung cuối, đã có thể xa lạc. Bất quá này vừa nói lời nói, Trương Huyền bản nhân vẫn là có chút nghi ngờ. Tuy rằng Dương Thủ Mộ Minh xác nói cho Trương Huyền, địa cung cùng Lăng Mộ là tương thông, nhưng Trương Huyền tưởng không rõ, nếu Vương Lăng tàng đến, thật là cái gọi là truyền thừa, kia vì sao phải tu sửa một cái như vậy khổng lồ địa cung, cực lớn đến có thể bao trùm hơn phân nửa cái ngân châu nội thành. Một cái truyền thừa, yêu cầu lớn như vậy bút tích sao? Nếu là như thế này, kia Tây Hạ Hậu Nhân, lại vì sao phải tu sửa vương lăng giả mộ, tới che giấu địa cung tồn tại đâu? Với địa cung nhập khẩu đợi cho buổi sáng 9 giờ. Ra tới, hẳn là có cái gì phát hiện. Vài đạo tiếng kinh hô ở trương huyền bên tai vang lên. Địa cung lối vào, không ít người ảnh từ bên trong thò đầu ra, đều là những cái đó các thế lực lớn thành viên. Thế nào, bên trong có cái gì? Một người ở bên ngoài thủ một đêm người hỏi. Bên trong ra tới người đầy mặt tiếc núi lắc lắc đầu, bên trong quá lớn, còn cất giấu một loại cổ quái cơ quan người, thăm dò tiến đều rất chậm, theo phỏng chừng, này ngầm không gian ít nhất có mấy chục kilômét. Lớn như vậy? Trương Huyền đứng ở một bên, nghe được như vậy đáp án sau, lắc lắc đầu nếu thật là nghĩ thông suốt, kia này địa cung, hắn đã từ bên kia đi vào, trừ phi truyền thừa khai quật kia một ngày, nếu không nơi này hết thảy, đối hắn không còn có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Chờ Trương Huyền về đến nhà, Lâm Thanh Hạm cùng Milan đã đi công ty, Trương Huyền ngã vào trên giường, vứt bỏ trong lòng tạp niệm, đã ngủ. Đối với Trương Huyền tới nói, có thể tại đây đoạn thời gian vứt bỏ hết thảy ngủ ngon, là thật không dễ, có quá đa nghi hoặc dây dưa Trương Huyền, Địa cung hạ rốt cuộc có cái gì ảnh hưởng chính mình? Địa cung hạ truyền thừa là cái gì? Lục lão nhân mộ thật sự có khí cùng binh kết hợp phương pháp. Khí cùng binh kết hợp sẽ phát sinh cái gì? Đồ thành tam đại gia tổ khí là lục lão nhân còn cho bọn hắn, lục lão nhân vì sao phải làm như vậy? Người giữ mộ nếu biết địa cung cùng lăng mộ là tương thông, vì sao đồng ý chính mình tiến vào lăng mộ, lại không đem này tin tức nói cho cửu cục. Kia thanh kiếm chính là lăng mộ chìa khóa, lúc trước Chessia tìm chính mình muốn này đem chìa khóa, vì cái gì? Thần Thánh Thiên Quốc cũng ở mơ ước này Tây Hạ truyền thừa. Tây Hạ hậu nhân, lại hay không vì thị tộc. Vô số nghi hoặc, hình thành một đoàn mây đen, liền xoay quanh ở Tây Hạ tỉnh, bối rối Trương Huyền. Trương Huyền tưởng cũng không nghĩ ra thuật, nhưng hắn có một loại trực giác, đương trong đó một chút làm minh bạch sau, còn lại hết thảy, cũng đem giải quyết dễ dàng. Ngủ mơ mơ màng màng chung, Chói tai di động tiếng chuông đem Trương Huyền đánh thức, điện thoại là bí thư Lý Na đánh tới. Trương tiên sinh, công trường đã xảy ra chuyện, hiện tại Lâm Tổng các nàng đã bị nhốt ở công trường thượng đi không được, người đến xem đi. Lão bà của ta bị nhốt ở, sao lại thế này, mơ mơ màng màng Trương Huyền, ở nghe được Lý Na nói sau, nháy mắt thanh tỉnh, từ trên giường nhảy lên. Hình như là có người ở công trường ẩu đả, Lâm Tổng hôm nay vừa vận thị sát công trường cũng không biết đã xảy ra cái gì, dù sao hiện tại bị những cái đó ẩu đả người vây quanh, đã gọi điện thoại báo tuần bộ, nhưng tuần bộ cũng giải quyết không được, vì tuần bộ trường nói chuyện này chỉ có người có thể giải quyết. Ta hiện tại qua đi, Trương Huyền cắt đứt điện thoại, tùy tiện xúc cái khẩu, liền lao ra ra môn. Lâm Thị hiện tại khởi công công trường, liền ở ngoại ô, đường phía trước miếng đất kia bị cửu cục bắt lấy sau, Lâm Thị liền thay đổi phát triển phương hướng, tính toán đem thương nghiệp phương hướng chiều phía nam phát triển phía nam vẫn luôn là ngân châu tương đối lạc hậu địa phương so với phía bắc giá nhà ít nhất tiện nghi gấp đôi thả dân cư số cũng xa không có thành bắc dày đặc muốn nói có hai bên người hẹn đánh nhau thành nam công trường kia hoang vắng thật là cái hảo địa phương nhưng hiện tại ngân châu ngầm xã đoàn đã hoàn toàn bị chỉnh hợp lại từ đâu ra người đi ẩu đả còn vây quanh lâm thanh hạm thậm chí liền tuần bộ đều giải quyết không được đương trương huyền đến địa phương thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến có 7-8 chiếc tuần bộ xe ngừng ở công trường bên ngoài, vì tuần bộ trường liền ở nơi đó không ngừng dạo bước, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Vì tuần bộ trường, bên trong tình huống như thế nào? Trương Huyền đem xe dừng lại, người còn không có lộ diện, thanh âm đã trước vang lên. Đầy mặt nôn nóng vì tuần bộ trường vừa nghe đến Trương Huyền thanh âm, liền cùng tìm được rồi chúa cứu thế giống nhau, đầy mặt kích động nhìn chằm chằm Trương Huyền thanh âm truyền đến địa phương. Thấy được mới vừa xuống xe Trương Huyền Trương Tiên Sinh Người rốt cuộc tới A à? Audio điện tử võ tấn bền Trương 1135 nào có người nói chuyện phân Trương Huyền nhìn lướt qua ngừng ở công trường Bên ngoài tuần bộ xe Hỏi bên trong tình huống như thế nào Vì tuần bộ trường thật cẩn thận nhìn nhìn phía sau Theo sau động tác rất nhỏ chỉ chỉ đỉnh đầu Trương Tiên Sinh Lần này sự ngươi cũng không nên trách ta A à? đều là mặt trên người mặt trên trương huyền mày nhân lại phi tuần bộ trường liên tục gật đầu trương tiên sinh ta vừa nghe đến lâm nữ sĩ xảy ra chuyện liền lập tức dẫn người chạy tới nhưng mặt trên chuyên môn cho ta gọi điện thoại làm ta không cần xử lý chuyện này chỉ cần ngăn cản người thường tiếp cận thì tốt rồi trương tiên sinh ngươi cũng biết ta này hành ta đã biết trương huyền gật gật đầu ta đi vào trước phi tuần bộ trường vội vàng lui về phía sau một bước tránh ra một cái lộ. Công trường chung quanh đều bị nhôm nắn bản che đậy, đường Trương Huyền đi vào công trường nhập khẩu thời điểm, liếc mắt một cái, liền nhìn đến công trường thượng tụ tập người. Những người này, giải rác thêm lên có 200 nhiều, ở nhìn đến những người này nháy mắt, Trương Huyền liền minh bạch, vì cái gì tuần bộ quản không được chuyện này, mặt trên còn chuyên môn gọi điện thoại cấp vì tuần bộ dài quá. Này đó ẩu đả người bên trong, trong đó một cái đi đầu, chính là bạch bào khách. Trương Huyền nhìn đến, Lâm Thanh Hảm, My Lan, cùng với Tô Thục cùng Tô Tư bốn nữ, lúc này bị vài tên ngoại quốc gương mặt người vây quanh, những người này hùng hổ, cùng bạch bào khách mang theo người đối trọi gay gắt. Bí thư Lý Tắc Nôn nóng đứng ở một bên, không ngừng hướng chính mình phất tay. Trương Huyền hướng Bí thư Lý gật gật đầu sau, bước đi tiến lên. Đám người nội, có người nhìn thấy Trương Huyền, cố ý đi phía trước một bước, tưởng chắn Trương Huyền lộ, đây là hôm trước buổi tối bị Trương Huyền khí người. Trương Huyền vô tâm tư phản ứng những người này, tránh đi một bước, tiếp tục chiều lâm thanh hạm nơi địa phương đi đến. Kia chuyên môn tới chắn Trương Huyền lộ người, nhìn thấy Trương Huyền này tránh đi động tác, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Trương Huyền đi nhanh đi vào giữa đám người, nhìn thoáng qua lâm thanh hạm sau, hướng bạch bào khách nói, sao lại thế này? Các ngươi sự, như thế nào đem lão bà của ta liên lụy vào được? Bạch bào khách sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn nhìn Trương Huyền, theo sau thấp giọng nói, sư thúc, lần này sự, có người âm thầm quạt gió thêm củi, là chuyên môn nhằm vào cửu cục mà đến, có người cố ý hãm hại tô thị kia hai cái tiểu cô nương, ẩn giấu điểm đồ vật ở các nàng trên người, hiện tại mượn cơ hội này ở Ngân Châu động thủ, muốn đem hiện tại bình tĩnh cục diện đánh vỡ, sư mấu cùng tô thị kia hai tiểu cô nương đều là người bị hại. Trương Huyền quay đầu, nhìn thoáng qua cùng bạch bào khách đối chọi gay gắt người, là một cái dâu quai nón trung niên, xem bộ dáng này, trương huyền cảm giác có chút quen thuộc nhưng một chút lại nghĩ không ra ta nói các ngươi cử cục tay cũng rũi quá dài đi tên kia dâu quai nón trung niên mở miệng hiện tại chúng ta đồ vật ném chúng ta còn không thể truy cứu sao này hè oi bức là các ngươi cử cục địa phương nhưng chúng ta cũng không phải nhậm người khi dễ các ngươi cử cục hôm nay nếu không cho ta cái cách nói việc này không để yên hôm nay mấy người này cần thiết chết Bạch bào khách nhìn trước mặt những người này, cười nói, các vị, đại gia cũng đều không phải ngốc tử, hôm nay việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta tưởng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cũng đừng chỉ nói trước trường hợp thượng nói, trực tiếp đứng thành hàng đi, nghĩ đến chảy vũng nước đục này, cần phải nghĩ kỹ. Ha ha, một đạo cười lạnh tiếng vang lên, các người cửu cục, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, chúng ta tới nơi này, phục tùng các người cửu cục an bài, bất quá bởi vì các ngươi là này hè oi bức chủ nhân thôi nếu là ra hè oi bức, các ngươi cửu cục, lại tính cái gì? Không tôi, hôm nay chúng ta nhiều như vậy thế lực đứng ở này, các ngươi cửu cục, là tưởng cùng toàn thế giới là địch sao? Đám người giữa, không ngừng có người mở miệng, một người lại một người đứng ở bạch bào khách mặt đối lập. Bạch bào khách, ngươi là cửu cục trưởng kiếm xử, người cũng trưởng quản cửu cục bên trong hình phạt, hẳn là minh bạch một đạo lý, người phạm sai lầm, liền phải phạt đi. Hiện tại, các ngươi cửu cục là cảm thấy, chỉ cần các người tưởng, chẳng sợ có người phạm sai lầm, chúng ta này đó thế lực, cũng muốn hướng các người cửu cục cúi đầu, đối sở hữu sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua sao. Lần này nếu như vậy, tiếp theo, các người cửu cục có phải hay không liền phải kỵ đến trên đầu chúng ta ị phân. Bạch bao khách, chúng ta cũng không nghĩ cùng người xé rách ra mặt, phạm sai lầm người, chính mình bị phạt liền hảo. Đạo đạo thanh âm vang lên. Bạch bào khách nhìn chằm chằm trước mắt những người này, hắn biết, những người này, là muốn cho cửu cục cúi đầu, một cái nho nhỏ sự, trung gian hỗn loạn, lại là hai cái cực kỳ quan trọng thái độ. Bị vây quanh ở trong đám người tô thuộc cùng tô tư sắc mặt trắng bệch, nàng hai vốn dĩ chỉ đương đây là một cái mua nước tương nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh như vậy sự, nàng hai cũng không nghĩ tới, vì cái gì chính mình trong phòng sẽ nhiều hai khối linh thạch. Trùng hợp vẫn là người khác vứt. Giờ phút này, cơ hồ sở hữu ngoại lai thế lực, đều đứng ở cửu cục mặt đối lập. Bạch bào khách hừ lạnh một tiếng, các người muốn cưới ở chúng ta cửa cục trên đầu, có phải hay không quá đem chính mình đương hồi sự. Bạch bào khách tiếng nói vừa dứt, hai tay chấn động, các con nửa thanh ngân thương từ hắn cổ tay áo chỗ xuất hiện, bạch bào khách đôi tay vỗ cái hoa, ngân thương hợp thành nhất thể, mũi thương lập lòe hàn mang, tới, làm ta nhìn xem, các người có hay không như vậy bản lĩnh. Làm ngưng khí cảnh cao thủ, bạch bào khách cấp đối diện người mang đến áp lực, không thể nghi ngờ là thật lớn. Bất quá đứng ở cửu cục mặt đối lập những người này nếu biết bạch bào khách trưởng kiếm sự thân phận còn dám công nhiên khiêu khích kia đó là không sợ bạch bào khách này ngưng khí cảnh thực lực. Sâu quai nón trung niên cười lạnh một tiếng bạch bào khách các ngươi cửu cục tự nhận cường đại bừa bãi vô cùng nhưng không đại biểu mọi người đều như các ngươi giống nhau bừa bãi vẫn là có người có thể quản được của các ngươi tại đây hè oi bức chúng ta là khách chú ý lễ nghi bất hòa các ngươi cửu cục động thủ nhưng có người sẽ đến xử lý chuyện này, thần ẩn hội đại nhân cũng sẽ không đối với người cửu cục như vậy hành vi, ngồi xem mặc kệ. Các ngươi hè oi bức có hè oi bức quy củ, nhưng chúng ta thế giới, đồng dạng có chúng ta quy củ. Các ngươi cửu cục là cuồng, ở hè oi bức có thể không mang tất cả, làm các ngươi muốn làm, nhưng cũng không đại biểu, không ai có thể quản được các ngươi. Bạch bào khách nghe được lời này, thần sắc hơi đổi, thần ẩn hội cũng muốn nhúng tay. Nếu lần này sự có thần ẩn hội nhúng tay nói, kia đã có thể không hảo giải quyết. Thần ẩn hội là một cái cái dạng gì tổ chức, bạch bào khách trong lòng chính là phi thường rõ ràng. Trương Huyền nhìn nhìn hai bên người, theo sau không kiên nhẫn phất phất tay, "Nghe rõ, ta mặc kệ các ngươi chi gian làm cái gì chuyện xấu, ta hiện tại muốn mang lão bà của ta cùng ta bằng hữu, còn có lão bà của ta người nhà rời đi, đều minh bạch sao?" Trương Huyền lời nói rơi xuống, liền phải đẩy ra trước mắt người, Lâm Thanh Hạc liền ở này đó nhân thân sau, bị những người này bao quanh vây quanh. Trương huyền tay vừa mới vươn tới, liền bị người một phen ngăn lại. Một người hóa hình cảnh lúc đầu cao thủ nhìn chằm chằm trương huyền, tiểu bối, chúng ta cùng các ngươi trưởng kiếm xử nói chuyện, nơi này nào có người mở miệng tư cách, lăn một bên đi. Trương 1136 chẳng sợ chỉ là một cái góc áo. Trương huyền bàn tay giữa không trung đột nhiên bị người đánh gãy. Trương Huyền nhìn thoáng qua tên này hóa hình lúc đầu cao thủ, ngay sau đó, ngừng ở giữa không chung tay dùng sức phung lên, bay thẳng đến trước mặt tên này hóa hình lúc đầu cao thủ trên mặt rút đi. Ở Trương Huyền này một cái tắt hạ, tên này hóa hình lúc đầu cao thủ căn bản là không kịp phản ứng, ở trước mắt bao người, bị Trương Huyền này một cái tát chiều bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào công trường thượng một cây xà ngang thượng, cương chế xà ngang tại đây va chạm hạ đã xảy ra rõ ràng vặn vẹo. Loại trình độ này đập, đối với hóa hình lúc đầu cao thủ tới nói cũng không thể thương đến căn bản nhưng lại làm tên này hóa hình cao thủ cảm thấy phi thường mất mặt trương huyền buông cánh tay lạnh lùng nói ta nói các ngươi làm sự tình gì ta mặc kệ nhưng có một chút không cần đem lão bà của ta liên lụy tiến vào vừa mới là một cái giáo huấn ai lại cản ta ta giết ai dâu quai nón trung niên mày nhân lại bạch bao khách các ngươi cửu cục đây là muốn đối chúng ta xuống tay thực xin lỗi a à. Bạch bào khách cầm trong tay ngân thương, mặt lộ vẻ tươi cười, vị này không phải chúng ta cửu cục thành viên. Không phải cửu cục, bạch bào khách nói, làm các đại che giấu thực lực người đồng thời sửng sốt. Ngày đó buổi tối, trương nguyên một ngụm một cái chúng ta cửu cục, chính là bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, người này đánh cửu cục cờ hiệu, bừa bãi vô cùng, nhưng hiện tại lại nói, hắn không phải cửu cục. Tên kia đầu chọc tráng hán trong ánh mắt mang theo chút u oán nhìn chằm chằm Trương Huyền, hắn mấy ngày nay chính là không thiếu bị này cửu cục danh hào hù dọa. Sâu quai nón trung niên hừ lạnh một tiếng. bạch bào khách nếu người này không phải các người cửu cục hiện tại với các người cửu cục địa bàn thượng động thủ các người cửu cục mặc kệ không hỏi này xem như ngầm đồng ý. không phải bạch bào khách lắc lắc đầu không phải mặc kệ là không dám quản nếu ngươi tưởng quản xin cứ tự nhiên. bạch bào khách rớt lời làm một cái thỉnh thủ thế thiếu tại đây kích ta. Dâu quai nón trung niên nhìn lướt qua Trương Huyền, nơi này, sẽ tự có người tới quản. Trương Huyền không để ý tới dâu quai nón trung niên nói, trực tiếp phá khai đám người, đi hướng lâm thanh hạm. Một người bị Trương Huyền phá khai bả vai, sắc mặt biến đổi, vừa muốn động thủ, bị dâu quai nón trung niên dùng ánh mắt ngăn lại. Tên này tính toán động thủ người hít sâu một hơi, cũng minh bạch, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, thần ẩn hội đại nhân lập tức liền đến, chờ thần ẩn hội đại nhân tới lại hảo hảo xử lý tiểu tử này. Trương Huyền đi đến khoảng cách Lâm Thanh Hạm không đến 20 cm vị trí, hai mắt tự tin ở Lâm Thanh Hạm trên người đánh giá, lão bà, có người đối với người động qua tay sao? Chẳng sợ chạm vào một chút người góc áo, người nói cho ta, ta đem hắn đầu chặt bỏ tới. Trương Huyền lời này, nghe được chung quanh các đại che giấu thế lực nhân tâm trung tức giận bất bình, tiểu tử này, rõng rạc, nếu không có đại gia ngại với kế hoạch vô pháp động thủ, tùy tiện đi ra một cái ngưng khí cảnh là có thể ninh hạ hắn đầu, đơn giản là phiến bay một cái hóa hình lúc đầu kẻ yếu, liền dám như vậy bừa bãi. Cho rằng chính mình rất mạnh. Chờ đi, lập tức thần ẩn hội đại nhân liền đến, chờ giải quyết xong cửu cục, nhìn xem ngươi tiểu tử này như thế nào bừa bãi. Lâm thanh hạm nhìn đứng ở trước mặt trương huyền, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi, trương huyền gật đầu, sau dắt lâm thanh hạm tay, quay đầu nhìn thoáng qua một lần nữa vây đi lên đám người, ra tiếng nói, lời nói ta chỉ nói một lần, ta hiện tại muốn mang lão bà của ta rời đi, ai cản trở ta, chẳng sợ chỉ là duỗi chỉ tay, ta cũng làm thịt hắn. Tiểu tử, chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi có phải hay không, có chút quá tự cho là đúng. Một người ngưng khí lúc đầu cao thủ đứng ra, đồng thời vươn tay cánh tay, ngăn ở trương huyền trước người, ta hiện tại liền tại đây đứng, mà tay của ta, liền tại đây ngăn đón, ta đảo muốn nhìn, người như thế nào làm thịt ta, trước nói minh một chút, người động thủ trước, ta giáo huấn ngươi, nhưng không tính trái với thần ẩn hội quy củ, chẳng sợ cửu cục, cũng quản không đến. Tên này ngưng khí cảnh cao thủ lời này, chẳng những là nói cho Trương Huyền nghe, càng là nói cho bạch bào khách nghe. Bạch bào khách đem ngân thương xử tại mặt đất, như xem diễn giống nhau, nhìn nơi này. Trương Huyền nhìn trước mắt người này, lại nhìn mắt hắn ngăn ở chính mình trước người cánh tay, một mặt hàn mang tự Trương Huyền đôi mắt lập lòe, hắn bỗng nhiên giơ tay, một phen màu tím tiểu kiếm hư ảnh, cùng trong tay hắn nháy mắt hình thành. Này đem màu tím tiểu kiếm tuy rằng trường không đến 30cm, nhìn như còn thực hư ảo, lại là lấy diệt thế ma kiếm làm cơ sở chuẩn, gặp được ngưng khí lúc đầu thực lực, không chút nào khoa trương nói, nhất kiếm nhưng nhẹ nhàng chém eo. Trương huyền không nghĩ vô nghĩa, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay khi, một đạo hét lớn một tiếng từ trên không truyền đến. Lớn mật, thần ẩn hội có quy củ, ai dám tùy ý động thủ. Nghe thế vừa uống thanh, dâu quai nón trung niên đám người, tất cả đều lộ ra vui mừng, thần ẩn hội người, tới a à. Mà bạch bào khách, còn lại là mày gắt gao nhân lại, là cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, hiện tại này đó che giấu thế lực làm những việc này, tuyệt đối cùng thần ẩn hội trốn không thoát can hệ. Lưỡng đạo hồng bào thân ảnh, từ phía trên rơi xuống, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ta nãy thần ẩn hội khống chế sử mã tạp mỗ, Ta nãi thần ẩn hội khống chế xử so đốn. Hai gã phương Tây gương mặt thần ẩn hội khống chế xử, rơi trên mặt đất. Mã tạp mỗ rơi xuống đất liền ra tiếng, cửu cục, các người thân là hè oi bức bản thổ tổ chức, lại ở chỗ này công nhiên bao che tội phạm, trái với thần ẩn hội quy định, dựa theo thần ẩn hội quy củ. Hiện tại đem từ chúng ta nhúng tay việc này, các người không được lại quản, như có dị nghị, nhưng đăng báo ta thần ẩn hội cao tầng. Mã tạp mỗ nói chuyện cực kỳ khí phách căn bản không hỏi bạch bào khách thái độ, một câu, trực tiếp thét ra lệnh cử cục không được lại nhúng tay việc này. Mã tạp mỗ khí phách đều không phải là không có nguyên nhân, so với cửu cục cái này hẻ oi bức bản thổ thế lực mà nói, thần ẩn hội hiển nhiên cường đại hơn càng nhiều. Vừa mới tên kia bị trương huyền một cái tát phiến bay ngược đi ra ngoài hóa hình lúc đầu cao thủ vội vàng lớn tiếng nói, mã tạp mỗ đại nhân, cửu cục dung túng một cái hẻ oi bức người đối chúng ta động thủ, hoàn toàn hỏng rồi quy củ. Nga, mã tạp mỗ trên mặt lộ ra một mặt cổ quái tươi cười nhìn về phía bạch bào khách hắn lần này có dự mưu mà đến tự nhiên hỏi tham gia đang ở ngân châu cửu cục hết thảy thành viên vị này cửu cục trưởng kiếm sử các ngươi cửu cục không riêng gì bao che tội phạm còn dung túng hẻ oi bước người đối còn lại thế lực động thủ nhìn dáng vẻ các ngươi cửu cục là tưởng hỏng rồi này toàn bộ ngự khí thế giới quy củ a làm ta nhìn xem là cái nào không biết trời cao đất dày đồ vật dám làm lơ thần ẩn hội định ra quy củ chính là hắn, tên này hóa hình lúc đầu cao thủ, giống như chó săn giống nhau, tiến đến Mã Tạp Mỗ bên cạnh, duỗi tay chỉ vào đứng ở trong đám người Trương Huyền. Mã Tạp Mỗ vẻ mặt kiêu căng chiều Trương Huyền nơi vị trí nhìn lại, lại ở nhìn đến Trương Huyền trong nháy mắt kia, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nguyên bản kiêu căng thần sắc cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, biến thành sợ hãi. Phía trước thần ẩn thịnh hội, Mã Tạp Mỗ cũng may mắn tham gia, đồng dạng, hắn cũng chứng kiến ngày đó phát sinh đại sự phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử, cường thế quyết đấu đương nhậm châu nam cực giáo chủ Mại Lạc, cuối cùng có tiểu đạo tin tức truyền đến, Mại Lạc bị đuổi giết mấy vạn giảm, chết vô số tâm phúc, cuối cùng nuốt hận phương đông lục địa người được đề cử dưới kiếm. chương 1137 ta không nói giỡn. Châu Âu Thánh Thành, thần ẩn thịnh hội. Phương đông lục địa người được đề cử, nhất kiếm danh dương thần ẩn hội, tuy rằng việc này bị người đè ép xuống dưới, nhưng ngày đó ở đây người không ai sẽ không nhớ rõ vị kia đến từ phương Đông Cường Giả, bất quá hơn 20 tuổi, lại là nhất kiếm bị thương nặng châu Nam cực giáo chủ Mại Lạc, cùng hắn so sánh với, còn lại lục địa người được đề cử, giống như là một cái vui đùa, liền làm nền đều không tính là. Mã tạp mỗ tham gia quá thịnh hội, chẳng sợ thời gian đã qua đi lâu như vậy, đối vị kia phương Đông lục địa người được đề cử, như cô ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí ở lúc trước trình diện nhân tâm, Trương Huyền cũng đã là phương Đông lục địa tương lai giáo chủ bực này địa vị, ở thần ẩn hội, cực kỳ siêu nhiên. Phương Đông Lục Địa, ở thần ẩn hội, vốn chính là đặc thù tồn tại. Phương Đông Lục Địa Giáo Chủ, cùng còn lại Lục Địa Giáo Chủ, tuy rằng cùng chức vị, nhưng thần ẩn hội nội biết được nội tình người đều minh bạch, Phương Đông Lục Địa Giáo Chủ địa vị, đó là hoàn toàn vượt qua còn lại sáu đại chủ giáo. Có thể trở thành Phương Đông Lục Địa Giáo Chủ, không chút nào khoa trương nói, ở thần ẩn hội giữa, kia cũng tuyệt đối xưng được với là vạn người phía trên. Đường mã tạp mỗ nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Tên kia hóa hình lúc đầu cũng không có nhìn đến mã tạp mỗ thần sắc biến hóa, như cũng chỉ vào Trương Huyền nói, mã tạp mỗ đại nhân, chính là hắn, người này quá mức bừa bãi, ỉ vào có cửu cục chống lưng, căn bản là không đem thần ẩn hội quy củ đặt ở trong mắt, ta cho rằng, loại người này, cần thiết đã chịu trách phạt. Trách phạt, mã tạp mỗ trong đầu không ngừng lập lè này hai chữ. Trách phạt ai, Trách phạt phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử. Trách phạt phương đông lục địa tương lai giáo chủ. Đừng nói chính mình một cái khống chế xử, cho dù là còn lại sáu lục địa giáo chủ liên danh, cũng không cần vọng tưởng nói trách phạt vị này. Trương Huyền chiều mã tạp mỗ nơi phương hướng xem ra. Mã tạp mỗ nhận thức Trương Huyền, nhưng Trương Huyền lại không quen biết như vậy một tiểu nhân vật, bất quá, không quen biết về không quen biết, nhưng lấy Trương Huyền thân phận tới nói, hôm nay sự, hắn thật đúng là không thể mặc kệ, Trương Huyền nhẹ giọng mở miệng, ngươi là cái nào châu khống chế sử? Tên kia hóa hình lúc đầu vừa nghe Trương Huyền cũng dám chất vấn mã tạp mỗ, gấp không chờ nổi liền muốn ở mã tạp mỗ trước mặt biểu hiện một phen, hướng Trương Huyền quát lớn nói, ngươi cuồng vọng đến cực điểm, mã tạp mỗ khống chế sử đại nhân há là. Bang! Chính đại thanh quát lớn hóa hình cảnh lúc đầu, lại một lần bị người một cái tát chiều tung bay đi ra ngoài, lần này động thủ, lại là mã tạp mỗ, Mã tạp mỗ triều phiên bên tai ồn ào người sau, ở mọi người khó mà tin được trong ánh mắt, hướng trương huyền cúc một cung, theo sau vẻ mặt cung kính nói, hồi đại nhân nói, ta là châu Âu khống chế sử, đeo khắc giáo chủ dưới trướng. Mã tạp mỗ đối đãi trương huyền thái độ, xem các đại che giấu thế lực, toàn bộ sững sở. Tình huống như thế nào, thần ẩn hội khống chế sử mã tạp mỗ, thế nhưng xưng hô người này vì đại nhân. Bạch bào khách nguyên bản nhăn lại mày tại đây một khắc hoàn toàn giãn ra khai, nhìn dáng vẻ, lần này cử cục là thác sư thúc phúc, trong lúc vô ý giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. À. Trương huyền tò mò nhìn mã tạp mỗ liếc mắt một cái, người nhận thức ta. Mã tạp mỗ thấp hèn đầu, cung kính nói, thuộc hạ đã từng ở Thánh Thành gặp qua đại nhân. Trương huyền gật gật đầu, cho ta giải thích một chút, các người châu Âu thần ẩn hội, khi nào quản đến hẻ oi bước tới. Ai làm ngươi nhúng tay hè oi bức sự ân? Này, Mã Tạp Mỗ thấp đầu, trả lời không lên. Trương Huyền hỏi lại, các ngươi làm như vậy là không đem chúng ta Phương Đông Lục Địa để vào mắt lạc. Không dám, Mã Tạp Mỗ hai đầu gối mềm nhún, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ tới mức cả người phát run. Không đem Phương Đông Lục Địa để vào mắt, như vậy đỉnh đầu mũ, Mã Tạp Mỗ tự nhận đỉnh không được, đừng nói chính mình, bất luận cái gì một cái châu giáo chủ tới cũng không dám nói ra nói như vậy a. À. Năm đó, phương đông lục địa giáo chủ một người quét ngang quần hùng, đương có vô địch chi thế, không đem phương đông lục địa để vào mắt, nói ra lời này, biểu hiện ra ý tứ này, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, ta thật đúng là đương có vị nào khống chế sử đại nhân muốn tới Ngân Châu làm cái gì đâu, còn không mau cút đi. Mã tạp mỗ vừa nghe lời này, cả người một cái giật mình, nào dám ở lâu, đứng dậy lôi kéo bên cạnh so đốn liền phải rời đi. So đốn là tân tấn khống chế xử, cũng không biết được trương huyền thân phận, nhìn thấy mã tạp mỗ như vậy thái độ, cũng là nghi hoặc không thôi. Mã tạp mỗ căn bản là không kịp cấp so đốn giải thích, mạnh mẽ túm so đốn, suy nghĩ rời đi. Hai người tới khi, từ trên trời giáng xuống, thái độ cường ngạnh, tự tin mười phần, không đem cửu cục để vào mắt, một câu chung, liền trực tiếp đem ở hè oi bức địa giới đem cửu cục đá ra cục, nhưng hiện tại lúc đi, lại giống như chó nhà có tang, trật vật bất kham, thể diện toàn vô, hết thảy, bất quá bởi vì Trương Huyền vô cùng đơn giản hai câu lời nói mà thôi. Nhìn trốn cũng tựa rời đi mã tạp mỗ, các đại che giấu thực lực người tới đều không khỏi nuốt khẩu nước bọt. Làm thân ảnh sẽ nhãn hiệu lâu đời khống chế xử, mã tạp mỗ có được ngưng khí lúc đầu thế lực, mà ở này đó che giấu thế lực giữa, không thiếu có so mã tạp mỗ hiếu thắng giả, nhưng tại thân phận thượng còn không có người có thể cùng mã tạp mỗ so sánh với, rốt cuộc mã tạp mỗ phía sau, kia chính là thân ảnh sẽ, thế giới tứ đại thế lực chi nhất, truyền thừa hai ngàn năm. Một cái làm mã tạp mỗ đều khom lưng uốn gối, quỳ xuống sưng hô vì đại nhân nhân vật, sau lưng lại có như thế nào năng lượng. Nguyên bản âm thầm kêu gào chờ thần ẩn hội tới muốn tìm trương huyền phiền toái người, giờ phút này đều không cấm rụt rụt đầu, tên kia dâu quai nón trung niên, ánh mắt cũng chiều địa phương khác nhìn lại phía trước tên kia đầu chọc đại hán, trong lòng thế nhưng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, chính mình mấy ngày nay tôn tử, không bạch trang A. À. Tên kia đứng ở trương huyền trước người, duỗi tay ngăn lại trương huyền đường đi ngưng khí lúc đầu cường giả, giờ phút này là xấu hổ vô cùng, chậm rãi đem tay thả đi xuống, bước chân mịt mở triệt thoái phía sau hai bước, đem con đường cấp trương huyền tránh ra. Trương huyền quét người này liếc mắt một cái, cánh tay vừa nhấc, lăng không huy quá, một mặt tử mang thoáng hiện. Tên này ngưng khí lúc đầu cao thủ, thân thể chấn động, đồng tử bắt đầu khuếch tán mở ra. Trương Huyền nắm Lâm Thanh hạm tay, mang theo Milan cùng với Tô Thục cùng Tô Tư Tam nữ, bước nhanh đi ra đám người. Đường Trương Huyền mấy người đi ra đám người sau, tên kia ngưng khí lúc đầu cao thủ cổ chỗ bắt đầu phun máu tươi. Trương Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng truyền tiến ở đây mỗi người trong tai, lời nói của ta đều không phải là nói giỡn, hiện tại là, về sau cũng là, nghe rõ từ nay về sau ta không nghĩ nhìn đến có người nhầm vào lão bà của ta cùng nhà nàng người chính là như vậy trương huyền đi nhanh rời đi dư lại các đại che giấu thế lực hai mặt nhìn nhau hôm nay vốn là bọn họ cấp cửu cục thiết cục vốn là vạn vô nhất thất lại bởi vì một người làm cho cả cục diện dẫn tới tan vỡ hôm nay khí thế đã không tồn muốn áp cửu cục một đầu căn bản là không có khả năng huống hồ bọn họ chuyến này lớn nhất chỗ dựa thần ẩn hội thần phạt xử đã xám xịt chạy. Dâu quai nón trung niên nhìn bạch bào khách nước mắt một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Đường dâu quai nón trung niên xoay người rời đi kia một khắc, còn lại các đại che giấu thế lực thành viên, cũng đều sôi nổi rời đi. Hôm nay, Ngân Châu Việc, tất nhiên ở các thế lực lớn chi gian truyền khai. Trương Huyền đã nhiều ngày liên tục hành vi, đã có thể ở rất lớn trình độ thượng kinh sợ một phương bọn đạo trích, lấy Trương Huyền hôm nay biểu hiện cùng với thần ẩn hội thần phạt sử thái độ tới giảng, trừ phi là cái loại này đỉnh cấp thế lực quyết tâm muốn cùng Trương Huyền trở mặt, còn lại che giấu thế lực tuyệt đối sẽ không còn dám tới Ngân Châu Dương Oai. Tại đây, mặc kệ là ở bình thường thế giới ngầm, vẫn là luyện khí giả thế giới, tổng mà nói, Lâm Thanh hạm đều là tuyệt đối an toàn, mà hiện tại còn dám thông qua Lâm Thanh hạm làm văn người, tuyệt phi giống nhau nhân vật, mà loại này nhân vật mặc kệ âm mưu dương mưu, cũng ít có sẽ lấy trương huyền người nhà làm văn. Càng là cường đại người càng minh bạch, phá hủy bọn họ hiện tại loại này cấp bậc đối thủ, thông qua này người nhà xuống tay, chỉ có thể làm này càng thêm điên cuồng, không đạt được cuối cùng mục đích. Cơm chiều là trương huyền tự mình thiêu vài món thức ăn, cùng lâm thanh hạm bốn nữ ngồi ở trong nhà trên bàn cơm, khai một lọ rượu ngon. Trương tiên sinh, lần này ít nhiều ngươi, bằng không ta cùng tiểu tư, thật sự liền thành tội nhân. Tô Thục chủ động nâng chén, hướng Trương Huyền kính rượu. Trương Huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay, đều là một ít vấn đề nhỏ, người trong nhà, không nói những cái đó, đúng rồi, tối hôm qua ở địa cung hạ, có cái gì tân phát hiện sao? Tô Thục lắc lắc đầu, dựa theo cửu cục cấp ra cách nói, địa cung hạ đồ vật, cùng thường lui tới phát hiện giống nhau, chẳng qua một lần nữa dự đoán địa cung phạm vi, so trước kia suy đoán muốn càng thêm đại, chỉ sợ quá đoạn thời gian, còn sẽ có rất nhiều thế lực đi vào Ngân Châu, bất quá chúng ta tô thị đã từ bỏ. Trương Huyền gật gật đầu, tới, không nói này đó, dùng bữa, dùng bữa. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên bàn, nhìn Trương Huyền không ăn một ngụm cơm đều tâm sự nặng nề bộ dáng, nhẹ nhàng ra tiếng, lão công, gần nhất lại gặp được chuyện gì sao. Đào cũng không có, Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta hiểu biết ngươi, Lâm Thanh Hạm gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Trương Huyền trong chén, ngươi phải có chuyện gì, liền đi ra ngoài vội đi, ta gần nhất công ty sự cũng nhiều, về nhà số lần cũng ít, hai ta tuy rằng xử lý sự không giống nhau, nhưng tính chất không sai biệt lắm, rất nhiều người còn đều phải dựa vào người đâu. Trương Huyền nhìn trong chén đồ ăn, trầm mặc sau một lúc lâu, "Lão bà, ta là có một số việc, muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian." Lần này rời đi bao lâu? Lâm Thanh Hạm từ xem Trương Huyền biểu tình, cũng đã có thể đoán được. "Không biết." Trương Huyền lắc lắc đầu lần này rời đi, hắn có vài món sự muốn xử lý, cụ thể yêu cầu bao lâu thời gian, Trương Huyền trong lòng cũng không có yên lòng, nếu thuận lợi, khả năng một tháng, nếu không thuận lợi, Trương Huyền vô pháp suy nghĩ, ở biến cường chi trên đường, tràn ngập quá nhiều không xác định. Cái gọi là biến cường, đó chính là đột phá tự thân cực hạn, đã vượt qua tự thân cực hạn xử tình, tự thân lại sẽ nắm chắc được bao nhiêu phần đâu. Lâm Thanh Hạm đem một ngụm đồ ăn để vào trong miệng, môi nhẹ nhấp, nhẹ giọng nói, chú ý an toàn. Trừ bỏ này bốn chữ bên ngoài, Lâm Thanh Hạm thật sự không biết, chính mình nên như thế nào đi cấp trương huyền cung cấp trợ giúp, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm trong mắt, không cấm lộ ra tự trách. Trương huyền nhìn ra nữ nhân ý nghĩ trong lòng, duỗi tay bắt lấy nữ nhân nhu đề, lão bà, yên tâm đi, đều là một ít bình thường sự, chẳng qua là quá trình tương đối dườm ra một chút. Bình thường sao? Trương huyền bất quá là ở làm lâm thanh hạm yên tâm thôi. Thần ẩn hội, Phương Đông Lục Địa tuyển chọn, lại há là bình thường việc. Sở tranh chỗ ngồi Phương Đông Lục Địa giáo chủ như vậy hơn tuổi nguyệt, âm thầm không biết có bao nhiêu người mơ ước vị trí này, không biết có bao nhiêu người chờ đợi sở tranh thoái vị ngày đó, lần này Phương Đông Thần Ẩn đại hội, ám lưu dũng động, nguy hiểm thật mạnh. Hơn nữa, trừ bỏ Phương Đông Thần Ẩn đại hội bên ngoài, Trương Huyền còn làm ra một cái khác quyết định. Cơm chiều qua đi, Trương Huyền chủ động cùng áo tang liên hệ, Ngươi nếu đã tưởng hảo, ta liền thông chi đi xuống, thần ẩn hội phương đông lục địa tương ứng, bốn bộ 13 ba gia, đem ở ba ngày nội, toàn bộ tập hợp. Áo tang thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Nghĩ kỹ rồi, Trương Huyền gật đầu. Hảo, áo tang mở miệng, phương đông có đảo, tên là Bồng Lai, thân ảnh phương đông đại hội, đem với ba ngày sau, ở Bồng Lai cử hành. Ta ngày mai sẽ tới người kia, mang người qua đi. Hành, áo tang trong miệng Bồng Lai đảo, đều không phải là hiện tại đánh xe mua phiếu ngồi thuyền liền nhưng đi cái kia phía đông cảnh khu, mà là chưa ở vào Thái Bình Dương chung một tòa bị sương ngủ dày đặc lượn lờ đảo nhỏ. Truyền thuyết giữa, bồng lai đảo thượng, cây cối che trời, một viên bình thường thụ, đều phải trăm người ôm hết, nơi đó con bướm, có chậu rửa mặt lớn nhỏ, nơi đó động vật, toàn thân thuần trắng, lại vô tạp sắc, nơi đó người, không ăn không uống, nhưng sống ngàn năm. Nhưng truyền thuyết trước sau là truyền thuyết. Một ngày sau, Trương Huyền cùng áo tang đồng dạng điều mộc lục soát đi vào này tòa phương Đông thần thoại truyền thuyết giữa đảo nhỏ. Đảo nhỏ bốn phía bị sương mù dày đặc bao phủ, giống như Quang Minh đảo thí luyện đảo giống nhau, trên đảo nhỏ cũng không có che trời cây cối, cũng không có chậu rửa mặt đại con bướm, càng không có toàn thân thuần trắng động vật, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, trên đảo núi đá, quái thạch đá lởm chởm. Khoảng cách lần trước đăng đảo, đã qua đi hơn 30 năm a. À. Áo tang đứng mộc lục soát thượng Nhìn trước mắt đảo nhỏ, đè xuống trên đầu đấu lập, không cấm cảm thán, giao nhớ trước đây, Phương Đông đại hội, đơn giản là đi ngang qua sân khấu, đại nhân hắn lực áp tứ phương, ai dám không từ, 30 năm thời gian, lóa mắt mà qua, đại nhân hắn lại ở động băng giữa, vô pháp bước ra, năm tháng mới là đáng sợ nhất a. Trương Huyền vỗ vỗ áo tăng bả vai, giống nhau nói ra loại này lời nói người, đều là cảm giác chính mình già rồi. Áo tăng cười, hắn tiếng cười khàn khàn phi thường khó nghe, cùng ngươi so sánh với, ta cũng không phải là già rồi sao. Ngươi cũng là có thể ở trước mặt ta cậy già lên mặt, đi thôi, đăng đảo, thuận tiện lại cho ta nói một chút về này phương đông lục địa thế lực, bốn bộ mười ba gia, đều là cái gì. Một lục xoát cập bờ, hai người đi lên bồng lai đảo. Hai người đi bộ với đảo chung, áo tang mở miệng nói, phương đông lục địa, bao dung mấy cái phía chính phủ, nhưng trong đó mạnh mẽ, bất quá là hè oi bức, cao ly, cùng với Đông Doanh, hẻ Oi bước giữa, có hai nhà ngươi đã gặp qua, Phương Đông Vân khởi dẫn dắt Đông Phương ra, Tần Minh dẫn dắt Tần ra, này hai nhà đi theo đại nhân, tuyệt đối trung thành, ngươi có thể yên tâm, đến nỗi dư lại 11 ra, ngươi sở yêu cầu chú ý, chỉ có đến từ Cao Ly Kim gia cùng với hẻ Oi bước nam bộ tiết gia Cao Ly Kim ra. Tâm cao khí ngạo, đối với đại nhân, luôn luôn là bằng mặt không bằng lòng, đến nỗi tiết ra, bọn họ có thị tộc truyền thừa, thực lực ở phương đông thần ẩn hội giữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không có đại nhân quá cường. Hiện tại phương đông lục địa giáo chủ một vị, chỉ sợ cũng là bọn họ, đối với đại nhân ngồi trên phương đông lục địa giáo chủ một vị, bọn họ chính là phi thường bất mãn, lúc này đây, chỉ sợ đã theo dõi người lạc. Trương Huyền gật đầu, đem áo tang nói ghi tạc trong lòng. Kia bốn bộ đâu? Đông doanh bốn bộ, người cũng chỉ yêu cầu để ý trong đó hai bộ, tám kỳ bộ, bọn họ tự xưng là đông doanh ma thần bát kỳ đại xà hậu nhân, này người lãnh đạo thượng thôn âm diệp, cùng mại lạc là lão giao tình, lần này khẳng định muốn nhằm vào ngươi, đến nỗi một cái khác. chương 1139 tín ngưỡng thiên chiếu Về đông doanh một khác bộ, áo tang nói đến một nửa, muốn nói lại thôi. Như thế nào không nói, trương huyền không cấm nghi hoặc kia một bộ, nói như thế nào đâu, áo tang lắc lắc đầu, bọn họ người, có chút biến thái, ta kiến nghị tạm thời giai đoạn ngươi, nhìn thấy bọn họ, vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng, chẳng sợ đại nhân lúc trước, cũng không muốn cùng kia một bộ người nhiều tiếp xúc. Biến thái, như thế nào giảng, Trương Huyền cảm thấy có chút tò mò, áo tang người này, phần lớn thời điểm giếng cổ không gợn sóng, có thể làm hắn muốn nói lại thôi, xưng hô biến thái, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản biến thái. Nói như thế nào đâu, áo tang đem đấu lạp tháo xuống, bắt được trong tay, phủi phủi cho bụi, Trương Huyền này vẫn là lần đầu nhìn thấy áo tang bắt lấy trong túi bộ dáng, áo tang trên đỉnh đầu, có một mảnh khu vực, không có sinh sôi, bởi vì nơi đó có một toàn bộ vết sẹo, giữ tợn vô cùng. Như thế nào, thực kinh ngạc, áo tang hướng Trương Huyền cười một chút, theo sau một lần nữa đem trong túi mang hảo, ta trên đầu sẹo, chính là kia một bộ người lưu lại, khi đó ta còn trẻ, hành sự lỗ máng, đơn giản là xem kia một bộ người ánh mắt không đúng, bọn họ liền động thủ, nếu không có lúc ấy đại nhân ra tay cứu ta ta sớm tại vài thập niên trước liền chôn thân này đại dương nội sau lại phương đông đại hội ta thấy đến bọn họ cũng muốn tránh đi a à. áo tang càng là nói như vậy trương huyền trong lòng tò mò càng nặng nghe nói qua đông doanh thần thoại trung thiên chiếu sao ân trương huyền gật gật đầu kia một bộ người tín ngưỡng thiên chiếu thiên chiếu trung tính cho nên kia một bộ người cũng tất cả đều là trung tính Gì ngoạn ý Trương Huyền đôi mắt tức khắc chừng lớn, tất cả đều là trung tính. Khó trách, khó trách áo tang nói đám kia người biến thái, bởi vì một cái tín ngưỡng, đem chính mình giới tính thay đổi, bất nam bất nữ, này đã sớm không phải cái gì đơn thuần tín ngưỡng, hoàn toàn là tâm lý có vấn đề a. Áo tang cười cười, liền bởi vì nguyên nhân này, bọn họ tâm lý thực dễ dàng đã chịu kích thích, nếu xem bọn họ ánh mắt hơi chút có chút không đúng, bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi là ở châm chọc bọn họ tín ngưỡng đối với người đề đao tương hướng, này một bộ người, bọn họ từ bỏ tuyệt đại đa số dục vọng, sở truy tìm chính là tìm thiên chiếu bước chân, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở cường đại mình trên người, cho nên thực lực phi thường mạnh mẽ, ta nói không phải chỉ một một người cường đại, mà là bọn họ chỉnh thể. Đều rất mạnh, cho nên này một bộ người, người không cần cố tình đi để ý bọn họ, nhưng tốt nhất là không cần chiêu chọc. Đã hiểu, Trương Huyền gật đầu, đem áo tang nói nhớ kỹ trong lòng, áo tang cho hắn nói, kia đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, Trương Huyền không cho rằng chính mình có thể cường đại đến làm lơ này đó thế lực. Đi thôi, áo tang vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, hai ta đi đáp cái nhà cỏ, này bồng lai đảo, nói như thế nào ở hè oi bức thần thoại giữa cũng coi như là rất có danh khí, tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể tới thượng một lần, người lần đầu tiên tới, vẫn là hào hảo xem xem, tuy rằng ta nhìn mấy lần cũng chưa nhìn ra cái gì nghe đoan, nhưng có truyền thuyết địa phương, khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ, đêm dài, trên biển sinh minh nguyệt. Trương Huyền ngồi ở một cây trên ngọn cây, kia trăng tròn phẳng phất muốn cùng toàn bộ mặt biển hòa hợp nhất thể, giống như duỗi tay có thể chạm vào giống nhau. Đô thành cửu cục tổng bộ, tại đây ngầm căn cứ bí mật chung, có một cái tràn ngập đạo gia phong cách đạo tràng, ở chỗ này có đạo đồng cầm trong tay phất trần điểm hương. Đạo tràng chỗ sâu nhất, cùng có tam thanh, tam thanh phía dưới, phân biệt đặt bảy cái đệm hương bồ, bảy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng sư phụ, có giản truyền đến. Một người thân xuyên đạo bào trung niên nam nhân đi đến nơi này, đem một giản trường cuốn đặt ở trên mặt đất. Ngồi ở phía trước nhất thiên su phất phất tay, đãi trung niên nam nhân lui ra sau, thiên su nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt đất kia giản trường cuốn liền ở khí ảnh hưởng hạ trống rỗng bay lên, rơi vào thiên su trong tay. Đương luyện khí đến nhất định cảnh giới khi, cách không lấy vật loại này ở người thường xem ra vô cùng thần kỳ phương pháp, liền có vẻ lơ lỏng bình thường, cũng hảo lý giải. Thiên Xu mở ra trường cuốn, nhìn lướt qua sau, hừ lạnh một tiếng. Vẫn luôn nhắm mắt Thiên Toàn trợn mắt, sư huynh, có kia nghiệt xúc tin tức. Thiên Xu gật gật đầu, đem trường cuốn khép lại, nhàn nhạt ra tiếng, phương đông bồng lai đảo, thần ẩn phương đông sẽ. Thiên Toàn trong mắt hiện lên một mà tàn nhẫn, ở Ngân Châu, ngại với quy củ, vô pháp động tiểu tử này, bồng lai đảo kia chỗ địa phương, nhưng không quy củ nhiều như vậy. Chuẩn bị một chút đi, Thiên Xu đứng dậy, cuốn thượng nói, kia tiểu tử là thần ẩn hội phương đông lục địa giáo chủ người được đề cử, lần này phương đông sẽ đối hắn quan trọng nhất, chúng ta này đó làm tiền bối, nên cho hắn đưa phân đại lễ. Thiên cơ cũng đứng dậy, sờ sờ chính mình phía sau sống mái song kiếm, phương đông lục địa, ở thần ẩn hội chung, vẫn luôn là đặc thù tồn tại, ta tưởng, có không ít người, đều hy vọng này nhiệt xúc chết đi. Duy nhất nữ tính Ngọc Hành cũng mở miệng, một trẻ con, công nhiên kêu gào ta chờ, chẳng phân biệt lễ nghi tôn ti, nên đánh. Khởi hành, cửu cục thất tinh bắt đầu, đi ra đạo tràng, đi trước kia với thần thoại trong truyền thuyết tiên đảo. Cùng thời gian, đi trước tiên đảo, còn có phương đông lục địa, bốn bộ 13 gia, cùng với vô số loại nhỏ thế lực. Hè oi bức tân tình, lâu lan di chỉ. Trong đêm đen, một cái thăm dò đội ở cổ lâu lan địa chỉ cú thượng hoạt động. Một người cao gầy thân ảnh, với trong bóng đêm xuất hiện, đi vào nơi này, cao gầy thân ảnh thân xuyên màu đen áo dài, tóc tuyết trắng, nhìn qua cho người ta một loại ốm yếu cảm giác. Người nào? Đường cao gầy thân ảnh sau khi xuất hiện, trong đêm đen thăm dò đội ngừng tay chung động tác, mấy người ánh mắt tỏa đỉnh cao gầy thân ảnh. Ai nha nha, các người phản tổ minh, thật đúng là tận tâm tận lực với này phản tổ lực lượng nghiên cứu đâu, lâu lan môi giới đã khai quật, các người tới này là muốn làm cái gì đâu? Nghe được bị người nhắc tới phản tổ minh ba chữ, này đó thăm dò đội người cũng không có cảm thấy nhiều ngạc nhiên, dẫn đầu chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn nhìn chầm chầm cao gầy thân ảnh, ra tiếng nói, các hạ là người nào. Cao gầy thân ảnh khoanh tay mà đứng, thế gian cười ta tam trọng danh, đạp bộ thanh vân không chỗ tìm. Phản tổ minh dẫn đầu người nghe thế, sắc mặt đột biến, bột miệng thốt ra, người miêu, mạc bạch sâu. Cao gầy thân ảnh hơi hơi mỉm cười, khó được, nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ ta mạc bạch dâu chúng ta phản tổ minh cùng ngươi không có bất luận cái gì giao thoa người hôm nay tới là làm chi phản tổ minh dẫn đầu người quát hỏi hắn tuy ngữ khí nghiêm khắc nhưng trên mặt lại chậm rãi đều là ngưng trọng mạc bạch dâu đi dạo ra hai bước nhìn quét một vòng cái này thăm dò đội làm một cái truyền thống hẻ oi bức người lòng ta là có rất nhiều cấm kỵ các ngươi nửa đêm tới đào tổ tiên mồ loại này hành vi có chút quá trọng khẩu đi phản tổ minh thí nghiệm đã tiến hành đến loại tình trạng này sao? Chúng ta phản tổ minh làm cái gì, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, Mạc Bạch Dâu, ta khuyên ngươi vẫn là. hẳn là ta khuyên ngươi, nguyên bản đứng ở nơi xa Mạc Bạch Dâu, đột nhiên xuất hiện ở phản tổ minh dẫn đầu nhân thân biên, các ngươi phản tổ minh làm cái gì nghiên cứu ta quản không đến, nhưng, hư một mạch truyền thừa, ta vô pháp ngồi xem. Một đạo hàn quang hiện lên, phản tổ minh dẫn đầu người, thi thể phân ra chương 1140 Tây Hạ Người Thừa Kế. Đương Tân một ngày ánh sáng mặt trời dâng lên. Tân tỉnh lâu lan địa chỉ cũ, gió cắt xẹt qua, sở hữu sa mạc bên trong dấu chân đều bị hoàn toàn vùi lấp, bao gồm đêm qua lưu lại đầy đất đỏ tươi. Khoảng cách hè oi bước một vạn 4.000 km tự do quốc. Nơi này là buổi chiều 7 giờ. Một đống chừng 2.000 bình phương biệt thự nội, hơn 20 danh dáng người nóng bỏng bikini người mẫu ở biệt thự nội xuyên qua, nhảy vào tư nhân bể bơi giữa, đem chính mình dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới. Một người thân xuyên áo tắm dài, mang kính dâm, diện mạo xoái khí thanh niên, ngậm một cây xì gà, nhàn nhã nằm ở bể bơi bên trên ghế nằm, hưởng thụ hai gã mỹ nữ chi kỷ mát xa. Có thân xuyên hắc y bảo tiêu đã đi tới, cung kính mở miệng, thiếu ra, hè oi bước bên kia, quản gia gửi thư. Nga, hắn nói cái gì, xoái khí thanh niên rũi người. Bảo tiêu không người mở miệng, quản gia nói tây hạ đã khai thiếu gia ngài cũng là thời điểm trở về kế thừa đại thống trở về soái khí thanh niên tháo xuống kính dâm trong mắt toàn là không kiên nhẫn thần sắc tại đây sinh hoạt hảo hảo muốn ta trở về cái kia lạc hậu địa phương kia lão đông tây đầu óc không tật xấu đi còn đại thống chó má đại thống bảo tiêu kho người đứng ở một bên không có mở miệng hành người trước đi xuống đi soái khí thanh niên phất phất tay cấp lão ra hỏa kia nói ta này hai tháng nội sẽ trở về một chuyến, còn có, này Nguyệt làm hắn đem tiền nhiều cho ta đánh một chút, ta tổ tông lưu lại như vậy nhiều tiền, hắn một tháng mới cho ta mấy trăm vạn là có ý tứ gì. Tưởng nuốt ta tổ tiên lưu lại tài sản. Minh Bạch, bảo tiêu thấp hèn đầu, theo sau lui ra. Bảo tiêu vừa mới lui ra, ở kia tư nhân bể bơi chung, một thân tài quyến rũ, diện mạo tuyệt mỹ nữ nhân từ trong nước đi ra, trên người có chứa giọt xương, da thịt non mềm, vô cùng mịn màng. Nữ nhân này lộ diện, bể bơi biên những cái đó người mẫu, đều có loại ảm đạm thất sắc cảm giác. Nữ nhân cầm lấy một cái khăn tắm, xoa xoa ướt át tóc dài, theo sau mở miệng, các người đều trước đi xuống đi. Nữ nhân thanh âm thực nhẹ, bên trong lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin uy nghiêm. Những cái đó bể bơi biên mỹ nữ, tất cả đều bằng mau tốc độ rời đi, bao gồm hai gã cấp xoái khí thanh niên mát xa mỹ nữ, cũng quay người rời đi. Nữ nhân bước quyến rũ nện bước, đi đến soái khí thanh niên trước người, Dương Hưng Hà tiên sinh, ta tưởng, chúng ta hợp tác, cũng nên tiến hành bước tiếp theo, mấy năm gần đây, chúng ta phản tổ minh cộng giúp đỡ người 300 triệu 6 nghìn vạn ma di kim, nên là người báo đáp chủ thượng lúc, chờ chúng ta bắt được muốn đồ vật, nhưng lại một lần tính chi trả người 500 triệu ma di kim, người đời này, sinh hoạt vô ưu Ha ha, Dương Hưng Hạ không sao cả cười, thật muốn không đến a à, Này truyền thừa còn có thể như vậy đáng giá, một cái xuống dốc gần ngàn năm vương thất, muốn kia truyền thừa, có cái dám dùng, vẫn là biệt thự cao cấp mỹ nữ tới thật sự, các người muốn, lấy đi liền hảo. Nữ nhân đi đến một bên, khai một lọ sang quý khiếu ưng 1992, phân biệt cho chính mình cùng Dương Hưng Hạ đảo thượng một ly, theo sau bưng chén rượu, đi vào Dương Hưng Hạ trước mặt, vậy chúc chúng ta, hợp tác vui sướng lạc. Dương Hưng Hạ ánh mắt không kiêng nể gì ở nữ nhân trên người đánh giá, khóe miệng gợi lên một nụ cười, đương nhiên. Thái Bình Dương Trung, Bồng Lai Đảo. Thần ẩn Phương Đông sẽ tổ chức, làm xuất thuộc về thần ẩn hội Phương Đông lục địa thế lực lục tục trình diện. Thần ẩn hội Phương Đông lục địa, cùng sở hữu đại hình thế lực 4 bộ 13 gia, loại nhỏ thế lực vô số. Mỗi người đi thuyền mà đến, bước lên hoang đảo. Trương Huyền cùng áo tang hai người đã tại đây Bồng Lai Đảo Thượng ở hai ngày, từ mới đầu Bồng Lai Đảo Thượng chỉ có bọn họ hai người, đến bây giờ, trên đảo nhân số, đã phá ngàn. Phía trước cùng đi Trương Huyền cùng nhau đuổi giết mại Lạc Phương Đông Vân Khởi, cùng với Tần Minh, cũng đều thượng đảo, Đông Phương ra cùng Tần ra vì Đông Châu 13 gia chi nhất, thế lực khổng lồ, tuy rằng hai nhà thượng đảo nhân số không nhiều lắm, nhưng các đều là tinh anh, thực lực yếu nhất, kia đều là hóa hình cảnh hậu kỳ. Áo tang phía trước cấp Trương Huyền nói đến hẻ oi bức tiết ra, cùng với Cao Ly Kim gia còn không có thượng đảo. Đông doanh tám kỳ bộ cùng Thiên chiếu bộ cũng đều không tới. Lần này thần ẩn Đông Châu sẽ, chỉ là các thế lực lớn trình diện trình tự, cũng đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề, trước hết hưởng ứng áo tang, kia đều là chung với Sở Tranh gia tộc, cũng chính là Trương Huyền người ủng hộ, mà Khoan Thai tới muộn người, kia đều là còn có dị tâm. Trương Huyền, Áo Tang, Phương Đông Vân khởi, Tần Minh bốn người ngồi ở cùng nhau. Áo Tang mở miệng, Phương Đông Lục Địa tuy rằng đồng dạng xuất thuộc về thần ẩn hội, nhưng lại cùng thần ẩn hội có bất đồng kế nhiệm quy tắc. Ở chỗ này, tiền nhiệm giáo chủ có thể chỉ định hạ nhậm giáo chủ người được đề cử, nhưng lại vô pháp giao cho chờ tuyển quy tắc, có thể cho dư, chỉ có ưu tiên quyền, muốn đảm nhiệm giáo chủ chức, đơn giản, nhưng cũng khó, nói là đơn giản, bởi vì quy tắc, người chỉ cần đánh bại sở hữu hướng người đưa ra khiêu chiến người liền nhưng, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nói khó, những cái đó có thể hướng người đưa ra khiêu chiến người, đều không phải là kẻ yếu, ở khiêu chiến phương diện này, chỉ có thể dựa chính ngươi, ta, Đông Phương gia chủ cùng với Tần gia chủ cũng vô pháp giúp ngươi, minh bạch sao?" Trương Huyền gật đầu. Áo Tang lại nói, "Còn có một chút quan trọng nhất, đó chính là kế nhiệm giả phẩm đức, ngươi có thể bị thương nặng đối thủ của ngươi, thậm chí ở bọn họ khiêu chiến trong quá trình, ngươi lấy bọn họ tánh mạng đều là có thể, nhưng thủ đoạn nhất định phải quang minh chính đại, nếu không, chẳng sợ ngươi đánh bại sở hữu người khiêu chiến cuối cùng đầu phiếu bởi vì nào đó nguyên nhân dẫn tới lạc tuyển đồng dạng vô pháp đảm nhiệm giáo chủ chức đầu phiếu trương huyền hồ nghi phương đông vân khởi gật gật đầu là có đầu phiếu này một phân đoạn bất quá bình thường tới nói đều là đi ngang qua sân khấu chỉ cần ngươi thực lực mạnh mẽ phần lớn người sẽ biết như thế nào đầu phiếu áo tang cấp thiếu chủ ngươi nói những cái đó bất quá là làm thiếu chủ ngươi chú ý một chút để tránh đến lúc đó bị người lấy tới làm văn sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái áo tang nhặt lên một cây mộc chi trên mặt đất vẽ mấy cái vòng hiện tại thời gian đã qua đi hai ngày nhiều nhất lại có một ngày thời gian sẽ có người hướng người khởi xướng khiêu chiến cái này quá trình tùy thời khả năng bắt đầu người phải làm hảo chuẩn bị chờ sở hữu khiêu chiến đều sau khi kết thúc lần này đại hội liền tính là kết thúc người cũng có thể ngồi ổn phương đông lục địa giáo chủ một vị người hẳn là biết này ý nghĩa cái gì trương huyền hít sâu một hơi gật gật đầu vừa muốn nói cái gì liền nghe một đạo tiếng quát vang lên. Trương Huyền ở đâu, ta nãi nhân vật nổi tiếng đao cung bổn tang từ, tới lấy tánh mạng của ngươi. Đây là một câu nghe đi lên thực xuất sẹo hè oi bức lời nói. Tần Minh nghe thế tên, khóe miệng lộ ra tươi cười, nhân vật nổi tiếng đao, có ý tứ, đã sớm nghe nói, hắn mơ ước phương đông lục địa giáo chủ một vị, khổ luyện xong đao 23 năm, cùng 3 năm trước đây liền đạt tới ngưng khí cảnh, hiện giờ thực lực không biết. Áo tang lắc lắc đầu, phát ra khàn khàn tiếng cười, nhìn dáng vẻ, người cái thứ nhất khiêu chiến tới, từ giờ trở đi, người có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi lạc, kỳ thật ta có cái kiến nghị. Không cần, Trương Huyền đứng dậy, đánh gây áo tăng nói, ta biết giải quyết như thế nào. Trương 1141 che giấu thực lực. Cung bổn tăng từ, đông doanh đao khách, tuổi 32, 9 tuổi luyện đao. Tự xưng là đông doanh truyền kỳ võ sĩ cung bổn võ tàng hậu nhân, ở đông doanh cảnh nội cực kỳ nổi danh. Trương Huyền nhìn thấy cung bổn tang từ khi đối phương chân đạp guốc gỗ, tóc có vẻ thực hỗn độn, thân xuyên võ sĩ phục, bên hông có khắc hai thanh thái đao. Ở cung bổn tang từ phía sau đi theo rất nhiều hò hét trợ uy giả, giờ đại kỳ thượng viết tất thắng hai chữ. Đương nhìn đến Trương Huyền khi cung bổn tang từ trong mắt không cấm lộ ra vài phần coi khinh, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hắn có thể cường đến nơi nào? Cung bổn tang từ trong mắt coi khinh, tự nhiên không có tránh được Trương Huyền đôi mắt. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, nhìn Cung Bổn Tang Từ. Lần này lần này Đông Châu Đại hội, lần đầu tiên có người khiêu chiến xuất hiện, dẫn tới vô số người tiến đến quan chiến. Ở chỗ này, không có riêng lôi đài, với bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì thời gian, đều có thể khai chiến. Cung Bổn Tang Từ tay cầm chuôi đao, nhìn chằm chằm Trương Huyền, người đó là này giáo chủ người được đề cử. Trương Huyền nhún vai, cam đoan không giả. Từ giờ trở đi, Người được đề cử đổi chủ, Cung Bổn Tang từ hai tay dùng sức, hai thanh võ sĩ đao bị hắn từ vỏ đao chung rút ra, ở dưới ánh mặt trời lập lè hàn mang. Cung Bổn Tang từ khiêu chiến Trương Huyền một chuyện, thực mau ở trên đảo truyền khai, cơ hồ tất cả mọi người tới rồi xem khởi náo nhiệt. Một hồi khiêu chiến, Cung Bổn Tang từ cùng Trương Huyền đánh cái kiệt sức, cuối cùng, lấy thế hòa kết thúc, ai cũng không có thua, ai cũng không thắng, nhưng căn cứ quy củ, người khiêu chiến không có chiến thắng Trương Huyền. Đông Châu giáo chủ người được đề cử, liền sẽ không thay đổi. Trận này chiến đấu, có người xem đã ghiền, hai đại cao thủ quyết đấu, đánh át chủ bài ra hết, phá lệ xuất sắc. Cũng có người thổn thức không thôi, năm đó, sở tranh một người, lực áp quần hùng, quét ngang lục hợp, không người có thể địch, nhưng hắn sở tuyển người thừa kế, lại ở trận đầu khiêu chiến, liền át chủ bài ra hết, nhìn dáng vẻ, sở tranh đại nhân người thừa kế, bất quá như vậy. Còn có người, âm thầm mừng thầm, bọn họ tuy rằng đến sớm, nhưng lại thuộc về mặt khác đứng thành hàng, hôm nay tới, nhìn thấy Trương Huyền bất quá như vậy chiến lực, đều ở mừng thầm, nhìn dáng vẻ, lần này Đông Châu giáo chủ vị trí, muốn đổi chủ. Có người tìm hiểu tới rồi cung bổn tang từ thực lực, hiện tại vẫn là ngưng khí lúc đầu. Ngưng khí lúc đầu, như vậy thực lực, cùng với dư sáu châu giáo chủ người được đề cử so sánh với, có thể tuyệt đối nghiền áp, nhưng đặt ở phương Đông Lục địa cái này địa phương, còn xa xa không đủ xem đảo không phải nói phương đông lục địa chỉnh thể thực lực muốn hoàn toàn cường với còn lại 6 châu, mà là còn lại 6 châu giáo chủ người được đề cử, là ở nhất định trong phạm vi tiến hành lựa chọn, nhưng phương đông lục địa lại không phải như vậy, phương đông lục địa quy tắc là có năng giả cư chi. Mặc kệ là ai, chỉ cần cho rằng chính mình có năng lực này, đều nhưng đi lên khởi sướng khiêu chiến. Áo tang, phương đông vân khởi, cùng với tần minh, cũng không có đi chú ý lần này cung bổn tang từ khiêu chiến, lấy bọn họ đối Trương Huyền nhận chi, cung bổn tang từ loại này cấp bậc đối thủ, có thể ở Trương Huyền thủ hạ căng quá ba chiêu, kia đều là Trương Huyền lưu thủ tình huống, nhưng hiện tại nghe được tin tức, Trương Huyền cùng cung bổn tang từ chiến kiệt sức, hai bên bất phân thắng bại. Tin tức này, làm áo tang ba người kinh ngạc không thôi, bọn họ muốn hỏi Trương Huyền, nhưng Trương Huyền đã tuyên bố tin tức, chính mình muốn chữa thương, 8 giờ nội không tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến. Cũng không thấy bất luận kẻ nào Áo tang ba người một bụng nghi hoặc, vô pháp hỏi ra. Tám giờ sau, Trương Huyền một lần nữa lộ diện, mới vừa lộ diện, liền bị người hạ khiêu chiến. Tiết ra, tiết bằng triển, tiến đến khiêu chiến. Đây là tiết ra người đăng đảo. Ứng chiến, tiết bằng triển, đông châu bốn bộ 13 trong nhà, tiết gia trụ cột vững vàng cao thủ, có người nói hắn một chân đã bước vào ngưng khí trung kỳ, sau cùng bổn tang tử hiếu thắng đương áo tang ba người thu được Trương Huyền xuất quan tin tức, lại tìm được Trương Huyền khi, Trương Huyền đã cùng tiết bằng triển đánh tới cùng nhau. Ngưng khí cường giả chi gian chiến đấu, tuy rằng không phải phim truyền hình thần tiên phi thiên độn địa, nhưng cũng có một chút cái loại này ý tứ, hai người tốc độ, mau đến ngưng khí cảnh dưới đều thấy không rõ, hai người nơi đi qua, núi đá tạc nứt, cây cối eo đoạn, ước chừng đánh hơn 20 phút, hai người đều bị thương không nhẹ. Ngang tay, lại lần nữa tuyên bố ngang tay sau, Trương Huyền lại một đầu không biết chui vào trên núi cái kia trong sơn động dưỡng thương đi. Tiết bằng triển vẻ mặt hận sắc, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, hắn lập tức không được, nếu không phải hắn vừa mới cố ý bán cái sơ hở cho ta, lại kéo 30 chiêu, hắn tất bại. Tiết bằng triển này một phen lời nói, truyền tới không ít người lỗ tai. Tại đây, Trương Huyền chân thật thực lực, cũng bị người phỏng đoán ra tới, cường với ngưng khí lúc đầu, sắp tiếp cận ngưng khí trung kỳ. Áo tang ba người nhìn Trương Huyền cùng tiếp bằng triển quyết đấu, đương Trương Huyền cùng tiếp bằng triển quyết đấu sau khi kết thúc, áo tang ba người cho nhau liếc nhau. Thiếu chủ ở Lưu thủ, Tần Minh mở miệng, hắn ở che giấu thực lực. Phương Đông Vân khởi điểm đầu, làm như vậy, đích xác có thể lý giải, rốt cuộc còn có chút cường đại người khiêu chiến không có lộ diện, nhưng ở cái này giai đoạn che giấu thực lực, không thích hợp. Tần nói rõ nói, ta còn tưởng rằng thiếu chủ Minh bạch áo tang ý tứ, kết quả, hắn hiểu lầm a gặp được cái thứ nhất người khiêu chiến nên lấy lôi đình chi tư đem này đánh bại tốt nhất giết chết sẽ a à lui không ít người hiện tại bởi vậy mặc kẻ có hay không tin tưởng đều dám đến khởi xướng khiêu chiến tiêu hao là một phương diện càng quan trọng là người được đề cử uy nghiêm bị khiêu khích có cơ hội phải cho thiếu chủ nói rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ a phương đông vân khởi thở dài thiếu chủ thực lực cường đại từ hắn đổi giết mại lạc khi xem cũng coi như có dũng có mưu nhưng kinh nghiệm có chút quá khiếm khuyết áo tang đứng ở một bên không có ra tiếng lấy hắn đối trương huyền hiểu biết trương huyền không phải loại này thấy không rõ lợi hại quan hệ người a nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu lại là một vòng minh nguyệt dâng lên ở bồng lai đảo thượng một cái ẩn nấp sơn động giữa trương huyền ngồi xếp bằng một chỗ cẩn thận hồi tưởng về vừa mới cùng tiết bằng triển chiến đấu chi tiết tiết ra phương thức chiến đấu so với kia cung bổn tang từ tới nói xuống tay càng thêm quyết đoán ưu thế rõ ràng nhược điểm cũng thực rõ ràng nhưng chỉ có một người còn không xác định có thể hay không đại biểu toàn bộ tiết ra, còn phải nghĩ cách lại dẫn cái này thế lực người ra tay mới được a à. trương huyền lắc lắc đầu nhắm mắt ở người khác cho rằng chữa thương giữa thoải mái ngủ đương ngày hôm sau mặt trời mọc lại có không ít thế lực đăng đảo cao ly kim gia đông doanh thiên chiếu bộ cùng tám kỳ bộ cũng đều lộ diện đông doanh này hai cái tổ bộ đều biểu hiện ra phi thường rõ ràng đặc thù. Tám kỳ bộ, mỗi người, đều là đầu chọc hình tượng, ở bọn họ trên đầu, văn một cái có được tám đầu cự xà quái thú. Mà thiên chiếu bộ, mỗi người, nhìn qua, vô luận nam nữ, đều cho người ta một loại âm nhu cảm giác, giống như là rắn độc giống nhau. Đương trương huyền từ trên đảo lộ diện khi, sớm đã có người khiêu chiến chuẩn bị tốt, dành trước mọi người. Tiết ra tiết người hào, tiến đến khiêu chiến. Tiết người hào, Hóa hình trung kỳ cao thủ, hắn nếu ra tay, họ trương xong rồi. Nhìn dáng vẻ, lần này Đông Châu đại hội, vai chính muốn thay đổi người a.